có thể bán một chút cho ta? Diệp Phong hỏi. Đã các vị đều là thần châu đạo hữu, bán một chút cho các ngươi tự nhiên không có vấn đề. a à không, ta có phá giới châu, có thể trực tiếp đưa các ngươi một khỏa. Phục khắc cổ thánh duỗi xuất thủ. Hắn lòng bàn tay lơ lửng một cái màu bạc nhạt bảo châu, ngón cái lớn nhỏ, mặt ngoài khắc đầy các loại phức tạp không gian đường vân, lộng lẫy, giống như thế gian tác phẩm nghệ thuật hoàng mỹ nhất. Nhưng, Diệp Phong lại nhăn nhăn lông mày. Danh tự, phá giới châu phẩm giai tiên bảo giới thiệu có thể khiến người ta phá giới xuyên toa đây là nhìn rõ chi nhãn đạt được tin tức mới đầu diệp phong thật cao hứng thế nhưng là khi hắn hỏi thăm hệ thống về sau lại bị cáo tri vật này không cách nào xuyên thẳng qua đến tam thiên giới cũng không cách nào trực tiếp xuyên thẳng qua đến tiên giới tiếp tục cùng hệ thống câu thông về sau diệp phong biết được cái này mai phá giới châu phẩm chất xa xa không kịp viễn cổ thánh thần kia một cái phục khắc cổ thánh phá giới châu chỉ là tiên bảo mà viễn cổ thánh thần viên kia mặc dù tàn phá một nát, nhưng là thiên tôn cấp. Chỉ có cấp độ này phá giới châu, khả năng đánh xuyên qua thông hướng tam thiên giới không gian bích lũy. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong lắc đầu. Hắn nói ra. Phá giới châu liền miễn đi, ta muốn kia năm loại vật liệu là được rồi, bao nhiêu giá cả, ta có thể mua. Phục khắc cổ thánh sững sờ, cái này thế nhưng là phá giới châu, ngươi vậy mà không muốn. Thôi, ta cũng liền thừa như thế một khỏa, đã không muốn, ta đem vật liệu bán cho ngươi đi sư một tiếng. Giữa không trung xuất hiện năm loại vật liệu. Loại thứ nhất, tinh thể không gian. Vật này toàn thân bày biện ra màu trắng bạc, giống như là một khỏa kết tinh, chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Loại thứ hai, tiên linh chi ngọc. Vật này là một khối khối lập phương hình dáng ngọc thô, mặt ngoài có tường vân đồ án, nội bộ có đại lượng tiên linh chi khí, sóng ánh sáng dập dần. Loại thứ ba, thần ma huyết toản. Vật này kính trình chỉnh sửa sáu mặt thể, nội bộ có hai cổ khí tức chậm chậm xoay tròn, phân biệt là màu đỏ cùng màu đen. Loại thứ tư, phá bích phong bạo chi nhãn. Vật này là một cái nắm đấm lớn nhỏ phong bạo vòng xoáy, nếu là xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện vòng xoáy trung tâm giống như là một con mắt, rất quỷ dị, làm cho người rùng mình. Cuối cùng một loại, quan ám chi tinh. Đây chính là một loại hai màu trắng đen tinh thể, cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng sau một tòa núi cao còn nặng. Đạo hữu, đồ vật đều ở nơi này. Phục khắc cổ thánh nói. Vật này, có thể hay không hối đoái cái này năm loại vật liệu diệp phong lấy ra một mảnh thất thải lá trà ngộ đạo a à, đây là thất thải lá trà ngộ đạo phục khắc cổ thánh nhìn thấy mảnh này lá trà lập tức hai tay nâng lên đặt ở trước mũi hung hăng ngửi một hồi lâu mới một mặt say mê nói ra trưởng thành kỳ thất thải ngộ đạo trà thế gian chỉ có vật này giá trị quá lớn có thể làm giao dịch phẩm phục khắc cổ thánh rất kích động tại tiên giới thời điểm hắn tham gia qua tiên tôn nhóm luận đạo may mắn thưởng thức qua lá trà ngộ đạo, mà lại, là thành thục kỳ lá trà, nhưng hắn phẩm chất cũng không đạt được thất thải, chỉ là phỉ thúy cấp. Hôm nay, hắn vậy mà có thể tận mắt thấy thất thải lá trà ngộ đạo, bỗng nhiên có dũng khí nhớ tiên giới cảm giác. Ai? Nhìn thấy cái này một mảnh thất thải lá trà ngộ đạo, ta lại nghĩ tới tự mình tại tiên cung thăm viếng tiên tôn thời gian. Phục khắc cổ thánh một bộ nhớ cố nhân bộ dáng. Nghe người này trong miệng liên tiếp tuôn ra danh từ mới, Diệp Phong cảm thấy hứng thú vô cùng, hỏi, tiên giới nơi đây cùng tiên vực khác nhau ở chỗ nào còn có ngươi hẳn là tiên tộc người a vừa mới nói tới tiên cung cùng tiên tôn lại là cảnh giới cỡ nào cường giả nghe vậy phục khắc cổ thánh lấy lại tinh thần diệp trưởng môn biết rõ tiên vực nghe nói qua nhưng không biết rõ đó là cái gì địa phương diệp phong gật đầu hắn nhớ kỹ rất rõ ràng ở trên vạn năm đến mười vạn năm trước tiên vực tiên đạo cảnh thế nhưng là xâm lấn qua tam thiên giới điểm này tam thiên giới người đều biết rõ. Phục khắc cổ thánh giải thích nói. Tất cả lệ thuộc tiên giới quản hạt giao diện bị hợp xưng là tiên vực. Cho nên, tiên vực có mạnh có yếu, yếu địa phương liền thần nguyên cảnh cũng không có, mạnh địa phương, có thế có tiên đạo cảnh tỏa trấn. Về phần tiên giới, thì là tất cả tiên vực thượng giới. Tiên giới là một cái thần kỳ địa phương, nơi đó có vô số tiên cấp linh mạch, tương đương với các ngươi thần châu thánh cấp linh mạch, thiên địa linh khí nồng đậm, tiên khí bồng bền, thích hợp tu hành. Tiên cung, thì là tiên tôn nhóm chấp trưởng tiên vực địa phương, cùng loại phàm tục bên trong hoàng cung. Về phần tiên tôn, nói trắng ra là, chính là chí thánh. Tại nhóm chúng ta tiên giới, tiên đạo cảnh chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cấp độ, phân biệt xưng là nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, tiên tôn, đối ứng các ngươi thần châu nhập thánh, hiển thánh, thiên thánh, chí thánh bốn cái cảnh giới. Lại hướng lên, chính là thiên tôn. Bất quá, tại nhóm chúng ta tiên giới mặc dù có thiên tôn tỏa trấn, nhưng bọn hắn đều tự hồ đang e sợ lấy cái gì, trong ngày thường cực ít xuất hiện, phản phất chỉ cần vừa xuất hiện, liền sẽ đại nạn lâm đầu giống như. Nghe được cái này, Diệp Phong con ngươi co rụt lại. Tiên giới lại có còn sống thiên tôn. Diệp Phong nhịn không được hỏi thăm, muốn xác định việc này thật giả. Có, mà lại không ít, nhưng cũng không dám hiện thân, cho nên tiên cung thống nhất từ tiên tôn nhóm quản lý. Phục khắc cổ thánh vuốt cầm nói. Xem ra, tiên giới rất mạnh a. À. Diệp Phong cảm khái. Đương nhiên, tiên giới có thiên tôn, tam thiên giới bên kia cũng có thiên tôn, hơn nữa còn có chính vị, cũng không so tiên giới yếu. Hai cái này địa phương, lực lượng ngang nhau. Nói trở lại, ta dùng bao nhiêu phiến loại này lá trà, khả năng mua đi ngươi cái này năm loại vật liệu. Diệp Phong lung lay trong tay thất thải lá trà ngộ đạo. Phục khắc cổ thánh duỗi ra một cái bàn tay. 50. Diệp Phong nhíu mày. Không phải. Phục khắc cổ thánh liền vội vàng lắc đầu. Chẳng lẽ là 500 đây cũng quá có thêm đi. Ta hiện tại nhưng không có nhiều như vậy thất thải lá trà ngộ đạo. Diệp Phong rất đau lòng. Đạo hữu, ta nói chính là năm mảnh A. Phục khắc cổ thánh khóe miệng giật một cái. Mới năm mảnh. Phục khắc cổ thánh, ta cảm thấy trong lòng có chút bất an, vẫn là cho ngươi mười mảnh đi. Diệp Phong đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị, nhưng ai biết, đối phương vậy mà chỉ cần năm mảnh. Nói đi, Diệp Phong đem một cái hộp ngọc đặt ở hư không? Phục khắc cổ thánh đem mở ra, quả thật phát hiện nội bộ chứa mười mảnh thất thải lá trà ngộ đạo, vui mừng quá đổi. Diệp trưởng môn, ngươi cái này bằng hữu, ta giao định. Phục khắc cổ thánh thu hồi hộp ngọc, vẻ mặt tươi cười. Diệp phong cười không nói, thu hồi tiên linh chi ngọc các loại năm loại vật liệu, thầm nghĩ một tiếng đại công cáo thành. Bây giờ, vật liệu đầy đủ hết. Nhưng, rèn đúc lô còn tại phiếu miễu phong đỉnh núi điên cùng luyện khí, chưa có một tháng thời gian, sợ là không thành được thánh binh. Lúc này, hắn cũng không vội mà trở về thần châu ba vị đạo hữu nếu là không chê liền tại lão phu nơi này ở lại ta cũng tốt tận tình địa chủ một phen phục khắc cổ thánh phát ra chân thành mời được diệp phong gật đầu chân long cổ thánh cùng tinh hà thánh nhân nhìn nhau cũng sợ hãi thán phục tại diệp phong xã giao vừa tới thời điểm song phương ra tay đánh nhau nhưng bây giờ hai người đã thành bằng hữu bắt đầu hô đạo hữu ta cảm thấy diệp trưởng môn có xã giao kiểu như trâu bò trứng ta cũng cảm thấy chân long cổ thánh cùng tinh hà thánh nhân lẫn nhau truyền âm ký thế rộng rãi bên trong tiên điện phục khắc cổ thánh ngồi tại chủ vị phía sau có hai vòng màu trắng tiên quang hiển hiện đem hắn tôn lên càng phát ra phóng khoáng diệp phong chân long cổ thánh tinh hà thánh nhân ngồi tại khách tọa bên trên uống trà cùng phục khắc cổ thánh nói chuyện phiếm một phen câu thông sau diệp phong biết được trăm vạn năm trước từ nhỏ tiên giới theo tiên giới cởi ly khai bắt đầu phục khắc cổ thánh liền triệt để luyện hóa mảnh này thiên địa giống như toàn bộ tiểu tiên giới thiên đạo. Trải qua hắn bồi dưỡng, bây giờ tiểu tiên giới, Sau trăm vạn năm trước phùng hoa mấy lần. Ngoại trừ hắn vị này tiên đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, còn có mấy vị tiên đạo cảnh sơ kỳ, thực lực có thể so với nhập thánh cảnh. Hiểu rõ đến những này về sau, Diệp Phong tiếp tục uống trà. Ta cảm giác, các ngươi thần châu đại lục người chính là dễ nói chuyện, trước có vạn hóa thánh địa thánh chủ kia gia hỏa, đằng sau lại có kiêu dương cổ thánh, Đón lấy, còn có bắt hợp cổ thánh, hiện tại, lại có Diệp trưởng môn, tính cách hào sản, không làm bộ, ta rất ưa thích. Phục khắc cổ thánh cười nói. Bắt hợp cổ thánh. Diệp Phong khẽ giật mình, duỗi xuất thủ, thả ra bắt hợp đại đế chân dung, hỏi, là người này. Đúng, chính là hắn. Phục khắc cổ thánh gật gật đầu. Bạch. Diệp Phong bỗng nhiên đứng người lên, hắn thành thánh rồi. Phục khắc cổ thánh kinh ngạc nhìn xem Diệp Phong, vô ý thức gật đầu, đáp. Vừa tới tiểu tiên giới thời điểm, bắt hợp cổ thánh chỉ là tứ chuyển chuẩn thánh, nhưng không bao lâu, hắn liền thành thánh, thực lực rất mạnh, đánh nhau cùng cấp, chúng ta mấy cái tiên đạo cảnh cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn hiện tại ở đâu? Diệp Phong vội vàng hỏi. Hắn không nghĩ tới, có thế tại tiểu tiên giới phát hiện bắt hợp đại đế tung tích, trong lòng càng chờ mong cùng đối phương gặp mặt. Vậy cũng không đúng dịp, bắt hợp cổ thánh đã tại 500 năm trước đi qua tiên giới chi môn, từ đó bạc vô âm tính. Phục khắc cổ thánh lắc đầu. Nghe vậy, Diệp Phong rất bất đắc dĩ, không nghĩ tới cuối cùng tự mình vẫn là cùng bắt hợp đại đế bỏ qua. Đối phương vậy mà đi tiên vực. Trầm mặt một lát, Diệp Phong bình phục trong lòng thất vọng, hỏi, có thể mang ta đi tiên giới chi môn nhìn xem. Đương nhiên không có vấn đề, nhưng tiên giới chi môn hiện nay ở vào đóng chặt lại trạng thái, tiếp qua hơn 20 năm mới có thể mở ra một canh giờ. Phục khắc cổ thánh đứng người lên, phụ trách dẫn đường. Giữa không trung. Một nhóm bốn người phi hành tốc độ cao. Diệp Phong quan sát tiểu tiên giới, phát hiện nơi đây có được một cái thánh cấp linh mạch, kéo dài số 10 vạn dặm, chung quanh thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, còn có mấy cái hội tụ đại lượng tiên khí vòng xoáy. Ở trong đó, có tiên đạo cảnh khí tức phát ra. Diệp trưởng môn, đó chính là nhóm chúng ta tiểu tiên giới cái khác tiên đạo cảnh cường giả ẩn cư địa, tính toán ra, bọn hắn đều là ta đồ tử đồ tôn. Phục khắc cổ thánh cười miễn nói, một mặt kiêu ngạo. Toàn bộ tiểu tiên giới đều là hắn. Có được tiểu tiên giới thế giới chi lực tẩm bổ, phục khắc cổ thánh thọ nguyên dài đằng đẳng, trăm vạn năm trôi qua vẫn như cũ sống được thật tốt nhưng bởi vì tiểu tiên giới tồn tại hạn mức cao nhất trước mắt hắn bị kẹt tại tiên đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong khó mà đột phá tiểu tiên giới vẫn là rất phồn hoa diệp phong gật gật đầu biểu thị khẳng định cái thế giới này mặc dù chỉ là tiên giới một góc nhưng là thiên địa pháp tắc cũng rất hoàn chỉnh đợi một thời gian phục khắc cổ thánh tấn thăng tiên đạo cảnh hậu kỳ không là vấn đề căn cứ nhìn rõ chi nhãn nhắc nhở diệp phong phát hiện phục khắc cổ thánh cự ly đột phá chỉ kém lâm môn một cước. Thất thải lá trà ngộ đạo, có lẽ sẽ trở thành chủ yếu trợ lực. Sư Một nhóm bốn người lướt qua thương khung, đi về phía trước hơn một tỷ bên trong, đi tới một tòa cao tới trăm vạn dặm siêu cấp thần sơn chi đỉnh. Tiên giới chi môn ngay ở chỗ này. Phục khắc cổ thánh mang theo đám người rơi vào đỉnh núi. Nơi đây nói là đỉnh núi, nhưng lại chừng phương viên ngàn dặm, mặt ngoài rất bằng phẳng, giống như là bị người một kiếm bổ ra. Thần sơn đỉnh chấp trung tâm, đứng thẳng lấy hai cây đường kính trăm trượng, cao tới ba ngàn trượng, lẫn nhau cách xa nhau ngàn trượng cự thạch trụ. Cái này hai cây cột đá chính là tiên giới chi môn. Phục khắc cổ thánh giới thiệu, trong ngày thường, nó chỉ là hai cây thông thiên cột đá, có thể thời gian vừa đến, trụ đá trung gian sẽ sinh ra một màn ánh sáng, mở ra thông hướng tiên vực thông đạo. Thì ra là thế. Diệp Phong bừng tỉnh. Một bên chân long cổ thánh hỏi, xác định là thông hướng tiên vực, mà không phải tiên giới. Phục khắc cổ thánh giải thích nói, Tự nhiên là tiên vực, tiên vực là tiên giới thuộc hạ giao diện gọi chung, cho nên ta cũng không hiểu cụ thể thông suốt đến đâu cái giao diện, nhưng tuyệt đối không phải tiên giới. Tiên giới là duy nhất. Nơi đó cường giả nhiều lắm, không nói đến tiên đạo kim bản trên tuyệt đỉnh cường giả, mạnh hơn ta người liền chỗ nào cũng có. Nếu như tiên giới chi môn là trực tiếp thông hướng tiên giới, như vậy, sớm đã bị tiên giới cường giả phát hiện. Chân Long cổ thánh bừng tỉnh, nguyên lai like là dạng này a. À. Tinh Hà thánh nhân hiếu kỳ nói tiên đạo kim bản lại là cái gì cảm giác giống như là một loại cao quy cách bản danh sách diệp phong cũng là hứng thú hắn luôn cảm giác tiên đạo kim bản cùng lực lượng thần bia có chút nguồn gốc cũng không biết có phải hay không ảo giác của mình phục khắc cổ thánh kiên nhẫn giải thích nói tiên giới có được hai phần bản danh sách phân biệt là tiên đạo kim bản cùng tiên đạo ngân bản cái trước dùng cho ghi chép tiên đạo cảnh đỉnh cấp cường giả cái sau dùng cho ghi chép tiên đạo cảnh phía dưới đỉnh cấp thiên kiêu tiên đạo kim bản tổng cộng có trăm vạn cái danh ngạch có thể lên bản người, chí ít đều là tiên đạo cảnh hậu kỳ, cũng chính là các ngươi nói tới thiên thánh cảnh. nghe được cái này, diệp phong ba người đều kinh hãi. tiên giới thiên thánh trở lên cường giả tổng số có thế phá trăm vạn, đây cũng quá giật đi. chân long cổ thánh toàn thân run rẩy. đúng vậy a, à, nói đùa a. À. tinh hà thánh nhân run lẩy bẩy, cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị. chỉ có diệp phong đang kiếp sợ về sau, cảm thấy đây hết thảy cũng có thể, mà lại cũng không tính cái gì trăm vạn năm trước. Khi thời điểm tam thiên giới vẫn là thời đỉnh cao, vạn tộc mọc như rừng, chí thánh cường giả số lượng phá vạn, thiên thánh mấy chục trên trăm vạn, hiển thánh phá ngàn vạn, thánh cảnh trở lên phá ức. Làm cùng tam thiên giới lực lượng ngang nhau tiên giới chắc chắn sẽ không chênh lệch, thậm chí còn hơn. Đây là sự thực. Phục khắc cổ thánh một mặt nghiêm túc, tiên giới không gì sánh được cổ lão, có vượt qua không biết rõ mấy trăm triệu năm lịch sử, càng là tại gần nhất mấy trăm vạn năm thời gian bên trong phát triển tới được đỉnh phong, có cường giả vô số kể, thiên chân vạn sát. Về phần tiên đạo ngân bản, đồng dạng là trăm vạn cái danh ngạch. Cái này phía trên ghi lại cơ bản đều là còn không có thành tiên đỉnh cấp thiên kiêu, phàm là có thể lên bản người, tương lai nhất định thành tiên. Thành tiên, là trở thành tiên đạo cảnh. Đặt ở thần châu, chính là phong thánh ý tứ. Nhất định thành tiên. Cái này tư chất, đích thật là rất khủng bố. Chân long cổ thánh đưa cho độ cao tán thành. Là rất mạnh. Tinh hà thánh nhân gật đầu lúc này diệp phong đứng tại to lớn cột đá trước thấy được phía trên vô số cổ lão phức tạp trận văn phát hiện có chút đường vân cùng thiên tôn bí pháp bên trong ẩn chứa phù văn cùng loại thiên tôn thủ bút diệp phong nhịn không được dạng này phỏng đoán hắn quay đầu lại hướng phục khắc cổ thánh hỏi người biết rõ cái này hai cây cột đá là cái gì thời điểm xuất hiện sao không có cẩn thận chú ý phục khắc cổ thánh lắc đầu tại trong ấn tượng của ta cái này hai cây cột đá đã sớm tồn tại hắn lịch sử vượt qua trăm vạn năm cũng không biết là ai lưu lại, ngay cả ta cũng không cách nào phá hư. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ nhíu mày. Nhìn rõ chi nhãn, lặng yên mở ra. Danh tự: Tiên giới Chi môn. Trạng thái: Chưa mở ra. Giới thiệu: Cách mỗi 500 năm mở ra một lần, mỗi lần tiếp tục một canh giờ, có thể thừa dịp đoạn này thời gian đi tới đi lui tiên vực cùng tiên giới. Xem hết cái này tin tức, Diệp Phong sờ lên cái cầm. Sau một khắc, hắn linh quang lóe lên nhóm chúng ta trước đó tư duy khả năng xuất hiện chỗ nhầm lẫn, đầu tiên, tiên giới chi môn tại sao muốn gọi tiên giới chi môn, mà không gọi tiên vực cánh cửa. Bởi vì, đây là thông hướng tiên giới cửa lớn. Trăm vạn năm trước, đại chiến còn chưa bộc phát. Khi thời điểm tiểu tiên giới, vẫn là thuộc về tiên giới một khối lục địa, là chân chính tiên giới. Tiên giới chi môn mở ra, ban đầu mục đích, có phải hay không để cho tiện tiên vực sinh linh phi thăng tiên giới đâu. Hoặc là nói, là vì thuận tiện tiên giới người hạ giới. Diệp Phong lời nói này mới vừa nói xong, lập tức dẫn tới chân Long Cổ Thánh, Tinh Hà Thánh Nhân, phục khắc Cổ Thánh kinh ngạc. "Đúng vậy a." À. Phục khắc Cổ Thánh vỗ trán một cái. "Ta trước đó vẫn đứng tại Tiểu Tiên Giới lập trường, mà không phải đứng tại toàn bộ Tiên Giới lập trường, bản thân tư duy chính là sai." Trước kia, hắn cảm thấy tiên giới chi môn là một cái nhằm vào tiểu tiên giới âm mưu, chuyên dụng tại đối tiểu tiên giới tiến công. Nhưng hôm nay nghĩ lại, cái này có lẽ chỉ là tiên giới đại năng để cho tiện câu thông tiên giới cùng hạ giới mới chế tạo một tòa thần bí cửa ra vào cũng không thuộc về âm mưu quỷ kế bất quá ta còn là rất kỳ quái phục khắc cổ thánh gãi đầu một cái lấy ra phá giới châu thế nhưng là muốn đi tới đi lui tiên giới cùng tiên vực có phá giới châu là đủ rồi căn bản không cần thiết lưu lại tiên giới chi môn a cái này đích xác là một cái điểm đáng ngờ diệp phong gật đầu đúng rồi tiên giới cái khác địa phương có tiên giới chi môn sao ta còn tại tiên giới thời điểm, chưa bao giờ từng thấy tiên giới chi môn, nếu không phải vạn năm trước có tiên vực người xâm lấn, ta còn không biết rõ tiểu tiên giới lại có cái này đồ vật tồn tại. Phục khắc cổ thánh lắc đầu liên tục. Diệp Phong lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Một lát sau. Như vậy, hướng hỏng nghĩ, tiên giới chi môn tồn tại phía sau, liền thật có thể là một cái âm mưu quỷ kế. Diệp Phong thanh âm có vẻ rất trầm thấp. Tiên giới cùng tiên vực ở giữa, có phá giới châu liền có thể đi tới đi lui. Mà lại, phá giới châu là tiên đạo cảnh liền có thể luyện chế tiên bảo, có thể nói là mỗi người một phần, 500 năm mở ra một lần tiên giới chi môn, có vẻ là rất nhiều dư. Tiên vực bên trong cũng có tiên đạo cảnh tồn tại, cũng có phá giới châu. Nếu như bọn hắn tại tiên vực phát hiện khả tạo chi tài, muốn đưa hướng tiên giới tu hành, dùng phá giới châu liền xong việc. Tiên giới chi môn, thật không cần thiết. Phục khắc cổ thánh, tiên tôn có thể đem tiểu tiên giới theo tiên giới đánh rụng sao? Tiên giới thiên đạo thế nhưng là thiên đạo cảnh, toàn bộ thế giới hẳn là phi thường vững chắc, liền xem như tiên tôn, cũng không có khả năng đánh rơi A. À. Diệp Phong ném ra nghi vấn của mình. Có vẻ như có thể đánh rụng một bộ phận, nhưng là giống tiểu tiên giới như thế lớn một khối lục địa, liền xem như tiên tôn cũng đánh không rơi, nói như vậy. Là thiên tôn ra tay. Nói đến đây, phục khắc cổ thánh hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn luôn cảm thấy, tự mình quấn vào một cái kinh khủng trong âm mưu, như sa vào đầm lầy, không cách nào thoát thân. Mà lại, Tiểu tiên giới bị đánh đến tróc ra về sau, vì cái gì không có rơi xuống tại tiên vực, mà là đi tới tinh không thế giới hắc ám cấm địa, điểm này cũng rất khả nghi. Diệp Phong chậm chậm mở miệng. Đúng vậy a. À. Phục khắc cổ thánh liên tục gật đầu. Trước kia hắn cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, bây giờ, theo Diệp Phong truy vấn ngọn nguồn, hắn càng phát ra cảm thấy việc này rất quỷ dị. Cái này phía sau, sợ là một cái âm mưu kinh thiên. Lúc này, Diệp Phong ngồi dưới đất, suy nghĩ bay tán loạn. Trăm vạn năm trước, chính Đại Thiên Tôn xuất hiện tại Tam Thiên Giới, kết thúc vạn tộc thống trị, khai sáng nhân tộc thịnh thế nguyên niên. Cũng là tại trăm vạn năm trước, tiểu tiên giới bị đánh rơi, mang theo tiên giới chi môn đi vào hắc ám cấm địa. Thời gian dây bên trên, có vẻ như vừa vặn. Sau đó, qua mấy chục vạn năm sau, Tam Thiên Giới liền xuất hiện đến từ tiên vực hơn 10 vị tiên đạo cảnh. Lớn mật phỏng đoán, bọn hắn là theo tiên giới chi môn đi qua. Tiểu tiên giới sở dĩ tồn tại, chính là vì thuận tiện tiên vực người tiến công tam thiên giới. Ai, không đúng. Hiện tại tiểu tiên giới ở vào tinh không thế giới bên trong, coi như tiên vực người có thể lợi dụng tiên giới chi môn lại tới đây, cũng tại không kinh động phục khắc cổ thánh tình huống dưới ly khai hắc ám cấm địa, vậy cũng không đến được tam thiên giới A. Dù sao, tinh không thế giới không có tiếng về tam thiên giới thông đạo. Chờ chút. Diệp Phong ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn nhớ tới hai người. Viễn cổ thánh thần cùng thiên tộc thánh tôn. Hai người kia có thể đi vào thần châu đại lục, mà thần châu cũng đúng lúc ở vào tinh không thế giới, cùng tiểu tiên giới ở vào cùng một mảnh tinh không chi hạ, đi tới đi lui vẫn là rất thuận tiện. Hiện tại có thể xác định chính là, viễn cổ thánh thần là lợi dụng thiên đạo cảnh cấp độ phá giới châu tới. Mà thiên tộc thánh tôn nếu như là từ một loại nào đó thần bí thông đạo đi vào thần châu đại lục, đã nói lên một cái vấn đề rất trọng yếu. Tinh không thế giới là một cái trạm trung chuyển. Lợi dụng cái này địa phương, có thể làm đi tới đi lui tam thiên giới cùng tiên giới hai cái này đỉnh cấp thế giới cầu nhảy như thế suy tính tiểu tiên giới tồn tại chính là cố ý âm mưu vì câu thông tam thiên giới cùng tiên giới làm như thế đến tột cùng là vì cái gì còn có tam thiên giới bên kia kết thúc vạn tộc thống trị vũ trụ chính đại thiên tôn có phải hay không là theo tiên giới chạy tới diệp phong càng nghĩ càng không hợp thói thường có thể đánh xuyên tam thiên giới cùng tiên giới hàng rào chỉ có thể là thiên tôn chuyện này phía sau không phải là thiên tôn nhóm bố cục. Có thể làm như thế, có ý nghĩa gì đâu. Diệp Phong mày nhíu lại thành hình chữ xuyên. Xem ra, ta phải xác định thiên tộc Thánh Tôn là như thế nào theo tam thiên giới chạy trốn tới thần châu, cái này tin tức, phi thường mấu chốt. Diệp Phong thầm nghĩ. Lúc này, chân long cổ thánh cùng tinh hà thánh nhân cảm thấy có chút nhàm chán, tại chu vi tùy tiện đi lại. Phục khắc cổ thánh thì là ngồi tại tới uống trà. Không bao lâu. Diệp Phong kết thúc suy nghĩ, nhìn quanh chu vi, yên lặng ghi lại kia hai cây trên trụ đá đường vân hướng phục khắc cổ thánh hỏi bắt hợp đại đế trước khi đi có nói cái gì sao có phục khắc cổ thánh gật gật đầu hắn nói cái gì diệp phong vội vàng hỏi hắn nói nếu là có kẻ đến sau nghĩ biết chút ít cái gì vậy liền đi hắn ẩn cư nhìn một chút nếu không ta hiện tại mang các ngươi đi qua phục khắc cổ thánh hỏi tốt làm phiền diệp phong gật đầu một khắc đồng hồ sau Diệp Phong một đoàn người về tới tiểu tiên giới tòa kia duy nhất tiên cấp linh mạch, rơi vào linh mạch cực bắc một tòa trong sơn cốc, ngẩng đầu, có thể nhìn thấy một cái đường kính trăm dặm tiên khí vòng xoáy. Cốc nồng đậm tiên khí. Ta phát hiện, nhóm chúng ta hấp thu tiên khí về sau, tốc độ tu luyện cũng có thể tăng lên, thật muốn một mực đợi ở chỗ này. Chân Long cổ thánh cùng Tinh Hà thánh nhân một mặt say mê. Bắc hợp cổ thánh ẩn cư ngay ở chỗ này, hắn kiến tạo một tòa nhà gỗ nhỏ, láng giềng trong sơn cốc tòa kia tiên hồ, phong cảnh tươi đẹp, còn có trồng rất nhiều linh trà. Phục khắc cổ thánh giới thiệu nói. Nói, một nhóm bốn người đã tiến vào sơn cốc. Dẫn đầu đập vào mi mắt là một tòa phương viên hơn 10 dặm tiên hồ, nội bộ có một ngụm tiên tuyền, có tiên khí bảy màu phiêu nhiên nhi khởi, tư dưỡng mảnh này đất màu mỡ. Bên hồ, tọa lạc lấy một tòa nhà gỗ nhỏ. Diệp phong đảo mắt một tuần, thấy được trồng tại nhà gỗ một bên kia phiến vườn trà, chừng hơn ngàn khỏa, mặc dù kém xa ngộ đạo trà, nhưng trồng mấy trăm năm, lại hấp thu tiên khí, phẩm chất tuyệt hảo. Kẹt kẹt. Phục khắc cổ thánh đẩy ra nhà gỗ. Diệp trưởng môn, bắt hợp cổ thánh lưu lại dấu chân cơ hồ cũng tại trong nhà gỗ, vào xem một chút đi. Được. Diệp phong tiến vào nhà gỗ. Nhà gỗ chỉ có một tầng, chiếm diện tích lại đạt đến mấy mẫu, nội bộ còn phân thành đường phòng, phòng trong, thư phòng các nơi. Diệp phong đứng tại nhà chính bên trong, nhìn xem trên bàn bản chép tay. Người có duyên mở. Lật ra trang bìa, đập vào mắt chính là hàng chữ này chữ viết rồng bay phượng múa, một cổ phóng khoáng chi tình sôi nổi trên giấy. Chữ tốt. Diệp Phong tán thưởng, lật ra chính văn tờ thứ nhất. Nếu ngươi có thể nhìn thấy phía trên chữ nghĩa, nói rõ ngươi học xong thất bộ đăng thiên, là ta người hữu duyên. Ta chính là Bất hợp. Có người gọi ta bắt hợp đại đế, có người gọi ta bắt hợp đại thánh, cũng có người gọi ta bắt hợp cổ thánh. Nhưng bỏ mặt ta gọi cái gì, ta vẫn là ta. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong bừng tỉnh. Nguyên lai, like, chỉ có tu luyện thất bộ đăng thiên mới có thể nhìn thấy bản này bản chết tay chữ nghĩa. Hắn tiếp tục đọc qua. 800 năm trước, ta đi tới tiểu tiên giới. Cái này địa phương rất không tệ, ta biết phục khắc cổ thánh, hắn phục khắc kính rất có ý tứ, tại cùng ta phục chế người vô số lần chiến đấu bên trong, ta trưởng thành rất nhiều. 600 năm trước, ta thành thánh. Nhìn đến đây, người có duyên, người có phải hay không rất hiếu kỳ, ta vì sao lại viết ra 800 năm trước, 600 năm trước dạng này chữ nghĩa. Không cần kinh ngạc. Bản này bản chép tay bản thân liền là một cái linh bảo, có thể tự động tính toán thời gian, lúc ngươi mở ra bản chép tay một khắc, nội bộ thời gian ghi chép đã có sửa chữa. Tiểu tiên giới rất có ý tứ, nhưng là tiềm lực không đủ, không cách nào làm cho ta tiếp tục đột phá. 477 năm trước, thông hướng tiên vực tiên giới chi môn lại lần nữa mở ra, ta muốn ly khai cái thế giới này. Đúng rồi, thành thánh hậu, ta đối thất bộ đăng thiên, tiến hành sửa chữa, đưa nó tiến hành cường hóa ngươi tại tòa này tên là hương trà cốc địa phương hảo hảo cảm ngộ đi ta đã đem hoàn toàn mới phiên bản thất bộ đăng thiên dung nhập cái này phương thiên địa hy vọng ngươi có thể học được kể đến sau chúng ta hữu duyên gặp lại bản này bản chép tay toàn bộ nội dung liền đến nơi này diệp phong đang muốn tiếp tục xem lại chỉ nghe phốc một tiếng bản chép tay bỗng dưng tự đốt trong nháy mắt liền biến mất đến vô tung vô ảnh chuyện gì xảy ra phục khắc cổ thánh chân long cổ thánh tinh hà thánh nhân thấy cảnh này tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Trước đây, bọn hắn phát hiện Diệp Phong nhìn chầm chầm một bản không có bất luận cái gì chữ nghĩa trống không thư tịch nhìn một hồi lâu, cảm thấy rất kỳ quái. Mà bây giờ, cái này bản thư tịch vậy mà tự nhiên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ba người càng phát ra nghi hoặc. Cuối cùng vẫn là không thể nhìn thấy hắn. Diệp Phong than nhẹ một tiếng. Đối với kinh tài diễm diễm bắt hợp đại đế, hắn vẫn là rất bội phục, tại phá hư cảnh thời điểm, Đối phương liền có thể sáng tạo ra uy lực kinh khủng, Thất Bộ Đăng Thiên, tài tình chấn bốn phương. Về sau, bắt Hợp Đại Đế tiến vào tinh không, càng là kinh người. Truyền đạo bắt Đế Tinh. Chế tạo phong thánh con đường. Trên thiên đế tinh, sáng tạo có thể khiến người ta đột phá chuẩn thánh thiên địa lôi đình trận pháp, trở thành Diệp Phong linh cảm nơi phát ra. Mà bây giờ, hắn vậy mà tăng cường Thất Bộ Đăng Thiên. bắt Hợp Đại Đế là thật rất mạnh a. À. Diệp Phong cảm khái nói. Phục khắc của thánh ba người đứng ở một bên, không biết rõ diệp phong vì sao có dạng này cảm khái diệp trưởng môn có cái gì thu hoạch sao phục khắc cổ thánh hỏi có diệp phong gật đầu hắn đi qua nhà gỗ nhà chính đi vào một tòa có thiên tĩnh quay về hình chữ trong hành lang thấy được nuôi dưỡng ở một ngụm trong chung nước mấy vĩ linh ngư cười cười các ngươi biết nói chuyện sao diệp phong hướng cái đầu lớn nhất kia vĩ linh ngư hỏi linh ngư nhảy ra mặt nước gật gật đầu sẽ a à. a à. Nguyên lai like là ba người các ngươi tiểu gia hỏa, cũng mấy trăm năm đi qua, vì sao còn không có hóa hình. Phục khắc cổ thánh nhận biết cái này ba đầu Linh Ngư, khẽ vuốt râu dài, cười hỏi. Linh Ngư lộ ra nhân tính hóa bất đắc dĩ biểu lộ, nói. Nhóm chúng ta vốn chính là phổ thông tiểu Kim Ngư, nếu không phải bắt hợp đại nhân nuôi nhóm chúng ta mấy trăm năm, nhóm chúng ta liền linh trí cũng không mở được, muốn hóa hình, là rất khó khăn. Diệp Phong cười. Hắn xuất ra thiên mệnh Bảo Châu, nói các ngươi theo phổ thông tiểu kim ngư trưởng thành là linh hải cảnh linh ngư, xem như rất không tệ, cự ly hóa hình chỉ kém một bước cuối cùng, ta có thể giúp các ngươi lập tức hóa hình. Ba đầu linh ngư vô cùng kích động, thật sao? Diệp Phong vuốt cầm nói, đương nhiên là thật, nhưng chờ các ngươi hóa hình về sau, muốn dẫn ta đi bắt hợp đại đế rất ưa thích đợi địa phương, cũng nói cho ta liên quan chi tiết. Không có vấn đề. Ba đầu linh ngư liên tục gật đầu. Thấy thế, Diệp Phong rất hài lòng. Hắn vừa rồi nếm thử cảm ngộ chu vi, lại phát hiện vị trí vị trí không đúng, đến ngồi tại bắc hợp đại đế đã từng ngồi qua địa phương, mới có thể hoàn mỹ cảm ngộ ra hoàn toàn mới phiên bản thất bộ đăng thiên. Mà những chi tiết này, chỉ có ba đầu linh ngư mới biết rõ. Sư sư sư. Theo Diệp Phong vung vẫy thiên mệnh Bảo Châu, ba sợi thiên mệnh chi lực bay ra, không có vào cái này ba đầu linh ngư mi tâm. Ông. Sau một khắc, quan mang nở rộ. Ba đầu linh ngư thân thể bị thiên mệnh chi lực cải tạo, cấp tốc thuế biến, tu vi bước vào thần nguyên cảnh, nhảy ra vạt nước trở thành ba cái người mặc váy dài màu đỏ thiếu nữ bởi vì là diệp phong dùng thiên mệnh chi lực trợ giúp thuế biến nàng nhóm liền đổ kiếp cũng miễn đi cái này chính là thánh binh cấp thiên mệnh bảo châu điểm mạnh cho nên tại điểm hóa vạn vật phương diện này diệp phong so vô số cổ thánh cũng mạnh rất nhiều lần hắn là thiên mệnh chi tử nắm giữ thiên mệnh chi lực tại sửa chữa hiện thực phương diện có được trời ưu ái ưu thế tạ ơn tiền bối điểm hóa mời theo nhóm chúng ta tỉ muội tới ba vị hoạt bát kim ngư thiếu nữ dơ lên hoa đăng đi đến phía trước dẫn đường không bao lâu liền đem diệp phong đưa đến cự ly nhà gỗ 300 m một gốc sinh trưởng tại bên hồ dưới cây liễu nơi này có một khối vuông vứt tảng đá diệp phong ngồi tại phía trên nhìn về phía tòa này phong cảnh tú mỹ tiên hồ hỏi thăm ba vị kim ngư thiếu nữ điều chỉnh tư thế ngồi Bác hợp đại nhân ưa thích hoàng hôn mỗi đến cái này thời điểm hắn liền sẽ đem ba chúng ta tỉ muội đặt ở tiểu thủy trong chậu đưa đến bên hồ dưới cây liễu ngồi ở chỗ này lẳng lặng chờ đợi mãi cho đến đang lúc hoàng hôn mới có thể kết thúc kim ngư thiếu nữ giảng thuật mấy trăm năm trước sự tình hoàng hôn thì ra là thế diệp phong đã hiểu cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi tại trên tảng đá nhìn về phía tiên hồ phía tây những người khác ngồi trên đồng cỏ chờ đợi bọn hắn ý thức được diệp phong hẳn là đang tìm kiếm cái gì trong lòng cũng rất hiếu kỳ mấy canh giờ sau mặt trời ngã về tây đồng đỏ trời chiều nghiêng bắn ra đến tiên hồ mặt ngoài khiến cho nơi đây dần dần xuất hiện một phen khác phong cảnh có người là bắc hợp cổ thánh một vị kim ngư thiếu nữ chỉ vào mặt hồ kinh ngạc tất cả mọi người nhìn sang cái gặp một cái thân mặc áo trắng nam tử khôi ngô trên mặt hồ đi lại mỗi bước ra một bước mặt hồ sẽ xuất hiện tia sáng kỳ dị tan ra bốn phía giống như hoa sen nở rộ nhưng chỉ có dịp phong khả năng xem hiểu đây là hoàn toàn mới phiên bản thất bộ đăng thiên Diệp Phong lặng lặng quan sát, kích phát 3 phần 5 trí tuệ chi tâm, toàn lực cảm ngộ cái môn này cường đại thánh cấp thần thông. Một bước luyện khí, chư thiên khôi phục. Thất bộ thiên tôn, hoàng vũ vô địch. Hình ảnh bên trong. Bắt hợp đại đế lấy nhập thánh cảnh tu vi thi triển thất bộ đăng thiên, khí thế trên người hội tụ đỉnh phong, có thể lấy nhập thánh cảnh đạp nát hiển thánh thiên địa dị tượng, chiến lực rất khủng bố. Thấy thế, liền Diệp Phong cũng kinh ngạc. Không hổ là bắt hợp đại đế, đánh nhau cùng cấp, có thế thắng hắn người thật không nhiều. Hắn mang theo rung động, tiếp tục xem ngộ. Bỗng nhiên, bắt hợp đại đế bắt đầu biến chiêu. Hắn vậy mà ngã đi cửu bộ, đem khí thế trên người toàn bộ giải tán, phản phất theo một cái đỉnh thiên lập địa cổ thánh, rơi xuống thành một cái không có chút nào tu vi phàm nhân. Nhưng giờ khắc này, Diệp Phong lại ngửi được nói khí tức. Mặc dù rất nhạt, lại chân thực tồn tại. Vừa bước vào nói ta là chí tôn lại nghe hình ảnh bên trong bắc hợp đại đế phát ra oanh thiên chấn địa thanh âm cả người hóa thành một đạo ánh sáng biến mất không thấy gì nữa mặt trời triệt để rơi xuống tây sơn trên mặt hồ trời chiều biến mất không thấy gì nữa diệp phong không cách nào tiếp tục xem ngộ nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì thất vọng mà là kích động cùng chờ mong chuẩn bị ngày thứ hai hoàng hôn lại nhìn diệp trưởng môn có thu hoạch sao chân long cổ thánh tò mò hỏi có một chút diệp phong gật đầu từ hôm nay trở đi ta có thể muốn ở chỗ này ở một đoạn thời gian. Vậy thì thật là tốt, ta cũng nghĩ tại tiểu tiên giới nhìn xem. Chân lông cổ thánh hai mắt tỏa sáng. Chuyện tốt. Tinh hà thánh nhân cũng biểu thị đồng ý. Đêm nay, ta cho chư vị thiết yến, thuận tiện đem mấy cái kia bất thành khí đồ tử đồ tôn cũng gọi tới. Phục khắc cổ thánh chấp hai tay sau lưng, chuẩn bị tận tình địa chủ một phen. Tạm thời không cần. Diệp Phong lại là lắc đầu, dẫn tới đám người kinh ngạc. Từ hôm nay trở đi, Ta sẽ một mực ngồi tại cái này vị trí, cảm ngộ bắt hợp đại đế lưu lại hết thảy, thời cơ chín mùi về sau, ta mới có thể ly khai." Diệp Phong nói ra tự mình tương lai kế hoạch. "Tốt a." À. Đám người vốn định thuyết phục, nhưng cảm giác được không cần thiết, chỉ có thể coi như thôi, ai cũng bận rộn. Chân Long Cổ Thánh cùng Tinh Hà Thánh Nhân kết bạn mà đi, tại tiểu tiên giới các nơi du lịch, thu hoạch không thiếu thần châu cùng tinh không bên trong không có kỳ dị linh dược cùng linh quán. Phục khắc Cổ Thánh về tới tiên điện, ba vị kim ngư thiếu nữ ngồi ở bên hồ đem trắng như tuyết cước bộ ngâm tại trong hồ nước cầm cần câu thả câu các ngươi bản thể không phải kim ngư sao làm sao còn câu cá diệp phong hỏi cá lớn ăn tiểu ngư tiểu ngư ăn con tôm ba chúng ta tỉ muội ở bên hồ câu cá thiên kinh địa nghĩa nha đúng vậy a à, nhóm chúng ta vốn chính là ăn con tôm hiện tại nhóm chúng ta là cá lớn có thể ăn tiểu ngư đúng a à. ba tỉ muội hào vô kỵ húy vung vẩy cần câu thả câu trong tiên hồ tôm cá, câu đi lên về sau, tranh thủ thời gian xử lý sạch sẽ, tiếp lấy nhóm lửa đồ nướng. Không bao lâu. Chu Vi tung bay đầy cá nướng mùi thơm. Cho ta một con cá. Diệp Phong dây biến đưa tay đảng, theo Kim Ngư ba tỷ muội nơi đó muốn một con cá nướng, ăn một miếng, kém chút nôn. Mùi vị kia, thật khó ăn. Cá nướng không phải như vậy làm, các ngươi thủ pháp quá thô ráp, để cho ta tới dạy các ngươi đi. Diệp Phong có chút im lặng, tự thân lên tay, xuất ra các loại gia vị, tại chỗ biểu hiện ra như thế nào cá nướng. Diệp Phong tay nghề cũng không chênh lệch. Nhóm đệ tử học được một môn pháp thuật về sau, hắn liền có thể trong nháy mắt nắm giữ, cũng đạt tới đại viên mãn giai đoạn, còn có thể sửa cũ thành mới. Mà Linh trù một chút thủ pháp, cũng coi là pháp thuật. Cho nên, Diệp Phong cũng coi là một vị thần cấp Linh trù, chỉ là bình thường rất ít biểu hiện ra mà thôi. Một khắc đồng hồ sau. Diệp Phong đem nướng chính cá đặt ở trong mâm, trải lên cây thì là cùng hương liệu, xuất ra một vò long nhân tộc trụ thuốc, đặt lên bàn, rót một chén, tự rót tự uống. Qua, wow, quá ăn ngon. Ta muốn cảm động đến rơi lệ. Cái này nhưng so sánh bắt hợp đại nhân cho nhóm chúng ta ném cho ăn cá lương ăn ngon nghìn lần, vạn lần. Kim ngư ba tỷ muội ăn no thỏa mãn. Dịp tiền bối, đây là cái gì, nhóm chúng ta muốn uống. Kim ngư ba trong tỷ muội xếp hạng lão đại kim kỷ mộng chỉ chỉ long nhân tộc rượu thuốc, liếm môi một cái. Muốn uống. Diệp Phong hỏi, đương nhiên muốn nha kim khỉ mộng liên tục gật đầu các ngươi còn nhỏ không thể uống rượu diệp phong lắc đầu lời nói này lúc này đưa tới kim ngư ba tỷ muội mãnh liệt phản đối dịp tiền bối nhóm chúng ta không nhỏ người ta cũng hơn mấy trăm tuổi còn nhỏ sao đúng đấy không tin ngươi xem kim khỉ mộng kim khỉ huyễn kim khỉ yên ba tỷ muội vẻ mặt thành thật nói vẫn rất cưỡng bộ ngực biểu thị tự mình không nhỏ diệp phong nhịn không được cười lên cũng đúng, uống đi. Hắn lại lấy ra ba cái bát, đổ đầy long nhân tộc rượu thuốc, một nhóm bốn người uống rượu, ăn cá nướng, trò chuyện các loại chủ đề, một mực tiếp tục đến sau nửa đêm. Trong sáng dưới ánh trăng, kim khỉ mộng ba tỷ muội uống đến say không còn biết gì, gục xuống bàn, nặng nề ngủ thiếp đi. Soạt! Gió lớn phất qua mặt hồ. Diệp phong lòng có cảm giác, nhìn sang. Tiên hồ đang bị trong sáng nguyệt quan bao phủ. Nhàn nhạt sương mù bay tới, bị nguyệt quang chiếu rọi về sau, có đặc thù đạo vận phát ra, cho Diệp Phong một loại mát lạnh khô mát cảm giác. Dưới ánh trăng hình bóng, kiều mị động lòng người. Có nữ tử thanh âm vang lên. Nghe tiếng, Diệp Phong thần sắc động lại. Nơi đây là bắc hợp đại đế ẩn cư địa, sao là nữ tử? Diệp Phong mang theo lòng hiếu kỳ, nhìn về phía tiên hồ trên mê vụ, có thể trông thấy một đạo thiến ảnh tại dưới ánh trăng múa, dung mạo tuyệt thế, cử chỉ ưu nhã, chí âm chí nhu. Đây là Thái âm chi lực sử dụng nhìn rõ chi nhãn quan trắc về sau diệp phong đạt được kết luận vị này nhìn qua so tiên nữ còn tiên nữ tử đúng là nắm giữ trong truyền thuyết thái âm chi lực diệp phong bắt đầu thôi diễn phân tích nửa chén trà nhỏ thời gian sau hắn lại lần nữa mở mắt ra nói đây không phải bắt hợp đại đế thủ đoạn mà là vị nữ tử này lưu lại đạo vận nàng này tên là thái âm tiên tôn có lẽ là bắt hợp đại đế phát hiện nơi này tình huống cho nên mới sẽ tại tòa này hương trà cốc ẩn cư học tập thái âm tiên tôn thái âm chi lực. Trở lên đều là Diệp Phong suy đoán. Sự thật như thế nào, hắn cũng không cách nào xác định. Nhìn xem vị này dưới ánh trăng trong sương mù nhẹ nhàng nhảy múa thước tha tiên tử, Diệp Phong xem xét tỉ mỉ, cảm ngộ nàng tán phát loại kia chí âm chí nhu đích thái âm chi lực. Sau nửa đêm, Nguyệt ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tiên hồ trở nên so dĩ vãng càng thêm bình tĩnh, liền như là Diệp Phong bây giờ tâm tình. Thái âm chi lực. Diệp Phong duỗi xuất thủ, lòng bàn tay có một luồng trí âm chí nhu đích màu xanh nhạt khí tức chậm chậm xoay tròn, thuần túy không tì vết. Đây chính là thái âm chi lực. Nhận được kiêu dương cổ thánh chỉ điểm, ta thu được thái dương chi lực, bây giờ lại có thái âm chi lực, một khi hai loại lực lượng liên hợp bộc phát, thực lực của ta nhất định phóng đại. Diệp Phong miễn cười. Hắn nhắm mắt lại, ngồi tại trên tảng đá, không nói nữa. Kim ngư ba tỷ muội gục xuống bàn, ngủ được so lợn chết còn chìm, gọi cũng gọi không dậy. Sáng sớm hôm sau. Diệp Phong lòng có cảm giác, mở mắt ra. Thần Hy bắn ra trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng, có nhàn nhạt kim quang hiển hóa, tại trên không hình thành cả người khoác kim giáp chiến thần. Tay hắn cầm màu vàng trường kích, quét ngang bốn phương. Chí cương chí dương khí tức bộc phát, đem vị này kim giáp chiến thần tôn lên giống như một tôn thái dương chi thần. Thái dương chi lực. Diệp Phong ánh mắt ngưng tụ. Vị này kim giáp chiến thần trên người thái dương chi lực so kiêu dương cổ thánh thuần khiết, tối thiểu gấp đôi trở lên, trên lệch rất lớn. Nguyên Lai. Kiêu Dương Cổ Thánh là cái hàng lởm. Diệp Phong nhịn không được lấy tay che mặt. Hắn nguyên bản cho rằng trước kia tu luyện Thái Dương chi lực rất thuần khiết, nhưng ai biết, từ Kiêu Dương Cổ Thánh sáng tạo thần thông tu luyện ra được Thái Dương chi lực, chỉ là gà mờ trình độ. May mắn gặp được vị này kim giáp chiến thần. Không phải vậy, ta Thái Dương chi lực từ đầu đến cuối tồn tại thiếu hụt. Ta nhớ được, Kiêu Dương Cổ Thánh nói qua, hắn Thái Dương chi lực còn không phải mạnh nhất, cho nên nói, hắn mặc dù tương đối nước nhưng vẫn là có tự biết rõ. Diệp Phong lẩm bẩm một câu. Nhìn xem tôn này kim giáp chiến thần, hắn bắt đầu cảm ngộ. Nhưng sáng sớm kim huy chỉ là kéo dài một khắc đồng hồ thời gian, sau đó, tiên hồ khôi phục bình tĩnh. Mặt trời lên cao lúc. Mặt trời quang huy vẫy xuống, chiếu vào kim ngư ba tỷ muội trên thân, nhưng nàng nhóm có dũng khí cảm giác thư thản, nhịn không được duỗi lưng một cái, tiếp lấy liền rơi xuống trên đồng cỏ, tiếp tục ngủ say. Ngủ thật là chìm a. À. Diệp Phong lắc đầu, nắng đã chiếu đến bếp, lại còn không có bắt đầu. Diệp Phong tiếp tục ngồi tại trên tảng đá, thôi diễn thuần chính thái dương chi lực cùng thái âm chi lực, dần dần có tiến triển. Nhưng, hiện tại chỉ là khởi đầu hoàn toàn mới. Muốn luyện tới đại thành thậm chí là viên mãn, còn phải tốn hao không ít thời gian cùng tinh lực. Thái dương chi lực, thái âm chi lực, hiện. Diệp Phong vương hai tay. Trong tay trái phương, lơ lửng một vòng hạo nguyệt, trên tay phải phương, phiêu đãng một khỏa cỡ nhỏ mặt trời một cái trong sáng không tì vết, một cái sáng chói chói mắt. Bọn chúng đại biểu cho hai loại này hoàn toàn tương phản lực lượng, chí cương chí dương, chí âm chí nhu, hiện lên ở Diệp Phong trên lòng bàn tay phương, lẫn nhau có dung hợp dấu hiệu. Diệp Phong nhìn qua bầu trời, thấp giọng thì thào. Ta nhớ được một vị nào đó tiền bối nói một câu. Âm dương cộng tế, thiên hạ xưng hoàng. Bất quá, ta hiện tại nắm giữ thái âm chi lực cùng thái dương chi lực cũng còn chỉ là một phần rất nhỏ, còn không thể xưng hoàng nhất định phải mỗi ngày xem ngộ, cho đến tu luyện viên mãn. Diệp Phong tán đi hai loại lực lượng, tiếp tục tu luyện. Câu cái cá đi. Tới gần giữa trưa, Diệp Phong muốn ăn cá nướng, thế là cầm lấy một bên trúc chế cần câu, phủ lên con tôm nhỏ, ném vào tiên hồ. Soạt. Một cái nặng chừng 10 cân cá chép cắn một cái vào mồi câu, dùng sức kéo kéo, Diệp Phong khóe miệng khẽ nhất, thoáng hướng lên dương can, liền đem cái này màu mỡ lớn cá chép kéo lên bờ. Phá vẫy, đi mang, mổ bụng. Diệp Phong động tác nước chảy mây trôi, đợi ướp gia vị tốt về sau, liền đặt ở thang trên lửa đồ nướng, thỉnh thoảng rải lên một chút hương liệu, xối trên một tầng dầu cây, nướng kinh ngạc. Nồng đậm mùi thơm tản ra. Còn ghé vào trên đồng cỏ, ngủ được cùng lợn chết giống như kim ngư ba tỷ muội ngửi thấy mùi thơm, chảy nước miếng chảy ròng. Nàng nhóm mộng du đồng dạng đứng lên, từ từ nhắm hai mắt, mở miệng hướng thang trên lửa cá nướng trắng. Các ngươi thanh tĩnh một điểm. Diệp Phong phất ống tay áo một cái, ba tỷ muội nổ cá thức rơi xuống nước, nhấc lên đến mấy mét cao bọc nước. Ai nha? Đây là có chuyện gì? Là nước. Nhóm chúng ta vậy mà tại trong nước, cái này nhưng là muốn chết đuối người nha. Cứu mạng A. Ba tỷ muội rốt cục thanh tỉnh. Nàng nhóm trong nước dãy dụa lấy, phản phất muốn hít thở không thông. Thấy thế, Diệp Phong vui vẻ. Ta lần đầu tiên nghe nói nước có thể đem Kim Ngư chết đuối. Diệp Phong truyền ra thanh âm, khiến cho Kim Ngư ba tỷ muội kịp phản ứng, cấp tốc bơi lên bờ các ngươi có phải hay không ngốc đều đã thần nguyên cảnh còn sợ nước diệp phong khiển trách hai câu kim ngư ba tỷ muội quá đơn thuần theo xuất sinh đến bây giờ thấy qua người cũng liền bắt hợp đại đế phục khắc cổ thánh các loại số ít mấy cái không có trải qua đạo lý đối nhân xử thế phi thường đơn thuần nàng nhóm liền thần nguyên cảnh là cái gì cũng đều không hiểu chỉ sợ ra đến bên ngoài gặp được sơn tặc ăn cướp cái này ba tỷ muội còn có thể đần độn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đây thật tình không biết nàng nhóm thổi một hơi liền có thể nhường phổ thông sơn tạc hôi phi yên diệt qua wow, thơm quá a à. tựa như là cá chép cùng nhóm chúng ta kim ngư nhất tộc quan hệ tương đối gần đây quản nó chi nhóm chúng ta cũng không phải cá chúng ta bây giờ hóa hình là người quản nó kim ngư cá chép đều có thể ăn ba tỷ muội nhìn xem giá nướng trên cá liếm môi một cái ngồi sổng ở chu vi dùng hai tay chống lấy cái cầm, trợn tròn tròn mắt ăn đi nhìn xem kim ngư ba tỷ muội đơn thuần dáng vẽ vô tội diệp phong nhếch miệng đem ngoại trừ cá nạm bên ngoài thịt phân cho nàng nhóm quá ăn ngon diệp đại nhân thật tốt về sau ba chúng ta tỷ muội liền lưu tại ngài bên người hầu hạ ngài đi đúng vậy a à, nhóm chúng ta có thể cho ngài giặt quần áo nấu cơm ba tỷ muội vẽ mặt thành thật nói diệp phong lập tức một mặt xem thường hầu hạ ta sợ không phải nghĩ ăn nhờ ở đậu đi bất quá kim ngư ba tỷ muội tư chất kỳ thật vẫn được nhất là hóa hình về sau hấp thu đại lượng tiên khí trở thành tiên linh chi thân bây giờ lại là thần nguyên cảnh thu nhập phiếu miễu tông cũng không tệ được chưa cuối cùng diệp phong gật đầu đồng ý bởi vì kim ngư ba tỷ muội là hóa hình yêu thú nghĩ nghĩ diệp phong dứt khoát đem nàng nhóm thu nhập linh thú cắt ăn uống no đủ diệp phong ngồi tại trên tảng đá nhìn xem kim ngư ba tỷ muội thả câu có một phong vị khác rất nhanh đã đến đang lúc hoàng hôn trên mặt hồ Bắc Hợp Đại Đế thân ảnh lại lần nữa hiển hiện, thi triển hoàn toàn mới phiên bản Thất Bộ Đăng Thiên, đã dẫn phát bên mông cùng cuộn khí thế. Diệp Phong thừa cơ học tập, lại có tiến bộ. Môn này thần thông cũng không tốt tu luyện. bắt Hợp Đại Đế lưu lại thiên địa chi lực chỉ ở đang lúc hoàng hôn mới có thể xuất hiện, thời gian ngắn ngủi, nghĩ tại ngắn như vậy thời gian bên trong học được, gần như không có khả năng. Ngoài ra, môn này thần thông độ khó rất lớn. Liền xem như lấy Diệp Phong hiện tại ngộ tính, quan sát một lần về sau cũng chỉ là có bước đầu hiểu rõ. Hắn biết rõ, môn này thần thông rất đặc biệt. Đây là một loại mượn dùng thiên địa pháp tắc thậm chí là đạo pháp lực lượng cường đại thần thông, hắn độ khó, mặc dù không bằng thiên tôn bí pháp, nhưng xa so với bình thường thánh cấp thần thông khó học. Đổi thành cái khác thánh cảnh, cơ bản học không được. Cũng liền dịp phong cao như vậy ngộ tính, khả năng tại ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong có khá lớn thu hoạch. Rất nhanh, hoàng hôn kết thúc. mặc hồ lại khôi phục bình tĩnh. Qua, wow. Câu được cá. Lại câu không đến cá, ta liền rút khô tiên hồ nước, xem những cái kia cá còn dám hay không không mắc câu. Đúng rồi. Kim ngư 3 tỷ muội câu được một cái nặng mười mấy cân thanh ngư, hưng phấn không gì sánh được, rốt cục từ bỏ bơm nước xúc động. Bơm nước. Vô địch a. À. Diệp Phong cũng bị cái này 3 tỷ muội kỳ hoa ý nghĩ kinh đến. Câu không lên cá liền bơm nước, đây quả thực là gian lận hành vi. Sau đó, Diệp Phong chỉ điểm 3 tỷ muội xử lý thanh ngư cũng tay đem tay dạy nàng nhóm như thế nào đồ nướng, chỉ điểm nàng nhóm nên dùng cái gì gia vị, cái sau học được rất nhanh, hiệu quả rất lớn. Đêm khuya, ba tỷ muội ngủ thiếp đi. Trong sáng nguyệt quang lại lần nữa giáng lâm, Diệp Phong thấy được thái âm tiên tôn thân ảnh, cũng nhìn thấy nàng đang thi triển thái âm chi lực lúc các loại thủ ấn cùng phát quyết, thu hoạch to lớn. Sáng sớm hôm sau, là thần hy giáng lâm, kim giáp chiến thần lại lần nữa xuất hiện. Tay hắn cầm hoàng kim trường kích quét ngang bốn phương, phía sau có chính quả mặt trời xuất hiện, đem địch nhân trước mắt toàn bộ đốt diệt. nguyên lai like, hắn gọi mặt trời tiên tôn. xem ngộ quá trình bên trong, diệp phong có thu hoạch mới. về sau thời gian, diệp phong sáng sớm tu luyện thái dương chi lực, hoàng hôn tu luyện hoàn toàn mới phiên bản thất bộ đăng thiên. đêm khuya tu luyện thái âm chi lực, nhàn rỗi thời gian trêu chọc một chút kim ngư ba tỷ muội, sinh hoạt có tư có vị. dưới sự chỉ điểm của hắn, kim ngư ba tỷ muội tiến bộ thần tốc. nàng nhóm có kiện toàn thế giới quan giá trị quan, nhân sinh quan, rốt cục không còn là trước đó tỉnh tỉnh mê mê trạng thái. Trong nháy mắt, chính là 10 ngày đi qua. Thái âm Thái Dương Diệp Phong chấp tay trước ngực, sau đó cấp tốc mở ra, trên lòng bàn tay phương phân biệt lơ lửng một vòng hạo nguyệt cùng một khỏa kiêu dương, tán phát khí tức sau 10 ngày trước cường đại vạn lần trở lên. Rốt cục đại thành Hắn khẽ vuốt cầm, biểu thị hài lòng. Bởi vì trước đó xung kích chuẩn thánh thời điểm, dung hợp chỉ là gà mờ thái dương chi lực, vì tăng lên căn cơ, diệp phong tại đoạn này thời gian bên trong đem hoàn toàn mới thái dương chi lực dung nhập tự thân điều này sẽ đưa đến hắn căng cơ hùng hậu gấp đôi dung hợp hơn thuần chính thái dương chi lực chung cực sát thần chi lực uy lực của nó cũng thành công gấp bội diệp phong thực lực bởi vậy tăng nhiều may mắn tới tiểu tiên giới không phải vậy ta căng cơ còn chưa đủ mạnh hiện tại chỉ dựa vào nhập thánh cảnh cấp độ chung cực sát thần chi lực ta hẳn là có thể đánh chết đỉnh phong hiển thánh đi diệp phong thầm nghĩ về sau thời gian hắn tiếp tục tu hành. Không đem thái âm chi lực cùng thái dương chi lực tu luyện tới viên mãn giai đoạn, hắn sẽ không rời đi. Thùy điếu thần thông, cho ta ăn. Lúc này, kim ngư ba trong tỷ muội tiểu muội kim khỉ yên hai tay bấm niệm phát quyết, hướng về phía tiên hồ duỗi ngón tay đi. Soạt. Một cái cá lớn chỉ cảm thấy mừng rỡ, liền há miệng ăn hết mồi câu, kim khỉ yên đại hỉ, vội vàng nâng can, đem cái này nặng đến 40 cân cá lớn kéo lên bờ. Ha ha, ta lợi hại a, à. Kim Kỷ Yên hai tay chống nạnh, đắc ý cười. Thùy Điếu Thần Thông, có ý tứ. Diệp Phong hứng thú. Kim Kỷ Yên thi triển Thùy Điếu Thần Thông có thể ảnh hưởng đối phương thần hồn, nhưng đối phương trở thành nửa cái khôi lỗi, làm ra thi pháp giả cần thiết một chút cử động, có được kỳ hiệu. Ta có thể sáng tạo tương tự thần thông. Diệp Phong nhắm mắt lại, bắt đầu thôi diễn. Nửa ngày sau, hắn duỗi xuất thủ, hướng lên trên ức dặm bên ngoài một tòa cổ lão thành trì chỉ đi, trong mắt lóe ra đặc thù tử quang tòa kia trong cổ thành. Một cái có thần nguyên cảnh tu vi ác bá ngay tại ức hiếp vô tội thiếu nữ, khắp khuôn mặt là dữ tợn. Bỗng nhiên, thân thể của hắn chấn động. Sau một khắc, người này liền phát hiện tự mình nguyên thần tự động ly thể, trơ mắt chính nhìn xem thân thể cứng tại tại chỗ, nguyên thần thì không bị khống chế bay ra ngoài, xuyên thẳng qua trên ức dặm, đi vào một tòa bên hồ. Câu hồn chi pháp, thành công. Diệp Phong nhìn xem trước mặt vị này ác bá nguyên thần, cười ha ha, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem đối phương ép thành hư vô môn này câu hồn chi pháp linh cảm bắt nguồn từ thủy điếu thần thông nhưng uy lực lại mạnh vô số lần lấy dịp phong tu vi thi triển câu hồn chi pháp cho dù cách tức vạn dặm chỉ cần có thể cảm ứng được đối phương khí tức là có thể đem đối phương nguyên thần hoặc là hồn phách câu đi loại thủ đoạn này phi thường cường đại vừa mới cái kia là ai làm sao bỗng nhiên lại không có kim ngư ba tỷ muội thấy được vị kia ác bá nguyên thần mới vừa cảm thấy hiếu kỳ nhưng sau một khắc lại phát hiện đối phương biến mất, tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian. "Các ngươi khẳng định là đói đến hoa mắt." Diệp Phong nghiêm trang nói. "Nâng lên ăn." Kim Ngư Ba tỷ muội lập tức tới đây hứng thú, trong nháy mắt quên đi nhìn thấy ác bá nguyên thần sự tình. Trong nháy mắt, lại là 10 ngày đi qua. Diệp Phong đi vào tiểu tiên giới đã hơn nửa tháng. Trải qua những ngày này cảm ngộ, Thái Dương chi lực cùng Thái Âm chi lực rốt cục bị hắn luyện đến viên mãn giai đoạn. Âm Dương Thánh kiếm. Cái gặp Diệp Phong đi vào không trung, hai tay phân biệt xuất hiện một vòng hạo nguyệt cùng một khỏa kiêu dương, bị hắn đột nhiên đập vào một khối, trong khoảnh khắc lột xác thành một cái hai màu trắng đen lợi kiếm. Theo Diệp Phong dơ kiếm, toàn bộ thiên địa cũng tại rung động. Một cái thái cực đồ xuất hiện tại Diệp Phong dưới chân, thông vệ lấy chu vi thiên địa chi lực, gia trì đến Diệp Phong trên thân. Thật mạnh khí tức. Phục khắc cổ thánh phát giác được cổ này dị động, vội vàng nhìn xem hương trà cốc phương hướng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp trưởng môn đây là thần công đại thành sao? Thật sự là lợi hại a. À. Tiểu Tiên giới cái khác địa phương, Chân Long cổ thánh cùng Tinh Hà thánh nhân đang ngồi ở một nhà gánh hát bên trong, bên người ngồi đầy hơn 10 vị có được tu vi ca sĩ, cho bọn hắn hát khúc. Phát giác được đến từ hương trà cốc hùng hậu khí tức, hai người không khỏi phát ra sợ hãi tháng phục. Cùng lúc đó, Tiểu Tiên giới dưới mặt đất chỗ sâu nhất. Âm Dương chi lực, rất thuần khiết, nhưng thể lượng không đủ lớn. Xem ra, là kia đôi đáng chết vợ chồng đệ tử hoặc là hậu nhân xuất hiện thi tôn đại quân ở đâu? Một ngụm cổ quan chấn động xuống, phát ra làm người sợ hãi kinh khủng thanh âm, phản phất theo vực sâu dưới đáy vang lên. Có thuộc hạ. Sau một khắc, 10 vạn cổ quan tài xa xưa nổ tung, nội bộ có 10 vạn đạo bị âm sát chi lực bao khỏa cường đại thân ảnh xé rách hư không, đi tới tiểu tiên giới mặt đất. Bên trong tiên điện. Thân là tiểu tiên giới chi chủ phục khắc cổ thánh đã nhận ra một đoàn âm sát khí tức, hùng hậu cường đại, người cầm đầu, lại không thua gì hắn, làm cho người thần hồn run rẩy dữ dội không được. Tiểu tiên giới dưới mặt đất tại sao có thể có kinh khủng như vậy cường giả tồn tại, mà lại, cái này tự hồ là một chi đại quân. Phục khắc cổ thánh càng phát ra rung động. Hắn chưa từng nghĩ đến, cuộc đời mình trên trăm vạn năm tiểu tiên giới dưới mặt đất chỗ sâu, sẽ có đáng sợ như vậy cường giả tồn tại. Trên bầu trời, một mảng lớn âm sát chi lực xuất hiện. Vô số toàn thân quanh quẩn lấy hắc khí đỉnh cấp cường giả chân đạp mây đen, lại đều là da bọc xương trạng thái, nhìn xem 10 điểm xấu xí nhánh đại quân này, đạt đến 10 vạn người. Yếu nhất đều là nhất chuyển chuẩn thánh cấp độ. Thánh cảnh, vượt qua trăm vị. Cầm đầu 10 vị cường giả thuần một sắc hiển thánh đỉnh phong, từng cái cầm trong tay màu đen cốt mâu, khí tức âm trầm. Dết đi qua, chém hắn. Một đạo âm lãnh thanh âm từ dưới đất truyền ra. Vâng, thi tôn đại nhân. Mười vạn âm sát đại quân cầm trong tay màu đen cốt mâu, để mắt tới Diệp Phong chỗ hương trà cốc, giết tới. Bọn hắn khí tức rất khủng bố. Những nơi đi qua, vô số sinh linh bị dọa đến trung lẫy bẫy, nằm rạp trên mặt đất, liền không dám thở mạnh một cái. Trời ạ, à, nhiều như vậy bán tiên. Liền tiên đạo cảnh cũng có trên trăm vị, thật là đáng sợ. Đây là muốn diệt thế sao? Tiểu tiên giới tu hành giả sớm đã cứng tại tại chỗ, một thời gian không biết rõ nên làm những gì. Phản kháng. Chi này âm sát đại quân quá đáng sợ, ngoại trừ tiểu tiên giới mấy vị kia ẩn thế tiên đạo cảnh, ai là bọn hắn đối thủ? Các ngươi xem bọn hắn hướng tiên sơn vết đi qua hẳn là đây là muốn tiến công tại tiên sơn ẩn cư mấy vị tiên đạo cảnh thậm chí là muốn đối với chủ động thủ đám người đã nhận ra không thích hợp tiên sơn chính là tòa kia tiên cấp linh mạch toàn bộ tiểu tiên giới người đều biết rõ tiên sơn là toàn bộ thế giới trung tâm còn sót lại mấy vị tiên đạo cảnh liền tại kia ẩn cư dịp trưởng môn gặp nguy hiểm tới ngươi đi mau lúc này phục khắc cổ thánh đã đi tới hương trà cốc thấy được ngồi tại dưới cây liễu Diệp Phong. Ta đi không được. Diệp Phong lắc đầu. Vì sao? Phục khắc cổ thánh nhíu mày, ta có được toàn bộ tiểu tiên giới thế giới chi lực, thật muốn liều mạng, đủ để đối cứng thiên thánh, ngươi nghe ta, đi mau. Mục tiêu của bọn hắn là ta. Diệp Phong cười nói. Tê lạp. Diệp Phong cầm trong tay âm dương thánh kiếm, đánh phá hư không, xuất hiện trong trăm vạn bên ngoài, ngăn tại thông hướng tiên sơn con đường bên trên. Sưu sưu sưu, phục khắc cổ thánh đi vào diệp phong bên người tiểu tiên giới còn sót lại mấy vị tiên đạo cảnh cũng đều theo tới diệp trưởng môn có đại chiến chân long cổ thánh cùng tinh hà thánh nhân cũng đều chạy về đứng tại diệp phong hai bên sắc mặt nghiêm túc yên tâm không phải cái vấn đề lớn gì diệp phong một mặt nhẹ nhõm tiểu tiên giới mấy vị kia tiên đạo cảnh đánh giá diệp phong ba người giới chủ vị này chính là ngài nói phiếu miễu tông trưởng giáo diệp phong thần châu đại lục thiên mệnh chi tử hai vị này hẳn là chân long cổ thánh cùng tinh hà thánh nhân tu vi quả nhiên cùng giới chủ nói đồng dạng cao thâm vì sao có âm sát đại quân giáng lâm mà lại đối phương lại có trên trăm vị nhân tiên mười vị địa tiên giới chủ nhóm chúng ta nhất định đánh không lại a à? mấy vị này tiên đạo cảnh tuần tự mở miệng phục khách cổ thánh không tâm tình để ý tới bọn hắn nhíu mày nói ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng bỏ mặt như thế nào trận chiến ngày hôm nay không thể tránh được cũng giữ vững tinh thần đến rõ mấy vị tiên đạo cảnh sát mặt nghiêm túc. Các ngươi không cần xuất thủ. Diệp Phong lại là lắc đầu, bọn hắn là vì ta mà đến, mà lại, những người này thực lực rất mạnh, các ngươi không phải là đối thủ. Chỉ là 10 cái đỉnh phong địa tiên, ta chịu nổi. Phục khắc cổ thánh tiến lên trước một bước, cầm trong tay phục khắc kính, hướng âm sát đại quân soi sáng ra một mảng lớn màu xanh quang mang. Sư Vô số thiên địa chi lực giao hội, tạo thành mặt khác một chi có được 10 vạn cường giả âm sát đại quân. Mỗi một cái, cũng cùng bản thể không kém bao nhiêu vậy mà trong nháy mắt phục chế đối phương toàn bộ nhân mã thật không hổ là giới chủ mấy vị kia tiên đạo cảnh mở rộng tầm mắt liền liền diệp phong cũng gật đầu phục khắc kính phục chế không được hắn thực lực chân chính nhưng là phục chế đồng dạng tu hành giả vẫn là không có khó khăn tăng thêm phục khắc cổ thánh là tiểu tiên giới giới chủ thế giới chi lực liên tục không ngừng căn bản không sợ hao tổn có thể nói phục khắc cổ thánh tại hiển thánh cấp độ cơ hồ vô địch người đến người nào, nhanh chóng dừng bước. Phục khắc cổ thánh thống ngự lấy 10 vạn đại quân, lạnh lẽo nhìn lấy kia một chi khí thế hung hung âm sát đại quân, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Chỉ là đồ dõm, cút. Một người cầm đầu hiển thánh đỉnh phong cấp độ âm sát cường giả lạnh lùng nói. Sau một khắc, 10 vạn đại quân bạo phát ra kinh khủng đến cực điểm âm sát chi lực, hóa thành một cái to lớn vô cùng nắm đấm, hướng phía phục khắc ra 10 vạn đại quân rơi đập. Đây là trận pháp chi lực. Phục khắc cổ thánh con ngươi co rụt lại. Oanh, vẻn vẹn một kích, phục khắc ra 10 vạn đại quân liền không chống nổi, hết thảy nổ tung, không một may mắn thoát khỏi. Mạnh như vậy. Toàn bộ tiểu tiên giới bên trong, tất cả tại quan trắc một trận chiến này cường giả sắc mặt đại biến, có dũng khí tận thế cảm giác. Giữa không trung. Chỉ có Diệp Phong có vẻ rất bình tĩnh. Hắn nhìn xem cái này một chi âm sát đại quân, bắt đầu dùng nhìn rõ chi nhãn, đạt được kỹ càng tin tức. Danh tự, âm sát đại quân. Thân phận, tiên giới thi tôn dưới trướng một chi đại quân lai lịch số trăm vạn năm trước thi tôn hoành hành tiên giới chọc giận tiên cung chi chủ thái âm cùng thái dương hai vị tiên tôn một phen chấn động toàn bộ tiên giới sau đại chiến thi tôn ngay tiếp theo dưới trướng ức vạn âm sát đại quân cũng bị trấn áp tại mảnh này thổ địa phía dưới nhìn thấy cái này diệp phong không khỏi nhíu mày thi tôn người này dưới trướng có được ức vạn đại quân lại là bị thái âm cùng mặt trời hai vị tiên tôn liên thủ khả năng trấn áp thực lực bản thân nhất định vô cùng kinh khủng cũng không biết rõ đối phương hôm nay là có hay không đã thoát khốn. Nếu như đối phương đã thoát khốn, vậy coi như không ổn. Tiên tôn, giống như là chí thánh cảnh. Thực lực thế này quá kinh khủng, cho dù Diệp Phong toàn lực xuất thủ, cũng không phải đối phương địch. Xong, ngay cả ta đều chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Thấy mình phục khắc ra 10 vạn đại quân liền vừa đối mặt cũng đỡ không nổi, phục khắc cổ thánh sắc mặt đại biến. Không hoảng hốt, nhóm chúng ta còn có dịp trưởng môn. Chân Long cổ thánh cùng tinh hà thánh nhân cười nói bọn hắn thấy tận mắt Diệp Phong lấy một địch hai, đã thương nặng thiên mệnh nữ hoàng cùng như tu thiên thánh, có hắn tại, chỉ là 10 vạn đại quân, còn không phải đưa tay có thế diệt. Các ngươi muốn tìm ta. Lúc này, Diệp Phong đứng ra ngoài. Tay hắn cầm âm dương thánh kiếm, chân đạp thái cực đồ, trên người khí tức dần dần tăng cường, cho người ta một loại đối mặt đỉnh phong hiển thánh cảm giác. Âm dương chi lực trưởng khống giả, đáng chết. Cái này một chi đại quân nhìn chầm chầm Diệp Phong trong tay âm dương thánh kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nghe vậy, phục khắc cổ thánh bọn người một mặt mờ mịt. Chỉ có Diệp Phong mới biết rõ âm sát đại quân vì sao thống hận tự mình, dù sao, thái âm cùng mặt trời hai vị tiên tôn trấn áp âm sát đại quân, mà tự mình có được âm dương chi lực, tự nhiên bị nhầm vào. Bất quá, Diệp Phong không chút nào hoảng. Giết hắn. Dưới mặt đất chỗ sâu, truyền đến thi tôn thanh âm lạnh lùng. Sau một khắc, mười vạn âm sát đại quân thôi động nồng đậm mây đen, hóa thành một tôn đáng sợ cự nhân, thẳng hướng Diệp Phong điêu trùng tiểu kỹ. Diệp Phong khóe miệng khẽ nhất, thi triển thiên tôn, chiến lực gấp 5 lần tăng phúc, cầm trong tay âm dương thánh kiếm từ trên xuống dưới đánh rớt. Tê lạp. Âm sát chi lực biến thành cự nhân lúc này bị chém thành hai nửa, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Phong. Thông vệ. Diệp Phong lấy ra thiên mệnh Bảo Châu, xẹt qua hư không, lập tức có một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, đem tất cả âm sát chi lực thôn vệ đi vào, luyện hóa thành thuần túy sát lục chi lực diệp phong không sợ nhất chính là âm sát chi lực cùng sát khí với hắn mà nói đây là thuốc bổ lúc đầu hắn không muốn dùng âm dương thánh kiếm nhưng đã ngưng tụ ra vậy liền thử một lần kết quả rất làm cho người khác hài lòng một kiếm xuống dưới tôn này chiến lực đến gần vô hạn thiên thánh âm sát cự nhân liền bị đánh thành hai nữa điều này có ý vị gì diệp phong rất rõ ràng chiến lực của hắn đã ổn định tại thiên thánh cấp độ làm sao có thể dưới mặt đất chỗ sâu truyền đến thi tôn thanh âm kinh ngạc trên bầu trời diệp phong phất ống tay áo một cái bị nuốt hết âm sát chi lực âm sát đại quân sụp đổ thành một phấn rốt cuộc không cách nào đoàn tụ đám người ngẩng đầu nhìn xem vị này tay trái nắm chặt bảo châu tay phải cầm kiếm thẳng tắp thanh niên có một loại ngưỡng vọng núi cao cảm giác diệp phong thật quá mạnh có hắn tại tiểu tiên giới nhất định có thể vượt qua cửa ải khó lúc này diệp phong nhìn về phía mặt đất nói ta ngược lại muốn xem xem cái gọi là thi tôn, đến cùng thoát khốn không có. Diệp Phong nhất định phải xác định điểm ấy. Nếu như thi tôn đã thoát khốn, hắn không nói hai lời xoay người bỏ chạy, có thể đối phương nếu là còn không có thoát khốn, Diệp Phong liền nếm thử tăng cường phong ấn, phòng ngừa thi tôn phá phong mà ra. Ta đi xuống xem một chút. Nói đi, Diệp Phong bay về phía mặt đất. Sư. Diệp Phong không có vào bùng đất bên trong. Hắn một mực lặn xuống không biết bao nhiêu ức vạn dặm, rốt cục đi tới một cái tràn đầy hắc ám khí tức không gian dưới đất. Nơi đây, giống như một mảnh nhỏ tinh không. Trong đó, liếp nha lít nhít hiện đầy đến bằng ức vạn cổ quan, nhìn xem phi thường khiếp người. Tại những này cổ quan bên ngoài, có một cái hình tròn hộ thuẫn, mặt ngoài có nồng đậm thái âm cùng thái dương chi lực quanh quẩn, trấn trụ trong đó vô số cổ quan. Nhưng, hộ thuẫn mặt ngoài, lại có một vết nứt. Ngươi còn dám xuống tới, muốn chết sao? Thi tôn giận tiếng mặt hắn 10 vạn đại quân cứ như vậy bị xóa bỏ, trong lòng tự nhiên phẫn nộ, cứ việc dưới trướng còn có hơn trăm triệu đại quân, nhưng chuyện này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là hung hăng đánh mặt. Thù này, nhất định phải báo. To lớn hình tròn hộ thuẫn trước. Diệp Phong đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn xem hộ thuẫn phía trên cái khe kia, một mặt vẻ chợt hiểu, nói. Quả nhiên, là thái âm cùng mặt trời hai vị này tiên tôn lưu lại phong ấn xuất hiện buông lỏng, bị ngươi phá vỡ một đạo miệng nhỏ, nhưng ngươi tự thân vẫn như cũ bị to lớn âm dương chi lực áp chế, không cách nào thoát khốn. Cho nên, ngươi phát giác được trên người ta âm dương khí hơi thở, thả ra dưới trướng đại quân, ý đồ giết ta. Thi tôn, ta nói, đúng hay không? Nói đến đây, Diệp Phong nới lỏng một hơi. Hắn bất chấp nguy hiểm xuống tới xem xét, chính là vì xác định thái âm cùng mặt trời hai vị này tiên tôn lưu lại phong ấn phải chăng hoàn hảo. Kết quả rất làm cho người khác hài lòng. Đạo phong ấn này chỉ là thoáng tổn hại, thi tôn bản thể không cách nào ra ngoài nhiều nhất có thể để cho dưới trướng âm sát đại quân thông qua khe hở ly khai phong ấn đối ngoại giới uy hiếp không lớn chỉ dựa vào phục khắc cổ thánh liền có thể miễn cưỡng ngăn cản về phần thi tôn bản thể muốn thoát khốn còn phải rất nhiều năm diệp phong thành công kích thích thi tôn hắn nhịn không được đại phóng ngoan thoại lạnh lùng mà nói tiểu tử tiếp qua hai ba mươi năm ngươi xem bản tôn có thể hay không ra ngoài giết chết ngươi hắn trốn ở tự mình cổ quan bên trong từ đầu đến cuối không có lộ ra chân dung, về phần cái khác âm sát đại quân, cũng đều trốn ở trong quan tài cổ, dùng cái này ngăn cản Thái Dương chi lực thiêu đốt. Mười năm sau, ta trước giết chết ngươi. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Lấy hắn tốc độ đột phá, đừng nói mười năm, năm năm về sau, tuyệt đối có thể đạt tới chí thánh cấp độ. Đến kia thời điểm, sát lục chi lực, Thái Dương chi lực các loại chuyên môn khắc chế âm sát chi lực thủ đoạn vừa ra, lại dùng thiên mệnh bảo châu thôn vệ âm sát chi lực, nhất định có thể đem thi tôn triệt để xóa bỏ. Nghe vậy, thi tôn giận quá thành cười. Mười năm. Ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, ngược lại là thật điên. Liền thái âm cùng mặt trời đôi phu phụ kia cũng giết không được ta, chỉ bằng ngươi. Cũng không tại tiên giới hỏi thăm một chút, bản tôn là ai? Nghĩ hắn thi tôn, mấy trăm vạn năm trước, kia thế nhưng là đã từng quét ngang tiên giới các nơi đỉnh cấp cường giả, đánh bại vô số tiên tôn. Nếu không phải mạnh nhất thái âm cùng mặt trời hai đại tiên tôn xuất thủ, hắn tuyệt đối có thế dựa vào âm sát đại quân nhất thống tiên giới. Thanh niên trước mắt, cho ăn bể bụng cũng liền mới vào thiên tiên cấp độ, đặt ở trước đây, một bàn tay liền có thể chụp chết. Không có đi qua tiên giới, không biết rõ ngươi là ai. Diệp Phong hai tay mở ra. Thi tôn cùng thái âm thái dương cái này ba vị tiên tôn cấp cường giả đều là mấy trăm vạn năm trước nhân vật, liền phục khắc cổ thánh đều chưa hẳn hiểu rõ, hắn càng không khả năng nghe qua đối phương. Ừm. Chẳng lẽ, nơi này không phải tiên giới? Thi Tôn nghe ra Diệp Phong lời nói bên trong ẩn hàm chi ý. Phải, cũng không phải. Diệp Phong cho một cái lập lờ nước đôi thuyết pháp. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Bản Tôn không giết hạn người vô danh. Chờ ta ra ngoài, cái thứ nhất chính là tìm tới ngươi, sau đó hung hăng ngược sát. Thi Tôn lại tại uy hiếp. Diệp Phong nhìn ra được, cái này gia hỏa rất ưa thích uy hiếp người. Ta họ Diệp, tên Hạ Hạ. Diệp Phong nghiêm trang nói. Lá Hạ Hạ. Thi Tôn Hồ Nghi. Ai, nhi tử ngoan. Diệp Phong cười ha hả. Thi Tôn dây hiểu, nổi giận nói, có dũng khí chiếm ta tiện nghi, tiểu súc sinh, chờ bản tôn ra ngoài, nhất định đưa ngươi rút hồn luyện hồn, trấn áp mấy trăm vạn năm, ngày đêm tra tấn, sau đó lại giết. Ngươi sợ là không ra được. Diệp Phong dễu cực. Thi Tôn dưới trướng tu luyện tất cả đều là âm sát chi lực, sẽ bị sát lục chi lực cắt gao khắc chế. Nhưng, Thi Tôn tu vi quá cao. Lấy thiên mệnh bảo châu hiện tại phẩm giai, còn không cách nào theo còn sống thi tôn trên thân tước đoạt âm sát chi lực. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong quyết định, chỉ là tăng cường phong ấn là được. Âm dương chi lực, trận pháp thông thần, trấn. Diệp Phong tán đi âm dương thánh kiếm, làm cho hóa thành màu vàng cùng ánh trăng hai đạo quan huy, đang câu siết ra vô số cổ lão phù văn, dung nhập dưới mặt đất hình tròn hộ thuẫn bên trong. Ông! Hộ thuẫn rung rẩy, mặt ngoài cái khe kia cấp tốc khép lại. Tiểu súc sinh, ngươi còn dám tăng cường phong ấn, muốn chết thi tôn càng nổi giận hơn. Hắn chỗ cổ quan mặt ngoài bị thái âm cùng mặt trời tiên tôn đơn độc thực hiện mấy ngàn lớp phong ấn, dù là trải qua hơn trăm vạn năm, cũng chỉ là phá vỡ tuyệt đại bộ phận. Còn sót lại bộ phận, còn phải hai ba mươi năm khả năng phá vỡ. Không sợ nói cho ngươi, ta thế nhưng là thiên tộc thiên mệnh chi tử Diệp Phong, ngươi có lá gan liền đến thiên tộc tìm ta, bất quá, chúng ta thánh tôn thế nhưng là đỉnh cấp tiên tôn, giết ngươi như đồ gà chó. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng hắn cố ý phóng xuất ra thuộc về thiên tộc đại thế giới thiên đạo khí tức, dẫn tới thi tôn trầm mặt xuống. Vừa dứt lời, Diệp Phong xé rách hư không, trong nháy mắt biến mất. Dưới mặt đất phong ấn bên trong. Thi tôn có thể cảm nhận được đến từ thiên tộc đại thế giới thiên đạo khí tức, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thiên tộc. Đây là cái gì lạc kê chủng tộc? Các ngươi biết rõ cái thế giới này hoặc là cái chủng tộc này sao? Thi tôn hướng tự mình còn sót lại dưới trướng hỏi thăm một ngụm tương đối gần thi tôn cổ quan chấn động xuống, truyền ra khàn giọng thanh âm già nua, khởi bẩm thi tôn, thiên tộc hẳn là một cái đại thiên thế giới, thuộc về chúng ta tiên giới hạ giới. Ừm, rất có thể. Thi tôn gật đầu. Nói như vậy, chúng ta bây giờ đi tới thiên tộc. Khác một tòa trong cổ quan cường giả bí ẩn mở miệng. Bỏ mặt có phải hay không, dịp phong cái này tiểu súc sinh, còn có sau lưng của hắn thiên tộc đều không phải là kẻ tốt lành gì, chờ nhóm chúng ta ra ngoài, cùng một chỗ diệt đi, sau đó, chuyển hóa thành âm sát đại quân. Thi tôn lạnh lẽo mở miệng. Thiên tộc thánh tôn đỉnh cấp tiên tôn. Cẩu thí. Tưởng tượng trước đây còn tại tiên giới thời điểm, không biết bao nhiêu tự xưng là đỉnh cấp tiên tôn cường giả xuất thủ, cuối cùng không phải là bị hắn đánh không bằng heo chó, bỏ trốn mất dạng. Cũng liền thái âm liên thủ với mặt trời, khả năng trấn áp hắn. Thi tôn, diệp phong trên thân có thiên đạo khí tức, lại giống như này thuần túy âm dương chi lực, thực lực cũng không yếu, hẳn là hắn là thái âm cùng mặt trời đôi phu phụ kia hậu bối. Có thể là con trai trưởng. Mấy trăm vạn năm, cũng không biết rõ thái âm cùng mặt trời hai vị này tuyệt đỉnh tiên tôn chết chưa. Khi tôn dưới trướng mấy viên đại tướng tuần tự mở miệng. Liền bản tôn cũng bắt đầu một nát, bọn hắn nhất định sống không lâu, xem chừng, đã sớm tọa hóa. Thi tôn cười lạnh. Hắn tu luyện chính là âm sát chi lực, tự thân phát sinh thuế biến, có thể xưng bất tử quân đoàn, cho nên mới có thể sống sót dài như vậy thời gian đổi thành cái khác tiên đạo cảnh, mấy trăm vạn năm đã sớm tọa hóa. Đúng rồi, Diệp Phong người này trong tay viên kia bảo châu tự hồ rất kỳ lạ, có thể thôn vệ chúng ta âm sát chi lực, ngày sau nhất định là cái đại địch, đến xem chừng ứng đối. Một tôn thiên thánh cảnh mở miệng. Ngày sau? Hắn không có ngày sau. Khi tôn lòng tin tràn đầy, hai ba mươi năm sau, nhóm chúng ta liền có thể xông phá phong ấn, khi thời điểm, Diệp Phong cho ăn bể bụng cũng liền đột phá đến thiên tiên cảnh, bản tôn một cái nhãn thần, liền có thể nhường hắn vạn kiếp bất phục thi tôn uy vũ âm sát đại quân nhao nhao lấy lòng trên mặt đất diệp phong về tới hương trà cốc một lần nữa ngồi tại dưới cây liễu khối kia trên tảng đá nhìn qua mặt hồ tâm tình kích động lại cho thiên tộc kéo một đợt cừu hận thật sự sảng khoái căn cứ đạt được tin tức đến xem thi tôn hẳn là nghĩ dựa vào âm sát đại quân xưng bá tiên giới ở trước mặt hắn không có bằng hữu chỉ có địch nhân coi như hắn biết rõ ta cùng thiên tộc là địch nhân cũng sẽ nhịn không được đối thiên tộc động thủ cái này một đợt kéo cừu hận máu kiếm lời diệp phong nhếch miệng cười một tiếng hắn mục đích chính là vì nhường thi tôn chú ý tới thiên tộc thánh tôn cho nên trước đó hắn cố ý nói thánh tôn có thể đánh đổ thi tôn đầu chó kéo một đợt cừu hận không quản thành không thành công thi tôn nhất định đã nhớ kỹ thánh tôn cái này mưu kế đã sơ bộ thành công sưu 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 chân long cổ thánh tinh hà thánh nhân phục khắc cổ thánh mấy vị thánh cảnh tiên đạo cảnh cường giả rơi vào bên hồ nhìn về phía diệp phong diệp trưởng môn tình huống như thế nào bọn hắn cũng rất quan tâm vấn đề này một cái dưới đất phong ấn phá vỡ cho nên có một chi âm sát đại quân xuất hiện bây giờ phong ấn đã bị ta một lần nữa bổ sung tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm diệp phong nói như vậy phong ấn chính là ai phục khắc cổ thánh rất hiếu kỳ một cái gọi thi tôn người còn có hắn ức vạn âm sát đại quân nghe nói có tốt mấy trăm vạn năm lịch sử diệp phong nói thi tôn phục khắc cổ thánh ánh mắt ngưng tụ đối với cái tên này hắn luôn cảm thấy có chút quen thuộc trăm vạn năm trước tiểu tiên giới còn không có thoát ly tiên giới thời điểm hắn tự hồ nghe qua cái tên này lúc này diệp phong hỏi người biết rõ thái âm tiên tôn cùng mặt trời tiên tôn sao phục khắc cổ thánh gãi đầu một cái suy nghĩ kỹ một hồi mới bỗng nhiên hai tay vỗ nói ta nhớ ra rồi mấy trăm vạn năm trước tiên giới thời đại hắc ám tự hồ bộc phát qua một trận kinh thế đại chiến cuối cùng chính là thái âm cùng mặt trời hai đại tiên tôn ngăn cơn sóng dữ t nói như vậy dưới mặt đất phong ấn chính là thời đại hắc ám phía sau màn hắc thủ nói đến đây phục khắc cổ thánh toàn thân run rẩy tiên giới là gần nhất mấy trăm vạn năm mới phát triển đến đỉnh phong ở trước đó tiên giới tiên tôn số lượng kém xa hiện tại mà lại khi đó kết cục cũng so hiện tại hỗn loạn rất nhiều phục khắc cổ thánh nhớ kỹ một sự kiện. Tại tiên giới phát triển đến đỉnh phong trước đó, trải qua một đoạn làm cho người không muốn nhấc lên thời đại hắc ám. Mà khi đó, nổi danh nhất chính là một đôi vợ chồng. Nhưng bởi vì thời gian qua đi quá lâu, phục khắc cổ thánh cũng không nhớ rõ đối phương cụ thể tục danh, cái biết rõ đối phương sử dụng chính là âm dương chi lực. Trận chiến kia, kinh thiên động địa. Cuối cùng, hai vị tuyệt đỉnh tiên tôn quét ngang phía sau màn hắc thủ, bình định náo động, là tiên giới đi vào đỉnh phong đặt cơ sở vững chắc ta nhớ ra rồi giống như thật là thái âm cùng mặt trời hai vị tiên tôn chính là bởi vì lúc ấy âm dương chi lực dung hợp mới trấn áp thời đại hắc ám còn tiên giới một cái sáng sủa càng khôn tự hồ cũng chính là khi đó mới có tâm dương cộng tế thiên hạ xưng hoàng truyền thuyết phục khắc cổ thánh càng nói càng rung động người chung quanh nghe đoạn này truyền thuyết cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc âm dương cộng tế thiên hạ xưng hoàng thật sự là thật ngông cuồng nhưng là nếu như thật sự là thái âm cùng mặt trời hai đại tiên tôn quét ngang thời đại hắc ám đặt vững tiên giới hướng đi đỉnh phong cơ sở như vậy bọn họ đích xác xứng với lời nói này số trăm vạn năm trước có thiên tôn sao diệp phong bỗng nhiên mở miệng phục khắc cổ thánh suy nghĩ một lát nói thiên tôn nhóm đều là thời đại hắc ám kết thúc về sau mới lần lượt xuất hiện mà lại tự hồ cũng đang sợ cái gì sẽ rất ít ở trước mặt mọi người xuất hiện diệp phong gật gật đầu hiểu rõ lúc này chân long cổ thánh nghĩ tới điều gì, hỏi, dịp trưởng môn, cho nên, tiểu tiên giới dưới mặt đất phong ấn chẳng lẽ là tiên giới thời đại hắc ám phía sau màn hắc thủ. Chần chừ một lúc, dịp phong nói, xem như thế đi. T. Đám người tập thể hít sâu một hơi. Liền tuyệt đỉnh tiên tôn liên thủ cũng khả năng trấn áp phía sau màn hắc thủ, lại bị phong ấn ở tiểu tiên giới dưới mặt đất. Cái này. Đây cũng quá kích thích đi. Bị phong ấn người là thi tôn, khẩu khí rất ngông cuồng, bất quá, các ngươi yên tâm, hắn gần nhất là ra không được. Diệp Phong một mặt tự tin nói. Cái này gần nhất, bao lâu? Tinh Hà Thánh Nhân nhịn không được hỏi. Diệp Phong duỗi ra hai cây ngón tay, cười không nói. Hai vạn năm. Không ngừng, hẳn là hai mươi vạn năm đi. Không đúng. Khi Tôn cũng bị phong ấn mấy trăm vạn năm, làm gì cũng còn có thể lại phong ấn cái hai trăm vạn năm. Dạng này nhóm chúng ta an tâm. Đang ngồi cường giả não bổ một hồi, Liền đều cho rằng Thi Tôn còn có thể bị trấn áp 200 vạn năm. Nghe vậy, Diệp Phong cố gắng bảo trì miễn cười. Hắn không dám nói Thi Tôn tiếp qua hai ba mươi năm liền sẽ thoát khốn, thật muốn nói ra, đám người này sợ là sẽ phải bị dọa đến nâng thùng chạy trốn. Trong vòng mười năm, Thi Tôn ra không được. Tại mười năm này bên trong, ta nếu có thể trưởng thành đến chí thánh cấp độ, vậy liền không có cái gì đáng giá e ngại. Nếu như trong vòng mười năm ta không thành được chí thánh, lại nói cho phục thắc cổ thánh bọn hắn chân tướng cũng không muộn. Diệp Phong trong lòng như là kế hoạch. Không bao lâu, đám người rời đi. Diệp Phong một mình một người ngồi tại dưới cây liễu trên tảng đá, nhìn xem Kim Ngư ba tỷ muội thả câu, uống vào ngộ đạo trà, hưởng thụ lấy thanh nhàn buổi chiều thời gian, một mặt hài lòng. Đang lúc hoàng hôn, bắt hợp đại đế tàn ảnh lại lần nữa hiển hiện. Diệp Phong hết sức chăm chú, tiếp tục tham ngộ. Thời gian nhất chuyển, liền đi qua nửa tháng. Theo Diệp Phong đến tiểu tiên giới hương trà cốc đến nay, đã qua hơn một tháng một ngày này. Diệp Phong nhìn xem sóng gợn lăng tăng mặt hồ, bỗng nhiên đứng lên, hướng phía bầu trời bước ra một bước, thân thể hoàn toàn biến mất, liền liền khí tức, cũng không thể nhận ra cảm giác. Hắn tựa như là từ đầu tới đuôi cũng chưa từng xuất hiện. a à, trưởng môn nhân đâu? Kim Ngư ba tỷ muội phát hiện Diệp Phong không thấy, vội vàng nhìn bốn phía, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Ba cái hô hấp về sau. Tiên hồ trên không. Vô số thiên địa chi lực trong triều ở giữa hội tụ, trong đó bí mật mang theo đại lượng thiên địa phát tắc khí tức, không ngừng áp súc, cũng bắt đầu dẫn động chút ít nói khí tức. Bọn chúng dần dần hội tụ, trở thành Diệp Phong thân ảnh. Giờ phút này, hắn toàn thân sáng lên, giống như thần linh. Nhất bộ nhập đạo. Diệp Phong lạnh nhạt nói, hướng phía hắc ám cấm địa chỗ sâu một cước đạp xuống, tại tiểu tiên giới trên mặt đất, vô số mở thiên nhãn tu hành giả cũng chú ý tới một màn này. Cái gặp một cái to lớn pháp tắc thân ảnh hiện thân. Hắn cao tới ước vạn dặm, cực lớn đến đỉnh thiên lập địa tình trạng, một cước đạp ở hắc ám cấm địa bên trong, trong khoảnh khắc nghiền nát vô số vỡ vụn lục địa giữa không trung. Tiên điện. Phục khắc cổ thánh bỗng nhiên ngẩng đầu, đã nhận ra đạo thân ảnh kia ẩn chứa kinh khủng khí tức, không khỏi hít sâu một hơi. Là pháp tắc chân thân. Diệp trưởng môn thật mạnh ngộ tính, vậy mà học xong bắt hợp cổ thánh môn bí pháp này, đồng thời, uy lực mạnh hơn, hiển nhiên là sửa cũ thành mới, tiến hơn một bước. Phục khắc cổ thánh kinh thán không thôi. Tiên hồ trên không. Diệp Phong thân hình chậm rãi từ rút đi trên người quan mang, biến thành bộ dáng của ban đầu. Về sau, liền gọi nhất bộ nhập đạo đi. Hắn lấy một cái hoàn toàn mới danh tự. Môn này thần thông nguyên bản danh tự là mới thất bộ đăng thiên, nhưng, cảm ngộ quá trình bên trong, Diệp Phong tăng thêm tự mình cảm ngộ, tại cơ sở này bên trên có mới tăng lên. Bảy bước dung thành một bước. Một bước rơi xuống, liền có thể dẫn động chư thiên pháp tắc cùng đạo vận, ngưng tụ tạm thời pháp tắc chân thân, khiến cho uy lực vô cùng kinh khủng. Bởi vậy, Diệp Phong cho môn này thần thông thay tên. Nhất bộ nhập đạo. Hắn trở về chỗ cái này hoàn toàn mới danh tự, cảm thấy rất không tệ. Quay đầu lại, nhìn xem ngốc tại bên hồ Kim Ngư ba tỷ muội Diệp Phong chậm rãi đi tới, cười nói, thế nào, thấy choáng Không câu cá. Kim Ngư ba tỷ muội tập thể vứt xuống cần câu. Còn câu cái gì cá, nhóm chúng ta muốn cùng trưởng môn học bản sự. Vừa mới một chiêu kia quá lợi hại, trưởng môn, về sau nhóm chúng ta mỗi ngày cho ngài giặt quần áo, có thể dạy nhóm chúng ta sao? Đấm lưng xoa chân nắng vai, nhóm chúng ta cũng có thể. Kim Ngư ba tỷ muội một người một câu. Diệp Phong nhún vai, nói, tư chất của các ngươi quá kém, học không được môn này, nhất bộ nhập đạo, bất quá, ta trước tiên có thể dạy các ngươi thất bộ đăng thiên. Thất bộ đăng thiên. Nghe giống như thật lợi hại bộ dáng. Học tốt về sau, nhóm chúng ta lại dùng những này thần thông đến nổ cá, hiệu quả nhất định so câu cá tốt vô số lần. Kim Ngư ba tỷ muội xì xào bàn tán, một mặt hưng phấn, Diệp Phong thính lực tuyệt hảo, nghe được cái này ba tỷ muội thấp giọng giao lưu, khóe miệng nhịn không được có chút run rẩy. Cái gì? Các ngươi không phải nói không câu cá sao? Kết quả, các ngươi học tập những này thần thông mục đích cuối cùng nhất, lại là vì nổ cá. Ta. Diệp Phong không chỉ khóe miệng co giật, liền khóe mắt cũng bắt đầu run rẩy, một thời gian, không biết rõ nên nói cái gì. Kiểu như trâu bò. Mười cái hô hấp về sau diệp phong nhịn không được hướng kim ngư ba tỷ mụi giơ ngón tay cái lên nói nguyên lai các ngươi tu hành mục đích cuối cùng nhất chính là vì nổ cá không ăn cá sao được a à? đúng vậy a à, ngoại trừ cá trên thế giới này giống như cũng không có cái khác đồ vật ăn ngon kim ngư ba tỷ mụi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ diệp phong nhếch miệng chờ các ngươi trở lại phiếu miễu tông đến bếp sau thưởng thức được nơi đó các món ăn ngon ta tin tưởng các ngươi ba tỷ mụi mỗi ngày đều sẽ uống tại trong phòng bếp không đi nghe vậy ba tỷ muội hai mắt tỏa sáng trưởng môn thật sao trưởng môn nhóm chúng ta cái gì thời điểm quay về tông trưởng môn trong tông môn có hay không cùng loại tiên hồ loại này có thể câu cá địa phương nha nàng nhóm đông vấn tây vấn diệp phong gật đầu nói trong tông môn có một tòa linh hồ trong đó nước đến từ phiếu miễu phong đỉnh núi linh trì phẩm chất cực cao tại linh hồ bên trong dựng dục cá sau tiên hồ càng tốt hơn thật kia chúng ta bây giờ liền quay về tông đi Kim Ngư ba tỷ muội không thể chờ đợi. Nói tới quay về tông, Diệp Phong tinh thần trở nên hoảng hốt. Đúng a, à. Đã ra hơn một tháng, hắn không chỉ có tìm được luyện chế phá giới châu cần thiết cuối cùng năm loại vật liệu, thuận tiện đem thái dương chi lực, thái âm chi lực luyện đến viên mãn. Liền liền tu hành căng cơ cũng tăng cường gấp đôi. Ngoài ra, cho thiên tộc thánh tôn cùng thi tôn kéo một đợt cừu hận, còn hiểu hơn đến mấy trăm vạn năm trước tiên giới một đoạn hắc ám lịch sử. Trở lên đủ loại, đều là thu hoạch khổng lồ. Đương nhiên, hắn còn căn cứ hoàn toàn mới phiên bản, thất bộ đăng thiên, sáng tạo ra uy lực mạnh hơn, nhất bộ nhập đạo. Lần này tiểu tiên giới chuyến đi, đã công đức viên mãn. Là thời điểm quay về tông. Chờ ta luyện thành phá giới châu, trước tiên liền đi tam thiên giới tinh không bên trong, chém sang trộn liên minh minh chủ. Diệp Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Ngày đó, Diệp Phong mang theo kim ngư ba tỷ muội tìm được phục khắc cổ thánh. Diệp trưởng môn cái này phải đi về. Phục khắc cổ thánh có chút không bỏ, nhưng nghĩ lại, lấy cước trình của bọn họ, đi tới đi lui thần châu cùng tiểu tiên giới, nhanh, gần nửa ngày như vậy đủ rồi. Tốc độ cao nhất tiến lên, sẽ nhanh hơn. Một canh giờ, liền có thể đi tới đi lui. Diệp trưởng môn, ngài phải đi về. Thế nhưng là, nhóm chúng ta còn không có chơi chán đây. Chân Long cổ thánh cùng tinh hà thánh nhân biết được Diệp Phong muốn trở về thần châu, vội vàng trở lại tiên sơn tiên điện. Các ngươi tiếp tục chơi, ta về trước đi. Diệp Phong hướng mấy người vất tay tạm biệt. Tê lạp. Một tiếng vang nhỏ qua đi, Diệp Phong đã xé rách hư không, mang theo Kim Ngư ba tỷ muội ly khai tiểu tiên giới, xuất hiện tại hỗn loạn hắc ám cấm địa bên trong. Mấy lần xuyên thẳng qua sau, Diệp Phong một đoàn người đã đi qua bạo phong nhãn, đi vào tinh không bên trong, cũng tiếp tục xuyên thẳng qua, hướng thần châu đại lục chỗ tinh không thế giới cực đông chi địa bay đi. Trên nửa đường, Diệp Phong đem thất bộ đăng thiên truyền thụ cho Kim Ngư ba tỷ muội. Nàng nhóm dù sao cũng là thần nguyên cảnh hóa hình yêu thú, ngộ tính vẫn có một ít năng lực học tập cũng không tính quá kém một canh giờ sau nàng nhóm cũng có tiến bộ không ít rất không tệ chính là như vậy diệp phong ở một bên đốc xúc đang truyền thụ tông môn đệ tử pháp thuật cùng thần thông phương diện này diệp phong nói thứ hai không ai dám nói đầu tiên nửa ngày sau thần châu đại lục nam vực phiếu miễu tông bốn đạo thân ảnh xé rách màn trời lặng yên vô tức xuất hiện tại cao vạn trường không vừa lúc rơi vào phiếu miễu phong đỉnh núi rốt cục trở về. Cái này, chính là phiếu miễu tông, phía dưới tòa kia hồ nước chính là linh hồ, bên trong cá so tiên hồ còn nhiều. Nhưng phải nhớ kỹ, không được nổ cá. Diệp Phong một mặt tự hào giới thiệu. Được rồi. Kim Ngư ba tỷ muội nhìn đến so tiên hồ lớn gấp bội linh hồ, thi triển thần nhãn, có thể nhìn thấy dưới nước có rất nhiều cá, trong mắt thoáng chốc toát ra ánh sáng, tranh thủ thời gian vọt xuống dưới. Chưởng môn, ngài trở về. Cung Thanh Thu vừa lúc từ đằng xa đi ngang qua, nhìn thấy diệp phong cùng kim ngư ba tỷ muội vội vàng tới hỏi thăm vừa mới ba cái kia thần nguyên cảnh lạ lẫm thiếu nữ là nàng nhóm phân biệt tên là kim kỷ mộng kim kỷ huyễn kim kỷ yên là ta lần này ra ngoài lúc gặp phải người hữu duyên đều là hóa hình yêu thú phân thuộc linh thú các. diệp phong đưa ra giải thích thì ra là thế cung thanh thu gật đầu lần này tới là bởi vì muốn tuyển nhận mới một nhóm đệ tử a diệp phong nhìn xem cung thanh thu trong tay danh sách đúng thế Cung Thanh Thu gật đầu, thời gian vừa vặn, tháng này nhập công khảo hạch, ngay tại ngày mai, trưởng môn cái này thời điểm trở về, vừa vặn có thế kiểm định một hai. Không cần. Diệp Phong khoát tay áo, chưa thu đệ tử thời điểm, ngươi cùng Hạ Văn Văn cùng nhau giám sát liền có thể, chờ xác định danh ngạch, lại đưa đến trưởng môn đại điện. Vâng. Cung Thanh Thu hiểu ý, ngựa trên dưới đi làm. Ông. Lúc này, phiếu miễu phong đỉnh núi truyền đến một tiếng vang nhỏ, Diệp Phong theo tiếng nhìn lại, cái gặp rèn đúc lô rốt cục hấp thu đầy đủ thăng cấp năng lượng, đã dẫn phát phong thánh đại kiếp. Sư một tiếng. Nó xé rách hư không, xuất hiện tại cao ức vạn dặm không, đưa tới cuồng cuộn kiếp vân, bao phủ hơn phân nửa thần châu. Lại có thánh nhân đổ kiếp rồi sao? Là một cái lò. Cái đó là Phiếu miễu Tông rèn đúc lô. Nó muốn lột xác thành thánh binh. Thật sự là hâm mộ a. À. Thần châu các nơi, có người nhận ra bị kiếp vân nuốt hết rèn đúc lô khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ. Rèn đúc lô độ kiếp quá trình rất thuận lợi. Sáu làn sóng lôi kiếp, một lần hàng sương kiếp, một thứ thánh hỏa kiếp, một lần cửu thiên lôi hỏa chi lô, uy lực không tầm thường, nhưng đều không thể đánh vỡ rèn đúc lô phòng ngự, để nó nhẹ nhõm gắn vượt qua. Nửa ngày sau, rèn đúc lô chậm chậm rơi xuống, lơ lửng tại Diệp Phong trước mặt. Lúc này rèn đúc lô cùng dĩ vãng không sai biệt lắm, vẫn là ba chân hai tay, nhưng thân lò so dĩ vãng cao hơn một chút, mặt ngoài ẩn chứa trận văn càng thêm phức tạp. Trung động thời điểm lại có đại đạo thanh âm vang lên. Không tệ. Diệp Phong đại hỷ, liền tranh thủ không gian kết tinh, tiên linh chi ngọc, thần ma huyết toản, phá bích phong bạo chi nhãn, quan ám chi tinh cùng với các vật liệu luyện khí lấy ra, ném vào rèn đúc lô. Bắt đầu luyện chế phá giới châu đi. Diệp Phong vỗ vỗ rèn đúc lô, để nó luyện khí, tự mình thì là đi đến phiếu miễu phong bên vách núi, nhìn về phía mặt đất linh hồ. Kim ngư ba tỷ muội ngồi tại trên tảng đá, chân ngâm mình ở trong hồ nước, cầm ngàn năm linh trúc chế thành cần câu, lấy yêu nguyên lực là dây, yêu đang làm mồi nhữ, thả câu trong hồ con cá. Sau lưng các nàng, tụ tập không ít đệ tử. Bọn hắn cảm thấy kim ngư ba tỷ muội rất lạ lẫm, nhưng bởi vì dung mạo xinh đẹp, lại ưa thích câu cá, cho nên tiến đến phụ cận quan sát. Một chút gan lớn đệ tử, thậm chí ngồi ở một bên thả câu. Đám này không làm việc đàng hoàng gia hỏa. Diệp Phong nhếch miệng, nhưng cũng không có quát lớn những đệ tử kia. Tu hành là rất khô khan một sự kiện, ngẫu nhiên câu câu cá, giải sầu một chút, cũng là có thể. Hôm sau. Tháng này phiếu miễu tông đệ tử nhập tông khảo hạch bắt đầu. Lần này tham gia khảo hạch thiên kiêu nhân số đạt đến 5 vạn, so với lần trước có thêm 2 vạn, nhưng cạnh tranh áp lực cũng không tính quá lớn, bởi vì, lần này tuyển nhận nhân số là 1 ngàn. Diệp Phong đứng tại đỉnh núi, hướng tông môn quảng trường nhìn lại. Quyển trục thế giới bên trong. 5 vạn tên đệ tử ngay tại các hiển thần thông, vượt qua từng đạo cửa ải, liều mạng hướng điểm cuối cùng phóng đi. Trong đám người, Diệp Phong thấy được kế thừa kim giáp cự nhân huyết mạch thanh niên mặc áo đen Trương Thiên Nguyên, phát hiện đối phương bảo trì tại 4-500 tên khoảng chừng, chỉ cần ổn định, thông qua khảo hạch phải không vấn đề. Chủng tộc viễn cổ huyết mạch xác thực không tệ. Diệp Phong khóe miệng khẽ nhất. Bạch Phù thành thế gia đệ tử bên trong, có hơn 3.000 người hấp thu chủng tộc viễn cổ huyết mạch, trong đó biểu hiện tốt nhất, không ai qua được vị này thanh niên mặc áo đen Trương Thiên Nguyên. Đối với hắn, Diệp Phong vẫn có chút kỳ vọng. Ồ! Lúc này, Diệp Phong có phát hiện mới. Quyển trục thế giới bên trong, lại có không ít hình thể to lớn chủng tộc viễn cổ thiếu niên đang xông cửa ải, xếp hạng mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn cũng có, biểu hiện cũng xem như không tệ. Liền chủng tộc viễn cổ thanh niên thiên kiêu cũng tới. Diệp Phong hai mắt tỏa sáng. Phiếu Miểu tông đệ tử cũng không cực hạn tại nhân tộc. Chỉ cần là phù hợp yêu cầu, liền xem như chủng tộc viễn cổ thiên kiêu, cũng có thể nhập tông. Chưởng môn, Thật nhàm chán a à. Lúc này, Hồ Phi Phi khiên hỗn nguyên cung đi tới, đứng tại Diệp Phong bên người, một mặt sinh không thể luyến bộ dáng. Ta lần trước đưa cho ngươi đồ vật, hấp thu tốt chưa? Diệp Phong liếc mắt Hồ Phi Phi, mở ra số liệu bản. Hồ Phi Phi thăng cấp năng lượng, 99%. Nhìn thấy cái này nói rõ, Diệp Phong nhíu mày, nói. Tháng trước, ta ly khai tông môn thời điểm, đã đem trước đó đánh giết những cái kia thánh cảnh cường giả bản nguyên kết tinh cho ngươi hấp thu vì sao chỉ là 99% năng lượng? Ta cũng không hiểu a. À. Hồ Phi Phi lắc đầu. Nghe vậy, Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Ngươi không biết rõ. Hắn rất kinh ngạc. Từ khi ta năng lượng đến 99% về sau, liền rốt cuộc không có biện pháp tiếp tục hấp thu mới năng lượng, ta còn đặc biệt đi tàn thư các tra tư liệu, cảm thấy đây cũng là gặp được tu hành bình cảnh. Hồ Phi Phi Chu Hồng phấn môi. Còn có việc này. Diệp Phong rất là kinh ngạc, duỗi xuất thủ, ấn ở hồ phi phi đầu trưởng môn ngươi dạng này người ta sẽ ngượng ngùng đây hồ phi phi một mặt thẹn thùng thần sắc. diệp phong nhếch miệng hắn chỉ là nghĩ xem xét hồ phi phi hiện tại tình huống một lát sau hắn thu tay về không biết rõ có phải hay không lòng hiếu kỳ quấy phá diệp phong tay xẹt qua hồ phi phi lỗ tai còn bóp bóp lông mềm như nhung xúc cảm vẫn rất không tệ a à, mắc cỡ chết được hồ phi phi cố ý ỏn à ỏn ẻn nói một cái té nhào vào diệp phong trong ngực nhắm hai mắt lại, cong lên hồng phấn môi. Ngươi tại thân không khí sao? Nhưng đợi đã lâu, Hồ Phi Phi cũng chờ không đến dịp phong hôn, mà là đợi đến đối phương một câu tức giận lời nói. Thôi đi, không hiểu phong tình. Hồ Phi Phi một giây trở nên cao lãnh, ôm cánh tay, cao dương lấy cái cầm, xem hướng bầu trời, so trước kia nhiều hơn mấy phần ngạo kiều. Ngươi thật sự là gặp bình cảnh. Diệp Phong nói, muốn đột phá, độ khó rất lớn, hiện tại có ta trợ giúp, đột phá cũng không phải là vấn đề nghe xong mình có thể đột phá hồ phi phi hứng thú hai tay trèo lên diệp phong bả vai cho hắn vai mềm chưởng môn nhanh giúp đỡ người ta đi ngươi là thiếu khuyết thiên mệnh chi lực cùng vi lượng lực lượng phát tắc mà lại chí ít cần năm loại lực lượng phát tắc mới có thể để ngươi đột phá đến hiển thánh cấp độ diệp phong một mặt nghiêm túc nói năm loại lực lượng phát tắc nhiều như vậy hồ phi phi trợn tròn mắt thế nhưng là ta không có a ngươi không có ta có Diệp Phong lấy ra thiên mệnh Bảo Châu, vừa ra tay, chính là hơn vạn sợi thiên mệnh chi lực, đều dung nhập Hồ Phi Phi mi tâm. Hồ Phi Phi thăng cấp năng lượng, 99. 5% Hệ thống lập tức truyền đến nhắc nhở. Hồ Phi Phi cũng cảm ứng được tự thân biến hóa, trong con mắt tràn đầy dị sắc, nói, tăng, năng lượng tăng. Trò hay còn tại phía sau đây. Diệp Phong nhếch miệng lên, duỗi xuất thủ, trên lòng bàn tay phương xuất hiện năm đạo nhan sắc khác nhau khí tức, phân biệt đại biểu cho Thái Dương chi lực, thái âm chi lực, sát lục chi lực, lực lượng thời gian, không gian chi lực. Đây là năm loại lực lượng phát tắc. Thật thần kỳ lực lượng. Hồ Phi Phi có thể cảm nhận được cái này năm đạo khí tức chỗ khác thường, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. May mắn ta có năm loại lực lượng phát tắc, không phải vậy, ngươi sợ là khó mà đột phá đến hiển thánh cấp độ. Diệp Phong nói. Hắn thổi một hơi, khi năm đạo khí tức chui vào hồ phi phi hồng phấn môi, tiếp lấy tản vào toàn thân, khiến cho nàng có dũng khí toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác ai nha hồ phi phi cố ý tao một cái trưởng môn ngài vậy mà hướng ta bờ môi thổi hơi khi nhóm chúng ta vừa mới có phải hay không dán tiếp hôn đây ai nha người ta không thuần khiết ngươi phải chịu trách nhiệm diệp phong nhịn không được lật ra cái đại bạch nhãn không tao một cái sẽ chết thật sao hắn tức giận nói tốt nhìn xem tự mình năng lượng có phải hay không đầy hồ phi phi thăng cấp năng lượng một trăm phần trăm nàng cảm ứng tự thân quả thật phát hiện tự thân khí tức trở nên hùng hậu viên mãn, bắt đầu cải tạo tự thân, tinh thần dần dần trở nên hoảng hốt, mí mắt càng ngày càng nặng nặng. Chưởng môn, ta buồn ngủ quá. Nàng là thật muốn rơi vào trạng thái ngủ say, vô ý thức hướng Diệp Phong phương hướng ngã xuống. Hảo hảo ngủ một giấc đi. Diệp Phong đưa tay vạch một cái, Hồ Phi Phi lập tức bị thiên địa chi lực bao lấy, thu được cực kỳ cường đại vòng phòng ngự, nằm thẳng tại ngộ đạo trà thủ dưới, bắt đầu thuế biến. Vì tăng thêm tốc độ, Diệp Phong thực hiện thời gian trận pháp. Gấp trăm lần gia tốc, hiệu suất siêu cao. Như thường tình huống dưới, Phi Phi cần 3 năm thời gian khả năng hoàn thành thuế biến, gấp trăm lần gia tốc về sau, chính là 11 ngày. Cái này vừa vặn A. À. Phá giới châu còn tại luyện chế, cũng cần gần nửa tháng thời gian, đến thời điểm, hai cái tiến độ đều không khác mấy. Diệp Phong thỏa mãn gật đầu, nhìn về phía tông môn quảng trường. Quyển trục thế giới. Thanh niên mặc áo đen trương thiên nguyên kích phát kim giáp cự nhân huyết mạch, người khoác màu vàng long lân chiến giáp, cầm trong tay cự phủ, tự thân tố chất toàn diện tăng lên gấp 3. A, à, phản tổ. Diệp Phong hơi kinh ngạc, cảm thấy Trương Thiên Nguyên rất không tệ, cũng chính thầm nghĩ không có nhìn nhầm. Trải qua hơn một tháng khổ tu, Trương Thiên Nguyên vậy mà đột phá đến tụ nguyên cảnh thất trọng, còn đem kim giáp cự nhân huyết mạch triệt để dung nhập tự thân mỗi một tấc huyết nhục, đạt đến phản tổ trạng thái. Tiềm lực của hắn đã bị mở mang ra. Không bao lâu, Trương Thiên Nguyên vọt tới người thứ 70, gần với những cái kia tu vi đạt đến linh hải cảnh yêu nghiệt. Kim giác cự nhân huyết mạch. Đạo hữu, thực lực của ngươi không tệ lắm. Phụ cận xuất hiện không ít đến từ chủng tộc viễn cổ thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, phát giác được trương thiên nguyên trên người khí tức, cũng hướng hắn ném kinh ngạc ánh mắt. Có nhân chủ động tới trò chuyện. Nhận được dịp trưởng môn ban thưởng cơ duyên, nếu không, ta trương thiên nguyên há có hôm nay. Nói đi, trương thiên nguyên bắt đầu phát lực. Hắn một đường vọt mạnh, cuối cùng siêu việt không ít chủng tộc viễn cổ thiếu niên thiên kiêu, lấy thứ 59 tên thân phận xông qua điểm cuối cùng. Khảo hạch vẫn còn tiếp tục. Càng ngày càng nhiều thiên kiêu thông qua khảo hạch, thuận lợi trở thành phiếu miểu tông ký danh đệ tử, chỉ cần đi vào trưởng môn đại điện, bị Diệp Phong đăng ký ghi tên, liền có thể tấn thăng làm đệ tử chính thức. Tông môn quảng trường bên trên. Trương Thiên Nguyên hít sâu một hơi. Cho tới bây giờ, hắn còn rất kích động. Ta muốn trở thành phiếu miểu tông đệ tử đời thứ tư. Nguyên lai, like đây chính là trở thành đỉnh cấp tông môn đệ tử cảm giác, làm rạng rỡ tổ tông, cố gắng leo lên tu vi đỉnh cao, về sau, ta cũng có thể giống trong tộc đại năng mạnh như nhau. Không, ta có thế sao bọn hắn càng mạnh. Trương Thiên Nguyên nắm chặt nắm đấm. Tiến vào phiếu miễu tông, hết thảy đều có khả năng. Một khắc đồng hồ sau. Trước một ngàn tên ra lò. Lần này khảo hạch, đến đây là kết thúc. Cung Thanh Thu cao giọng tuyên bố, mở ra quyển trục thế giới, đem những cái kia còn không có đến điểm cuối thiên kiêu phóng ra. Ta lại thất bại. Trời ạ. À. Không hoảng hốt, mỗi tháng cũng có một lần thảo hạch, ta quyết định hiện tại liền trở về cố gắng tu hành, tháng sau nhất định được, nếu như không được, vậy liền hạ hạ tháng. Đúng. Không ngừng cố gắng, nhóm chúng ta cuối cùng có có thể gia nhập phiếu miễu tông một ngày, thực tế không được, chờ nhóm chúng ta tấn thăng thần nguyên cảnh, cũng có thể bái nhập phiếu miễu tông, trở thành một tên chấp sự. Ở đây thiên kiêu cũng không nhục chí, ngược lại rất có đấu chí. Phiếu miễu phong đỉnh núi. Diệp Phong nhìn thấy cảnh tượng này, rất là vui mừng. Phiếu Miểu Tông muốn tuyển nhận 10 vạn trở lên đệ tử khả năng tấn thăng làm thánh địa, chỉ cần những ngày này kêu không vứt bỏ, không từ bỏ, tương lai cũng có trở thành tông môn đệ tử khả năng. Bọn hắn hiện tại cố gắng, tương lai chú định sẽ có thu hoạch. Diệp Phong cười cười. Sau 3 canh giờ, Cung Thanh Thu mang theo Trương Thiên Nguyên các loại mới một nhóm đệ tử đời 4 đi đến phiếu Miểu Phong đỉnh núi, hội tụ tại trưởng môn trước đại điện. Cũng đến rồi vậy liền theo trình tự đăng ký đi diệp phong chờ đã lâu ưa thích trưởng môn sư thúc không thể nào là phạm nhân mời mọi người tức giữ diệp phong đánh giá những này đệ tử mới bọn hắn từng cái tinh thần phấn chấn ánh mắt sáng ngời triều khí phồn thịnh yếu nhất đều là tụ nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong chất lượng khá cao nhưng diệp phong cũng ý thức được một vấn đề không có luyện khí cảnh phải chăng không quá cân đối đâu diệp phong rơi vào trầm tư một cái tông môn liền xem như thánh địa cũng là có không ít luyện khí cảnh đệ tử, phiếu miễu tông cũng cần. Bởi vì, luyện khí cảnh là đặt nền móng giai đoạn. Nếu như từ nơi này giai đoạn bắt đầu bồi dưỡng, bọn hắn khẳng định so những này lấy tụ nguyên cảnh tu vi gia nhập phiếu miễu tông đệ tử mạnh không ít. Đây là bởi vì, phiếu miễu tông hỗ trợ công pháp rất mạnh, theo luyện khí cảnh bắt đầu tu luyện, hiệu quả đương nhiên tốt một chút. Có. Từ dưới một lần tuyển nhận đệ tử mới bắt đầu, chuyên môn thiết trí hai đầu khảo hạch tuyến đường, một cái ngay tại lúc này quyển trục thế giới, một con đường khác dây, thì đặc biệt nhằm vào luyện khí cảnh. Mỗi một nhóm đệ tử mới bên trong, chí ít tuyển nhận 100 vị luyện khí cảnh đệ tử. Có thế từ vô số luyện khí cảnh trổ hết tài năng, nhất định yêu nghiệt, làm như vậy, có thể sàng chọn ra hơn cường đại thiên kiêu. Diệp Phong có chủ ý, lập tức cho cung thanh thu truyền âm. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Đứng ở một bên cung thanh thu nghe nói đến từ Diệp Phong thanh âm, cũng ý thức được làm như vậy chỗ tốt, gật đầu. Cho đến lúc này. Diệp Phong mới tiếp tục đánh giá ở đây đệ tử. Trong một ngàn người, tám thành là nhân tộc thiên kiêu, còn sót lại hai trăm người khoảng chừng cũng đến từ chủng tộc viễn cổ, là những này trong chủng tộc chân chính thiên kiêu. Đa nguyên hóa phát triển, không tệ. Diệp Phong miễn cười. Chỉ có nhân tộc, phiếu miễu tông phát triển sẽ rất chính thống, nhưng là thiếu khuyết một điểm điều hòa, có chủng tộc viễn cổ gia nhập, có thể nhường tông môn bước về phía đa nguyên, bổ khuyết một chút trống không. Dựa theo trình tự, đi lên đăng ký. Diệp Phong tuyên bố vâng. Xếp hạng thứ nhất vị kia nữ tử áo trắng lập tức đi tới, chắp tay nói, trưởng môn tốt, ta gọi Lý Y Y, cực phẩm căn cốt, linh hải cảnh nhất trọng. Ừm, không tệ. Diệp Phong bắt đầu đăng ký. Không bao lâu, đến phiên Trương Thiên Nguyên. Đột phá đến tụ miên cảnh thất trọng, không tệ. Diệp Phong hướng Trương Thiên Nguyên gật đầu. Nhận được trưởng môn nâng đỡ. Trương Thiên Nguyên không dám đắc ý quên hình, từ đầu tới cuối duy trì lấy kim tốn. Đăng ký còn tại tiếp tục mãi cho đến sau ba canh giờ tất cả đăng ký kết thúc diệp phong bắt đầu cho ở đây đệ tử mới giảng đạo nói ra mỗi người bọn họ trên thân tồn tại khuyết điểm làm cho người được ích lợi không nhỏ lượng ngày sau giảng đạo kết thúc diệp phong cúi đầu xuống vỗ vỗ ghé vào dưới đáy bàn ngủ thiếp đi hạ văn văn nói mang bọn hắn ở chỗ a à. hạ văn văn một cái giật mình nhảy lên một cái một đầu đụng bay trên người cái bàn nhịn đau không được hô bắt đầu sau một khắc nàng đột nhiên chú ý tới mình lại bị trò mèo, sắc mặt đỏ bừng, chính thầm nghĩ lúc này là thật xã hội tính tử vong. Nhìn xem nàng bộ dáng này, Diệp Phong cười. Không nhớ lâu, về sau mỗi lần đều là dạng này. Nói đi, Diệp Phong phất tay, ra hiệu đám người rời đi. Linh Trì bên cạnh. Diệp Phong nhìn xem còn tại thuế biến Hồ Phi Phi, phát hiện tịnh hóa thanh liên cùng thất thải ngộ đạo trà thụ chủ động trung động, vẫy xuống một chút màu xanh cùng thất thải quan huy, không có vào Hồ Phi Phi thể nội, thuế biến tốc độ rất nhanh mà. Diệp Phong tán thưởng một câu. Dung nhập hai loại khí tức hồ phi phi sẽ trở nên mạnh hơn, lâu dài hấp thu, tương lai không chừng có thể để cho tự thân thuế biến, tiến vào cao hơn cấp bậc hình thái chiến đấu. Nói trở lại, phi phi có thể đi vào đệ ngũ trọng hình thái chiến đấu sao? Diệp Phong rất là hiếu kỳ. Nhưng, hồ phi phi ngay tại ngủ say. Nghĩ biết rõ nàng có thể hay không tiến vào tầng thứ cao hơn hình thái chiến đấu, chỉ có thể chờ đợi nàng tỉnh hỏi lại mới một nhóm đệ tử đời bốn nhập tông về sau liền bắt đầu tại phiếu miễu tông tu hành tiếp xúc đến tàn thư các về sau đệ tử mới đầu tiên là nghẹn họng nhìn trân trối tiếp lấy chính là cuồng hỉ như đó như khác xem sách học tập thích hợp bản thân hỗ trợ công pháp có không hiểu bọn hắn liền sẽ thỉnh giáo cơ tử linh làm tàn thư các đại diện các chủ cơ tử linh tại giảng giải pháp thuật hỗ trợ công pháp phương diện đạt được dịp phong tự thân dạy dỗ trình độ rất cao gặp được không giải quyết được vấn đề cơ tử linh liền sẽ đi vào trưởng môn đại điện, thỉnh giáo Diệp Phong. Nhàn hạ thời điểm. Diệp Phong ngồi tại thất thải ngộ đạo trà thủ dưới, lợi dụng hương trà tạm thời tăng lên ngộ tính, không đoạn tu luyện thái âm, thái dương, giết chóc, thời gian, không gian các loại lực lượng pháp tắc. Trừ cái đó ra, hắn sẽ còn tiếp tục nghiên cứu ớt nhất bộ nhập đạo, huyết thứ, câu hồn chi pháp, các loại cường đại thần thông. Sau nửa tháng, loãng xoảng, rèn đúc lô nắp lò phóng lên tận trời, một khỏa nắm đấm lớn nhỏ vàng bạc sắc bảo châu xuất hiện tại Diệp Phong trước mặt, chính là phá giới châu. Danh tự, phá giới châu. Phẩm giai, Ngụy Thiên Đạo cấp. Giới thiệu, có thể phá vỡ lần vũ trụ hàng rào, chư thiên vạn giới tùy ý xuyên thẳng qua, mỗi một lần sử dụng, liền sẽ tiêu hao một bộ phận bản nguyên, sử dụng số lần vượt qua trăm lần, liền sẽ mục nát. Ghi chú, có thể nếm thử dung nhập thiên mệnh bảo châu, lấy thiên mệnh chi lực thai nén, sử dụng số lần vô hạn. Xem hết giới thiệu. Diệp Phong sờ lên cái cầm. Ta đã hiểu. Viễn cổ thánh thần sử dụng viên kia phá giới châu cũng là ngụy thiên đạo cấp, sử dụng quá nhiều lần, cho nên một nát, bị hắn sử dụng về sau, liền triệt để hỏng mất. Cho nên, ta phải đem phá giới châu dung nhập thiên mệnh bảo châu. Diệp Phong làm ra quyết định. Hai tay của hắn phân biệt nắm chặt thiên mệnh bảo châu cùng phá giới châu, hít sâu một hơi, dẫn động vô số thiên mệnh chi lực, lại lấy thiên địa lĩnh vực áp chế, đem cả hai chạm vào nhau. Oanh, Hoa Mỹ Quang Huy bộc phát. Toàn bộ thần châu trong nháy mắt này cũng bị vàng bạc hai màu Quang Huy nuốt hết, bất luận kẻ nào mở mắt ra, đều chỉ có thể nhìn thấy hai loại nhan sắc quang mang, trong lòng hải nhiên. Chuyện gì xảy ra? a à, ta mù. Tất cả mọi người bị hù dọa. Cũng may, cổ này thiên địa dị tượng tiếp tục thời gian rất ngắn, 10 giây đồng hồ về sau, liền hoàn toàn biến mất. Phiếu miễu phong đỉnh núi. Diệp phong cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, con ngươi co rụt lại. Thiên mệnh Bảo Châu cùng phá giới Châu tất cả đều biến mất. Thay vào đó là một cái bốn lăng tinh thể, nội bộ có vô số đặc thù khí tức xoay tròn, cũng dần dần trở nên nồng đậm, khí tức càng phát ra mênh mông, cho Diệp Phong một loại nhìn thấy toàn bộ đại thiên thế giới cảm giác. Danh tự: Đại thế giới chi tâm. Phẩm giai: Thiên đạo cấp. Giới thiệu: Một cái toàn bộ thuộc tính thiên đạo cấp chí bảo, có được thế giới chi lực, thiên mệnh chi lực, phá giới chi lực. Tịnh hóa chi lực các loại vô số lực lượng pháp tắc, sau khi vỡ vụn có thể sáng tạo một cái chân chính đại thiên thế giới. Duy nhất trói chặt người, Diệp Phong. Thật thần kỳ. Diệp Phong một mặt trung động. Hắn duỗi xuất thủ đụng vào đại thế giới chi tâm, cái sau lập tức dung nhập Diệp Phong mi tâm, thay thế nguyên bản thời không ấn ký, hóa thành một cái lập thể bốn lăng tinh thể ấn ký, hiện lên thất thải chi sắc. Một khắc này, Diệp Phong thần sắc đại biến. Hắn cảm giác được vô số tin tức tràn vào trong đầu, tri thức lượng trong nháy mắt tăng vọt, lĩnh ngộ được vô số đến từ viễn cổ thời đại bí pháp tri thức không hổ là đại thế giới chi tâm, Diệu A. À. Diệp Phong cuồng hỉ. Hắn hiện tại, đã đem đại thế giới chi tâm dung nhập mi tâm thức hải, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể phát huy ra các loại lực lượng, xuyên thẳng qua thế giới cũng biến thành không gì sánh được nhẹ nhõm, liền liền ngộ tính, lại cũng lúc trước trên cơ sở tăng lên gấp 10. Cũng không ủng công ta tiêu hao một khỏa ngụy thiên đạo phá giới châu, hiện tại đại thế giới chi tâm, so với trước kia thiên mệnh bảo châu mạnh hơn nhiều. Diệp Phong nói nhỏ. Món chí bảo này, bây giờ đã coi như là hắn bản mệnh chi vật a à nha thật thoải mái nha cái này thời điểm hồ phi phi thanh âm vang lên diệp phong theo tiếng nhìn lại đúng lúc thấy được nàng đã tỉnh lại sau mong muốn thời gian lâu dài rất nhiều ầm ầm tiếng sấm vang lên hồ phi phi hai cái hồ ly lỗ tai lập tức dựng lên ngẩng đầu nhìn lên trên trời kiếp vân một mặt vui mừng đại kiếp đến rồi nàng phóng lên tận trời sắp đổ kiếp ưa thích trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân mời mọi người cất giữ. Phiếu miễu phong đỉnh núi. Diệp phong nhìn xem ngay tại độ kiếp hồ phi phi, mở ra nhìn rõ chi nhãn, tại trên người nàng thấy được không ít thất thải chi sắc, trong đôi mắt, còn có màu xanh tịnh hóa chi quan, có vẻ hết sức đặc thù. Xem ra, thất thải ngộ đạo trà thụ cùng tịnh hóa thanh liên hiệu quả bắt đầu có hiệu lực, khó trách phi phi chậm nhiều như vậy mới tỉnh. Diệp phong nói nhỏ. Đại kiếp vẫn còn tiếp tục. Đột phá hiển thánh đại kiếp cùng phong thánh đại kiếp không sai biệt lắm, phía trước 6 lần đều là lôi kiếp, lần thứ 7 cùng lần thứ 8 cũng vẫn là hàng sương kiếp cùng thánh hỏa kiếp, chỉ là uy lực mạnh không chỉ gấp 10 lần. Cuối cùng một đợt thì là gia cường phiên bản cửu thiên lôi hỏa chi lô. Nội bộ ngoại trừ sẽ xuất hiện hàng sương cùng thánh hỏa, còn có thể xuất hiện huyễn cảnh, khảo nghiệm người độ kiếp đạo tâm phải chăng ổn định. Thánh phi muốn đột phá hiển thánh. So dịp trưởng môn còn nhanh hơn, đây cũng quá nhanh a. À thần châu các nơi tu hành giả nhận được tin tức, 10 điểm rung động. Hiện tại thành thánh đơn giản như vậy sao? Có người phát ra dạng này nghi hoặc, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, thậm chí nghĩ lập tức độ kiếp, thử một chút mình liệu có thể thành công. Ngươi ngu rồi a. À. Khi thế nhưng là thánh phi. Nàng có được bất tử chi thân, độ kiếp thời điểm căn bản không cần phòng ngự thánh binh, nhưng là, ngươi được không? Có người phản bác. Đám người nghe vậy, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Huyền không sơn. Thiên mệnh nữ hoàng cùng như tu thiên thánh biết được Hồ Phi Phi muốn đổ kiếp, xung kích hiển thánh, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Cái này tốc độ đột phá cũng quá nhanh. Tiếp tục như vậy nữa, thiên tộc như thế nào cho phải? Nữ hoàng, ngươi có đối sách sao? Như tu thiên thánh hỏi thăm. Hồ Phi Phi có bất tử chi thân, Diệp Phong cũng có, hai người kia liền theo bọn lưu manh giống như, giết cũng giết không chết, chỉ có thể trước dạng này. Thiên mệnh nữ hoàng phi thường bất đắc dĩ, nếu là có thể lựa chọn, nàng thà rằng không đến thần châu nhưng là không đến thần châu thiên tộc khẳng định sớm đã bị thập phương thánh đế đuổi kịp gặp phải tai họa ngập đầu ai như tu thiên thánh cũng rất bất đắc dĩ thần châu các nơi vô số cường giả cũng tại quan sát hồ phi phi độ kiếp nàng có bất tử chi thân độ kiếp không chút huyền niệm nhưng mọi người vẫn là rất hiếu kỳ trong truyền thuyết hiển thánh cấp đại kiếp rốt cuộc mạnh cỡ nào ngày hôm nay bọn họ đích xác mở rộng tầm mắt vô số sáng chói lôi quang đánh xuống, nương theo lấy hổ khiếu long ngâm thanh âm, dẫn phát toàn bộ thần châu đại lục chấn động, liền tứ chuyển chuẩn thánh đều khó mà ổn định tự thân khí tức, không cách nào tại hồ phi phi độ kiếp kỳ ở giữa tiếp tục tu hành. nửa ngày sau, hồ phi phi chống nổi hiển thánh cấp đại kiếp. ha ha, nguyên lai đây chính là hiển thánh a. trên bầu trời vang lên hồ phi phi tiếng cười to. sau một khắc, toàn bộ thần châu bầu trời cũng hóa thành màu hồng, phản phất xuất hiện vô số màu hồng kiếp vân, cho người ta một loại nặng nề như núi tim đập nhanh cảm giác. Đây là hồ phi phi hiển thánh thủ đoạn. Đây chính là hiển thánh, quả nhiên cường đại A. Có dịp trưởng môn cùng thánh phi tọa trấn, phiếu miễu tông nhất định là thần châu thế lực tối cường, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thần châu tất cả đại thế lực người nghị luận ầm ý. Phiếu miễu phong đỉnh núi. Hồ phi phi rơi vào nơi này, đứng tại dịp phong trước mặt, so sánh với dĩ vãng, thân hình phát sinh một chút biến hóa. Đầu tiên, nàng lại cao lớn một điểm đón lấy, là dáng vóc trở nên càng thêm bạo tạc. Cuối cùng, khi một đôi tròng mắt ẩn chứa càng phát ra mê người quan mang, phản phất có thể đem người hồn cũng câu đi. Người thuế biến rồi. Diệp Phong hỏi, hiện tại, ngươi có thể đi vào đệ ngũ trọng hình thái chiến đấu sao? Đối với điểm này, Diệp Phong rất hiếu kỳ. Không thể. Hồ Phi Phi lắc đầu, nhưng là, ta mở ra đệ tứ trọng hình thái chiến đấu thời điểm, đã không cần sử dụng thăng cấp năng lượng, sử dụng chiến đấu năng lượng là đủ rồi. Diệp Phong nhíu mày, thử nhìn một chút. Tốt. Hồ Phi Phi gật đầu. Đệ tam trọng hình thái chiến đấu. Nàng nắm chặt hỗn nguyên côn, nổi giận gầm lên một tiếng, bên ngoài thân liên tục xuất hiện ba lần màu hồng quang huy, tóc dài cấp tốc kéo dài đến 3 mét, theo gió cùng vũ, đúng là trong nháy mắt tiến vào đệ tam trọng hình thái chiến đấu. Tám lần chiến lực tăng lên, không tệ a. À. Diệp Phong tán thưởng. Trước kia Hồ Phi Phi chỉ có thể trong nháy mắt tiến vào đệ nhị trọng hình thái chiến đấu, Muốn đi vào đệ tam trọng hình thái chiến đấu, trước hết bị đánh, tích lũy chiến đấu năng lượng. Nhưng bây giờ, nàng vậy mà có thể bất cứ lúc nào tiến vào đệ tam trọng hình thái chiến đấu, tương đương với có thể tùy ý tăng lên 8 lần chiến lực. Loại này thuế biến, phi thường tốt. Như vậy, đệ tứ trọng hình thái chiến đấu đâu? Diệp Phong hỏi. Đệ tứ trọng. Hình thái chiến đấu. Hồ Phi Phi nắm chặt Hỗ Nguyên côn, đem đoạn này thời gian tích lũy chiến đấu năng lượng bạo phát đi ra trong nháy mắt tiến vào đệ tứ trọng hình thái chiến đấu. Nàng lúc này, cùng lúc trước có khá lớn biến hóa. Trên người nàng tản ra càng thêm chói mắt màu hồng quang huy, bên ngoài thân còn có thiểm điện quanh quẩn, một đầu dài 3 mét tóc không còn là bốn phía bay múa, mà là tự nhiên rủ xuống. Sau một khắc, một cái hồ mặt mũi cổ đeo ở hồ phi phi sau đầu, đem cái này tóc dài buộc chặt lên. 16 lần chiến lực. Diệp Phong trầm giọng nói. Nhất trọng là gấp đôi, nhị trọng là 4 lần, tam trọng là 8 lần, về phần đệ tứ trọng, thì là 16 lần chiến lực tăng lên, tương đương với tăng lên một cái tiểu cảnh giới, tăng lên phi thường lớn. Rất tốt, rất mạnh. Diệp Phong thắt khuôn mặt là vui mừng. Mặc dù không biết rõ Hồ Phi Phi vì sao như thế biến thái, vậy mà có thể tiến vào đệ tứ trọng hình thái chiến đấu, khiến cho chiến lực 16 lần tăng phúc, nhưng đây đều là chuyện tốt. Nàng bây giờ, hiển thánh cấp độ cơ hồ vô địch thủ. Có được bất tử chi thân nàng, liền xem như đối mặt hơi yếu một chút thiên thánh, cũng đủ để khiêu chiến trưởng môn, thế nào, ta lợi hại a à? Hồ Phi Phi một mặt đắc ý. Diệp Phong ánh mắt dời xuống, nhìn xem hỗn nguyên côn, phát hiện nó mặt ngoài in lên một cái thập vĩ thánh hồ màu hồng lạc ấn, sau trước kia dễ nhìn rất nhiều, cũng coi là một loại thuế biến. Không tệ, rất lợi hại. Diệp Phong gật đầu. Hiện tại Hồ Phi Phi, chỉ cần không phải đối mặt thiên thánh, cơ bản đều có thể quét ngang, là hắn trợ thủ đắc lực nhất. Đã như vậy, cái gì thời điểm tiến công tam thiên giới? hồ phi phi vung vẩy hổ nguyên côn kích động hôm nay liền đi diệp phong nhếch miệng cười một tiếng hắn hiện tại có được thiên mệnh bảo châu cùng phá giới châu dung hợp mà thành đại thế giới chi tâm có thể vô hạn lần phát triển ngụy thiên đạo cấp phá giới châu lực lượng tùy ý vượt giới suy nghĩ gì thời điểm đi tam thiên giới liền cái gì thời điểm đi quá tốt rồi kia hiện tại lên đường đi hồ phi phi liếm môi một cái đã không kịp chờ đợi thiên đạo linh hầu tới Diệp Phong tiện tay một chiêu, bắt lấy đang cùng Hạ Văn Văn đấu võ mồm thiên đạo Linh Hầu, mang lên hồ phi phi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tinh không bên trong. Gây sự tổ ba người trống rỗng xuất hiện. Đại ca, ngươi có thể qua lại đến tam thiên giới rồi. Nghe nói muốn đi tìm tinh không đạo liệt liên minh minh chủ báo thù, thiên đạo Linh Hầu rất hưng phấn, hận không thể đến cái tự bạo, lấy đó chúc mừng. Không tệ. Diệp Phong gật gật đầu. Như vậy, trước hết giết ai? thiên đạo linh hầu rất hiếu kỳ. Tinh không đạo liệt liên minh minh chủ. Diệp Phong cắn răng nói. Thập phương thánh tông kim nhược chí cùng thôn thiên ma tông kim bào thiên thánh thực lực không tầm thường, mà lại, sau lưng của bọn hắn có thế lực cấp độ bá chủ chỗ dựa, lưu đến đằng sau lại giết. Về phần tinh không đạo liệt liên minh minh chủ, không có chí thánh cấp chỗ dựa, thực lực bản thân cũng tương đối. Dùng Diệp Phong tới nói. Sang trọng minh chủ là một cái quả hồng mềm. Báo thù, theo hắn bắt đầu, không cần nói nhảm nhiều lời xuất phát diệp phong hai tay bấm niệm pháp quyết câu thông bi tâm thức hải đại thế giới chi tâm lại căn cứ trước đó tại tam thiên giới hoạt động định vị đến một cái kia mênh mông thế giới tọa độ tìm được ở chỗ này diệp phong duỗi xuất thủ chỉ vào phía trước tam thiên giới ngay tại cái phương hướng này nói đi hắn mở to mắt theo ngón tay phương hướng nhìn lại diệp phong phát hiện cái kia phương hướng vừa vặn ở vào tinh không thế giới cực đông chi địa lại là bên này Diệp Phong lát nữa, ánh mắt vượt qua thần châu đại lục, nhìn về phía cực tây chi địa hắc ám cấm địa, trong lòng đã có một cái kết luận. Tiên giới tại phương Tây. Tam thiên giới tại phương Đông. Về phần thần châu, nó chỗ tinh không thế giới đích thật là câu thông hai cái này đỉnh cấp thế giới trạm trung chuyển. Diệp Phong nhịp tim tăng lên. Hắn có thể đoán được, làm trạm trung chuyển tinh không thế giới, tương lai nhất định sẽ trở thành binh gia vùng giao tranh, mà thần châu đại lục chắc chắn ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Hắn nhất định phải nhanh chóng mạnh lên nếu không, khó mà ứng đối tương lai nguy hiểm. Xuyên qua. Diệp Phong mặc niệm khẩu quyết, hắn, Hồ Phi Phi, thiên đạo linh hầu cấp tốc hóa thành vàng bạc sắc trùng sáng, không có vào tinh không thế giới cực đông chi địa, đi qua một mảnh không gian hỗn độn, hoàn toàn biến mất không thấy. Nửa ngày sau. Một mảnh mênh mông tinh không bên trong. Có thần dị vàng bạc ánh sáng màu bó xuất hiện, giống như một đóa kiều diễm hoa tươi nở rộ, hiển hóa ra ba đạo thân ảnh, chính là Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Thiên Đạo Linh Hầu đến tam thiên giới. Diệp Phong nhìn quanh Chu Vi, căn cứ tinh đồ xác định mình bây giờ tọa độ, sau đó, xác định đạo liệt liên minh phương hướng. Chính ở đằng kia. Diệp Phong chỉ vào nào đó phiến sáng chói tinh vực, vận dụng vượt giới chi lực mang theo hồ phi phi cùng thiên đạo linh hầu xuyên thẳng qua, tốc độ vượt qua thế gian bất luận một vị nào thánh cảnh. Sau nửa canh giờ, tham lang tinh vực trung tâm. Diệp Phong tổ ba người hiện ra thân hình, nhìn xem phía dưới kia một mảnh khí thế rộng rãi khu kiến trúc, trong mắt viết đầy lãnh ý đạo liệt liên minh tổng bộ, đến. Nơi này là tham lan tinh vực. Một cái ở vào tam thiên giới cái nào đó nơi hẻo lánh địa phương, phạm vi bên trong, chỉ có một cái đại thiên thế giới tồn tại. Đó chính là tham lan đại lục. Có rất ít người biết rõ, số danh chiêu lấy tinh không đạo liệt liên minh tổng bộ, liền tại cái này đại thiên thế giới trung tâm. Tinh không đạo liệt liên minh minh chủ, nạp mạng đi. Diệp phong hướng phía tham lan đại lục gầm thét, trận trận tiếng gầm quét sạch mà ra, giống như siêu cấp phong bạo xung kích mảnh này thiên địa, trong nháy mắt bao trùm cả tòa đại lục, làm người sợ hãi. Là ai tại làm càng? Một tòa trong thánh điện, đạo liệt minh chủ ngay tại tự mình ái phi trên thân trong rủi, nghe nói thanh âm, bị dọa đến đánh tơi bời, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vội vàng giết ra. Tinh không bên trong. Diệp Phong tổ ba người đang bị vô số cường giả vây quanh. Là ngươi, Diệp Phong. Ngươi cái này tiểu súc sinh, còn dám trở về, muốn chết sao? đạo liệt minh chủ người khoác chiến giáp, cầm trong tay một cái màu vàng sậm trường mâu, gạt ra đám người, đi đến rất phía trước, nhìn thấy Diệp Phong, trên mặt lập tức viết đầy vẻ giận dữ. Ta trở về giết ngươi. Diệp Phong nói chuyện rất trực tiếp. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trừng to mắt, phản phất nghe được toàn thế giới nhất nghe tốt trò cười, đón lấy, chính là một trận ồ cười vang. Giết ta. Ha ha ha. Đạo liệt minh chủ vui vẻ, ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ là Diệp Phong, trước đây bị bọn hắn đuổi theo trốn ở Thiên Châu Thánh Linh trong tông không dám ra ngoài, bây giờ mới trôi qua hơn một tháng, vậy mà khẩu xuất cùng ngôn, thật đúng là bị điên. Mặc dù chiến lực của ngươi rất mạnh, nhưng là, chỉ bằng ngươi, còn giết không được bản tọa. Đạo liệt minh chủ cười nhạo một tiếng. Lần trước một trận chiến, Diệp Phong vậy mà có thể đem bọn hắn những ngày này thánh kích lui, chiến lực mạnh một nhóm. Nhưng là, chỉ bằng chút thực lực ấy, muốn giết hắn vị này thiên thánh cảnh tinh không đạo liệt liên minh minh chủ, lại là người suy si nói mộng minh chủ để cho ta tới đem cái này tiểu tử chém một cái đỉnh phong hiển thánh tiến đến đạo liệt minh chủ bên người nói nhỏ ba đạo liệt minh chủ một bàn tay đánh vào cái này đỉnh phong hiển thánh trên mặt làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ngu xuẩn các ngươi không biết rõ diệp phong cái này tiểu súc sinh có được bất tử chi thân làm sao cũng giết không chết sao mà lại diệp phong có thể tiện tay chém giết đỉnh phong hiển thánh chỉ bằng ngươi đi đưa đồ ăn sao? Đạo liệt minh chủ dừng lại giận dữ mắng mỏ. Hắn mặt lạnh lấy, nhìn về phía Diệp Phong, cầm trong tay ra một cái tử kim hồ lô, cười gằn nói. Diệp Phong, ta biết rõ ngươi có bất tử chi thân, muốn giết cũng giết không được, nhưng đoạn này thời gian, bổn minh chủ tốn hao số tiền lớn mua cái này thôn thiên hồ lô, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi có dũng khí bằng lòng sao? Cái gì đồ chơi? Thiên đạo linh hầu sửng sốt. Không biết rõ, để cho ta đi đánh đổ nó. Hồ Phi Phi vung lên hỗn nguyên côn, hít sâu một hơi, trong nháy mắt tiến vào đệ tam trọng hình thái chiến đấu, chiến lực 8 lần tăng phúc. Đến tam thiên giới trên đường, trước đó đệ tứ trọng trạng thái chiến đấu đã mất đi hiệu lực. Cho nên, nàng khôi phục nguyên trạng. Nhưng bởi vì trước đó vì nếm thử tiến vào đệ tứ trọng hình thái chiến đấu, đã đem nguyên bản tích lũy chiến đấu năng lượng hấp thu xong, cho nên nhất định phải dựa vào bị đánh tích lũy năng lượng. Cái này thời điểm đi lên đại chiến, vừa vặn tích lũy năng lượng. Hồ Phi Phi đã thấy đạo liệt minh chủ lấy xuống thôn thiên hồ lô nắp bình, nhắm ngay hồ phi phi, hô lớn một tiếng. Gọi ta làm gì? Hồ phi phi vô ý thức nói, một cung đập tới. Sau một khắc, quỷ dị lực trường phát ra, đem hồ phi phi bao khỏa, khiến cho nàng giống như là bị toàn bộ đại thiên thế giới lực lượng nuốt hết, vậy mà không cách nào phản kháng, thân hình càng ngày càng nhỏ, cho đến bị thôn thiên hồ lô nuốt hết. Hắc hắc, xong. Đạo liệt minh chủ cười một tiếng. Ngươi làm sao biết rõ nàng gọi hồ phi phi? diệp phong nhìn về phía đạo liệt minh chủ trong mắt tràn đầy nghi ngờ đạo liệt minh chủ cười gằn nói diệp phong ngươi cho rằng bản tọa rất ngu xuẩn từ khi biết được ngươi là diệp phong đến từ thần châu đại lục phiếu miễu tông ta liền căn cứ lực lượng thần bia trên xếp hạng tiến hành so sánh phát hiện các ngươi phiếu miễu tông chỉ có hai cái thánh cảnh một cái khác chính là gọi hồ phi phi cho nên người này ngoại trừ nàng còn có thể là ai nghe vậy diệp phong không khỏi giơ ngón tay cái lên không thể không nói đạo liệt minh chủ vẫn có chút đầu óc đại ca hồ ly tinh bị nuốt tiếng vào nhóm chúng ta nên làm cái gì a à? thiên đạo linh hầu hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng không hoảng hốt diệp phong lạnh nhạt nói diệp phong ta bảo ngươi một tiếng ngươi có dũng khí bằng lòng sao đạo liệt minh chủ đem thông thiên hồ lô miệng nhắm ngay diệp phong thấy thế diệp phong mắt trận trắng lên ít tại kia giả thần giả quỷ ngươi đây là thông thiên hồ lô chỉ cần đọc lên tên người khác liền có thể hình thành nhân quả liên hệ, tất nhiên sẽ bị nuốt vào trong đó. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, bỏ mặt ta có đáp ứng hay không, đều sẽ bị thôn thiên lĩnh vực bao phủ, có phải thế không? Ngươi vậy mà biết rõ. Đạo liệt minh chủ ánh mắt chớp lên. Sau một khắc, Diệp Phong bị một cổ thần bí lực trường bao phủ, liên đối lấy bên người thiên đạo linh hầu cũng bị khống chế lại, thân hình càng ngày càng nhỏ, cho đến bị thôn thiên hồ lô nuốt hết. Đại công cáo thành. Đạo liệt minh chủ cấp tốt bỏ vào tốt nắp bình, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn, cấp tốc xuất ra vô số phù lục, dán tại thôn thiên hồ lô bên trên. Cái này thế nhưng là thiên thánh cấp thánh binh, lại bị thực hiện mấy chục lớp phong ấn, cho dù có thiên thánh chiến lực cũng không có khả năng trốn tới. Đạo liệt minh chủ một mặt đắc ý. Chúc mừng minh chủ thành công trấn áp cường địch. Tinh không đạo liệt liên minh thành viên nhau nhau lấy lòng. Hừ, một đám vô dụng đồ vật. Thời khắc mấu chốt, còn phải dựa vào bản tọa xuất thủ. Đạo liệt minh chủ đem thôn thiên hồ lô đeo ở hông, ôm cánh tay, một mặt không nói nhìn xem chung quanh thuộc hạ. Nghe vậy, đám người nhao nhao cúi đầu. Trước đó vị kia hiển thánh đỉnh phong tò mò hỏi, Minh Chủ, tiếp xuống, không cần làm chuyện khác sao? Vạn nhất dịp phong thoát khốn, nên làm cái gì? ba Đạo liệt Minh Chủ lại là một bàn tay quất bay vị này đỉnh phong hiển thánh, khiển trách, phế vật. Bản tọa cũng nói qua, coi như Diệp Phong có thiên thánh chiến lực cũng trốn không thoát đến, huống chi chiến lực của hắn còn không đạt được thiên thánh cấp bậc. Minh Chủ, Diệp Phong thật sự có thiên thánh chiến lực. Một vị nhập thánh cảnh trắng răng, cường tráng lấy lá gan nói. Ồ! Đạo liệt minh chủ nhíu nhíu mày, nhìn về phía đứng ở tham lang đại lục trung tâm tòa kia lực lượng thần bia, quả thật tại thứ một ngàn tên thấy được Diệp Phong danh tự. T. Hắn nhịn không được nhíu nhíu mày. Diệp Phong cái gì thời điểm xếp tại thứ một ngàn tên, có được chân chính thiên thánh chiến lực. Bất quá, liền xem như thiên thánh chiến lực, cũng không có khả năng ra. Đạo liệt minh chủ rất có lòng tin chung quanh đông đảo cường giả hai mặt nhìn nhau luôn cảm thấy không đáng tin cậy nhưng vẫn là không nói một lời miễn cho bị đạo liệt minh chủ một bàn tay đánh bay ra ngoài a à, người xác định ta ra không được một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên đem tất cả mọi người ở đây giật nảy mình lập tức theo tiếng nhìn lại giữa không trung diệp phong đứng tại chỗ hồ phi phi cùng thiên đạo linh hầu phân đừng đứng tại hai bên giống như hắn cận vệ ba người khí tức hùng hậu lông tóc vô hại cái này cái này sao có thể? Đạo liệt minh chủ trừng thẳng con mắt, thuần thục mở ra các loại phù lục giấy niêm phong, lại xoáy mở nắp bình, trong triều bộ nhìn lại. Thông thiên trong hồ lô trống trơn như vậy. Ý vị này, Diệp Phong ba người thật trốn thoát. Có phải hay không rất hiếu kỳ? Diệp Phong ôm cánh tay, một mặt lạnh lùng. Liền xem như thực lực không tầm thường thiên thánh, nếu như bị thông thiên hồ lô hút vào trong đó, đóng chặt hoàn toàn, liền rốt cuộc không cách nào chạy ra. Nhưng, Diệp Phong khác biệt hắn dung hợp đại thế giới chi tâm, tự mang ngụy thiên đạo cấp phá giới châu hiệu quả, liền lưỡng giới bình chướng đều có thể đi qua, theo thông thiên trong hồ lô trốn tới, tự nhiên không có vấn đề gì. Đáng chết! Đạo liệt minh chủ khốn không được Diệp Phong, tại tất cả thuộc hạ trước mặt bêu xấu, giận tím mặt, đưa tay liền hướng Diệp Phong đánh ra. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc. Chết đi cho ta! Đạo liệt minh chủ gầm thét. Đã thông thiên hồ lô khốn không được Diệp Phong, như vậy, liền vận dụng thực lực chân chính của hắn, triệt để đem Diệp Phong đánh nổ, lại tách ra phong ấn, cũng không tin hắn còn có thể thoát khốn. Hắn chiêu này rơi xuống, ẩn chứa toàn bộ tham lang đại lục thế giới chi lực, giống như hai vị thiên thánh đồng thời xuất thủ. Bẻn vẹn lĩnh vực chi lực, liền trấn trụ toàn trường. Không hổ là minh chủ, quá mạnh. Hắn thế nhưng là thiên thánh cảnh, có thế không mạnh sao? Tinh thông đạo liệt liên minh thành viên nhau nhau lui lại, không dám dính vào, sợ bị đánh nổ. Bỏ mặt là Diệp Phong hay là đạo liệt minh chủ, bọn hắn tùy ý một kích đều là thiên thánh cấp, lấy bọn hắn những này hiển thánh, nhập thánh thực lực, căn bản ngăn không được. ầm ầm, đạo liệt minh chủ thiên địa chi lực bàn tay lớn ra sức đập xuống, hư không chấn động mãnh liệt, liền diệp phong đều là hai mắt nhắm lại. thực lực không tệ, nhưng không tổn thương được ta. diệp phong vận chuyển đại thế giới chi tâm, trên người thiên địa lĩnh vực dần dần tăng cường, lại cũng cho người ta một loại đối mặt toàn bộ đại thiên thế giới mênh mông cảm giác, không cách nào trung chuyển. nhất bộ nhập đạo. Diệp Phong đột nhiên hướng phía trước đi ra một bước. Một khắc này, bốn bề lực lượng pháp tắc cùng đạo vận cũng bị dẫn dắt, gia trì đến Diệp Phong trên thân, khiến cho hắn khí tức tăng vọt, vượt qua đạo liệt binh chủ, một cước cao cao nâng lên, nặng hơn nửa dậm xuống. Ầm ầm. Một cước này kinh thiên động địa, không chỉ có đạp vỡ đạo liệt binh chủ thiên địa chi lực bàn tay lớn, càng là trùng điệp đánh vào bộ ngực của hắn, làm cho toàn thân chấn động, phun máu phè phè. Qua. Đạo liệt minh chủ bay rớt ra ngoài, đánh vào tham lang đại lục mặt ngoài, xuyên thấu mấy mười vạn dặm nham thạch, nổ tung cuồn cuộn dày bụi. Làm sao có thể? Tinh thông đạo liệp liên minh thành viên khác tất cả đều nghẹn họng nhìn trân trối, máy móc quay đầu, nhìn về phía giống như chúa tể Diệp Phong. Một cước kia, thật quá mạnh. Diệp Phong. Đạo liệp minh chủ phẫn nộ thanh âm từ dưới đất chỗ sâu truyền ra, sau đó, hắn xé rách hư không, một lần nữa trở lại không trung. Trên người hắn, tràn một tầng áo giáp. Khi là một cái thiên thánh cấp phòng ngự bảo y, có thế ngạnh kháng thiên thánh cảnh toàn lực tiến công mà không phá. Là thủ hộ thánh khải. Minh chủ cướp bóc nhiều năm như vậy, tích xúc vô số, có phòng ngự thánh binh cũng không chỉ 20 kiện A. À. Bất quá, thiên thánh cấp độ thánh binh, tự hồ cũng liền ba bốn kiện. ba 4 kiện còn chưa đủ à? Đúng đấy, ta một cái cũng không có chứ. Tinh không đạo liệt liên minh thành viên trốn đến tinh không chỗ sâu quan chiến, trong mắt tràn đầy đối đạo liệt minh chủ hâm mộ. Bọn hắn không ngừng cướp bóc tất cả đại thế giới, cơ bản cũng bị bọn hắn cướp sạch qua. Cho nên, tinh không đạo liệp liên minh tu hành tài nguyên phi thường phong phú, mua sắm thánh binh rất nhiều. Dựa vào những này, bọn hắn thực lực cũng không kém. Diệp Phong, ta có thiên thánh cấp thủ hộ thánh khải gia thân, ngươi muốn giết ta, người si nói mộng. Đạo liệp minh chủ cười như điên nói. Hắn thừa nhận, Diệp Phong chiến lực rất mạnh, có thể bi hiếp đến mình tính mạng, nhưng bây giờ, hắn mặc vào thủ hộ thánh khải, phòng ngự mấy lần tăng phúc, căn bản không sợ sau một khắc đạo liệt minh chủ lấy ra một cái hẹp dài màu vàng kim nhạc trường đao đồng dạng tản ra thiên thánh cấp khí tức cho người ta một loại có thể một đao bổ ra một cái đại thiên thế giới tim đập nhanh cảm giác kim cương cuồng đao chém đạo liệt minh chủ hai tay cầm đao ra sức chém xuống diệp phong hừ lạnh một tiếng cấp tốc tiến lên một bước thi triển thiên tôn tăng phúc chiến lực lại thi triển nhất bộ nhập đạo tự thân khí tức so trước đó cường đại gấp năm lần loãng xoảng diệp phong một cước đạp xuống đánh bay kim cương cuồng đao, lại một lần nữa đem đạo liệt minh chủ dẫm vào dưới mặt đất. Chỉ là thiên thánh cấp chiến đao, cũng nghĩ so với ta vai. Diệp Phong thân thể nhảy lên, thẳng hướng tham lam đại lục. Vạn giới quyền Diệp Phong lấy lực lượng thời gian gia thân, trong nháy mắt đánh ra đến hàng vạn mà tính quyền ảnh, mỗi một quyền cũng thu được thần thông, thiên tôn, cấp 5 lần chiến lực tăng phúc, đập ầm ầm trên người đạo liệt minh chủ. Cùng bạo khí lãng trong nháy mắt nổ tung. Cả tòa tham lam đại lục đều đang run rẩy, vô số người một mặt hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi. Dưới mặt đất chỗ sâu, Diệp Phong trọng quyền xuất kích, đánh đạo liệt minh chủ trên người thủ hộ thánh khải âm vang rung động, phản phất muốn nổ tung. Đáng chết Diệp Phong. Đạo liệt minh chủ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không thể tin được Diệp Phong thực lực tại ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng tăng vọt nhiều như vậy. Đó căn bản không phải lực lượng thần bia thứ một ngàn tên. Hắn thấy, cái này tối thiểu có 500 tên. Ta không phải là đối thủ của Diệp Phong, nhất định phải trốn. Đạo liệt minh chủ cắn răng một cái, đột nhiên quay người, hướng nơi xa bỏ chạy. Sau một khắc, chiến trường liền chuyển dời đến tinh không. Ngươi đi không được. Diệp Phong nhắm ngay thời cơ, toàn lực thôi động mi tâm thức hải đại thế giới chi tâm, lực lượng lĩnh vực cùng thiên địa lĩnh vực toàn bộ triển khai, đem thoát đi bên trong đạo liệt minh chủ vây ở tại chỗ. Khuyết thứ. Cùng lúc đó, Diệp Phong chấp tay trước ngực, dùng hết lực lượng, cuối cùng đem trên người toàn bộ khí huyết chi lực áp suất trăm vạn lần, hình thành một cái đỏ sậm gai nhọn. Hư. Huyết thứ trong nháy mắt xuyên thấu hư không, tại đạo liệt minh chủ làm ra phản ứng trước đó, cũng đã đem mi tâm xuyên thấu. Cho dù hắn mặc thủ hộ thánh khải, cũng ngăn không được. Dương mắt nhìn lên. Đạo liệt minh chủ mi tâm bộ vị mũ giáp, đã xuất hiện một cái hố, chính là bị huyết thứ xuyên thấu. Phốt. Đạo liệt minh chủ chỉ cảm thấy thần hồn rung lên, kém chút ngã xuống đạo tiêu, phun máu phè phè. Thật mạnh một kích hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Diệp Phong, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể thi triển ra khủng bố như thế một kích, nhưng, loại thủ đoạn này, ngươi nhất định không cách nào nhiều lần thi triển, muốn giết ta, còn kém một chút. Khuyết thứ. Diệp Phong lại lần nữa thi triển môn này thần thông, đem tự thân khí huyết áp súc số trăm vạn lần, xuyên thấu đạo liệt minh chủ khí hải. Ngươi làm sao có thể nhiều lần sử dụng môn này thần thông? Đạo liệt minh chủ con ngươi co rụt lại, có thể cảm nhận được tự thân bị trọng thương, vội vàng cắn nát bên trong miệng một cái ngọc phù, mở ra truyền tống. Môn này thần thông, ta nghĩ thi triển bao nhiêu lần đều được. Diệp Phong một mặt lạnh lùng. Mỗi thi triển một lần, huyết thứ, đều sẽ hao hết thể nội khí huyết, nhưng, Diệp Phong có thể nhường tự thân vô hạn tránh quay về 0.5 giây, hao tổn khí huyết tự nhiên cũng liền khôi phục. Dựa vào cái này bút, hắn có thể vô hạn thi triển, huyết thứ. Mắt thấy đạo liệt minh chủ cắn nát truyền tống ngọc phù, Diệp Phong cấp tốc thi triển phá giới chi lực, cưỡng ép kết thúc truyền tống. Ngươi vậy mà cưỡng ép chặt đứt ta truyền tống, đây là thủ đoạn gì? Đạo Liệt Minh Chủ kinh hải, lời vừa nói ra, chấn động các nơi. Không được, Minh Chủ không phải là đối thủ của Diệp Phong, trốn. Tinh không đạo Liệt liên minh những người khác như rơi xuống vực sâu, quay người liền trốn, cũng không tiếp tục nghĩ đợi tại Tham Lang Đại Lục. Để tam trọng hình thái chiến đấu, Hồ Phi Phi khí tức tăng vọt, vung lên hỗn nguyên côn một chiêu lực phá vạn pháp, đánh ra một cái dài tới mấy vạn dặm côn ảnh, trong nháy mắt vỡ nát một tôn hiển thánh. Tại nàng truy sát dưới, đạo liệt liên minh thánh cảnh cường giả lần lượt tại tinh không bên trong sụp đổ, ngã xuống đạo tiêu. Tinh không bên trong. Khuyết thứ. Khuyết thứ. Diệp Phong không ngừng thi triển cái môn này bi lực kinh khủng khí huyết thần thông, lần lượt xuyên thấu thủ hộ thánh khải, lại thuận tiện xuyên thấu đạo liệt minh chủ thân thể, đem trọng thương. Soạt soạt. Ở trên trăm lần tiến công về sau, thủ hộ thánh khải triệt để vỡ vụn diệp phong lại một cái huyết thứ xuyên thấu đạo liệt minh chủ mi tâm cũng nhường huyết thứ tại hắn thức hải bạo tạc vị này cường đại thiên thánh tại chỗ vẫn lạc từ đó diệp phong rốt cục buông lỏng ra thiên địa lĩnh vực cùng lực lượng lĩnh vực hô hấp dồn dập trong mắt tràn đầy vẻ kích động ta rốt cục có thế đơn giết thiên thánh diệp phong nhếch miệng đi ra lục thân không nhận bộ pháp sư đạo liệt minh chủ thi hài hạ hướng tham lang đại lục giống như một khỏa lưu tinh trụy địa đánh nát một mảng lớn dãy núi, nhấc lên bão cát, quét sạch phương viên mấy vạn dặm. Ô ô! Theo đạo liệt minh chủ vị này thế giới chi chủ vẫn lạc, tham lang đại lục giữa thiên địa nhớ tới gào thét. Người này, chết không có gì đáng tiếc. Diệp phong giáng lâm tham lang đại lục trên không, hai tay tự nhiên rủ xuống, thiên đạo linh hầu vút không mà tới, rơi vào trên vai của hắn, quan sát phía dưới, giống như một tôn khỉ thần. Sư! Hồ Phi Phi đánh chết đạo liệt liên minh vị cuối cùng thánh cảnh, thuận tiện góp nhặt đến đầy đủ năng lực chiến đấu, có thể bất cứ lúc nào tiến vào đệ tứ trọng hình thái chiến đấu. Bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm. Diệp Phong quan sát tham lan đại lục, nụ cười dần dần biến thái. Hắc hắc hắc. Hồ Phi Phi cùng thiên đạo Linh Hầu thì là nhìn nhau, phát ra gian trá tiếng cười. Tham lan đại lục. Đám người ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Diệp Phong, Hồ Phi Phi, thiên đạo Linh Hầu, phát hiện bọn hắn thần sắc lạnh lùng, khí tức kinh khủng, làm cho nhân sinh không ra chút nào lòng phản kháng bọn hắn đứng tại kia, giống như thế gian kinh khủng nhất ma thần. Liền liền tham lang đại lục thiên đạo, giờ phút này cũng triệt để yên lặng. Hắn tại e ngại. Diệp Phong liền đạo liệt minh chủ đều có thể giết, thật muốn điên cuồng lên, chỉ cần dùng nhiều một điểm thời gian, liền có thể đánh nát tham lang đại lục, giết vào trong thế giới, hủy diệt thiên đạo. Vì bảo toàn tự thân, tham lang thiên đạo lựa chọn nhượng bộ. Đại ca, cái thế giới này thiên đạo yên lặng, tự hồ không muốn xuất thủ. Thiên đạo linh hầu thân là thần châu thiên đạo bạn sinh sinh linh, có thể cảm ứng được tham lan đại lục thiên đạo e ngại. Hắn sợ hãi. Diệp Phong nói. Muốn hay không đem cái này đại thiên thế giới đánh nổ. Hồ Phi Phi vung vẫy hỗn nguyên côn, trong mắt tràn đầy hưng phấn, rất muốn đại triển thân thủ. Diệp Phong liếc xéo Hồ Phi Phi, nói. Chỉ bằng ngươi. Khó. Tham lan đại lục cũng không phải tiểu thiên hoặc là trung thiên thế giới, mà là chân chính đại thiên thế giới, cả khối lục địa vững chắc thiên thánh cấp trở lên khả năng tạo thành nghiêm trọng phá hư chí thánh mới có thể đem chi đánh sụp đổ thực lực của ngươi không tệ nhưng còn kém xa lắm nha hồ phi phi có chút xấu hổ nàng còn tưởng rằng mình có thể quét ngang cái thế giới này đây kết quả diệp phong lại nói nàng liền nghiêm trọng phá hư cũng không có biện pháp tạo thành lại nói nhóm chúng ta đánh nổ tham lang đại lục làm cái gì cái thế giới này bản thân không có lỗi gì mà lại phía trên còn sinh hoạt lấy ức vạn người vô tội nhóm chúng ta không phải diệt thế đại ma vương, báo thù, lấy đi thuộc về chúng ta đồ vật là đủ rồi. Nói đi, Diệp Phong bắt đầu phóng thích thần thức. Một lát sau. Tìm được, bên này. Diệp Phong bay xuống. Không cần đã lâu, bất tử tổ ba người đi vào một mảnh liên miên trăm dặm rộng rãi trong cung điện, phát hiện nơi đây sớm đã người đi nhà trống. Đại ca, bảo khố đâu? Bên này. Diệp Phong bấm tay một điểm, khiến cho hư không xuất hiện nhất trọng trọng chấn đảng đợt, sau đó, liền mở ra một tòa vòng xoáy cánh cửa, đem ba người hút vào trong đó. Đây là một tòa tiểu thế giới. Nội bộ có vô số đại điện, mỗi một tòa đều chứa rất nhiều thiên tài địa bảo cùng trân quý vật liệu luyện khí, cộng lại, sau so thần châu bất luận cái gì một tòa thánh địa cũng giàu có gấp trăm lần trở lên. Chỉ có thánh linh tông cùng thôn thiên ma tông bực này thế lực cấp độ bá chủ, mới có thể nghiền ép tinh không đạo liệp liên minh. Phát tài. Diệp phong nụ cười đã không thể dùng biến thái để hình dung, mà là siêu cấp biến thái nhanh kiểm kê thu hoạch diệp phong hướng thiên đạo linh hầu cùng hồ phi phi phân phó được rồi hai người chia ra hành động tiến vào ở đây đại điện sẽ thấy đồ vật toàn bộ chứa vào trong cơ thể của mình không gian chờ sau này trở về lại tập trung đưa cho diệp phong trên đất bằng diệp phong ngửi được không tầm thường khí tức vội vàng hướng cái này tiểu thế giới chỗ sâu nhất đi đến thấy được một tòa to lớn tế đàn phía trên có vô số cấm chế phong ấn mấy chục khỏa lơ lửng giữa không trung sáng lên tinh thể là thế giới chi tâm Diệp Phong nhìn chầm chầm những đầu lâu này lớn nhỏ tinh thể, trên mặt viết đầy tâm tình kích động. Thế giới chi tâm là một cái thế giới bạo tạc về sau mới có xác suất đản sinh đặc thù kết tinh, ẩn chứa cái thế giới này đại bộ phận bản nguyên cùng thiên đạo chi lực, có thể bị thần châu thiên đạo tàn niệm hấp thu. Về phần đại thế giới chi tâm, thì sau cái này cao hơn một cấp. Diệp Phong mi tâm thức hải món kia bản mệnh bảo vật, chính là đại thế giới chi tâm, có thể trực tiếp dùng cho sáng tạo đại thiên thế giới. Tất cả đều là thánh cấp thế giới chi tâm. Ồ, lại còn có ba khối thiên thánh cấp thế giới chi tâm chín khối hiển thánh cấp còn sót lại đều là nhập thánh cấp toàn bộ cho thần châu thiên đạo tàn niệm hấp thu hắn nhất định có thể tăng lên trên diện rộng dịp phong phi thường vui vẻ thôi động mi tâm giải mật chi nhãn trước mắt cấm chế đều biến mất khi mấy chục khỏa thế giới chi tâm đã mất đi dựa vào hướng mặt đất rơi xuống bị dịp phong thu vào sau đó dịp phong ly khai tòa này bảo tàng thế giới hắn đi tới dưới mặt đất chỗ sâu tìm được đạo liệt minh chủ thi hài duỗi xuất thủ ở đây người lồng ngực. soạt xoạt. Vốn là vỡ vụn thủ hộ thánh khải triệt để sụp đổ, hóa thành một mảnh bột mịn, có đại lượng bản nguyên khí tức phát ra, bị Diệp Phong dùng đại thế giới chi tâm thôn phệ tạm thời thu nạp bắt đầu. Về sau, Diệp Phong đánh tan đạo liệt minh chủ thi hài. Khi bàn bạc thiên thánh cấp bản nguyên trong nháy mắt bột phát, kém chút đem chu vi đánh thành phấn vụn, Diệp Phong lập tức vận dụng đại thế giới chi tâm, đem luyện thành một quả vạt nước lớn nhỏ bản nguyên kết tinh. Không hổ là thiên thánh, bản nguyên kết tinh thật to lớn. Diệp Phong cảm khái một câu, tiếp tục dời gạch. Một trận chiến này, vẫn lạc thánh cảnh nhiều đến hơn 10 vị, bọn hắn cơ hồ đều là bị Hồ Phi Phi đánh nổ, phiêu phù ở tinh không bên trong, giống như một tòa cỡ nhỏ tinh vân, nhìn xem rực rỡ màu sắc. Nhưng, Diệp Phong không tì vết thưởng thức cảnh đẹp. Hắn phất ống tay áo một cái, đại thế giới chi tâm lực lượng phát động, đem những này vẫn lạc thánh cảnh bản nguyên thu thập lại, ngưng tụ thành từng khỏa lóe sáng bản nguyên kết tinh. Loại này hậu thiên bảo vật tác dụng rất nhiều cho thiên đạo tàn niệm hấp thu. Luyện khí Nhưng hồ phi phi hấp thu. Ngoại trừ trở lên ba cái chủ yếu tác dụng, bản nguyên kết tinh công dụng còn có rất nhiều, bao quát nhưng không giới hạn trong sáng tạo tiểu thế giới, giữ chức trận pháp năng lượng hạch tâm, cung cấp tu hành giả luyện hóa các loại. Tiếp xuống, đi chiếu cố tham lan thiên đạo. Diệp Phong nhìn về phía tham lang đại lục dưới mặt đất chỗ sâu nhất, khóa chặt đối phương không gian tọa độ, chớp mắt đến. Một tòa mênh mông vô tận không gian hỗn độn. Diệp Phong hiện thân tại đây. Trong hư không, vô số bản nguyên sóng lớn cấp tốc hội tụ, trở thành một đạo hư ảo thân ảnh, chính là Tham Lang Thiên Đạo. Hắn tướng mạo cùng Diệp Phong cùng loại. Đây là thiên đạo, mỗi người một vẻ, phàm là nhìn thấy thiên đạo người, nhìn thấy đối với phương ngoại mạo, cũng cùng tự thân tương đồng. Đạo hữu, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tham lang thiên đạo không có tình cảm, giờ phút này nhưng cũng e ngại. Đạo liệt minh chủ đánh với ta một trận lúc, từng mượn tham lang đại lục thế giới chi lực, ta nghĩ, ngươi không có khả năng không biết rõ bản trưởng môn tại sao đến. Diệp Phong chấp hai tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh. Có được đại thế giới chi tâm hắn, đã cùng phổ thông đại thiên thế giới thiên đạo bình khởi bình tọa, căn bản không sợ đối phương đạo hỏa. Đạo liệt minh chủ là bản giới chi chủ, một ý niệm liền có thể điều động thế giới chi lực, không phải ta chi ý. Tham lan thiên đạo lập tức chịu thua. Nghe vậy, Diệp Phong cười nói, ta cần một cái đủ để cho người vừa ý đền bù. Tham lan thiên đạo trầm mặt. Soạt. Mười cái hô hấp về sau, toàn bộ không gian hỗn độn cũng đang chấn động, vô số đại thiên thế giới bản nguyên trong triều ở giữa hội tụ, trở thành mười khỏa đầu lâu lớn nhỏ thế giới chi tâm, đều là thiên thánh cấp. Mười khỏa thế giới chi tâm. Tham lang thiên đạo tỏ vẻ ra là đầy đủ thành ý. Hắn là đại thiên thế giới thiên đạo, chỗ quản hạt mảnh này hỗn độn thế giới tích lũy đại thiên thế giới bản nguyên vô số, nhưng lập tức xuất ra 10 khỏa thiên thánh cấp thế giới chi tâm, vẫn như cũ là thương cân động cốt. Kém một chút ý tứ. Diệp Phong thu hồi 10 khỏa thế giới chi tâm về sau, nói như vậy. Tham Lan Thiên Đạo lại lần nữa trầm mặt. Cái này thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được, trước mắt vị thanh niên này mới thật sự là Tham Lan. Mà tự mình, chỉ là một cái nhỏ yếu con cừu nhỏ. Ba cái hô hấp sau. Ông. Thiên địa rung lên, một ngụm cao ba thước, dưới đáy đường kính một mét năm, thông thể lóe ra ngàn vạn tinh quang cổ chung dần dần hiện ra thân ảnh, lơ lửng tại Diệp Phong trước mặt. Tinh thần chuông, tiên thiên thánh binh, thiên thánh cấp. Tham Lang Thiên Đạo chậm chậm giới thiệu. Đây là hắn bạn sinh thánh binh, quy lực cực mạnh, nhưng được chứng kiến Diệp Phong thần thông, huyết thứ quy lực về sau, Tham Lang Thiên Đạo không muốn cứng đối cứng, cam nguyện bỏ qua vật này, bảo toàn tự thân. Nhìn xem tinh thần chuông, Diệp Phong hai mắt tỏa sáng. Suy nghĩ của hắn, trôi hướng lúc trước. Tinh thần chuông, tinh thần đại điện. Diệp Phong nhìn trước mắt tinh thần chuông, không nhịn được nghĩ lên trước đây chân đạp tinh thần đại điện giáng lâm phiếu miễu tông thời gian tưởng tượng khi đó, tinh thần đại điện nở rộ vô số tinh quang, chiếu sáng phiếu miễu tông chỗ khu vực. Tông môn đệ tử, cũng rất ưa thích tinh thần đại điện. Chỉ tiết, tại ứng đối nhục sơn quái vật tiến công thời điểm, tinh thần đại điện vì bảo hộ phiếu miễu tông cùng bạch phù thành, bị đối phương tàn nhẫn đánh nổ, bộ phận khí linh bản nguyên dung nhập linh hồ cái khác đá xanh, về sau, mới có hiện tại trưởng giáo hộ vệ, thạch thanh. Vật này không tệ, ta muốn. Diệp Phong cười, từ đó, ta và ngươi ân oán thanh toán xong, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ngươi có bằng lòng hay không? Có thể. Tham Lan Thiên Đạo đáp lại. Sau một khắc, hắn mở ra tự mình cùng tinh thần chung liên hệ, làm cái sau trở thành vật vô chủ, bị Diệp Phong lấy đại thế giới chi tâm lực lượng nuốt hết, tại chỗ hoàn thành luyện hóa. Trong cơ thể của ngươi lại có một cái đại thiên thế giới. Tham Lan Thiên Đạo cảm ứng được đến từ Diệp Phong trên người mênh mông thiên đạo khí tức, không khỏi phát ra sợ hãi tháng phục. Không phải đại thiên thế giới. Diệp Phong trả lời một câu, chân đạp tinh thần chuông, quay người ly khai mảnh này hỗn độn thế giới. Tham Lang Thiên Đạo đưa mắt nhìn hắn rời đi, không nói một lời. Ai? Sau một hồi lâu, Tham Lang Thiên Đạo than nhẹ một tiếng, Thiên Đạo chi thân dần dần tán loạn, dung nhập mảnh này hỗn độn thế giới mỗi một mảnh khu vực, triệt để yên tĩnh lại. Tham Lang Đại Lục Trung Tâm. Đại ca, ta bên trong không gian đều nhanh chứa không nổi á. Thiên Đạo Linh Hầu nâng cao tròn cuồng cuộn bụng, tìm được đứng tại một tòa trước đại điện Diệp Phong, hữu khí vô lực nói trong cơ thể của nó không gian ở vào bụng. Bởi vì trang quá nhiều đồ vật, hiện tại cũng đã phồng lên, sau hoài thai 10 tháng còn khoa trương. Nha, tiểu hầu tử người mang lục giáp rồi. Hồ Phi Phi khiên hỗn nguyên côn đi tới, đã đem bảo tàng thế giới còn sót lại đồ vật toàn bộ chứa vào 10 đầu cái đuôi bên trong không gian bên trong, trở thành một cái danh phù kỳ thực vũ trụ phú bà. Người cái này hồ ly tinh, chó bên trong miệng chính là nhã không ra ngà voi, ta là nam, nghi ngờ cái gì mang thai. Thiên đạo linh hầu tức giận phản bác nhìn xem chuyện này đối với tên dở hơi, Diệp Phong nhịn không được bật cười, nói ra, "Tốt, đem đồ vật cũng cho ta, thả các ngươi trên thân, ta không quá yên tâm." Một ít cường giả không gian năng lực rất mạnh. Bọn hắn nếu là xuất thủ, có thể cưỡng ép mở ra người khác không gian trữ vật, cho nên đồ vật đặt ở trên người hắn hơn an toàn. "Được rồi." Thiên đạo linh hầu lập tức hé miệng, đem nuốt vào trong bụng các loại thiên tài địa bảo phun ra. Diệp Phong phất ống tay áo một cái, đưa chúng nó thu sạch lên một bên khác. Hồ Phi Phi mười đầu cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư, cũng có vô số thiên tài địa bảo rơi trên mặt đất, xếp thành một tòa cao tới vạn trượng núi cao, giá trị chi lớn, đủ để mua xuống yếu nhất đại thiên thế giới. Chưởng môn, tiếp xuống, muốn hay không đi treo lên đánh tham lang đại lục thiên đạo, dù sao, hắn trước đó thế nhưng là cống hiến ra thế giới chi lực trợ giúp đạo liệt minh chủ. Hồ Phi Phi lại muốn đánh chống. Nghe vậy, Diệp Phong phút vuốt đầu của nàng, nói, khác cả ngày chém chém giết giết, chúng ta là đến báo thù, hiện tại, đã thanh toán xong, nên ly khai. Hắn lộ ra ngay tinh thần chuông. Mà lại, ta đã đi tìm tham lang thiên đạo, đây là hắn tặng tinh thần chuông, tiên thiên thánh binh, có thể mở ra một mảnh tinh thần thế giới lĩnh vực, áp chế ức vạn cường địch. Diệp Phong giải thích nói. Qua. Wow. Hồ Phi Phi nhìn xem tinh thần chuông, lập tức bị mặt ngoài ngàn vạn tinh quang hấp dẫn chú ý. Là thiên đạo bạn sinh thánh binh, tham lang thiên đạo bỏ được đem cái này đồ vật lấy ra, là bỏ hết cả tiền vốn A. Một bên Thiên đạo linh hầu nhìn ra bản chất. Đi. Diệp Phong thu hồi tinh thần chuông, mang theo hai người trốn vào tam thiên giới tinh không chỗ sâu, hoàn toàn biến mất không thấy. Tinh không mênh mông vô ngần. Diệp Phong ba người không ngừng xuyên thẳng qua, chuẩn bị đi Thiên Châu, tìm cơ hội xử lý Kim Bào Thiên Thánh. Nhưng, đi đến một nửa, Diệp Phong lại ngừng lại. Bây giờ, bọn hắn đi vào một mảnh vỡ vụn tinh không, khắp nơi là sau đại chiến còn sót lại vết tích, ở trong đó diệp phong đã nhận ra lực lượng quen thuộc bản nguyên khí tức viễn cổ thánh thần khí tức diệp phong trong lòng rung lên nhưng là một phen tìm kiếm về sau hắn lại phát hiện cổ này khí tức không mạnh giống như là người thừa kế trên người lực lượng khí tức trong lòng có điểm hiếu kỳ vội vàng thôi động đại thế giới chi tâm truy tung đi theo ta diệp phong rất nhanh có mục tiêu mang theo hồ phi phi cùng thiên đạo linh hầu lần theo khí tức đuổi tới vượt qua một cái tinh hệ đi vào một tòa cổ lão thanh đồng cánh cửa trước tòa này cửa ra vào rất lớn. Nó rộng trăm mét, cao ba trăm mét, mặt ngoài vết rỉ loang lỗ, đi qua thanh đồng cánh cửa, có thể tới đến một tòa tàn phá sơn cốc, phương viên số trăm dặm, trung tâm tọa lạc lấy một tòa trang viên. Các ngươi là ai? Diệp Phong ba người vừa tiến vào tòa này sơn cốc, liền bị mấy chục cái cầm trong tay cự phủ tráng háng vây quanh. Bọn hắn là thuần túy thể tu. Mỗi người cũng cao chừng 10 mét, toàn thân màu đồng cổ, con mắt rất lớn, sáng ngời có thần, mi tâm có một cái lực hình chữ thành đồ đằng, tản ra quen thuộc khí tức. Đây là thuộc về viễn cổ thánh thần lực lượng khí tức. Diệp Phong nhìn quanh Chu Vi, đánh giá tòa này tàn phá sơn cốc, rất nhanh liền lộ ra vẻ chợt hiểu, nói. Thì ra là thế. Tòa này sơn cốc là viễn cổ thánh thần ngón chân cái móng tay biến thành, tản ra lực lượng bản nguyên lây nhiễm chung quanh đây cái này chủng tộc viễn cổ hậu duệ, nhưng bọn hắn sinh ra biến dị. Cái này chủng tộc hoàn toàn mới, gọi lực chi nhất tộc. Trở lên, đều là dịp phong thôi diễn ra kết quả các ngươi là ai tại sao tới nhóm chúng ta lực chi nhất tộc trọng yếu nhất tổ địa còn không mau mau xưng tên ra một tôn mắt xanh cự nhân trầm giọng hỏi lực lượng của hắn cảm giác áp bách rất mạnh đã đạt đến tứ chuyển chuẩn thánh cấp độ là lực chi nhất tộc đại tướng quân gần với lực chi nhất tộc tộc trưởng ta là tổ tông của các ngươi bằng hữu dịp phong mỉm cười hơi lộ ra một tia lực lượng bản nguyên khí tức xa so với lực chi nhất tộc người thuần khiết giống như chân chính vương giả giáng lâm quan sát tự mình con dân. Lực lượng bản nguyên Trên đời này, tại sao có thể có như thế thuần chính lực lượng bản nguyên tồn tại, hẳn là, hắn thật là lực lượng chi tổ bằng hữu. Ở đây lực chi nhất tộc cường giả chẳng lẽ thần sắc đại biến. Người nào? Một đạo cuồng hống truyền đến. Sau một khắc, một cái cao chừng 11 mét cự nhân từ trên trời giáng xuống, rơi vào thanh đồng cánh cửa trước, nhìn xem Diệp Phong, phát giác được trên người hắn thuần chính lực lượng khí tức, người này con ngươi co rụt lại. Ngươi! ngươi là lực lượng chi tổ. Thân cao 11 mét cự nhân trầm giọng hỏi, hắn là lực chi nhất tộc tộc trưởng, lực phá thiên. Không, ta chỉ là các ngươi lực lượng chi tổ bằng hữu, mà lại, ta biết rõ hắn ở đâu. Diệp Phong nói thẳng. Những người này xem như viễn cổ cự thần người thừa kế, trên thân chảy xuôi bộ phận viễn cổ cự thần nhất tộc huyết mạch, nếu như có thế mang về thần châu đại lục, viễn cổ thánh thần hẳn là sẽ rất vui mừng. Tiền bối, ngài. Ngài biết rõ nhóm chúng ta lực lượng chi tổ ở đâu, lực phá thiên rất kích động tổ tiên của bọn hắn là chủng tộc viễn cổ về sau lẫn vào viễn cổ cự thần nhất tộc huyết mạch đã thức tỉnh một chút truyền thừa ký ức từ đó về sau bọn hắn liền tự phong là lực chi nhất tộc về phần bá hoàng thì là bọn hắn lực lượng chi tổ thế nhưng là lực phá thiên cũng biết qua bá hoàng trước đây bị quần hùng vây công ngã xuống đạo tiêu vì bảo trụ lực chi nhất tộc truyền thừa hắn chỉ có thể mang theo tộc nhân ẩn cư ở đây không tệ ta có thể đưa các ngươi đi gặp lực lượng chi tổ mà hắn một cái khác phong hào gọi bá hoàng diệp phong nói nghe vậy lực phá thiên ánh mắt ngưng tụ lần này hắn triệt để tin tưởng diệp phong nếu như trước mắt vị này nhân tộc thanh niên không phải bá hoàng bằng hữu tuyệt đối không có khả năng đoán được lực chi nhất tộc cùng bá hoàng quan hệ tiền bối trước đó là nhóm chúng ta thất lễ còn xin ngài thứ lỗi lực phá thiên không người xin lỗi không có việc gì mang ta đến phụ cận đi dạo đúng ta gọi diệp phong đến từ thần châu phiếu miễu tông diệp phong muốn nhìn một chút phụ cận còn có hay không viễn cổ thánh thần cái khác hài cốt nếu như mà có cùng một chỗ mang về các loại viễn cổ thánh thần nhìn thấy hẳn là sẽ cao hứng phi thường theo diệp phong vị này đã từng trấn áp một thời đại cường giả tuyệt thế nhất định rất muốn nhìn đến huyết mạch của mình có kéo dài cũng rất muốn nhìn đến tự mình hài cốt chậm rãi tề tựu vâng lực phá thiên vội vàng tại phía trước dẫn đường diệp phong Hồ Phi Phi, thiên đạo linh hầu tại một đám lực chi nhất tộc tráng hán chen chút dưới, tại tòa này từ viễn cổ thánh thần ngón chân cái móng tay biến thành trong sơn cốc đi lại. Sơn cốc có không ít thạch bích. Trên đó có khắc vô số màu vàng kim nhạc thần văn, Diệp Phong chỉ là nhìn thoáng qua, liền không có hứng thú. Bản đầy đủ lực lượng thần văn, hắn đã có được. Đối với trên vách núi đá những này tàn thứ thần văn, Diệp Phong đề không nổi nửa điểm hứng thú, quyền đương tới tảng tảng bộ. Nửa khắc đồng hồ sau một đoàn người ly khai tòa này sơn cốc, đi vào mấy trăm vạn trong ngoài, leo lên một khỏa đường kính 18 vạn dặm sinh mệnh tinh thần. Dịp tiền bối, đây là chúng ta lực chi nhất tộc tổ tinh, tên là lực tinh. Lực phá thiên chỉ vào viên kia tinh thần giới thiệu. Diệp Phong nhìn sang, trong mắt thoáng chốc lộ ra vẻ kinh ngạc, kinh ngạc nói, khỏa này tinh thần địa hạch, lại là bá hoàng đùi phải ngón chân cái, vừa vặn cùng tòa kia sơn cốc phối đôi. Nghe tiếng, lực phá thiên bọn người tất cả đều rung động bắt đầu. Diệp tiền bối, không thể nào. Lực phá thiên vội vàng nói ra trong lòng nghi hoặc. Diệp Phong chỉ chỉ lực tinh, nói: "Ta không có lừa các ngươi tất yếu." Khỏa này tinh thần địa hạch chính là bá hoàng đùi phải ngón chân cái, không phải vậy, các ngươi coi là khỏa này tinh thần vì sao có thể tồn tại sinh mệnh, dưỡng dục lấy toàn bộ lực lượng nhất tộc. Đám người lập tức không nói thêm gì nữa. Ta có thể đem bá hoàng đùi phải ngón chân cái lấy ra, nhưng là, cả viên lực tinh cũng sẽ bởi vậy dần dần trở nên lạnh, trăm năm về sau, liền sẽ trở thành một khỏa tử tinh. Bất quá ta có biện pháp. Diệp Phong nhìn về phía tinh không chỗ sâu, để mắt tới một khỏa mặt trời nhỏ. Cho ta dung. Hắn hít sâu một hơi, thân thể hóa thành cao ức vạn dặm, hai tay bắt lấy cái này một khỏa mặt trời nhỏ, vận dụng lực lượng lĩnh vực cùng thiên địa lĩnh vực, đưa nó tiến hành cực hạn áp súc. ầm ầm. Từng đạo rung động tâm thần đặc thù ba động truyền ra, khiến cho trong phạm vi ngàn tỷ dặm sinh linh cảm thấy khó chịu, có dũng khí muốn quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Cái này. Cái này lực phá thiên các loại lực lượng nhất tộc sinh linh tất cả đều há to mồm, trong mắt viết đầy chấn kinh. Dùng tay nắm lấy mặt trời. Đây rốt cuộc cần cỡ nào thực lực cường đại? Chẳng lẽ, vị này Diệp Phong tiền bối, cũng là một tôn có thể so với bá hoàng đỉnh cao cường giả? Tinh không bên trong. Diệp Phong đem viên kia mặt trời nhỏ áp súc đến đường kính hơn vạn dặm, bố trí rất nhiều cấm chế, lẫn vào không ít vẫn thạch, sau đó, một cái tay khác nhắm ngay lực tinh, từ trên xuống dưới cách không vạch một cái. Tê lạp, cả viên lực tinh lại lúc này bị cắt thành hai nửa phân biệt hướng hai bên bình di mười vạn dặm lộ ra nội bộ địa hạch tất cả mọi người nhìn về phía địa tâm cái gặp vô số nham tương bao vây lấy một cái dài ước chừng vạn dặm siêu cỡ lớn tàn phá ngón chân tản ra tràn đầy sinh mệnh lực tư dưỡng cả viên tinh thần sáng tạo ra hiện tại phồn hoa địa hạch lại là một cái ngón chân ta ta muốn choáng không ít người bị dọa đến hôn mê bất tỉnh liền xem như trong lòng năng lực chịu đựng cường đại người lúc này cũng bị dạng này cảnh tượng hoành tráng hù sợ cảm thấy thật bất khả tư nghị toàn bộ địa hạch vậy mà chỉ là một cái ngón chân nếu đổi lại là ai nghe được tin tức này cũng sẽ không tin tưởng thật là bá hoàng ngón chân lực phá thiên các loại lực chi nhất tộc cường giả thấy cảnh này tất cả đều ngốc tại tinh không bên trong sau một khắc diệp phong thổi một hơi tuyển cổ thánh thần ngón chân lập tức bay ra ngoài khiến cho lực tinh địa hạch vị trí trống không sau đó hắn đem áp suất mặt trời nhỏ ném đi đi vào Diệp Phong hai tay làm ra chấp tay trước ngực động tác. Bị đánh thành hai nửa lực tinh khép lại bắt đầu, khe hở chỗ hoàn chỉnh như một, không nhìn kỹ, căn bản không ai biết rõ cả viên tinh thần bị đánh lái qua, làm cho người không gì sánh được Hải Nhiên. Làm tốt đây hết thảy, Diệp Phong cười nói. Đại công cáo thành. Có khỏa này lẫn vào đại lượng vẫn thạch mặt trời nhỏ làm địa hạch, coi như không có mặt trời chiếu sáng, chỉ dựa vào địa nhiệt có thể cùng thiên địa linh khí, cũng đủ để bảo trì khỏa này tinh thần ức vạn năm sinh sôi. Tương lai nơi này có lẽ có thể đản sinh hỏa hệ thiên kiêu. Nói đến đây, Diệp Phong vẫy bàn tay lớn một cái, đem mấy trăm vạn trong ngoài bá hoàng ngón chân đóng lấy tới, dán tại kia một cái trên ngón chân, thu nhập thể nội không gian. Sau đó, Diệp Phong không tính thi triển thần thức liếc nhìn Chu Vi. Còn có hài cốt. Hắn thân thể nhảy lên, xuất hiện tại ức vạn dặm bên ngoài, tìm được một mảnh tàn phá lục địa, chợt nhìn, cái này đích xác là vỡ vụn cả khối lục địa, nhưng trên thực tế, lại là bá hoàng lòng bàn chân hài cốt. Tương lai mấy canh giờ, Diệp Phong tại mảnh này vỡ vụn tinh không bên trong tìm kiếm, tìm tới hơn 100 khối to lớn hài cốt, tổ hợp thành bá hoàng chân phải. Về phần bắp chân cùng đùi, tạm thời còn tìm không thấy. Lực Tinh, lực chi nhất tộc Thánh điện. Diệp Phong ngồi tại khách tọa, hưởng dụng lực chi nhất tộc chuẩn bị trà bánh, cảm thấy đặc sắc, có thể nhường lý Kiều Kiều học làm, nhất định có thể để cho tông môn nhóm đệ tử cảm thấy mới lạ. Diệp Tiền Bối, ngài đã tìm được lực lượng chi tổ bá hoàng chân phải, như vậy, tiếp xuống, là muốn ly khai sao? Lực phá thiên cẩn thận nghiêm túc hỏi. Trải qua trước đó nói chuyện phím, hắn đã biết rõ Diệp Phong đến tin không mục đích, chính là vì tìm kiếm bá hoàng hài cốt, đồng thời, thuận tiện chém giết mấy cái thiên thánh. Mới đầu, biết được số danh chiêu lấy đạo liệt minh chủ bị Diệp Phong chém, lực phá thiên chấn động không gì sánh nổi. Nhưng, nghĩ lại. Diệp Phong thế nhưng là bá hoàng bằng hữu, còn có thể tay không áp súc cỡ nhỏ mặt trời, chém giết thiên thánh, đây không phải là cơ thao sao? cho nên, hắn cũng liền không khiếp sợ. Hoàn toàn chính xác, ta còn muốn báo thù, cũng tiếp tục tìm kiếm bá hoàng hài cốt. Diệp Phong gật đầu. Hắn đã quyết định đem toàn bộ lực chi nhất tộc di chuyển đến thần châu Bạch Phù Thành, cho nên, nhường lực phá thiên biết rõ những này, cũng không có khả năng xuất hiện tiết lộ bí mật tình huống. Tốt, xuất phát. Diệp Phong đặt chén trà xuống, mang theo hồ phi phi, thiên đạo linh hầu ly khai lực tinh mặt ngoài, hướng về phía phía dưới tòa kia phương viên số ngàn dặm hải đảo đưa tay ra, đem toàn bộ tóm lấy toàn bộ lực chi nhất tộc cũng ở tại nơi này cái hải đảo bên trên. Về phần lực tinh cái khác khu vực, thì là chủng tộc khác tu hành giả, còn có một số nhỏ nhân tộc, không cần dọn đi. Sư Theo Diệp Phong vận dụng đại thế giới chi tâm, cả viên hải đảo cũng bị thiên địa lĩnh vực bao khỏa, thu nhập mi tâm của hắn thế giới. Nơi đó rộng lớn vô biên. Mặc dù còn không có thai ngén sinh mệnh, nhưng đừng nói chỉ là một tòa phương viên số ngàn dặm hải đảo, liền xem như một mảng lớn tinh hệ, đều có thể toàn bộ đặt vào lực chi nhất tộc vậy mà cả tộc di chuyển. Là vị kia tay không hái mặt trời thần bí đại năng làm, hẳn là, hắn là lực chi nhất tộc lão tổ. Có lẽ đi. Lực tinh tu hành giả mắt thấy Diệp Phong thu lấy hải đảo một màn, sợ hãi tháng phục với hắn thực lực cường đại, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Diệp Phong cũng không quản đám người rung động. Hắn lần theo trong lòng cảm ứng, chỉ vào một phương hướng nào đó. Dọc theo cái phương hướng này tiến lên nửa ngày, hẳn là có thể tìm tới mặt khác một tòa chiến trường, có lẽ sẽ có thu hoạch cái kia còn các loại cái gì đây đúng vậy a à, lên đường đi thiên đạo linh hầu cùng hồ phi phi đã không kịp chờ đợi diệp phong gật đầu xé rách hư không mang theo hai người phá không mà đi chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh nửa ngày sau diệp phong vượt qua mười mấy mảnh tinh hệ rốt cục dừng lại bước chân trước mắt là một mảnh cổ chiến trường có trên vạn năm lịch sử nhìn từ đằng xa đây là một tòa hoa mỹ cổ lão tinh hệ nhưng đến gần xem xét mới biết rõ nơi này đồ vật sớm đã vỡ vụn đây là tòa thứ hai chiến trường năm đó viễn cổ thánh thần ở chỗ này cùng thôn thiên ma đế các loại năm vị cường giả tối đỉnh đại chiến chân trái của hắn chính là lúc này bị chém xuống tại phụ cận tìm một chút hẳn là có thể tìm đạt được diệp phong nói nhóm chúng ta cũng cùng một chỗ hỗ trợ tìm thiên đạo linh hầu chủ động mời cầu xuất thủ ta cũng hỗ trợ hồ phi phi không cam lòng yếu thế hai người căn cứ diệp phong ban cho một luồng khí tức lần theo tương đồng khí tức phương hướng bay đi tận khả năng nhiều đem viễn cổ thánh thần sau khi vỡ vụn chân trái tìm đủ. Diệp Phong nhìn quanh Chu Vi, cũng bắt đầu tìm kiếm. Toàn bộ quá trình rất thuận lợi. Sau ba canh giờ, toàn bộ tinh hệ cũng bị bọn hắn tìm một lần, tiếp cận mấy trăm khối to lớn mảnh vỡ, đặt ở trong tinh không, hội tụ vì một con dài đến 10 vạn dặm siêu cấp chân to. Cái này đích xác là viễn cổ thánh thần chân trái. Hai chân tìm được, tiếp xuống, còn kém hai chân. Diệp Phong nói nhỏ hắn tiêu hao mấy trăm sợi thiên mệnh chi lực đem vỡ vụn chân trái dán lại trở thành tương đối hoàn chỉnh bộ phận mặc dù da đã rách mướp, nhưng xương cốt vẫn là tương đối đầy đủ hết mặt ngoài lóe ra màu vàng lực lượng thần văn chi quan tiếp xuống là cái phương hướng này dịp phong thu hồi khoảng chừng chân về sau lần theo lực lượng bản nguyên khí tức nhìn sang chỉ vào cái nào đó phương vị a à, cái này địa phương gặp nguy hiểm đã thấy thiên đạo linh hầu nhìn xem tin đồ chỉ chỉ cái phương hướng này mục đích cuối cùng trừng lớn hai mắt Diệp Phong cùng Hồ Phi Phi tranh thủ thời gian xem đồ. Sau một khắc, hai người cũng đều nhăn nhăn lông mày. Cửu Châu một trong, Huyền Châu. Viễn cổ thánh thần hai chân, vậy mà tại cái này địa phương. Diệp Phong nhớ lại trước đó tại Thiên Châu Thánh Linh Tông lúc hiểu rõ đến tin tức, phân tích nói. Thiên địa huyền hoàng đông nam tây bắc bên trong, đây là tam thiên giới bên trong chính đại thượng giới, trong đó, Trung Châu, Đông Châu, Thiên Châu mạnh nhất, được tôn là trên Tam Châu. Về phần huyền Châu, tổng thể thực lực cũng không kém. Cái thế giới này có được một cái bá chủ cấp thực lực tọa trấn, tên là Minh Vương Thánh Tông, hắn tông chủ là ghi tên lực lượng thần bản hạng chính minh đế, hơi yếu hơn thông thiên ma đế. Hắn cũng là viễn cổ thánh thần địch nhân. Nói đến đây, Diệp Phong hai đầu lông mày tràn đầy lãnh ý, khó trách viễn cổ thánh thần hai chân bị phong ấn ở Huyền Châu, bây giờ ngẫm lại, cũng coi là hợp tình hợp lý. Một bên Hồ Phi Phi có chút gánh thầm nghĩ. Chưởng môn, nếu như viễn cổ thánh thần hai chân bị phong ấn ở Minh Vương Thánh Tông bên trong, lấy thực lực của chúng ta, sợ là không xông vào được. Diệp Phong cũng cân nhắc đến điểm ấy, biểu thị tán đồng. Cái này đích xác là cái vấn đề. Hắn mất máy môi, thôi, binh đến tướng trắng, nước đến đất chặn, quản hắn có phải hay không tại Minh Vương Thánh Tông nội bộ, nhóm chúng ta đều đã bất tử bất diệt, không cần sợ hãi. Một chữ, hướng. Diệp Phong đây không phải không não hướng, mà là tự thân có vốn liếng. Từ khi phá giới châu cùng thiên mệnh bảo châu dung hợp là đại thế giới chi tâm, lại thêm có được năng lượng linh châu cùng giải mật chi nhãn, trên đời này, đã không có có thế vây khốn hắn địa phương. Đánh không lại, có thể trốn. Xuất phát. Một lát sau, Diệp Phong làm ra quyết định, mang lên hồ phi phi cùng thiên đạo linh hầu, tốc độ cao nhất tiến lên. Nửa ngày sau. Một đoàn người đi qua một mảng lớn mê vụ, lại xuyên qua tầng mấy chục đại thiên thế giới hộ thuẫn, rốt cục tiến vào một tòa mênh mông vô cương lục địa. Nơi đây, chính là cửu châu một trong huyền châu. Không hổ là huyền châu, linh khí nồng đậm. Nhưng là, luôn cảm thấy huyền châu pháp tắc khí tức so thiên châu hơi yếu một chút điểm, khó trách thế lực cấp độ bá chủ chỉ có một cái. Diệp Phong nhìn quanh Chu Vi, chửi bậy. Trưởng môn, bên kia là Minh Vương Thánh Tông phương hướng. Thiên đạo Linh Hầu nhìn xem địa đồ, chỉ vào huyền châu đông bộ. Minh Vương Thánh Tông ở bên kia. Diệp Phong xem hướng đông bộ, thần sắc khẽ giật mình, thế nhưng là, ta cảm ứng được viễn cổ thánh thần lực lượng bản nguyên khí tức, lại là tại huyền châu trung tâm cái này mang ý nghĩa viễn cổ thánh thần hài cốt không tại minh vương thánh tông hồ phi phi hai tay vỗ ai đây là chuyện tốt a à. nói đến đây ba người nhìn nhau nụ cười trên mặt dần dần khoa trương bắt đầu tê lạp ba người xé rách hư không tiến về huyền châu trung tâm huyền châu cửu châu một trong nơi đây trung tâm cũng không có cái gì thượng cổ thần sơn chỉ có một tòa tế đàn cổ xưa sáng tạo tại vạn năm trước đó toàn bộ huyền châu người đều biết rõ tế đàn là cấm địa, từ huyền châu duy nhất thế lực cấp độ bá chủ minh vương thánh tông quảng hạt, dù cho là cái khác cổ lão thánh địa người, cũng không dám đến đó lỗ mãn. Giờ phút này, ba đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Bọn hắn chính là Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Thiên Đạo Linh Hầu. Thật là lớn một tòa tế đàn. Hồ Phi Phi quan sát phía dưới, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Tòa tế đàn này thật quá lớn. Nó phương viên 10 vạn dặm, chỉnh thể phi thường sang bằng, trình viên hình, có được 3.000 nặng bậc thang, nhìn qua khí thế rộng rãi, dù là cách mấy trăm vạn bên trong, đều có thể cảm nhận được kia đập vào mặt khí tức. Thật là lớn bốn cái trụ trời A. Lúc này, thiên đạo linh hầu chỉ chỉ tế đàn đông tây nam bắc bốn cái phương vị, nơi đó phân biệt đứng thẳng một cái thông thiên cột đá. Mỗi một cây cột đá đường kính vạn dặm, lớp 12-10 vạn dặm. Bọn chúng cứ như vậy lẳng lặng đứng sừng sững ở tế đàn tứ đại phương vị, cho người ta một loại viễn cổ, nặng nề, bá đạo cảm giác. Về phần bốn cái trụ trời đỉnh chóp, thì chống đỡ một ngụm đường kính 15 vạn bên trong siêu cỡ lớn thạch nồi. Từ xa nhìn lại, rất là hùng vĩ. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Hồ Phi Phi khiên hỗn nguyên côn, dùng tay xoa xoa chắp mũi, một mặt hiếu kỳ. Ta xem một chút. Diệp Phong mở ra nhìn rõ chi nhãn. Danh tự, Minh Vương Oa. Phẩm giai, chí thánh cấp thánh minh. Giới thiệu, Minh Vương Thánh Tông chi chủ minh đế tự mình luyện chế mà thành siêu cỡ lớn thánh minh, tọa lạc ở huyền châu trung tâm, hút vào toàn bộ huyền châu lực lượng, có thể đem thả trong minh vương oa thi hài luyện chế thành minh tộc khôi lỗi chiến sĩ. Ghi chú, vì chống lên minh vương oa, cùng nổi lên đến thông vệ thế giới chi lực tác dụng, bốn cái trụ trời bên trong, gia nhập viễn cổ thánh thần xương đùi. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Tốt gia hỏa. Viễn cổ thánh thần hai cái đùi, lại bị chém thành tứ đoạn, phân biệt luyện vào một cái thông thiên trong trụ đá. Hắn không thể không thừa nhận, đây mới thực là đại thủ bút. Minh đế thật đúng là ác độc, liên hợp thôn thiên ma đế bọn người đem viễn cổ thánh thần phân thay coi như xong, còn đem hắn xương đùi luyện thành minh vương qua bốn cái chèo chống trụ trời. Diệp Phong không ngừng nhíu mày. Kệ bên này, hắn tối thiểu thấy được bốn vị thiên thánh, mỗi một vị phân biệt trong coi một cái trụ trời, ngoài ra, âm thầm còn có ẩn tàng cường giả, cùng vô số trận pháp cấm chế thủ hộ. Cái này địa phương, chí thánh đều chưa hẳn có thế đánh hạ tới. Nên làm cái gì bây giờ? Diệp Phong rơi vào trầm tư hắn có thể nến thử dùng giải mật chi nhãn bài trừ cấm chế nhưng là bốn cái trụ trời cường độ cũng đạt tới chí thánh cấp lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không phá nổi a à. ý vị này lấy xương độ khó vô cùng lớn trừ phi có chí thánh cấp cường giả hỗ trợ nhanh lên nhanh hơn chút nữa tránh hết ra mới thi hài đến đây lúc này trên bầu trời truyền đến minh vương thánh tông một vị nào đó thiên thánh thanh âm gây nên dịp phong ba người chú ý vội vàng theo tiếng nhìn lại đón lấy ánh mắt ngưng tụ trên bầu trời. Hơn 10 vị thánh cảnh riêng phần mình khống chế một cái to lớn dây sắt, lôi kéo một cái dương cánh chừng vạn dặm côn bằng thi hài, đem ném vào minh vương qua. Bắt đầu tế luyện. Một tôn thiên thánh cầm trong tay trận kỳ, không ngừng vung vẩy. Mắt trần có thể thấy, đại lượng quang huy từ dưới đất chỗ sâu vọt tới, đầu tiên là thắp sáng cả tòa tế đàn, đón lấy, xuôi theo bốn cái trụ trời hướng chảy đỉnh chấp minh vương qua, hóa thành vô số hắc vụ, bao lấy côn bằng thi hài. Tế luyện, bắt đầu. Diệp Phong đứng tại hư không quan sát, phi thường tò mò. Hắn rất muốn biết rõ, Minh Vương Hoa như thế nào đem cái này côn bằng thi hài luyện thành có thể bị Minh Vương Thánh Tông khống chế khôi lỗi chiến sĩ. Thiên địa tạo hóa, đều do ta trưởng khống. Minh Vương Thánh Tông vị kia thiên thánh một bên vung vẫy trận kỳ, một bên niệm tụng lấy thanh âm to khẩu quyết, vang vọng phương viên số trăm vạn dặm, cho người ta một loại trang nghiêm trang nghiêm cảm giác. Ông. Theo thiên địa chi lực tăng nhiều, Minh Vương Hoa bên trong côn bằng thi hài bắt đầu giải dụa, phát ra xuyên kim thấu thạch tiếng kêu từng sợi chân linh tại thức hải của nó hiển hiện hoàn toàn mới hồn phách sắp đản sinh bởi vì là minh vương qua tế luyện công bằng thi hài trong thức hải mới đản sinh hồn phách lạc ấn lấy thuộc về minh đế ấn ký bởi vậy hết thảy từ minh vương qua chế tạo khôi lỗi chiến sĩ cũng lệ thuộc trực tiếp minh đế quản hạt diệp phong nhìn ra điểm này khẽ nhíu mày cốc một cái minh đế chỉ dựa vào thủ đoạn này hắn liền có thể chế tạo một nhóm lớn tử trung minh tộc khôi lỗi chiến sĩ không sợ hãi, gặp thần sát thần. Người này, coi là thật khó đối phó. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong sắc mặt dần dần âm trầm. Hiện tại giai đoạn này, đừng nói đối phó Minh Đế, vẻn vẹn dưới trướng hắn minh tộc khôi lỗi đại quân cũng phi thường khó có thể đối phó. Khó trách Minh Vương Thánh Tông một mực là huyền châu duy nhất thế lực cấp độ bá chủ, có cái thế lực này tại, cái khác tông môn có thế cuộc khởi mới là lạ chứ. ầm ầm Minh Vương qua bên trong, hắc vụ không ngừng bốc lên, tiếp tục rót vào cái này côn bằng thi hài bên trong, làm cho trở nên càng phát ra cường đại. Ly Côn bằng chấn động hai cánh, ngửa mặt lên trời phát ra xuyên kim thấu thạch tiếng kêu, những cái kia quấn quanh ở trên người của nó to lớn dây sắt, bởi vì nó bay lên không mà bị kéo đến thẳng tắt, kẻo kẹt rung động. Nhìn qua, giống như là muốn bị kéo đứt giống như Trấn Cầm trong tay khống chế trận kỳ minh vương thánh tông thiên thánh vung vẫy cờ xí, một đạo lại một đạo thiên địa chi lực phát ra, xông vào côn bằng thể nội, khiến cho nó thân hình thu nhỏ, mật độ biến lớn, cường độ cũng tại tăng lên. Một thân khí tức, cũng là tại tăng vọt. Ly Ngắn mũi nửa canh giờ tế luyện, cung bằng liền từ trước đó nhập thánh cấp độ, tăng lên tới hiện tại thiên thánh cấp độ. Cái này khoảng cách, nhưng Diệp Phong con ngươi co rụt lại. Tăng lên nhiều lắm a. À. Diệp Phong nhịn không được nhíu mày. Nhưng rất nhanh, vị kia cầm trong tay trận kỳ thiên thánh cảnh lời nói, mở ra Diệp Phong nghi ngờ trong lòng. Không hổ là dị chủng côn bằng, huyết mạch tiềm lực bị hoàn toàn khám phá ra về sau, nó nhục thân cường độ tăng lên tới thiên thánh cấp độ, không thua gì một cái thiên thánh binh. Nói xong, vị này thiên thánh cảnh rất là hưng phấn. Diệp Phong bấm ngón tay tính toán, liền có kết luận. Thì ra là thế. Minh Vương Hoa có được khai phát tiềm lực tác dụng. Đem thi hài luyện chế thành minh tộc khôi lỗi chiến sĩ chỉ là cơ bản nhất tác dụng, nó chân chính công hiệu, là đem thi hài bản thân tiềm lực toàn bộ khám phá ra, làm cho đạt tới tranh luận phải trái thực lực cực hạn. Cho đến lúc này, Diệp Phong mới minh bạch Minh Vương Hoa ý nghĩa. Đánh cái so sánh. Minh Vương Hoa ngay tại tế luyện cái này một cái công bằng, khi còn sống chỉ là nhập thánh cấp độ, nhưng là, huyết mạch của nó rất mạnh, tự thân tiềm lực cực hạn là có thế tăng lên tới thiên thánh cảnh. Cho nên, bị Minh Vương Hoa tế luyện về sau, nó trực tiếp đạt tới thiên thánh cấp độ. Nếu như tế luyện chính là một cái tuyệt đỉnh thần long, có được chí thánh cấp độ tiềm lực, như vậy, đem thi hài triệt để tế luyện về sau, liền có thể đem thực lực tăng lên tới chí thánh cấp độ mà cái này cũng là minh vương qua bản thân cực hạn muốn cao hơn lời nói liền không khả năng dù sao minh vương qua bản thân chỉ là chí thánh cấp thánh binh đáng tiếc a à, loại tiềm lực này dị chủng quá là hiếm thấy trong ngày thường gặp phải dị chủng tiềm lực hạng mức cao nhất đều là nhập thánh cảnh tế luyện về sau cũng vẫn là nhập thánh cảnh cùng loại loại này có thể tăng lên tới thiên thánh cấp độ côn bằng vạn người không được một Minh Vương Thánh Tông một vị khác thiên thánh lắc đầu thở dài. Cũng thế. Những người khác lần lượt gật đầu, biểu thị tán đồng. Trên bầu trời. Diệp Phong nghe những này trong lúc nói chuyện với nhau cho, nới lỏng một hơi. Xem ra, Minh Vương Thánh Tông Minh tộc khôi lỗi đại quân tổng thể thực lực cũng không tính quá mạnh. Chí ít, cấp cao chiến lực không nhiều. Không phải vậy, bọn hắn nếu là gây dựng một chi có được trăm vị thiên thánh cảnh Minh tộc khôi lỗi đại quân, tại mượn nhờ sát trận tình huống dưới, sợ là có thế cưỡng ép trấn áp chí thánh cũng may tiềm lực cao thi hài quá ít cùng loại côn bằng loại này tiềm lực vạn người không được một đại bộ phận đều chỉ có nhập thánh cảnh liền hiển thánh cấp độ cũng không đạt được chưởng môn tiếp xuống làm sao bây giờ lúc này hồ phi phi truyền âm hỏi thiên đạo linh hầu cũng nhìn về phía diệp phong nghĩ biết rõ tiếp xuống nên làm cái gì là trực tiếp đánh tới vẫn là lựa chọn ly khai xem trước một chút đi diệp phong nói lúc này hắn lấy đại thế giới chi tâm khí tức bao phủ bọn hắn, mặc dù đứng tại giữa không trung, nhưng lại có thế hoàng mỹ ẩn hình, khí tức hoàn toàn không có, liền xem như chí thánh, đều chưa hẳn có thế phát giác được bọn hắn. Cho nên, bọn hắn có thể yên lòng nhìn lén. Minh vương qua bên trong. U ám hắc khí không ngừng bốc lên, đem côn bằng trên người gông xiền chống ra, làm cho bay đến không trung, thỏa thích gian ra hai cánh, nhấc lên kinh khủng lôi bạo. Tên ta, côn bằng. Nó hé miệng, phun ra nhân ngôn hắn thanh âm to rõ, vang vọng phương viên số trăm vạn dặm, liền Diệp Phong cũng cảm nhận được một cổ hùng hậu khí tức. Thật mạnh nhục thân lực lượng. Diệp Phong có chút nhíu mày, đơn thuần sử dụng lực lượng oanh kích, công bằng hẳn là có thể cùng ta tương đương, xem như phi thường không tệ. Đương nhiên, sinh tử chi tranh lúc, Diệp Phong có thế chém công bằng. Ồ! Lúc này, trên bầu trời công bằng mở ra thiêu đốt lên hai đoàn bạch sắc hỏa diễm sắc bén hai mắt, lạnh lẽo nhìn lấy Diệp Phong chỗ phương hướng, trầm giọng nói, ở đâu ra dị loại cút ra đây. Người nào? Minh Vương Thánh Tông những cường giả khác cũng đều nhìn lại. Trong hư không, Diệp Phong mày nhíu lại thành hình chữ xuyên. Thiên đạo linh hầu cùng Hồ Phi Phi cũng là cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đã hoàn toàn ẩn hình, mà lại là tại đại thế giới chi tâm trên cơ sở tiến hành tự thân ẩn thân, làm sao có thể bị chỉ là một cái thiên thánh cấp côn bằng phát hiện. Nếu như không phải chúng ta, đó chính là bên này. Diệp Phong rất nhanh kịp phản ứng lần theo côn bằng ánh mắt nhìn về phía nơi xa, phát hiện bên kia tung bay một mảng lớn liên miên số trăm dặm vân. nha, cái mũi chó vẫn rất linh a. À. nam tử trẻ tuổi thanh âm vang lên, mang theo một tia bất cần đời, cùng một chút nghiền ngẫm. sau một khắc, ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, phân biệt là một nam hai nữ. nam thân cao chừng tầm một m chín, cao lớn thẳng tắp, tướng mạo đường đường, cầm trong tay một quyển sách. hai vị kia nữ tử da trắng mỹ mạo đôi chân dài, thân cao chừng một m bảy mươi lăm người mặt trắng như tuyết váy ngắn, dung mạo tuyệt mỹ, thần sắc cử chỉ không có sai biệt, tự hồ là đôi song bào thai. Nàng nhóm vây quanh nam tử, một mặt nghiêm túc. Các ngươi là người phương nào? Không biết rõ cái này phương viên số trăm vạn dặm bên trong, đều là nhóm chúng ta minh vương thánh tông cấm địa A. Tự tiện xông vào nơi đây, muốn chết. Cầm trong tay trận kỳ minh vương thánh tông thiên thánh nhìn chầm chầm cầm đầu cao lớn nam tử, lên tiếng chất vấn. Ta chính là sở lưu hương. Cao lớn nam tử cầm sách, cười nhạt một tiếng. Đôi kia song bào thai tỉ muội từ đầu đến cuối không có mở miệng, có vẻ cao ngạo, cứ như vậy đứng tại sở lưu hương bên người, giống như hắn hiền nội trợ, trên người khí tức có vẻ rất cường đại. Một vị thiên thánh, hai vị đỉnh phong hiển thánh, có ý tứ. Diệp phong nhìn ra được cái này ba người tu vi. Người cầm đầu kia đạt đến thiên thánh, đủ để trên lực lượng thần bia đứng vào trước một ngàn tên, xem như đỉnh cấp cường giả. Minh vương thánh tông người cũng nhìn ra cái này ba người tu vi ba tôn cường giả bí ẩn giáng lâm, đội hình cường đại, nhưng còn không thể nhường bọn hắn cảm thấy áp lực. Tính cả công bằng, Minh Vương Thánh Tông xếp vào tại Minh Vương Hoa phụ cận thiên thánh cảnh vượt qua năm vị. Như thế đội hình, sao lại e ngại? Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Cầm trong tay trận kỳ thiên thánh cảnh lớn tiếng hỏi thăm, khắp khuôn mặt là lãnh ý, phản phất muốn một ngụm nuốt mất cái này ba vị thần bí thánh cảnh. Sở Lưu Hương không nói gì ngược lại là đứng tại phía bên phải của hắn một vị nữ tử lấy thanh lãnh thanh âm nói ra minh vương thánh tông người đều đáng chết lời vừa nói ra toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch ba cái hô hấp sau ha 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 nguyên lai là trả thù bất quá chỉ bằng ba người các ngươi cũng nghĩ giết nhóm chúng ta năm vị thiên thánh thật đúng là người suy si nói mộng a à. ở đây mấy vị minh vương thánh tông cường giả ngửa mặt lên trời cười to nhưng bọn hắn trong mắt cũng đã có hàng mang lấp lóe trên người khí tức cấp tốc đề tụ, nghiễm nhiên là làm xong chiến đấu chuẩn bị. Minh Vương Thánh Tông thường xuyên chế tạo khôi lỗi chiến sĩ. Mà cái tiền đề này là phải có rất nhiều cường giả thi hài, cho nên Minh Vương Thánh Tông thường xuyên cố ý xóa bỏ một chút tiềm lực tương đối cao tu hành giả cùng linh thú, lại dùng bọn hắn thi hài luyện chế khôi lỗi. Ngoài ra, bọn hắn còn ưa thích đào người mộ tổ, tìm kiếm cường giả thi hài, dùng cho minh tộc khôi lỗi luyện chế. Vẹn vẹn điểm ấy cũng đủ để chọc giận vô số người. sư công bằng chấn động hai cánh, nhấc lên kinh khủng phong bạo, trong khoảnh khắc liền hình thành một mảnh to lớn bạo phong lĩnh vực, đem phương viên trăm vạn dặm khu vực toàn bộ nuốt hết. Muốn thoát thân, cực kỳ khó khăn. Đại ca, bọn hắn không phải người ngu a. À. Thiên đạo linh hầu tiến đến Diệp Phong bên tai hỏi thăm. Bọn hắn không nên làm đánh lén, sau đó trong nháy mắt xóa bỏ một hai cái thiên thánh cảnh, thành lập tự thân ưu thế sao? Quang Minh chính đại hiện thân, còn nói ra bản thân mục đích, đây không phải đồ đần là cái gì. Đúng đấy, đồ đần hành vi. Hồ Phi Phi ủng hộ thiên đạo linh hầu cách nhìn. Đổi thành ta, tuyệt đối vụn trộn cho Minh Vương Thánh Tông Thiên Thánh tới một cái đâm lưng, trong nháy mắt tiễn hắn lên đường. Hồ Phi Phi bổ sung nói. Đối với hai người cách nhìn, Diệp Phong cũng biểu thị đồng ý. Nói như vậy, muốn giết đối phương, tự nhiên là đánh lén tốt nhất, như vậy giống trống khu chiên tuyên bố mục đích, thật sự là không nên. Trừ Phi. Sở lưu hương bọn hắn an bài chuẩn bị ở sau. Tê Lạp. Quả nhiên, một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên, vị kia cầm trong tay trận kỳ thiên thánh cảnh đột nhiên có dũng khí cuộc sống phát lạnh cảm giác, vô ý thức hướng bên cạnh vị né tránh. Nhưng, thì đã trễ. Một cái tế kiếm xuyên qua vị này thiên thánh cảnh mi tâm, thân kiếm chấn động, đem thức hải chấn động đến chia năm xẻ bảy. Đường đường một tôn thiên thánh, trong nháy mắt mất mạng. Là chí thánh binh. Trước khi vẫn lạc, cầm trong tay trận kỳ thiên thánh cùng hống một tiếng, nhắc nhở tất cả mọi người ở đây. Cái gì? mọi người sắc mặt hải nhiên. Sau một khắc, trong hư không, một cái dài không đến một thước, hai ngón tay rộng, mỏng như cánh ve tế kiếm lẳng lặng lơ lửng. Kiếm ý bén nhọn, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Phàm là Minh Vương Thánh Tông tu hành giả, giờ phút này tất cả đều câm như ve mùa đông, trong mắt viết đầy sợ hãi. Lại là chí thánh cấp thánh binh. Cung bằng trong mắt bạch sắc hỏa diễm cấp tốc nhảy lên, có dũng khí tim đập nhanh cảm giác, bất cứ lúc nào làm tốt chạy trối chết chuẩn bị. Trên bầu trời. Cái này tế kiếm đi tới sở lưu hương ba người trước mặt, phóng xuất ra một mảnh lăng lệ kiếm đạo lĩnh vực, là bọn hắn hộ giá hộ tống, cũng khóa chặt tất cả mọi người ở đây. Trí mạng một kiếm, tùy thời có thể lấy chém ra. Chỉ là thiên thánh cảnh, thật sự cho rằng ta chém không được sao. Sở lưu hương bưng lấy sách trong tay, trong mắt tràn đầy tự tin, hắn dám đến, dựa vào là chính là cái này chí thánh cấp thánh binh. Đáng chết. Minh vương thánh tông còn lại người chẳng lẽ nhau nhau lui lại. Hư không nơi nào đó. Diệp Phong ba người cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh biến hóa như thế. Chí thánh cấp thánh binh. Đáng tiếc là không trọn vẹn, nhưng là chém giết bình thường thiên thánh ngược lại là không có vấn đề gì. Diệp Phong đánh giá cái kia thanh tế kiếm. Nhìn rõ chi nhãn đã mở ra. Danh tự: Thiền Dực Phi kiếm. Phẩm giai: Chí thánh cấp. Giới thiệu: Thiền Dực Phi kiếm phục chế bản, nội bộ ẩn chứa Thiền Dực Phi kiếm bản thể một phần 10 bản nguyên chi lực, có thể phát huy ra 10 lần chí thánh cấp chiến lực còn thừa sử dụng số lần, chính. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong miễn cười. Nguyên lai chỉ là thiền dực phi kiếm phục chế bản. Mặc dù hết thảy chỉ có thể sử dụng 10 lần chí thánh chiến lực, mà lại, hiện tại đã sử dụng một lần, nhưng còn lại 9 lần, chém hết nơi đây thiên thánh không có gì vấn đề. Chỉ là, sở lưu hương không có cơ hội. Diệp Phong khẽ thở dài một cái. Hắn tại phụ cận phát giác được một cổ cực kỳ mênh mông khí tức ngay tại bộc phát, dùng không bao lâu, liền sẽ thôn vệ toàn trường, mạnh như thiền dực phi kiếm cũng không trốn thoát được. Sở lưu hương, gặp nguy hiểm. Minh vương thánh tông lạm sát kẻ vô tội, đào nhân tổ mộ phần, phát rồ, hôm nay, ta sở lưu hương vì dân trừ hại, giết các ngươi những này côn trùng có hại, cho dù là minh vương oa, ta cũng muốn đem đánh nát. Sở lưu hương trầm giọng quát. Sau một khắc, hắn chập chỉ thành kiếm, liền muốn điều khiển thiền dực phi kiếm đem minh vương oa chém thành hai khúc, bảo đảm minh vương thánh tông không cách nào lại tạo minh tộc khôi lỗi. Ông lại nghe hư không bạo phát rung động âm thanh một đạo nhàn nhạc, nhạc kim mang theo mặt đất siêu cỡ lớn tế đàn dâng lên chặn thiền dực phi kiếm một kích toàn lực sau đó đạo thứ hai hộ thuẫn xuất hiện nó trong nháy mắt mở rộng đến đường kính trăm vạn dặm hiện lên hình bán cầu đem mảnh này khu vực bao phủ khốn trụ sở lưu hương bọn người ha 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 sở lưu hương ngươi thật sự cho rằng nhóm chúng ta không có chuẩn bị ở sau minh đế đại nhân đã sớm ở đây bố trí trận pháp bảo vệ chính là chân chính chí thánh cảnh bị khốn trụ cũng đừng hòng chạy ra tìm đường sống các ngươi chết đi một vị nào đó thiên thánh cảnh lão giả nhe răng cười trước đây thiền dực phi kiếm tới quá đột ngột vị kia cầm trong tay trận kỳ thiên thánh cảnh không kịp trốn tránh liền bị một kiếm mang đi nhưng cũng bởi vì việc này phòng ngự trận pháp tự động kích hoạt hiện tại sở lưu hương không có xuất thủ cơ hội quả là thế diệp phong lắc đầu sở lưu hương nội tình phong phú liền chí thánh cấp thiền dực phi kiếm cũng có nhưng minh đế thủ đoạn càng hơn một bậc, bố trí trận pháp rất mạnh, chỉ bằng vào thiền dực phi kiếm căn bản không phá nổi. Hừ, ta không tin. Sở Lưu Hương cũng bị đột nhiên xuất hiện trận pháp hộ thuẫn giật nảy mình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiền dực phi kiếm chớp mắt số 10 vạn dặm, bổ vào gần nhất hộ thuẫn bên trên. Loãng soạn. Thiền dực phi kiếm bị bắn ngược về. Sử dụng số lần, lại giảm bớt một lần. Thậm chí ngay cả chí thánh cấp độ chiến lực cũng không phá nổi, cái này, coi như nguy hiểm sở lưu hương sắc mặt đại biến. Hắn bên cạnh hai nữ cũng là đổi sắc mặt, nhau nhau nhìn về phía sở lưu hương kia một tấm tuấn tú mặt, trăm miệng một lời, sở lan, ngươi nếu là vẫn lạc, nhóm chúng ta cũng không sống được. Đừng nói ủ rũ lời nói. Sở lưu hương đem hai nữ ôm vào lòng, cảnh giác chu vi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiền dực phi kiếm vòng quanh bọn hắn ba người xoay chậm chậm, giữ chức mạnh nhất phòng tuyến. Có thiền dực phi kiếm tại, trừ phi chí thánh xuất thủ, nếu không, cũng không thể tổn thương bọn hắn kiệt 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 một tôn già nua thiên thánh nhìn về phía sở lưu hương nghe răng cười bắt đầu bỏ mặt ngươi gọi là sở lưu hương vẫn là sở lưu thối hôm nay qua đi đều muốn bị nhóm chúng ta luyện thành minh tộc khôi lỗi chiến sĩ nghe vậy sở lưu hương nổi trận lôi đình hắn sở dĩ tới trả thù chính là bởi vì hắn bằng hữu bị minh vương thánh tông người luyện thành minh tộc khôi lỗi thù này không đội trời chung bây giờ nghe xong đối phương muốn đem hắn cũng luyện thành khôi lỗi chiến sĩ sở lưu hương hận không thể đem ở đây tu hành giả toàn bộ chém hết. Ngươi trước chết đi cho ta. Sở lưu hương gầm thét, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thiền dực phi kiếm chớp mắt bổ ra hư không, xuất hiện tại vị kia già nua thiên thánh cảnh trước mặt, mắt nhìn xem liền muốn đem hắn bổ ra. Nhưng, sau một khắc, già nua thiên thánh cảnh thân thể bị một tầng hộ thuẫn bao khỏa, cả người rút lui mấy vạn dặm, nhẹ nhõm tránh đi một kiếm này. Có trận pháp bảo hộ, muốn giết nhóm chúng ta. Nằm mơ đi và nua thiên thánh cảnh dễu cực. Đáng chết trận pháp hộ thuẫn. Sở lưu hương sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Bọn hắn vốn cho rằng có thiền dực phi kiếm phục chế bản, liền có thể đem minh vương qua phá hư mất, nhưng hôm nay xem ra, bọn hắn vẫn là nghĩ quá đơn giản. Một trận chiến này, thật sự là có đến mà không có về. Một vòng bi thương, tự nhiên sinh ra. Các ngươi muốn mạng sống sao? Đúng lúc này, một đạo thần bí tuổi trẻ thanh âm bỗng nhiên tại sở lưu hương ba người trong ốc vang lên đạo này bỗng nhiên xuất hiện thanh âm rất làm cho người khác ngoài ý muốn nghe vậy sở lưu hương ba người đầu tiên là sửng sốt tiếp lấy nhìn nhau vô ý thức trăm miệng một lời các ngươi cũng nghe thấy được vừa dứt lời bọn hắn con ngươi bỗng nhiên phóng đại xem ra thật sự có cường giả bí ẩn trốn ở trong tối mà lại đối phương tựa hồ có năng lực trợ giúp bọn hắn thoát khốn ngươi là ai sở lưu hương hạ giọng hỏi ở bên cạnh hắn có một tầng màu vàng kim nhạc hộ thuẫn Khiến cho thanh âm không cách nào ly khai phương viên 10 dặm cự ly, tránh khỏi bị Minh Vương Thánh Tông người nghe lén đến. Nhưng Sở Lưu Hương biết rõ, người thần bí nhất định có thể nghe thấy. Ngươi không cần phải để ý đến nhóm chúng ta là ai." Người thần bí thanh âm vang lên, "Ta chỉ hỏi các ngươi, có muốn hay không thoát khốn? Ta cần nỗ lực cái gì?" Sở Lưu Hương nhìn quanh chu vi, trầm giọng hỏi thăm. Hắn không tin đối phương xuất thủ là không mục đích gì, nếu như cái mục đích gì cũng không có, vậy nhất định có vấn đề nếu như đối phương là xuất phát từ mục đích nào đó cứu người ngược lại là có thể tin tưởng ta cần thiền dực phi kiếm bốn lần toàn lực tiến công mặc dù cái này đối ngươi tới nói hao tổn rất lớn nhưng vì tính mạng lại là đáng giá như thế nào người thần bí thanh âm lại lần nữa truyền đến lời nói này khiến cho sở lưu hương con ngươi co rụt lại trong lòng dời sông lấp biển trầm giọng nói ngươi đây là ý gì nhưng người thần bí không còn đáp lại bởi vì minh vương thánh công tu hành giả đã để mắt tới sở lưu hương cũng truyền đến lạnh lẽo thanh âm kiệt 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 ba người các ngươi chịu chết đi vị kia già nô minh vương thánh tông thiên thánh tiếp được trận kỳ dùng sức vung vẩy giữa không trung viết xuống một cái chém chữ tê lạp một đạo kinh khủng đến cực điểm khí mang trong nháy mắt thành hình hướng sở lưu hương ba người chém mạnh xuống cuốn theo lấy vô cùng kinh khủng khí tức lực phá hoại đạt đến chí thánh cấp độ làm người sợ hãi nếu là bổ chúng sở lưu hương ba người hẳn phải chết không nghi ngờ chém Sở Lưu Hương không nói hai lời, vận dụng Thiền Dực Phi kiếm, bộc phát ra một kích mạnh nhất, bổ ra đạo kia chí thánh cấp độ khí mang, nhưng tự thân cũng bị lực phản chấn đánh bay. Hoa. Sở Lưu Hương phun máu phè phè, dùng đỏ tay nâng quyển sách kia, cũng sợ hãi bên người hai vị mỹ lệ tiên tử. Sở Lan. Hai nữ trên mặt viết đầy lo âu và tuyệt vọng. Nàng nhóm nhìn quanh chu vi, muốn tìm kiếm kia vị thần bí người, nhưng chu vi ngoại trừ Minh Vương Thánh Tông người, cùng một mặt lạnh lùng côn bằng liền không còn có phe thứ ba sinh linh tồn tại. Sở Lan, người thần bí giống như rất mạnh. Hắn vậy mà có thể hoàn mỹ ẩn tàng tự thân, hẳn là, là một vị trí thánh cảnh tiền bối. Chúng ta tìm hắn hỗ trợ đi. Hai nữ vội vàng mở miệng. Nàng nhóm không muốn chết, càng không muốn sở lưu hương chết. Ba người nhanh vui vẻ vui sinh hoạt, sau cái gì cũng tốt. Hừ, xem các ngươi có thể chống đến cái gì thời điểm. Vị kia cầm trong tay trận kỳ già nua thiên thánh cảnh nghe răng cười bắt đầu, vung vẫy trận kỳ, ngưng tụ đạo thứ hai chí thánh cấp độ khí mang. Tiền bối, cứu mạng. Sở lưu hương hô to một tiếng. Mặc dù thiền dực phi kiếm còn có bảy lần một kích toàn lực cơ hội, nhưng là, mặt bọn hắn đúng là chí thánh cấp trận pháp, coi như đem thiền dực phi kiếm phục chế bản bản nguyên hao hết, cũng không trốn thoát được. Cái này thời điểm, chỉ có hướng người thần bí cầu cứu. Tiền bối, cái gì tiền bối? Chẳng lẽ, kệ bên này có chí thánh cấp cường giả? Nghe sở lưu hương thanh âm, Minh Vương Thánh Tông tu hành giả trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, vội vàng nhìn quanh chu vi, kia một đạo kinh khủng chí thánh cấp khí mang, cũng bởi vậy không có chém ra. Ngươi rốt cục khai khiếu. Diệp Phong thanh âm chầm chậm truyền đến. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, liền đứng tại sở lưu hương ba người bên người, chính là Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Thiên Đạo Linh Hầu. Bọn hắn khí tức mờ mịt hư vô, khó mà nắm lấy. Tiền bối. Sở lưu hương nhìn thấy cầm đầu Diệp Phong, trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới tự mình thần trong con mắt bí tiền bối, lại là một cái nhìn phi thường trẻ tuổi tuấn giật nam tử. Nhưng, sở lưu hương cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Tại tu hành giới, trú nhan chi thuật rất phổ biến. Tỷ như sở lưu hương bản thân, niên kỷ đã vượt qua 3.000 tuổi, nhưng là, hoặc nhìn vẫn là cùng hơn 20 tuổi thanh niên như đúc, căn bản nhìn không ra cụ thể tuổi tác. Đi. Diệp phong phất ống tay áo một cái, lấy thiên địa chi lực bao lấy sở lưu hương ba người, thi triển giải mật chi nhãn phá vỡ minh vương thánh tông trận pháp, hóa thành một đạo ánh sáng trốn xa. Đừng muốn đi. Vị kia cầm trong tay trận kỳ thiên thánh cảnh hét lớn một tiếng, đem chí thánh cấp khí mang chém ra, chớp mắt đuổi kịp Diệp Phong. Hừ. Diệp Phong duỗi xuất thủ, đem thiên địa lĩnh vực, không gian chi lực phát triển đến cực hạn, khiến cho hư không vặn vẹo, đạo kia chí thánh cấp khí mang đột nhiên thay đổi phương hướng, ngược lại bổ về phía vị kia già nua thiên thánh cảnh. Không. Khí mang khẽ quét mà qua, người này tại chỗ bị đánh thành hai nửa, nếu không phải trên cổ mang theo một cái thế mệnh phù, bảo vệ tính mạng, giờ phút này chắc chắn triệt để vẫn lạc. Thật là tinh diệu không gian điều khiển. Sở lưu hương trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Điêu trùng tiểu kỹ, không đáng giá nhắc tới. Diệp Phong không có kiêu ngạo, nhưng trong lòng vẫn là có chút thoải mái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền dẫn đám người xuyên qua hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa canh giờ, một tòa rời xa huyền châu sinh mệnh tinh thần nơi đây tên là bất tử tinh đường kính bất quá năm vạn dặm trọng lực là bình thường sinh mệnh tinh thần gấp ba trở lên mặt đất phần lớn là một chút bò sát loại sinh vật tu hành giả cơ hồ không có nơi đây rời xa huyền châu hẳn là rất an toàn sở lưu hương đứng tại một tòa lầu gỗ trước hướng diệp phong chắp tay bên người song bào thai tỉ muội cũng đều gật đầu ra hiệu đã trốn ra được ta cũng không nhiều lời nói nhảm trước đó điều kiện các ngươi có tiếp nhận hay không diệp phong thẳng vào chủ đề Tiền bối biết rõ đây là thiền dực phi kiếm phục chế bản. Sở lưu hương hai tay dân phi kiếm, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Đương nhiên nhìn ra được. Diệp Phong gật đầu. Đây là chí thánh binh thiền dực phi kiếm phục chế bản, có được bản thể một phần mười bản nguyên, có thể phát huy ra mười lần chí thánh cấp một kích chi lực. Hiện nay, ngươi còn thừa lại bảy lần sử dụng cơ hội. Bảy lần cơ hội thoáng qua một cái, thanh phi kiếm này bản nguyên liền sẽ hao hết, rốt cuộc không cách nào phát huy ra chí thánh cấp chiến lực. Bất quá, nó cũng không yếu vẫn như cũ là thiên thánh binh. Nghe xong Diệp Phong, sở lưu hương một mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, không nghĩ tới tiền bối nhãn lực như thế siêu phàm, chỉ là, ngài nếu là chí thánh, vì sao còn cần thiền dực phi kiếm trợ giúp? Ai nói ta là chí thánh? Diệp Phong mở ra hai tay, phóng xuất ra nhập thánh cảnh khí tức, một bên hồ phi phi ôm hỗn nguyên côn, hiển thánh cấp khí tức dần dần phát ra, về phần thiên đạo linh hầu, thì là phóng thích ra thiên đế khí thế. Thiên đế, nhập thánh, hiển thánh. Làm sao lại như vậy? sở lưu hương cùng đôi kia xong bào thai tỷ muội trợn tròn mắt. Đoàn người này không phải chí thánh cấp cao nhân tiền bối sao, làm sao lại chỉ có điểm ấy tu vi, liền bọn hắn cũng không bằng. Rất kinh ngạc thật sao? Sở thiên hà. Diệp phong thu nạp khí thế, chấp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn xem sở lưu hương, nói ra một cái tên khác. Sở lưu hương con ngươi co rụt lại, trong lòng chấn kinh, lại ra vẻ bình tĩnh, lên tiếng hỏi, ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Sở thiên hà, Đông Châu Thiên Hà Thần Tông tông chủ. Diệp Phong nhìn xem Sở Lưu Hương, về phần Sở Lưu Hương cái tên này là ngươi dùng tên giả, không sai a. À. Người mang nhìn rõ chi nhãn Diệp Phong, thu hoạch đối phương chân thực thân phận cũng không phải là việc khó. Trong ấn tượng, Thiên Hà Thần Tông tông chủ Sở Thiên Hà vẹn vẹn có hiển thánh đỉnh phong tu vi, căn bản không phải thiên thánh. Điều này nói rõ một sự kiện, Sở Thiên Hà ẩn tàng tu vi thủ đoạn phi thường cao minh. Mà căn cứ điểm ấy, Diệp Phong cũng nghĩ đến rất nhiều. Sở thiên hà ẩn tàng tu vi, cố ý không trên lực lượng thần bia thể hiện ra quá cao thứ tự, như vậy, khẳng định cũng không ít người cũng có được tương tự thao tác. Cho nên, tam thiên giới cường giả, nhất định so lực lượng thần bia trên ghi chép nhiều rất nhiều. Trở lên, đều là Diệp Phong phỏng đoán. Nhà gỗ trước. Sở thiên hà nhìn xem Diệp Phong, không nói một lời, bên người đôi kia song bào thai nhấp nhẹ môi đỏ, nói. Đạo hữu nói không tệ, sở lan bản danh đích thật là sở thiên hà, nhưng là, lưu hương cũng là hắn danh tự xem như nhũ danh. Về phần nhóm chúng ta tỉ muội theo thứ tự là Văn Tuyết cùng Văn Nguyệt. Diệp Phong cười nói, Văn Tuyết, Văn Nguyệt. Tên rất hay. Lực lượng thần bia trên hoàn toàn chính xác có hai người kia danh tự, cũng xếp tại một vạn tên khoảng chừng. Nhưng mà, một vạn tên chỉ là nhập thánh cấp độ, Văn Tuyết cùng Văn Nguyệt chân thực tu vi lại là đỉnh phong hiển thánh, mang ý nghĩa chuyện này đối với tỉ muội cố ý che giấu thực lực. Tiền bối, ngươi là. Sở thiên hà vội vàng hỏi thăm hắn không nghĩ tới trước mắt vị thanh niên này lợi hại như thế vậy mà nhận ra bọn hắn nhưng đối phương đã công bố muốn hợp tác khẳng định không có ác ý thế là khuôn mặt tươi cười đón lấy ta gọi diệp phong nàng là hồ phi phi đây là thiên đạo linh hầu diệp phong làm giới thiệu nghe vậy sở thiên hà ba người sắc mặt đại biến thần châu diệp phong nguyên lai là ngươi lực lượng thần bia thứ một ngàn tên thiên thánh cấp thực lực thế nhưng là ngươi mới nhập thánh cảnh đây không có khả năng a Ba người nghĩ đến thần bản xếp hạng, càng phát ra rung động. Bọn hắn cũng coi là thần Châu Diệp Phong là một cái thiên thánh cảnh thần bí tu hành giả, có lẽ đối phương đã sớm già nua không gì sánh được, là cái hòa ái dễ gần lão giả. Nhưng ai biết, đối phương vậy mà mới nhập thánh cảnh. Vượt qua hai cái cảnh giới chiến lực quá biến thái. Không cần kinh ngạc. Diệp Phong khoát tay áo, ta sở dĩ xuất thủ cứu các ngươi, ngoại trừ bởi vì các ngươi có can đảm đối minh vương thánh tông xuất thủ, xem như ta người trong đồng đạo càng quan trọng hơn, vẫn là ta muốn mượn nhờ thiền dực phi kiếm bốn lần một kích toàn lực chi lực. Nghe được cái này, sở thiên hà một mặt thương cảm. Văn Nguyệt cùng Văn Tuyết cũng đều rên rỉ thở dài. Minh Vương Thánh Tông quá mức bá đạo, bới nhóm chúng ta ba người mộ tổ thì cũng thôi đi, còn giết nhóm chúng ta riêng phần mình thân bằng hảo hữu, nếu không, nhóm chúng ta cũng không muốn mạo hiểm xuất thủ. Sở Thiên Hà thấp giọng giảng thuật. Nghe hắn giảng thuật, Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Thiên Đạo Linh Hầu mới biết rõ chuyện từ đầu đến cuối. Chuyện này, muốn theo trăm năm trước bắt đầu. Minh Vương Thánh Tông tu hành giả tiến vào Đông Châu, chuyên chọn không có cường đại chỗ dựa tu hành giả mộ địa tiến hành khai quật, thu được không ít cường giả chưa một nát thi hài. Mà những này trong mộ tổ, liền bao quát sở thiên hà, văn tuyết, văn nguyệt lão tổ tông. Biết được tin tức, ba người tự nhiên nổi giận. Nhưng là, không bằng bọn hắn xuất thủ, bọn hắn bằng hữu cũng đã đối bọn này Minh Vương Thánh Tông người phát khởi tiến công. Một phen đại chiến, như vậy bộc phát. Minh Vương Thánh Tông người gọi đến một cái minh tộc khôi lỗi chiến sĩ, tên là Sơn Nhạc Cự Viên, tiềm lực bị hoàn toàn khai phát, thực lực đạt đến thiên thánh cấp độ. Trận chiến kia, sở thiên hà bọn hắn bằng hữu bị đánh chết, thi hài cũng bị mang đi, luyện thành minh tộc khôi lỗi chiến sĩ. Là sở thiên hà đuổi tới đại chiến hiện trường lúc, Sơn Nhạc Cự Viên đã sớm xuất lĩnh minh tộc khôi lỗi đại quân ly khai. Cái này cừu oán, chính là khi đó kết xuống. Nhóm chúng ta cũng biết rõ, Minh Vương Thánh Tông là thế lực cấp độ bá chủ, có được thần bí khó lường minh đế tọa trấn, dưới trướng minh vương thánh tông đại trưởng lão cũng là thiên thánh cấp độ, nhóm chúng ta căn bản không địch lại. Vì báo thù, nhóm chúng ta nghĩ hết biện pháp. Nhưng, gần trăm năm đi qua, vẫn như cũ không có kết quả. Thẳng đến ba năm trước đây, tình huống có biến. Sở thiên hà mắt nhìn trên tay thiền dực phi kiếm phục chế bản, tiếp tục nói ra, nhóm chúng ta gặp một vị thế ngoại cao nhân, hắn ẩn cư tại bất tử tinh bên trong tòa nhà gỗ này. Vị tiền bối này rất thần bí lực lượng thần bia bên trên căn bản không có hắn bất luận cái gì chiến lược ghi chép nghĩ đến hắn hẳn là chân chính ẩn thế cao nhân tiền bối là một tên kiếm đạo cường giả thực lực rất mạnh hắn bản mệnh thánh binh chính là thiền dực phi kiếm ta ý đồ bái sư nhưng này vị tiền bối cự tuyệt ta biết được ta nghĩ phá hư minh vương qua, liền tại cái này thiên thánh cấp tế kiếm trên cơ sở tiến hành sửa chữa quán chú thiền dực phi kiếm bản thể một phần mười bản nguyên bởi vậy thanh kiếm này có thể phát huy ra chí thánh chiến lực sở thiên hà giảng thuật xảy ra sự tình từ đầu đến cuối. Nghe được cái này, Diệp Phong đại khái đã hiểu. Cho nên, có thiền dực phi kiếm phục chế bản về sau, ngươi đã cảm thấy tự mình thiên hạ vô địch rồi. Ngươi có suy nghĩ hay không qua, 10 lần cơ hội dùng hết về sau, nếu là báo không được thù, chẳng phải là bạch bạch chôn vùi tính mạng. Diệp Phong hai tay mở ra, hỏi. Ngay lúc đó thật là bành trướng, cân nhắc không chu toàn. Sở thiên hà gãi đầu một cái. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản trước chủ động xuất hiện, hấp dẫn chú ý Minh Vương Thánh Tông những cường giả kia lực chú ý, sau đó, dựa vào thiền dực phi kiếm đánh lén, thuấn sát một hai vị thiên thánh, chấn nhiếp toàn trường. Cuối cùng, chém vỡ Minh Vương qua, hoàn thành mục tiêu. Thế nhưng là, bọn hắn tính sai. Tòa kia tế đàn cổ xưa phòng thủ quá mạnh, vậy mà có thể bộc phát ra trí thánh cấp độ trận pháp, liền thiền dực phi kiếm cũng không phá nổi. Nghĩ đến cái này, sở thiên hà nhìn về phía Diệp Phong, đối với hắn dùng cho phá trận thủ đoạn cảm thấy hiếu kỳ. Đối đầu sở Thiên Hà ánh mắt, Diệp Phong nói ra: "Ta có đặc thù phá trận thủ đoạn, có thể đem Minh Vương Qua cùng bên trong tòa tế đàn kia trận pháp toàn bộ phá hư. Nhưng là, muốn triệt để phá hư tế đàn, bốn cái trụ trời, Minh Vương Qua còn phải phát huy ra bốn lần chí thánh cấp lực công kích. Cái này, liền muốn mượn nhờ Thiền Dực phi kiếm." Diệp Phong trước đó đã âm thầm phân tích Minh Vương Qua, biết được cái này thánh binh phòng ngự rất mạnh, coi như sử dụng giải mật chi nhãn vỡ vụn toàn bộ trận pháp, bản thân nó cường độ cũng rất cao. Không có chí thánh cấp chiến lực, không cách nào đem phá hư. Thì ra là thế. Sở Thiên Hà gật đầu, chỉ cần có thể vỡ nát Minh Vương oa, băng diệt tòa kia tế đàn, coi như đem còn lại 7 lần chí thánh cấp một kích chi lực hao hết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Không cần đến toàn bộ dùng hết, 4 lần là đủ rồi. Diệp Phong khoát tay áo, "Bất quá, trước đó nói rõ, các loại kia bốn cái trụ trời vỡ tan về sau, nội bộ đồ vật, ta muốn toàn bộ mang đi, các ngươi có gì dị nghị không?" khi bốn cái trụ trời bên trong có cái gì đồ vật. Sở thiên hà gãi đầu một cái, nếu có, cứ việc cầm đi cũng được. Vậy liền không sao. Diệp Phong gật đầu. Hắn thấy, sở thiên hà, văn tuyết, văn nguyệt vẫn là không tệ. Bọn hắn vì cho bằng hữu báo thù, ca nguyện mạo hiểm, trọng tình trọng nghĩa, đáng giá kết giao bằng hữu. Diệp Phong hỏi như vậy bọn hắn, cũng là vì để tránh cho mâu thuẫn. Trải qua trước đó thẳng thắng, song phương cũng coi là quen thuộc. Về sau, Diệp Phong cùng Sở Thiên Hà nói chuyện phía một hồi, liền lấy đạo hữu tương xứng. Đây chính là thiền dực phi kiếm chủ nhân chỗ nhà gỗ. Hồ Phi Phi chỉ chỉ Sở Thiên Hà sau lưng, nơi này đứng sừng sững lấy một tòa ba tầng nhà gỗ, nhìn cổ kính. Đúng thế. Sở Thiên Hà gật đầu. Vị kia tiền bối không ưa thích thế gian phân tranh, cho dù có chí thánh cấp thực lực, lại không khai tông lập phái tranh bá, mà là ẩn cư ở đây, rất khó được. Hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Diệp Phong gật đầu đẩy ra cửa gỗ, tiến vào nhà gỗ. Có thể trông thấy, tầng thứ nhất có một gian phòng tiếp khách, lấy ánh sáng rất tốt, treo trên vách tường một bức họa, vẽ lấy thiền dực phi kiếm. Vẽ bên trong kiếm lăng lệ không gì sánh được. Diệp Phong chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác ý thức của mình tự hồ bị kéo vào một cái mênh mông kiếm đạo thế giới, thấy được vô số phi kiếm ở trên không xoay quanh. Bọn chúng khí tức hoặc lăng lệ, hoặc bá đạo, hoặc nặng nề. Bao quát các loại loại hình, giống như một cái kiếm đạo vương quốc. Tê lạp, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy cái này kiếm đạo thế giới có một đạo lăng lệ bạch quan hiện lên, đón lấy, toàn bộ thế giới một phân thành hai, mạnh như Diệp Phong, cũng cảm thấy tự mình ngăn không được đạo này kiếm quan. Sau một khắc, Diệp Phong ý thức trở về bản thể. Cốc một cái kiếm đạo thánh vực. Diệp Phong nhíu lại mày kiếm, trở về chỗ vừa mới một màn kia. Vị này kiếm đạo chí thánh đã mở ra kiếm đạo thánh vực, nội bộ có dán vào kiếm đạo lực lượng phát tắc, cường đại đến không biên giới, chỉ là hắn lưu lại một bức họa, liền đủ để xóa bỏ thiên thánh cảnh cái này nếu là truyền đi đủ để kinh thế hải tục các ngươi biết rõ vị này kiếm đạo chí thánh là ai chăng diệp phong lát nữa nhìn về phía sở thiên hà văn tuyết văn nguyệt không biết rõ ba người đồng thời lắc đầu bọn hắn cũng chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp mới nhìn thấy cái này vị thần bí kiếm đạo chí thánh ngoại trừ bất tử tinh cùng thiền dực phi kiếm bọn hắn liền đối phương tên gọi là gì cũng không biết rõ tốt a à. diệp phong bất đắc dĩ đến thử mở ra nhìn rõ chi nhãn, nhìn về phía treo trên tường bức họa kia quyển. Danh tự, kiếm vực đồ. Phẩm giai không. Giới thiệu, nội bộ ẩn chứa thần bí kiếm đạo chí thánh lưu lại kiếm đạo thánh vực dư uy, có thể cảm ngộ vô thượng kiếm ý, nhưng nếu là tẩu hỏa nhập ma, tâm thuật bất chính, vô cùng có khả năng bị kiếm vực xóa bỏ. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong sờ lên cái cầm. Cái này kiếm vực sẽ chém giết tâm thuật bất chính người, nói rõ lưu lại này tấm kiếm vực đồ vị kia kiếm đạo chí thánh hẳn không phải là người xấu, chí ít, đối phương không phải một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Diệp Phong đối đối phương hảo cảm, bắt đầu lên cao. Diệp Huynh, cái gì thời điểm đi tiến công minh vương qua? Lúc này, sở thiên hà có chút không kịp chờ đợi. Không kịp, các loại ta cảm ngộ một phen. Diệp Phong cũng không sốt ruột. Mặc dù hắn có thể lập tức vận dụng giải mật chi nhãn phá hư minh vương qua phụ cận tất cả cấm chế trận pháp, chỉ khi nào phá hủy nơi đó, tất nhiên sẽ dẫn tới Minh Vương Thánh Tông trả thù. Khi thời điểm, bọn hắn có lẽ sẽ bị Chí Thánh truy sát. Tại loại này tình huống dưới, nghĩ lại đến bất tử tinh cảm ngộ kiếm vực đồ, coi như phi thường không tiện. Nhóm chúng ta đến phụ cận nhìn xem. Hồ Phi Phi bắt lấy thiên đạo linh hầu cái đuôi, kéo lấy nó tại Chu Vi đi lại, phát hiện nhà gỗ chỗ địa phương vừa vặn ở vào một tòa cao điểm chi đỉnh, Chu Vi mọc đầy vô số bỉ ngạn hoa. Kỳ quái hoa. Thiên đạo linh hầu lấy xuống một đóa bỉ ngạn hoa, ngửi ngửi, liền vứt trên mặt đất, không có bất cứ hứng thú gì. a, à. hồ phi phi chợt chỉ vào mặt đất, kêu một tiếng. ngươi cái hồ ly tinh, làm sao ngạc nhiên? a, à, tại sao có thể như vậy? thiên đạo linh hầu xem thường, nhưng lần theo hồ phi phi ngón tay phương hướng nhìn lại, lại là quá sợ hãi. trên mặt đất, khi một đóa bị lấy xuống bỉ ngạn hoa vậy mà cấp tốc khô héo, đóng lấy, hóa thành một đạo viễn cổ anh linh thân ảnh phiêu nhiên mà đi, đi qua chính tòa hư ảo cầu, liền hoàn toàn biến mất. Rất kỳ quái a. À. Thanh âm nhu hòa vang lên. Hồ Phi Phi cùng thiên đạo linh hầu theo tiếng nhìn lại, cái gặp sở thiên hà, văn tuyết, văn nguyệt theo tới. Văn tuyết chỉ vào mảnh này phương viên trên ngàn dặm cao điểm, giới thiệu nói, nhóm chúng ta lần đầu tới đến bất tử tinh cao nguyên thời điểm, liền thấy nơi này đầy đất bỉ ngạn hoa, tổng số vượt qua chục tỷ. Văn nguyệt tiếp lời đề, nói ra. Vị kia kiếm đạo chí thánh tiền bối nói qua, mỗi một đóa bỉ ngạn hoa, đều là một vị cường đại viễn cổ cường giả anh linh biến thành, là chân chính bất tử chi thân, dù là tháo xuống hoa, về sau vẫn là có thể tiếp tục sinh trưởng. Sự thật chính như Văn Nguyệt lời nói như vậy. Mười cái hô hấp về sau. Nguyên bản biến bất vị kia viễn cổ anh Linh trống rỗng xuất hiện, trên đầu mang theo một đỉnh mũ, rơi trên mặt đất. Sư. Một gốc bỉ ngạn hoa trong nháy mắt mọc ra. Về phần đạo này viễn cổ anh Linh thân ảnh, thì dung nhập đóa này hoàn toàn mới bỉ ngạn hoa bên trong, phản phất đạt được tân sinh. Ông trời ơi! Thiên đạo Linh Hầu nhìn quanh Chu Vi, nhìn xem kia vô số đóa bỉ ngạn hoa, có dũng khí ứa ra mồ hôi lạnh cảm giác. Tất cả đều là viễn cổ anh Linh. Hồ Phi Phi hít sâu một hơi, nói như vậy, bất tử tinh xem như viễn cổ anh Linh căn cứ, bất tử. Những này viễn cổ anh Linh bất tử bất diệt, cho nên, nơi này mới gọi bất tử tinh. Sở Thiên Hà gật đầu, nói ra. Bất tử tinh là một cái rất thần kỳ địa phương, nó tại tinh không bên trong phi hành, tọa độ không cố định, giống như là không muốn bị người phát hiện nhóm chúng ta nếu không phải vận khí tốt, cũng tìm không thấy nơi này. Sở thiên hà lộ ra ngay một cái hình kiếm lệnh bài. Đây là vị kia kiếm đạo chí thánh lưu lại tính vật. Lần thứ nhất cơ duyên xuống tới đến bất tử tinh về sau, vị kia kiếm đạo chí thánh tiền bối liền đem vật này đưa cho hắn, trở thành ra vào bất tử tinh tính vật. Trước đó, sở thiên hà chính là dựa vào cái này tính vật, khả năng mang theo diệp phong một đoàn người tiến vào bất tử tinh. Bất tử tinh tọa độ không ngừng biến hóa, phụ cận còn có một tầng mê vụ, có thể ngăn cản thần thức điều tra, cho nên, nhóm chúng ta trốn ở chỗ này, sẽ phi thường an toàn. Sở Thiên Hà nói. Mấy chục mét bên ngoài. Trong nhà gỗ. Diệp Phong ngay tại tham ngộ bích họa bên trong kiếm đạo thánh vực, nghe Sở Thiên Hà, thần sắc cổ quái. Qua loa. Sớm biết rõ bất tử tinh che đậy ngoại giới thần thức liếc nhìn mê vụ, ta trước tiên có thể đem minh vương qua phá hư về sau, lại tới nơi này tham ngộ. Bất quá, như bây giờ cũng được. Sớm ngày tham ngộ bích họa cũng là chuyện tốt. Chí ít, hắn có thể bởi vậy tăng lên kiếm đạo phương diện thực lực. Kiếm vực, hiện. Diệp Phong chập chỉ thành kiếm, đặt ở cự li mi tâm ba tất chi địa, lập tức có gai mắt trắng như tuyết kiếm quan xuất hiện, tản ra một cổ lăng lệ đến cực hạn kiếm ý. Thành công. Diệp Phong không thể không bội phục ngộ tính của mình. Kiếm đạo lĩnh vực, mở. Diệp Phong khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay kiếm ý cấp tốc tản ra, hóa thành một mảnh phương viên 10 mét kiếm đạo lĩnh vực, phạm vi bên trong, có vô số lăng lệ kiếm quan hiện lên. Loại này kiếm vực phi thường toàn diện. Điều tra, ngăn địch, chém địch, truy tung, báo động trước các phương diện tác dụng tất cả đều có. Nói trắng ra là, đây chính là một cái lĩnh vực. Rốt cục nhập môn. Diệp Phong mỉm cười, tiếp tục tham ngộ bích họa trên kiếm đạo thánh vực, một chút xíu tăng lên của mình kiếm đạo lĩnh vực, cũng ở trong quá trình này biết được kiếm vực phân cấp. Kiếm đạo lĩnh vực, tục xưng kiếm vực. Từ thấp đến cao, chia làm nhiều cái cấp độ. Nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Đây là kiếm vực cơ sở giai đoạn. Chờ kiếm vực viên mãn về sau, trải qua chín lần thuế biến, dung nhập thiên địa pháp tắc về sau, khả năng trở thành kiếm đạo thánh vực, phát huy ra chí thánh cảnh lực lượng kinh khủng. Ta hiện tại vẫn là nhập môn. Bất quá, bằng vào ta tư chất, thời gian ngắn bên trong, kiếm đạo lĩnh vực liền có thể tăng lên tới viên mãn, cũng bắt đầu tiến hành thuế biến, nhưng muốn trở thành kiếm đạo thánh vực lại khó khăn. Bởi vì quá trình này cần dung nhập lực lượng pháp tắc. Diệp Phong rơi vào trầm tư. Pháp tắc của hắn chi lực rất nhiều. Thái dương, thái âm, Vết chóc, thời gian, không gian. Cơ hồ tất cả lực lượng pháp tắc, Diệp Phong cũng có, sở dĩ dạng này đầy đủ, là bởi vì hắn có được đại thế giới chi tâm. Quá trình tu luyện rất buồn tẻ. Ba ngày sau, Diệp Phong đi ra nhà gỗ. Hắn lúc này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể phóng xuất ra phương viên vạn dặm viên mãn cấp kiếm đạo lĩnh vực, trong đó lăng lệ kiếm mang ẩn chứa một chút sát lục chi lực, có thế trong nháy mắt chém giết nhập thánh cảnh. Chính là hiển thánh bị chém trúng, cũng sẽ bị trọng thương. Tam chuyển viên mãn kiếm đạo lĩnh vực, uy lực không tệ. Diệp Phong nói nhỏ. Ba ngày thời gian, hắn không chỉ có đem kiếm đạo lĩnh vực tu luyện tới viên mãn, càng là tại cơ sở này bên trên tiến hành ba lần thuế biến, trở thành tam chuyển viên mãn cấp độ. Giai đoạn này, có thế kích thương hiển thánh. Nếu là tiến vào lục chuyển, chém giết hiển thánh không thành vấn đề đạt tới thất chuyển, liền có thể uy hiếp được thiên thánh. Nếu là đạt tới cửu chuyển viên mãn, chí thánh cảnh trở xuống, cơ hồ là có thể xông pha, nhưng càng đi về phía sau, cần dung hợp sát lục chi lực càng nhiều, độ khó càng lớn. Mà lấy dịp phong tư chất, ba ngày đi qua, cũng mới tu luyện tới tam chuyển viên mãn cấp độ. Mà đây là vận dụng gấp trăm lần thời gian gia tốc tình huống. Muốn đạt tới cửu chuyển viên mãn, tối thiểu là lấy trăm năm làm đơn vị sự tình, cho dù có thời gian trận pháp gia tốc, cũng phải rất dài thời gian, diệp phong tạm thời đợi không được diệp huynh ngươi xem như ra sở thiên hà thấy được ly khai nhà gỗ diệp phong vội vàng mang theo đám người đi tới diệp huynh ba ngày đi qua kiếm đạo của ngươi lĩnh vực hẳn là nhập môn a sở thiên hà hỏi văn nguyệt cùng văn tuyết cũng rất hiếu kỳ bọn hắn cũng đều tìm hiểu tới bức kia bích họa có thu hoạch phân biệt đã luyện thành tự thân kiếm đạo lĩnh vực ba năm qua đi cơ bản cũng đạt tới viên mãn giai đoạn hơi chuyển động ý nghĩ một chút kiếm uy mênh mông cuồn cuộn đủ để chém giết nhập thánh cảnh trở xuống bất luận cái gì tu hành giả chính là nhập thánh cảnh cũng sẽ cảm thấy áp lực nhưng đạt đến hiện tại giai đoạn này mà lấy tư chất của bọn hắn cũng hao tốn dài đến 3 năm thời gian theo sở thiên hà diệp phong cái tu luyện 3 ngày hẳn là vừa mới nhập môn a à, tam chuyển viên mãn diệp phong nói sắc mặt của hắn rất bình tĩnh giống như là nói một cái qua quyết bình bình sự tình cũng bắt đầu đánh giá cao điểm trên kia vùng biển hoa có thể cảm nhận được nồng đậm viễn cổ anh linh khí hơi thở. A, à, tam chuyển viên mãn. Cái gì, tam chuyển viên mãn? Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt đầu tiên là sững sờ, đóng lấy, mới nghe rõ Diệp Phong nói là tam chuyển viên mãn, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Ba ngày thời gian tam chuyển viên mãn, làm sao có thể? Ba người trăm miệng một lời, trong lời nói tràn đầy chấn kinh. Diệp Phong không nói nhảm. Tam chuyển viên mãn cấp độ kiếm đạo lĩnh vực tự động phát ra Cấp tốt bao phủ phương viên vạn dặm, có một chút sát lục chi lực tại kiếm vực phạm vi bên trong sáng tắt, làm cho người có gan đến đến dưới vực sâu tim đập nhanh cảm giác. Loại này khí tức. Quả nhiên là tam chuyển cấp độ kiếm đạo lĩnh vực. Trời ạ! À! Lúc này mới ba ngày, Diệp Huynh, ngươi là thế nào đem kiếm đạo lĩnh vực tăng lên tới cấp độ này? Sở thiên hà mấy người rất là chấn kinh. Ta đại ca thế nhưng là thần châu thiên mệnh chi tử, tư chất kinh thế hải tục, ngộ tính so chí thánh cũng mạnh ba ngày thời gian đạt tới cái này trình độ, có cái gì kỳ quái? Thiên đạo Linh Hầu nói, đi trên đường nghênh ngang, phản phất đã luyện thành tam chuyển viên mãn kiếm vực người là nó. Chí thánh cấp ngộ tính. Sở thiên hà nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Không nói những thứ này. Diệp Phong khoát tay áo, thu hồi kiếm vực, nhìn xem cái này đầy khắp núi đồi bỉ ngạn hoa, sử dụng nhìn rõ chi nhãn, thu hoạch bọn chúng tin tức. Danh tự, bỉ ngạn hoa. Phẩm giai, Giới thiệu, sinh trưởng tại Bất Tử Tinh Bỉ Ngạn Hoa, Bất Tử Bất Diệt, mỗi một gốc cũng ký thác một vị viễn cổ cường giả anh linh, không sờn lòng, thời khắc mấu chốt vẫn có thể ra ngoài giết địch. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong ánh mắt chớp lên. Hắn nhớ tới Hoàng Hôn chiến trường. Nghe nói, cái kia địa phương thỉnh thoảng sẽ có viễn cổ anh linh đại quân xuất hiện, chém giết cường địch, bây giờ xem ra, những này viễn cổ anh linh đại quân, hẳn là theo Bất Tử Tinh xuất phát. Bất Tử Tinh, viễn cổ anh linh. Cho nên đến cùng là ai sáng tạo ra khỏa này đặc thù sinh mệnh tinh thần, là kia vị thần bí kiếm đạo chí thánh sao? Diệp Phong rơi vào trầm tư. Hắn có được viễn cổ anh linh chi lực, tự nhiên đứng tại viễn cổ anh linh bên này, cũng nghĩ biết rõ liên quan tới viễn cổ anh linh các loại lịch sử, dễ dàng cho càng nhanh tăng lên tự thân. Gió lớn nổi lên mây bay gần sóng. Phóng khoáng thanh âm vang lên. Đóng lấy, một trận gió thổi tới, như là vô hình tay vất qua cao điểm trên tất cả bỉ ngạn hoa, lần lượt đưa chúng nó thổi tới giữa không trung, hóa thành vô số đạo viễn cổ anh linh thân ảnh. Chiến. Chiến. Những này viễn cổ anh linh cũng tản ra mạnh mẽ khí tức, yếu nhất đều là thiên đế cấp độ, cao giọng hò hét, chấn động cả viên bất tử tinh, cũng tỉnh lại một chút ngủ say dưới đất cổ lão sinh vật. Viễn cổ anh linh lại bắt đầu chinh chiến. Suối quẩy A, quấy rầy nhóm chúng ta tu hành. Xuyệt. Nói nhỏ chút, đợi lát nữa bị những cái kia viễn cổ anh linh nghe được, nhất định sẽ tới đánh ngươi một chầu. Bất tử tinh dưới mặt đất, có trò chuyện tiếng vang lên. Diệp Phong một đoàn người nghe được thanh âm, nhìn nhau, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không biết rõ dưới mặt đất còn có khắc sinh linh, trên mặt viết đầy vẻ không thể tin. Ta đi đem bọn hắn chọc tới. Diệp Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển không gian chi lực, khiến cho bất tử tinh một ngọn núi lửa ong ong chấn động, một đám to lớn loài bò sát yêu thú bị bắt ra. Bọn hắn cực giống cá sấu. Bất quá, bọn hắn do so cá sấu béo rất nhiều, tròn cuồn cuộn bên ngoài thân che kính tinh mịn màu đỏ sậm lân phiến, cái đuôi cũng so cá sấu ngắn rất nhiều, ngay tại ra sức dãy dụa lấy. Diệp Phong đánh giá bọn hắn. Nhìn rõ chi nhãn, lặng yên mở ra. Chủng tộc, ngạc. Phẩm giai, yêu đế. Giới thiệu, sinh hoạt tại bất tử tinh cổ lão giống loài một trong, nên tộc quần đã có vượt qua trăm vạn năm lịch sử, có thể xưng tam thiên giới hóa thạch sống, biết rõ một ít cổ lão bí mật. Tiền bối, tha mạng A. Bọn này ngạc phát hiện mình bị khống chế lại, vội vàng nhìn về phía dũi xuất thủ diệp phong phỏng đoán nhất định là hắn ra tay các ngươi biết rõ viễn của anh linh lý do diệp phong không nói nhảm thẳng vào chủ đề nói chuyện thời khắc cường đại tam chuyển viên mãn kiếm vực thả buông ra đến đem bọn này ngạc bao phủ làm cho bọn hắn tâm như ve mùa đông biết biết rõ cầm đầu ngạc liên tục gật đầu diệp phong đem tất cả ngạc đặt ở mặt đất cười nói đến xin bắt đầu các ngươi biểu diễn bọn này ngạc nhìn nhau trải qua ngắn ngủi ánh mắt giao lưu, vị kia nhất là to con ngạc tộc trưởng bò lên ra, nói ra. Viễn cổ anh Linh, kỳ thật chính là một đám trăm vạn năm trước chiến tử nhân tộc cường giả bất khuất chi ý biến thành chiến sĩ. Trăm vạn năm trước đó, chính đại thiên tôn còn chưa xuất hiện. Khi thời điểm, nhân tộc thế yếu. Nhưng là, nhân tộc có huyết tính, căn bản không muốn bị vạn tộc nô dịch cho nên một mực phấn khởi phản kháng. Ở trong quá trình này, vô số nhân tộc cường giả vẫn lạc, nhưng bọn hắn bất khuất chi ý vẫn giữ lại, trong vũ trụ phiêu đảng, thỉnh thoảng còn có thể hiện thân giết địch, rất đáng sợ. Về sau, chính đại thiên tôn hành không xuất thế. Chúng ta tổ tông nói, chính là bọn hắn liên thủ chiêu hồn, cũng giao phó những này nhân tộc viễn cổ anh linh bất hủ chi ý, hóa thành hạt giống, loại này trên bất tử tinh, trở thành bỉ ngạn hoa. Những này viễn cổ anh linh rất không an phận. Bọn hắn thỉnh thoảng xuất hiện, ra ngoài giết địch, tựa như hôm nay dạng này, các loại giết địch kết thúc, liền sẽ trở về. Ngạc tộc trưởng một năm một mười nói ra nghe được cái này, người ở chỗ này cũng rất rung động. Nguyên lai, like, điển tuyển cổ anh Linh là như thế tới. Cho dù bọn hắn bản thể đã vẫn lạc, còn sót lại ý chí bất khuất cũng muốn thỉnh thoảng thức tỉnh, ra ngoài giết địch, làm cho người rung động cùng kính nể. Thế nhưng là, bọn hắn đi giết ai đâu? Diệp Phong sờ lên cái cầm, nói ra những người khác trong lòng đồng dạng tồn tại nghi hoặc, đưa tới toàn trường trầm mặt. Cái này, nhóm chúng ta cũng không biết rõ. Nhạc tộc trưởng lắc đầu liên tục, đại lão, Ta đã đem biết đến nói hết ra, cầu ngài thả nhóm chúng ta một con đường sống đi. Nghe lời này, Diệp Phong vui vẻ. Hắn phát hiện ngạc nhất tộc vẫn rất sợ chết, bất quá, đã bọn hắn bàn giao hết thảy, Diệp Phong cũng không làm khó bọn hắn, vất vất tay, nói: Các ngươi đi thôi. Được rồi. Ngạc nhất tộc trong nháy mắt leo ra số ngàn dặm, theo miệng núi lửa nhảy vào dưới mặt đất chỗ sâu, trốn vào động phủ của mình, cũng không dám lại phát ra to trò chuyện âm thanh. Diệp Phong thu hồi ánh mắt. Nguyên lai like, Bất tử tinh viễn của anh Linh là như vậy tồn tại, dù cho là vẫn lạc trăm vạn năm, vẫn như cũ muốn ra ngoài giết địch, là nhân tộc sáng tạo mới thiên địa, đáng giá tất cả mọi người tôn kính. Diệp Phong chậm chậm nói. Thoại âm rơi xuống, hắn nhìn xem bầu trời, cái gặp vô số bỉ ngạn hoa ngay tại theo gió bay lên, hóa thành từng đạo người khoác tàn phá giáp trụ thân ảnh mơ hồ, cầm trong tay các loại thần binh, thẳng hướng tinh không. Ông. Một tòa màu vàng kim nhạc thiên môn mở mở, viễn cổ anh Linh đại quân đi qua cửa lớn, tiến về nơi nào đó thần bí chi địa. Nhóm chúng ta muốn hay không theo tới? Hồ Phi Phi nói thầm. Làm sao đi? Văn Nguyệt biểu thị nghi hoặc. Diệp Phong xem hướng lên trời cửa, thôi diễn một phen, nói, có, tiếp xuống, tất cả đều chiếu ta nói làm. Hắn lập tức khoanh chân tại đất. Hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, dường như tại khắc lục lấy trận pháp gì, thuận tiện đem sở thiên hà viên kia hình kiếm tính vật đặt ở trận bàn bên trên. Tất cả mọi người ngồi sau lưng ta diệp phong mở miệng đám người lập tức đi theo làm đem tay đặt ở trên vai của ta diệp phong tiếp tục chỉ huy hồ phi phi cùng thiên đạo linh hầu không chần chờ chút nào ngay lập tức đem tay đáp lên diệp phong vai trái chiếu vào làm sở thiên hà văn tuyết văn nguyệt nhìn nhau làm ra quyết định đưa tay đáp lên diệp phong vai phải hóa thân anh linh lên diệp phong niệm tụng khẩu quyết trước mắt trận bàn bắt đầu sáng lên phát nhiệt hình kiếm tính vật trong nháy mắt hòa tan đem bọn hắn bao khỏa Sư. Một đoàn người trở nên hư ảo, mơ hồ, thành công tiến vào anh linh trạng thái, liền tu vi cũng bị áp chế ở thiên đế cấp độ, sau đó, thiên môn bộc phát ra cường đại hấp lực, đem bọn hắn dẫn vào trong đó. Sau một khắc, Diệp Phong sáu người biến mất không thấy gì nữa. Bất tử tinh, lại khôi phục trước kia bình tĩnh. Thiên môn về sau, là vô ngần tinh không? Một cái từ bỉ ngạn hoa lát thành mà thành uống lượng cổ đạo, lấy thiên môn là điểm khởi đầu, thông hướng xa xôi tinh không chỗ sâu nhóm chúng ta rốt cuộc muốn đi nơi đó a à? Thiên đạo Linh Hầu rất là hiếu kỳ. Lúc này, một đoàn người cũng tiến vào viễn cổ anh Linh hình thái, đi theo viễn cổ anh Linh đội ngũ sau cùng. Thiên đạo Linh Hầu không còn là thân cao một thước tiểu hầu tử, mà là biến thành thân cao một M75 hình người đầu khỉ. Về phần năm người khác, biến hóa không lớn. Nhưng là, mỗi người cũng có vẻ mơ hồ, thấy không rõ tướng mạo, liền xem như phiếu miễu tông đệ tử đi vào phụ cận, cũng không nhận ra Diệp Phong cùng Hồ Phi Phi không nên nói lung tung diệp phong trầm giọng nhắc nhở viễn cổ anh linh là trang nghiêm túc mục không có khả năng tùy tiện mở miệng nói chuyện cho nên bọn hắn nhất định phải quản tốt miệng không được phát ra thanh âm lặng lặng cùng tại viễn cổ anh linh đại quân sau lưng liền tốt ừm thiên đạo linh hầu gật đầu Bỉ nạn hoa cổ đạo bên trên viễn cổ anh linh đại quân không ngừng tiến lên tốc độ rất nhanh không bao lâu viễn cổ anh linh đại quân theo một cái đại thiên thế giới phía trên mượn đường mà qua gây nên thế giới đấy vô số sinh linh chú ý viễn cổ anh linh đại quân lại xuất hiện có người hô to một tiếng tin tức này cấp tốc truyền ra cấp tốc tác động đến cái khác đại thiên thế giới thậm chí truyền đến thiên châu đông châu trung châu các loại chính đại châu gây nên tất cả đại thế lực chú ý viễn cổ anh linh lại xuất hiện như thế nói đến khí vận chi tranh lại muốn bắt đầu thông thiên ma tông đệ tử nghe lệnh thành lập chư thần đội ngũ Dết vào hoàng hôn chiến trường chậm đợi cái khác chư thần hiện thân Minh Vương Thánh Tông Minh tộc đại quân nghe lệnh, lấy chư thần thân phận tiến vào hoàng hôn chiến trường, gặp được cái khác chư thần đội ngũ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thập Phương Thánh Tông đệ tử nghe lệnh. Cơ hồ tất cả đại thiên thế giới đỉnh cấp cường giả cũng tại ra lệnh, phân phó dưới trướng cường giả, nhanh chóng tổ kiến đại quân, lấy chư thần thân phận tiến vào hoàng hôn chiến trường. Thiên Châu, Thánh Linh Tông. Đi thôi. Linh Tông thanh âm theo hạch tâm khu vực truyền ra, rơi vào Thánh Tử Lâm Khôn, Thánh Nữ Ninh Vũ bọn người trong tay cái sau cấp tốc thành lập chư thần đội ngũ, tiến vào thần điện. Sau đó, bọn hắn hóa thân cũng đã tới chư thần chiến trường. Tinh không bên trong. Diệp Phong theo sát lấy viễn cổ anh linh đội ngũ, phát hiện một cái làm cho người kinh ngạc sự tình. Dưới chân cái này bị ngạn hoa cổ đạo, trải qua tất cả đại thiên thế giới. Mỗi khi đi qua một cái địa phương, đều sẽ gây nên oanh động. Đây là tại hướng tam thiên giới tuyên cáo sao? Diệp Phong nghĩ như vậy. Các loại viễn cổ anh linh đội ngũ trải qua tất cả đại thiên thế giới trên không, phía trước xuất hiện một mảnh mê vụ khu, đội ngũ xông vào trong đó, cuối cùng đi vào một tòa rộng lớn vô ngần đại lục. Hoàng hôn chiến trường. Diệp Phong có chút nhíu mày. Mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị, cảm thấy viễn cổ anh linh sẽ đến đến một cái quen thuộc địa phương, nói ví dụ hoàng hôn chiến trường, nhưng khi bọn hắn thật lại tới đây thời điểm, Diệp Phong vẫn là rất kinh ngạc. Sở Lang, đây là nơi nào? Diệp huynh, ngươi biết rõ cái này địa phương sao? sở thiên hà văn tuyết văn nguyệt dùng ánh mắt còn lại đánh giá chu vi cảm thấy cái này địa phương phi thường cổ lão cũng rất lạ lẫm đây là hoàng hôn chiến trường các ngươi không biết không diệp phong trả lời một câu trong lòng rất là nghi hoặc sở thiên hà dù sao cũng là đông châu thiên hà thần tông tông chủ cũng coi là đông châu cường giả hạn nhất chẳng lẽ cũng không có tiến vào hoàng hôn chiến trường nơi này chính là hoàng hôn chiến trường sở thiên hà kinh ngạc ngươi chưa từng tới sao diệp phong hỏi Sở Thiên Hà lắc đầu, nói: "Diệp huynh có chỗ không biết, mặc dù mỗi cái đại thiên thế giới đều có thể thông qua thần điện tiến vào Hoàng Hôn chiến trường, nhưng là, tại nhóm chúng ta Đông Châu, thần điện cũng bị mấy cái kia thế lực cấp độ bá chủ khống chế được, chỉ có bọn hắn mới có tư cách lấy chư thần thân phận tiến vào Hoàng Hôn chiến trường." Nghe lời giải thích này, Diệp Phong thầm nghĩ một tiếng, thật bá đạo. Tiến vào Hoàng Hôn chiến trường, xóa bỏ thế giới khác toàn bộ chư thần đại quân về sau, liền có thể đạt được phong phú khí vận ban thưởng đông châu mấy cái thế lực cấp độ bá chủ nhất định là vì lợi ích tối đại hóa cho nên độc chiếm thần điện kể từ đó chỉ có bọn hắn mới có tư cách cầm tới thế giới khí vận nguyên lai like, đây chính là hoàng hôn chiến trường a ta cũng là lần đầu tiên tới văn tuyết cùng văn nguyệt nhìn quanh chu vi rất là hiếu kỳ chúng ta bây giờ chỉ có thiên đế tu vi thế thì còn đánh như thế nào a hồ phi phi cảm thụ được mình bị áp chế tu vi phát hiện liền nhục thân lực lượng cũng tạm thời giảm xuống có chút không cao hứng cảm thấy hiện tại trạng thái phi thường không tốt. Không hoảng hốt. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Mặc dù bọn hắn tu vi bị áp chế ở thiên đế cấp độ, nhưng là, Diệp Phong phóng tầm mắt nhìn tới, cả chi viễn cổ anh linh đội ngũ cũng là thuần một sắc thiên đế cấp độ. Cho nên, đây cũng là thống nhất tu vi. Thế giới khác chư thần hẳn là cũng sẽ bị áp chế ở thiên đế cấp độ, lấy cùng giai tu vi tiến hành chiến đấu, ai cũng không chiếm được tu vi trên tiện nghi. Chiến Viễn cổ anh linh bỗng nhiên cùng một chỗ hô lên, Tiếng vang chấn thiên động địa, liền Diệp Phong bọn người có dũng khí lỗ tai ông ông cảm giác. Cốt khí thế cường đại. Diệp Phong không khỏi cảm thán. Nhìn xem phía trước kéo dài không biết bao nhiêu ức dặm siêu cấp đội ngũ, hắn âm thầm liếu lưỡi, tính toán một cái, phát hiện lại có trên trăm ức cái viễn cổ anh linh, toàn bộ đạt đến thiên đế cấp độ. Nếu là mượn nhờ sát trận lực lượng, cái này một chi viễn cổ anh linh đại quân sợ là liền chí thánh đều có thể oanh sát. Thật sự là kinh khủng a. À. Chục tỷ thiên đế cấp đại quân đủ để quét ngang bất kỳ một cái nào đại thiên thế giới đi sở thiên hà cùng văn nguyệt cảm khái nói bày trận đúng lúc này một tôn viễn cổ anh linh phát ra tiếng trống truyền khắp phương viên số trăm vạn dặm sau một khắc tất cả viễn cổ anh linh thi triển hư không nhảy vọt tạo thành một vạn cái phương đội mỗi cái phương đội một trăm vạn người đứng ở trên không xa xa nhìn lại chi này kinh khủng viễn cổ anh linh đại quân cho người ta mang đến mãnh liệt đánh vào thị giác nhanh đuổi theo diệp phong trầm giọng nói mang theo sở thiên hà mấy người lẫn vào một chi viễn của anh linh phương đội cuối cùng nhìn cũng không thu hút đội ngũ thành hình về sau viễn của anh linh đại quân đứng ở trên không quan sát toàn trường cũng không có tiến công dường như đang đợi cái gì nửa ngày sau có phản phất đến từ dưới vực sâu tiếng gầm vang lên theo tiếng nhìn lại hư không phần cuối lại có vô số tọa tượng là màu đỏ sậm cá sấu miệng cửa ra vào mở ra có rất nhiều thân hình quái dị hình người thân ảnh đi ra tất cả đều tản ra thiên đế cấp độ khí tức dị thường cường đại. Diệp Phong cấp tốc mở ra nhìn rõ chi nhãn. Chủng tộc, ác thần. Phẩm giai, thiên đế. Giới thiệu, vũ trụ vạn tộc trên thân gánh chịu lấy 3.000 đại đạo, cho dù vẫn lạc, đại đạo vẫn như cũ vĩnh tồn, trong đó, một chút đại đạo chi lực lẫn vào vạn tộc khí tức về sau, hình thành cổ lão ác thần, tiến công 3.000 đại thế giới, vì ngăn cản ác thần đại quân, viễn cổ anh linh đại quân theo thời thế mà sinh. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong bừng tỉnh. Nguyên lai, like, Viễn cổ anh linh đản sinh lúc ban đầu mục đích là vì ám sát ác thần đại quân, khó trách nơi này gọi hoàng hôn chiến trường, chư thần hoàng hôn. Ở trong đó, thần, chỉ hẳn là ác thần. Diệp Phong âm thầm phân tích. Chiến. Theo ác thần đại quân hiện thân, viễn cổ anh linh hưng phấn lên, từng cái xoa tay, chuẩn bị xuất kích. ầm ầm Hư không chấn động, tất cả đại thế giới chư thần đội ngũ lần lượt xuất hiện, tổng cộng có mấy ngàn chi đội ngũ, mỗi một chi cũng có 10 vạn người khoảng chừng, cộng lại cũng có ít ức trên người của bọn hắn, đồng dạng là thiên đế cấp khí tức. Trận chiến này, nhóm chúng ta thông thiên ma tông tất thắng. Một chi đội ngũ lĩnh đội phát ra cùng ngạo tự tin thanh âm. Chỉ là thông thiên ma tông, có nhóm chúng ta thập phương thánh tông lợi hại sao? Lần này khí vận chi tranh, nhóm chúng ta mới là sau cùng bên thắng. Thập phương thánh tông thánh tử cười to nói. Tại nhóm chúng ta cái thế thánh tông trước mặt, các vị đang ngồi, đều là đệ đệ. Một vị thanh niên rất là lãnh ngạo người này chính là trung châu cái thế thánh tông thánh tử lâm uy đánh nhau cùng cấp ai thắng ai thua vẫn là hai chuyện thiên châu thánh linh tông đội ngũ đằng trước thánh tử lâm khôn ôm cánh tay truyền ra tràn đầy tự tin thanh âm hừ tất cả đại thế lực người không ai phục ai một thời gian không khí hiện trường dương cung bạc kiếm đại chiến hết sức căng thẳng trong hư không diệp phong đứng tại đội ngũ sau cùng nhìn thấy lâm khôn đinh vũ bọn người đến hắn không nhịn được nói thầm nếu như cùng bọn hắn đánh nhau nên làm cái gì bây giờ thôi dù sao tại hoàng hôn chiến trường vẫn lạc về sau bản thể cũng là bất tử một đường quét ngang được diệp phong cuối cùng vẫn lựa chọn ký vận dù sao những người khác tại hoàng hôn chiến trường đều không phải là bản thể chỉ là chư thần hóa thân cho dù vẫn lạc đối bản thể tổn thương cũng cơ hồ có thể xem nhẹ cho nên diệp phong có thể không kiên nể gì cả xuất thủ coi như thất thủ đem ninh vũ chư thần hóa thân đánh chết đối phương bản thể cũng không có việc gì thật kích động a à. thiên đạo linh hầu nắm chặt nắm đấm hận không thể lập tức xuất thủ thẳng hướng thôn thiên ma tông thập phương thánh tông minh vương thánh tông nhóm thế lực đừng nóng vội còn chưa bắt đầu đây diệp phong nhìn quanh chu vi đánh giá tất cả đại thế giới chư thần đội ngũ mặc dù tất cả mọi người tu vi cũng bị áp chế ở thiên đế cấp độ hoặc là tạm thời tăng lên tới thiên đế cấp độ nhưng chiến lực vẫn là có khác biệt thiên đế lại phân phổ thông thiên đế cùng đỉnh cấp thiên đế như là Ninh Vũ, Lâm Khôn, Lâm Uy, Hồ Phi Phi, Thiên Đạo Linh Hầu, Sở Thiên Hà bọn người, khẳng định là đỉnh cấp thiên đế bên trong đỉnh cấp. Đương nhiên, hiện trường còn có siêu việt đỉnh cấp thiên đế người. Loại này bị Diệp Phong mệnh danh là biến thái thiên đế. Ta hẳn là hiện trường duy nhất biến thái thiên đế. Diệp Phong như là nói nhỏ, nụ cười dần dần biến thái. Lại không đừng nói, tam chuyển viên mãn cấp độ kiếm đạo lĩnh vực liền có thể uy hiếp được hiển thánh, chỉ dựa vào điểm ấy, Diệp Phong đủ để quét ngang toàn trường. Một hồi nhóm chúng ta trước đối Minh Vương Thánh Tông ra tay. Diệp Phong hướng Sở Thiên Hà nói: "Được." Sở Thiên Hà gật đầu. "Chính hợp ý ta." Văn Tuyết, Văn Nguyệt, Hồ Phi Phi, Thiên Đạo Linh Hầu bọn người cũng đều liên tục gật đầu. Bọn hắn đều là đỉnh cấp thiên đế trở lên cường giả. Mặc dù chỉ có 6 cái, nhưng cũng đủ để đối Minh Vương Thánh Tông minh tộc khôi lỗi đại quân tạo thành tựa là hủy diệt đã kích. Điển cổ anh linh. Lúc này một tôn to lớn vô cùng ác thần theo trong cánh cửa đi ra cầm trong tay một cái xương tốt mang theo gai nhọn khắp khuôn mặt là bạo ngược chi ý nhe răng cười không ngừng hắn cái mũi chuỗi lấy to lớn quen mũi đi lại thời điểm trên người xiềng xích đang không ngừng lắc lư phát ra lách cách thanh âm khiếp người tâm hồn là ác thần đứng đầu chư thần chi chiến muốn bắt đầu tất cả đại thế lực người nhao nhau nắm chặt trong tay thần binh lợi khí hít sâu một hơi cũng làm xong đại chiến chuẩn bị chiến một vị viễn cổ anh linh phóng lên tận trời. Hắn người khoác kim giáp, cầm trong tay một cây trường mâu, hướng về phía ác thần đứng đầu toàn lực ném ra. Trống. Trường mâu tuột tay, hóa thành một cái kim long hư ảnh, phát ra đinh tai nhức ốc tiếng gào, cuốn theo lấy khí thế kinh khủng, thẳng đến ác thần đứng đầu mi tâm. Giết. Ác thần đứng đầu vung vẫy xương tốt, đập bể trường mâu, trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, hét lớn một tiếng, xuất lĩnh mấy trăm triệu ác thần đại quân giết ra, đồng thời đối viễn cổ anh linh cùng các giới chư thần xuất thủ ác thần vẫn rất cuồng, mới mấy trăm triệu người, lại có dũng khí đối hơn một trăm triệu viễn cổ anh linh cùng các giới chư thần xuất thủ. Sở thiên hà tháng phục một tiếng. Nhóm chúng ta muốn hay không lập tức tiến công minh vương Thánh Tông? Văn Tuyết Hạ giọng hỏi. Diệp Phong vừa định nói các loại, dị biến lại phát sinh. Chiến. Cái nào đó đại thiên thế giới chư thần đứng đầu hét lớn một tiếng, mang theo dưới trướng hơn 10 vạn người tiến công viễn cổ anh Linh, chớp mắt đánh đổ hơn 10 người, thu được chút ít khí vận cái khác đại thiên thế giới cũng là như thế. Bọn hắn một bên ngăn cản một chút ác thần tiến công, một bên tốn hao tinh lực chủ yếu tiến công viễn cổ anh Linh, cử động như vậy rất kỳ hoa, Diệp Phong kém chút phản ứng không kịp. Ta đã hiểu, đây là một trận hỗn chiến. Chỉ cần là chém giết thế giới khác chư thần, ác thần, viễn cổ anh Linh, đều có thể thu hoạch được khí vận. Cho nên, tại hoàng hôn chiến trường, chỉ cần không phải thế giới của mình người đều tính toán địch nhân. Đã như vậy, nhóm chúng ta lên. Diệp Phong trầm giọng nói, Ánh mắt đột nhiên hướng về cự ly bọn hắn cũng không xa Minh Vương Thánh Tông Minh tộc khôi lỗi đại quân, giết tới. Xông lên A. Thiên đạo Linh Hầu, Hồ Phi Phi rất hưng phấn, theo sát tại Diệp Phong khoảng chừng, bạo phát ra cường hoành khí tức, chớp mắt đánh đổ Minh Vương Thánh Tông mười mấy tôn Minh tộc khôi lỗi. Nhóm chúng ta cũng từng giết đi. Sở Thiên Hà mang lên Văn Tuyết cùng Văn Nguyệt, ba người tất cả đều thi triển viên mãn cấp kiếm đạo lĩnh vực, tại thiên đế cấp độ, đã không gì sánh được. Một kiếm chém ra, liền có vài chục vị thiên đế cấp chư thần sụp đổ. Vạn kiếm tề phát, lại nghe diệp phong hô to một tiếng, chập chỉ thành kiếm hướng lên trời không chỉ đi, tam chuyển viên mãn kiếm đạo lĩnh vực chớp mắt bộc phát đến hàng vạn mà tính kiếm khí xuất hiện như mưa to rơi xuống. Mỗi một thanh kiếm cũng mang đi một cái thiên đế cấp chư thần. Vẹn vẹn một đợt tiến công, minh vương thánh tông minh tộc khôi lỗi đại quân liền hao tổn hơn vạn, làm cho bài mấy vị Kim minh vương thánh tông trưởng lão thần sắc đại biến. Không thích hợp a. À. Viễn cổ anh linh làm sao lại sử dụng kiếm vực? Không phải nói viễn cổ anh linh cái biết rõ cận chiến sao? Minh vương thánh tông người nghiến răng nghiến lợi. Vạn kiếm tề phát. Diệp phong lại lần nữa thi triển kiếm đạo lĩnh vực, trong nháy mắt mang đi đến vạn minh tộc khôi lỗi đại quân, làm cho người sợ hãi. Chiến chiến chiến. Nguyên bản đứng tại Diệp phong mấy người phụ cận kia một chi viễn cổ anh linh đội ngũ lòng có cảm giác, đều nhìn về đại sát bốn phương Diệp phong. Tại viễn cổ anh linh xem ra, lấy một chống trăm chính là cường giả. Cùng loại Diệp Phong loại này một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông đỉnh cấp cường giả, chính là thống soái của bọn họ. Trong khoảnh khắc, trên trăm vạn viễn cổ anh linh tự động đem Diệp Phong tiêu ký vì mình thống soái, Diệp Phong giết ai, bọn hắn liền hướng đây một phương tiến công. Cái này một chi viễn cổ anh linh đại quân điên rồi đi. Mắt thấy trên trăm vạn viễn cổ anh linh đại quân cùng sau lưng Diệp Phong, hướng bọn hắn giết tới đây, Minh Vương Thánh Tông người bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, đánh tơi bời. Nhưng mà hoàng hôn chiến trường sinh linh cũng bị áp chế ở thiên đế cấp độ, tốc độ đều không khác mấy. Bất quá nửa chung trà thời gian. Diệp Phong xuất lĩnh trăm vạn đại quân liền nuốt sống Minh Vương Thánh Tông tất cả minh tộc khôi lỗi đại quân, đối mặt đáng sợ tam chuyển viên mãn kiếm đạo lĩnh vực, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Cho dù nội bộ có vài chục vị đỉnh cấp thiên đế, nhưng bọn hắn đều không phải là Diệp Phong vị này biến thái cấp thiên đế đối thủ. Một hiệp qua đi. Minh Vương Thánh Tông chư thần toàn quân bị diệt. Soạt đại phong thổi tới. Ống ánh khắp nơi quan huy trong triều ở giữa hội tụ, trở thành một phần quyển trục. Chúc mừng viễn cổ anh linh thống soái xóa bỏ huyền châu minh vương thánh tông chư thần, viễn cổ anh linh thống soái thu hoạch được 100 phần đại thiên thế giới khí vận. Cổ lão thanh âm vang lên, phân không ra nam nữ. Sau một khắc, Diệp Phong phát hiện phần này quyển trục mặt ngoài xuất hiện 100 đạo đặc thù màu vàng đường vân, cùng lần trước chém giết thôn thiên ma tông chư thần đạt được quyển trục như đúc đồng dạng. Diệu A, Diệp Phong đột nhiên hất lên quyển trục, đem nội bộ 100 phần khí vận hút vào mi tâm đại thế giới chi tâm, hoàn thành luyện hóa. Kiệt kiệt kiệt. Diệp Phong phát ra biến thái tiếng cười, nhìn về phía cái khác đại thiên thế giới chư thần đại quân, khiến cho cái sau có dũng khí toàn thân thật lạnh cảm giác. Chiến. Hắn thống soái lấy dưới trướng trăm vạn viễn cổ anh linh đại quân, trong nháy mắt vây quanh cách đó không xa thôn thiên ma tông chư thần. Đây không phải song phương lần đầu chạm mặt. Không cần bất luận cái gì nói nhảm, gặp mặt chính là toàn lực quan sát, Đáng sợ a. À? Viễn cổ anh linh có phải hay không ra đời linh trí, không phải vậy, bọn hắn vì sao có thể thi triển khủng bố như thế kiếm đạo lĩnh vực? Nhóm chúng ta sắp xong rồi. Thông Thiên Ma Tông Chư Thần Hải nhiên biến sắc. Chư thần, hoàng hôn. Diệp Phong miệng nói tiếng người, thanh âm lạnh lùng, không tình cảm chút nào, chấn nhiếp Chư Thiên vạn giới Chư Thần đại quân. Sau một khắc, Tinh cũng tam chuyển viên mãn kiếm đạo lĩnh vực bộc phát, che mất Thông Thiên Ma Tông Chư Thần đại quân, đem bọn hắn toàn bộ xoắn nát. Chư vị, viễn cổ anh linh thống soái thực lực cực mạnh, nhanh chóng đi vây giết hắn. Viễn cổ anh linh thống lĩnh bất tử, nhóm chúng ta hẳn phải chết. Không ít thế lực cấp độ bá chủ thánh tử, thánh nữ ý thức được điểm ấy, vội vàng lớn tiếng la lên, ý đồ liên thủ. Cái thế thánh tông thánh tử lâm uy trầm giọng nói. Ta tán thành liên thủ, chờ nhóm chúng ta trấn áp viễn cổ anh linh thống soái lại xóa bỏ ác thần đại quân, cuối cùng, giữa chúng ta lại đến phân cao thấp. Có thể. Thập phương thánh tông thánh tử gật đầu. Đồng ý. Lâm Khôn cùng Ninh Vũ cũng biểu thị ủng hộ. Bọn hắn cũng không biết rõ, tự mình ngay tại đối mặt cái gọi là Viễn Cổ Anh Linh Thống Soái, lại sẽ là hóa thân Anh Linh Diệp Phong. Giết. Mấy chục cái đại thiên thế giới số trăm vạn chư thần liên thủ, vây công ngay tại Thống Soái trăm vạn Anh Linh Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, đám người giết tới một khối. Viễn Cổ Anh Linh hung hãn không sợ chết, nhưng đối mặt mấy lần tại phe mình các giới liên quân, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào, rất nhanh liền bị lạnh lùng đánh nát điều này sẽ đưa đến Diệp Phong bên người viễn của anh Linh Việt đến càng ít. Vạn kiếm quy tông. Nhưng, Diệp Phong căn bản không sợ. Cho dù hóa thân anh Linh, lại tu vi cùng nhục thân cũng bị áp chế ở thiên đế cấp độ, hắn thời gian tránh quay về thiên phú vẫn như cũ vẫn còn, bị ninh vũ, lâm khôn, lâm uy các loại thánh tử đánh nát về sau, có thế trong nháy mắt đoàn tụ. Hắn chập chỉ thành kiếm, chỗ ngón tay chỉ chỗ, tức vạn đạo kiếm quan chém qua, liên miên các giới chư thần bị đánh giết viễn cổ anh linh thống soái có thể phục sinh. Chiến lực của hắn tự hồ đạt đến thánh cảnh, này làm sao đánh? Mặc dù nhóm chúng ta đều là tuyệt cao nữa là mới, nhưng chiến lực cũng chỉ có thể đạt tới nhất chuyển hoặc là nhị chuyển chuẩn thánh cấp độ, đối đầu anh linh thống soái, không có phần thắng chút nào. Ta trùng sinh phù phải dùng hết. Đáng chết. Mới mấy chục năm không thấy, viễn cổ anh linh vậy mà ra đời thống soái, mà lại có được kinh khủng như vậy chiến lực, đơn giản biến thái a. Đây là muốn một người diệt đi nhóm chúng ta tất cả sao? Tất cả lớn thế lực cấp độ bá chủ thánh tử thánh nữ tức giận đến toàn thân phát run. Kiếm uy mênh mông cuồn cuộn. Diệp Phong lại lần nữa thi triển vô song kiếm khí, theo ngón tay phương hướng bổ ngang, trong nháy mắt chém giết lấy ngàn mà tính các giới chư thần. Từ đó, Diệp Phong đơn giết vượt qua trăm vạn chư thần. Trên người hắn viễn cổ anh linh khí hơi thở tăng vọt. Cái khắc hỗn chiến bên trong viễn cổ anh linh đại quân cảm ứng được kia cổ khí tức, trong mắt thoáng chốc sáng lên, đem hắn cũng làm thành thống soái. Ngắn mũi mười cái hô hấp thời gian, Diệp Phong sau lưng, đã hội tụ một chi số lượng chưa từng có to lớn viễn cổ anh Linh Đại Quân, tổng số đạt đến 100 triệu. Mẹ của ta a à. Muốn xong. Cái thế Thánh Tông, Thập Phương Thánh Tông, Thánh Linh Tông mười nhiều cái thế lực cấp độ bá chủ, cùng mấy chục cái đỉnh cấp thế lực liên hợp mà thành số trăm vạn chư thần tất cả đều nghẹn họng nhìn trân trối. Trước đó bọn hắn lấy mấy lần tại mình ưu thế, vây quanh anh Linh thống soái nhưng bây giờ, đối phương lại hội tụ hơn trăm triệu đại quân, vây đánh bọn hắn. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phong thủy luân chuyển. Đám người nhịn không được khóe miệng co giật. Vạn kiếm quy tông. Diệp phong chập chỉ thành kiếm, sau lưng kiếm đạo lĩnh vực bị phát triển đến cực hạn, phối hợp với ức vạn đại quân, ép hướng về phía cái thế thánh tông thánh tử lâm uy bọn người. Cho dù bọn hắn chiến lực cường đại, nhưng đối mặt hơn trăm triệu thiên đế cấp độ viễn cổ anh linh, nhưng vẫn là căn bản không đáng chú ý. Tê lạp. Một đợt tiến công về sau, viễn cổ anh linh hao tổn số trăm vạn, mà cái thế thánh tông bao gồm thần đại quân lại chỉ còn lại đáng thương mười mấy người quá mạnh cái thế thánh tông thánh tử lâm uy toàn thân run rẩy không ngờ tới sẽ là kết cục như vậy dưới trướng chư thần chết hết chỉ còn lại chúng ta thánh linh tông thánh nữ ninh vũ còn sống nhưng đã bị thương nhóm chúng ta mười cái thánh tử thánh nữ cấp cường giả vẫn còn nếu không liên thủ oanh sát anh linh thống soái thánh linh tông thánh tử lâm không nói đối phương có thế phục sinh a à? thập phương thánh tông thánh tử nhíu mày vậy cũng muốn giết. Mười cái đỉnh cấp thiên kiêu cùng nhau xuất thủ. Mặc dù bọn hắn tu vi bị áp chế ở thiên đế cấp độ, nhưng tất cả đều là đỉnh cấp thiên đế bên trong đỉnh cấp, tùy ý một kích, đều có thể xóa bỏ nhất chuyển chuẩn thánh. Nhiều người như vậy liên thủ, đủ để đối cứng nhập thánh cảnh. Quá yếu. Diệp Phong lại là dễ cợt, thổi ra một ngụm kiếm khí phong bạo, chớp mắt đem lâm uy, lâm khôn, ninh vũ bọn người xoắn thành mảnh vỡ. Từ đó, mấy chục cái đại thiên thế giới liên quân triệt để bại trận. Thánh Linh Tông, Chư Thần Đại Điện. Ninh Vũ cùng Lâm Khôn bản thể rốt cục thức tỉnh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cốt một cái anh linh thống soái. Thực lực này, hoàn toàn siêu cương a. Việc này, cần phải lập tức báo cáo. Ừm. Hai người ly khai Chư Thần Đại Điện, trước bản Thánh Linh Tông hạch tâm khu vực bái phỏng Linh Tôn, đem hôm nay tại hoàng hôn chiến trường bên trong chứng kiến hết thảy toàn bộ nói ra. Cái thế Thánh Tông. Thánh Tử Lâm Uy tìm tới đại trưởng lão, cũng đem hôm nay chứng kiến hết thảy nói ra gây nên cái thế thánh tông đại trưởng lão kinh ngạc viễn cổ anh linh vậy mà ra đời thống soái đây cũng không phải là một chuyện tốt a à. cái thế thánh tông đại trưởng lão nhíu mày tại tam thiên giới người xem ra viễn cổ anh linh cũng không phải là hữu quân dù sao trong hoàng hôn chiến trường không thiếu xuất hiện viễn cổ anh linh cùng các giới chư thần bột phát đại chiến án lệ dần già trong hoàng hôn chiến trường chỉ cần không phải cùng một cái đại thiên thế giới người vậy liền đều là địch nhân rất nhanh, thập phương thánh tông thôn thiên ma tông minh vương thánh tông các loại thế lực cấp độ bá chủ bên trong cũng có tương tự tin tức truyền ra mở ra chư thần chi nhãn quan trắc hoàng hôn chiến trường thập phương thánh đế dẫn đầu ra lệnh tất cả đại thế lực cũng đều nhao nhao bắt chước thông qua chư thần đại điện tại hoàng hôn chiến trường ngưng tụ một cái thần nhãn nhìn chằm chằm trong chiến trường chuyện phát sinh nghĩ biết rõ trận chiến này kết quả cuối cùng hoàng hôn chiến trường diệp phong đơn giết trên trăm vạn cái các giới chư thần Tại viễn cổ anh linh trong mắt, hắn là chân chính cái thế anh hùng, hơn trăm triệu anh linh đại quân theo sát phía sau, vẻn vẹn tán phát khí tức đều đủ để trấn áp nhập thánh cảnh. Đinh. Càng ngày càng nhiều quyển trục rơi xuống, mỗi một cái cũng ẩn chứa một trăm đạo thế giới khí vận, cũng bị Diệp Phong dung nhập đại thế giới chi tâm, khiến cho nó trở nên càng thêm cường đại. Đội ngũ sau cùng. Hồ Phi Phi, Thiên Đạo Linh Hầu, Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt nhìn xem lấy một địch vạn lại mãnh liệt vô địch Diệp Phong, tất cả đều nghẹn họng nhìn trân trối ngốc tại nguyên chỗ. Một thời gian, bọn hắn liền một câu tao thoại cũng nói không nên lời. Trong tầm mắt, hết thảy đều địch. Diệp Phong đứng tại đội ngũ rất phía trước, sáng sủa mở miệng. Tay trái của hắn vác tại sau lưng, tay phải chập chỉ thành kiếm, tự thân bị tam chuyển viên mãn kiếm đạo lĩnh vực bao khỏa, tay áo bồng bềnh, giống như tuyệt thế kiếm tiên. Liền liền ác thần đứng đầu, cũng là sợ hãi. Giết hắn. Ác thần đứng đầu chỉ vào Diệp Phong, chung quanh hơn trăm triệu ác thần đại quân lập tức từ bỏ cái khác đại thiên thế giới chư thần, ngược lại thẳng hướng Diệp Phong. Liền liền cái khác đại thiên thế giới chư thần, cũng đều đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Phong, gần như một tỷ thiên đế cấp độ cường giả đồng thời bộc phát tiến công, quanh kích trên người Diệp Phong. Giờ khắc này, Diệp Phong thế gian đều là địch. Cho dù hắn rất mạnh, nhưng vẫn là bị vô tình đánh nát. Không hổ là hoàng hôn chiến trường, tu vi bị áp chế đến thiên đế cấp độ về sau, liền nhục thân cũng hạ xuống đến cấp độ này, trong đó dính đến hẳn là chân chính đại đạo lực A. Diệp Phong bị lần lượt xé nát, lại một lần thứ trọng tụ. Sau lưng hắn hơn trăm triệu viễn cổ anh linh đại quân, cũng là tổn thất nặng nề, trải qua đợt thứ nhất tiến công về sau, hao tổn hơn 8 triệu. Nhưng, bọn hắn hung hãn không sợ chết. Lại thêm còn có cái khác số một tỷ chưa nhận chủ viễn của anh linh đại quân, vô số cường giả giống như hồng lưu, rất nhanh che mất cái khác đại thiên thế giới chư thần cùng ác thần. Tại tuyệt đối số lượng ưu thế nghiền ép dưới, Viễn cổ anh linh đại quân bỏ ra vẫn lạc 18 ức binh lực đại giới, cuối cùng quét ngang hoàng hôn chiến trường. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong đứng ở trên không, trên người kiếm vực so trước đó càng mạnh mấy phần, nhìn xem đối diện ác thần đứng đầu, thần sắc lạnh lùng. Giờ phút này, toàn bộ ác thần đại quân liền chỉ còn lại hắn một cái. Chết đi! Diệp Phong tay nhẹ nhàng vung lên. Một đạo kiếm mang chém ra ác thần đứng đầu. Từ đó, toàn bộ hoàng hôn chiến trường chỉ còn lại Diệp Phong thống lĩnh viễn của anh linh đại quân mà bọn hắn cũng là cuối cùng người thắng trận. Trận này đại chiến cũng tiến vào hồi cuối. Đinh. Chúc mừng viễn cổ anh linh đại quân lấy một địch nhiều, quét ngang chư thần, thành công chế tạo một lần chư thần hoàng hôn, ngoài định mức thu hoạch được một vạn đạo thế giới khí vận làm ban thưởng. Cổ lão tan thương thanh âm vang lên. Sau một khắc, một trăm phần quyển trục rơi xuống, chậm chậm triển khai. Vạn đạo khí vận, đều ở trong đó. Diệp Phong nhìn xem vật này, nụ cười dần dần phách lối về phần các giới người, thì là ước ao ghen tị. Chư thiên khí vận, gia tăng ta thân. Diệp Phong duỗi xuất thủ, tất cả quyển trục bên trong khí vận cũng bị hắn tháo rời ra, dung nhập mi tâm đại thế giới chi tâm. Đại ca, ngươi quá lợi hại. Thiên đạo linh hầu vọt tới Diệp Phong bên người, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, khắp khuôn mặt là vẻ kính nể. Diệp Huynh, ngươi thật là mạnh. Sở thiên hà mang theo văn tuyết cùng văn nguyệt đi vào phụ cận, một mặt giật mình, nhẫn nhịn rất lâu, mới chỉnh xuất câu này tao thoại. Giờ phút này, ba 000 đại thế giới chư thần đại điện. Vô số cường giả khoanh chân tại đất, thông qua chư thần chi nhãn quan trắc hiện tại hoàng hôn chiến trường, biết được viễn cổ anh linh đại quân quét ngang các giới về sau, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Tức chết ta vậy. Nếu không phải cái này đáng chết anh linh thống soái quá mạnh, nhóm chúng ta tam thiên giới chư thần đại quân sao lại bại trận. Không ít lão giả rất không cam tâm. Các giới bên trong, đỉnh cấp thiên đế căn bản không thiếu, có thể lấy một địch nhiều, Tại mấy chục trên trăm vị chư thần phối hợp xuống, đủ để mở ra cục diện, quét ngang chiến trường. Trước kia đại chiến, thường thường là Viễn Cổ Anh Linh đại quân bị Tam Thiên Giới chư thần cùng Ác Thần đại quân liên thủ tiêu diệt. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù biết rõ Viễn Cổ Anh Linh có được hơn trăm ức quân, nhưng là, các giới đều sẽ dẫn đầu liên thủ diệt đi Viễn Cổ Anh Linh, chia các đại lượng khí vận. Sau đó, tất cả đại thế lực ở giữa lại phân cao thấp. Nhưng lúc này đây, Tam Thiên Giới cùng Ác Thần toàn quân bị diệt. Nói ra bọn hắn sẽ phi thường mất mặt một trận chiến này có thể nói là viễn của anh linh lần đầu đại thắng mà kết quả này cũng là tam thiên giới người đều không muốn tiếp nhận ai có thể nói cho ta vì sao lại xuất hiện như thế cường đại viễn của anh linh thống soái một vị nào đó lão giả gầm thét những người khác trầm mặt lại không có người trả lời bởi vì ai cũng không biết rõ anh linh thống soái là thế nào tới hoàng hôn chiến trường Diệp Phong đứng tại còn sót lại hơn 8 tỷ viễn của anh Linh trước mặt, đang tự hỏi tiếp xuống nên làm chút gì. Ông lại nghe ác thần giáng lâm những cái kia cửa ra vào không ngừng rung động, ý đồ đóng chặt lại, nhưng lại bị khí vận áp chế, khiến cho cửa ra vào tạm thời không cách nào đóng lại, cho nên không ngừng rung động. Diệp Phong cấp tốc mở ra nhìn rõ chi nhãn. Danh tự, viễn cổ thiên môn. Phẩm giai, ngụy thiên đạo cấp. Giới thiệu, thông hướng ác thần giới lối đi duy nhất. Trạng thái, đang bị khí vận áp chế, có thể bảo trì một khắc đồng hồ mở ra thời gian. Diệp Phong nhìn thấy sau cùng thanh trạng thái, ánh mắt ngưng tụ. Khí vận áp chế. Đây là tại cố ý cho nhóm chúng ta sáng tạo tiến vào ác thần giới cơ hội sao? Ác thần giới, hẳn là ác thần đảng sinh chi địa, nhóm chúng ta hiện nay đều là anh linh trạng thái, chết về sau, sẽ ở bất tử tinh phục sinh. Cho nên, không cần hoảng. Diệp Phong hít sâu một hơi, vung cánh tay lên một cái, hô lớn. Giết đi vào vừa dứt lời, Diệp Phong mặt trước hết qua viễn cổ thiên môn, tiến vào ác thần giới, viễn cổ anh linh đại quân không chần chờ chút nào, theo sát trong đó, tuôn ra mà vào. Hồ Phi Phi cùng thiên đạo linh hầu cũng không chần chờ. Đối với Diệp Phong, bọn hắn từ trước đến nay nói gì nghe nấy. Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt chần chừ một lúc, cũng đi theo mênh mông đung đưa viễn cổ anh linh đại quân vượt qua viễn cổ thiên môn. Tam thiên giới. Đám người thông qua chư thần chi nhãn thấy cảnh này, tất cả đều mắt trợn tròn, sắc mặt theo sát lấy đại biến. Bọn hắn vậy mà sát nhập vào ác thần thế giới. Đây là muốn phản công sao? Tất cả đại thế giới người nghị luận ầm ĩ. Cái này sự tình chưa hề phát sinh qua, dù sao, đã từng viễn cổ anh linh đại quân đều sẽ bị các giới chư thần chia cắt, căn bản không có chiến thắng ghi chép, càng không có vết vào ác thần chỗ thế giới cơ hội. Sưu sưu sưu. Một khắc đồng hồ sau. Hơn 8 tỷ viễn cổ anh linh đại quân toàn bộ không có vào viễn cổ thiên môn, hoàn toàn biến mất không thấy ầm ầm khí vận chi lực rốt cuộc không cách nào áp chế viễn cổ thiên môn bọn chúng ầm vang vỡ vụn dần dần trở thành nhạc cho đến hoàn toàn biến mất từ đó lần này hoàng hôn chiến trường đại chiến đêm có một kết thúc tất cả mọi người cũng nghĩ biết rõ tiếp xuống xảy ra chuyện gì nhưng bởi vì chư thần chi nhãn quan trắc không đến ác thần chỗ thế giới bọn hắn đành phải thu hồi thần thông hoàng hôn chiến trường triệt để rơi vào tĩnh mịch ác thần giới diệp phong nhìn xem chu vi cảm thấy rất mới lạ cái thế giới này rộng lớn vô biên, có được một mảnh vỡ vụn tinh không, phía trên có vô số kỳ dị đại lục, nhưng đại bộ phận cũng không có sinh linh tồn tại. Tinh không sáng chói, ẩn chứa rất nhiều kỳ dị đại đạo khí tức. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tự ly viễn của anh linh đại quân 10 vạn dặm địa phương, xuất hiện một khối kéo dài mấy một tỷ dặm siêu cấp đại lục. Tại phía trên, đứng sừng sững lấy một tòa to lớn cung điện. Diệp Phong giỏi mắt trông về phía xa, nhìn về phía cửa biển. Ác thần điện, hắn đọc lên ba chữ này trong đầu tự động hiện ra liên quan tin tức cả kinh nói ác thần trong điện có được thần trì có thể hấp thu ác thần giới bên trong rời rạc vạn tộc cường giả tàn hồn lẫn vào một chút lực lượng phát tắc về sau liền có thể dựng dục ra ác thần đại quân tương tự ác thần điện còn có rất nhiều cho nên muốn diệt trừ ác thần vẽn vẹn tại hoàng hôn chiến trường bên trong đem bọn hắn chém giết còn chưa đủ nhất định phải phá hư ác thần điện ta đã hiểu miên lai đây chính là nhóm chúng ta đến đây mục đích. Diệp Phong cười ha ha. Sư. Hắn dẫn đầu bay đi, rơi vào tòa kia siêu cấp đại lục ở bên trên, dọc theo mặt đất một đường phi nước đại, thẳng hướng ác thần điện. Giết. Trên đường đi, thỉnh thoảng có ác thần hiện thân, có tu vi vẫn chưa tới thiên đế, có lại siêu việt thiên đế. Tu vi hạn chế giải trừ. Diệp Phong cúi đầu xuống, mới phát hiện tự mình nhục thân lực lượng khôi phục được đỉnh phong, một thân tu vi khí tức, cũng trở lại nhập thánh cảnh. Diệp Huynh, chúng ta tu vi khôi phục. Sở thiên hà phát hiện, hắn tu vi không còn là thiên đế, mà là khôi phục được thiên thánh. Về phần văn tuyết cùng văn nguyệt, tu vi cũng đã khôi phục. Vậy liền đánh đi. Diệp Phong hô to. Hắn phun ra một ngụm sắc bén kiếm mang, trong nháy mắt chém giết mấy trăm vị thiên đế cấp độ khoảng chừng ác thần, hai tay xé rách hư không, trong nháy mắt đi tới ác thần điện phụ cận. Viễn cổ anh Linh. Muốn chết. Ác thần trong điện, có hai tôn thiên thánh cảnh cấp độ ác thần đi ra, một trái một phải, cầm trong tay loan đao, chém về phía Diệp Phong. Thiên Tôn Vạn giới quyền Diệp Phong chiến lực chớp mắt tăng phúc gấp 5 lần, lại thi triển lít nha lít nhít quyền ảnh, bắn bay hai vị này thiên thánh cấp ác thần loan đao. Huyết thứ Diệp Phong thừa cơ xuất thủ, hai cái huyết thứ tuần tự đột kích, xuyên thủng hai vị này thiên thánh cảnh ác thần mi tâm, đón lấy, hắn lại lần nữa thi triển vạn giới quyền, đem hai người này đánh nổ. Số ngàn dặm bên ngoài sở thiên hà bọn người ngay tại trên đường chạy tới. Nhìn xem Diệp Phong nhẹ nhõm đánh chết hai tôn thiên thánh cấp ác thần, bọn hắn tất cả đều nghẹn họng nhìn trân trối, miệng há mở rất lớn. Cái này, cái này chiến lực. Sở thiên hà nhất thời nghẹn lời. Chính hắn dù sao cũng là thiên thánh cảnh, mà lại là cùng giai bên trong hảo thủ, nhưng thật làm cho hắn đối phó hai cái này thiên thánh cảnh ác thần, tuyệt đối sẽ không giống Diệp Phong nhẹ nhàng như vậy. Lấy thực lực của hắn, có thể lấy một địch hai bất bại liền không tệ giống diệp phong loại này hời hợt xóa bỏ hai tôn cùng giai thiên thánh kinh khủng chiến lực hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy viễn cổ anh linh đáng chết theo hai vị thiên thánh cảnh ác thần mất mạng cả tòa siêu cấp đại lục cũng tại cùng rung động dưới nền đất có vô số ác thần khôi phục soạt số một tỷ ác thần giết ra kém cỏi nhất đều là phá hư nhất trọng mạnh nhất đạt đến tứ chuyển chuẩn thánh nhận lấy cái chết ác thần trong điện có lạnh lẽo thanh âm truyền ra sau một khắc tính ra hàng trăm cường đại thân ảnh từ đó đi ra, tất cả đều là thánh cảnh trở lên ác thần, cầm đầu chín người, toàn bộ đạt đến thiên thánh cảnh. Nhưng, Diệp Phong cũng không đem bọn hắn để vào mắt. Hắn ánh mắt hướng về ác thần điện chỗ sâu nhất. Nơi đó, đang có một đạo mịt mờ khí tức đang nổi lên, xa so với ở đây tất cả ác thần cường đại hơn gấp 10 lần. Hai ngén bên trong chí thánh cảnh ác thần. Diệp Phong con ngươi co rụt lại. Chí thánh cảnh, chân chính cường giả tối đỉnh. Lực lượng thần bia bên trên, hiện nay cũng liền 100 vị trí thánh. Cho dù có không ít ẩn tàng cường giả, nhưng Diệp Phong cảm thấy, toàn bộ tam thiên giới trí thánh cộng lại, hẳn là cũng liền một hai trăm cái, sẽ không quá nhiều, bất luận một vị nào, đều là chân chính cường giả tối đỉnh. Hiện nay, tòa này ác thần điện vậy mà dựng dục một vị trí thánh cấp độ ác thần, thực lực cực mạnh, một khi xuất quan, nếu là tiến vào tam thiên giới hoặc là thần châu, nhất định sinh linh đồ tháng. Tương tự ác thần điện còn có rất nhiều, cho nên, sẽ không còn có rất nhiều tương tự chí thánh cảnh ác thần A. Diệp Phong sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Ta nhất định phải đánh vỡ tòa này ác thần điện, ngăn cản vị này chí thánh cảnh ác thần xuất quan, có cơ hội, lại đi phá hủy cái khác ác thần điện. Diệp Phong trầm giọng nói. Hắn nhìn ra được, tên này chí thánh cấp ác thần còn tại ấp ủ, hiện nay cái hoàn thành một phần ba tiến độ, chỉ cần đem ác thần điện đánh nát, đối phương liền sẽ mất mạng. Nhưng muốn phá hư ác thần điện, còn phải giải quyết địch nhân trước mắt diệp phong nhìn về phía trước mặt kia tính ra hàng trăm thánh cảnh ác thần tuyển cổ anh linh đều đáng chết cầm đầu chính vị thiên thánh cấp ác thần nghe răng nhếch miệng nhãn thần lăng lệ trong nháy mắt đem diệp phong vây vào giữa về phần cái khác ác thần thì là thẳng hướng sở thiên hà bọn người một đám hiển thánh cùng nhập thánh cũng nghĩ ngăn cản ta hừ cũng quá xem thường người a sở thiên hà hừ lạnh một tiếng sau một khắc hai vị thiên thánh cảnh ác thần thoát ly vây công diệp phong đội ngũ gia nhập ám sát sở thiên hà một đoàn người thánh cảnh ác thần trong đại quân. a à, cái này, sở thiên hà thật muốn đánh tự mình một bàn tay. Sớm biết rõ sẽ bị hai cái thiên thánh cảnh ác thần vây công, lúc trước hắn liền không nên cùng ngôn, mà là hẳn là điệu thấp làm việc, trước tiên đem kia hơn trăm vị nhập thánh cùng hiển thánh cấp độ ác thần giết sạch, lại đi trợ giúp Diệp Phong. Chết đi cho ta. Hai vị kia thiên thánh cảnh ác thần đã triệt để nắm trong tay thiên địa dị tượng, vừa ra tay, chính là hai cái mênh mông dị tượng thế giới, trong đó có vô số cổ thú thân ảnh xuất hiện, cùng nhau ép hướng Sở Thiên Hà. Kiếm vực. Sở Thiên Hà thi triển viên mãn cấp kiếm đạo lĩnh vực, dung nhập tự thân thiên địa dị tượng, hình thành một mảnh khí thế rộng rãi thần quốc, có vô số cường giả từ đó giết ra, chống cự hai đại thiên thánh cảnh ác thần tiến công. Đệ tứ trọng hình thái chiến đấu. Một đạo tiếng rống giận dữ vang vọng bầu trời. Hồ Phi Phi cầm trong tay kéo dài sau hỗn nguyên côn, một thân khí tức tăng vọt 16 lần, chiến lực có thể so với thiên thánh. Vừa ra tay, chính là kinh thiên một côn. Lực phá vạn pháp. Hỗn nguyên côn bành trướng đến dài vạn dặm, từ trên trời giáng xuống, 10 cái thánh cảnh ác thần né tránh không kịp, bị mất mạng tại chỗ. Trong đó, bao quát mấy vị hiển thánh cấp ác thần. Đây là người nào? Chiến lực thật mạnh. Còn sót lại ác thần quá sợ hãi. Hồ Phi Phi mạnh như vậy. Văn Tuyết cùng Văn Nguyệt trừng lớn mắt hạnh, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Lực phá vạn pháp. Hồ Phi Phi lại lần nữa xuất thủ, đuổi theo những cái kia thánh cảnh ác thần đánh thiên thánh cảnh ác thần không ra nàng căn bản không có đối thủ cái này hồ ly tinh thật rất mạnh a à. thiên đạo linh hầu xen lẫn trong số một tỷ viễn của anh linh trong đại quân đang cùng tòa này khổng lồ đại lục số một tỷ ác thần đại quân loạn chiến song phương hao tổn vô cùng nghiêm trọng ác thần trước điện bảy vị thiên thánh cấp ác thần nhìn chầm chầm diệt phong vẻ mặt nghiêm túc anh linh thống soái rất mạnh mọi người xem chừng trực tiếp bày trận đem hắn luyện hóa tốt mấy vị này ác thần cũng rất cẩn thận bọn hắn tận mắt nhìn thấy trước mắt vị này viễn cổ anh linh thống soái lấy sức một mình song sát hai vị thiên thánh cảnh ác thần thực lực không gì sánh được đáng sợ dù là bọn hắn có bảy người cũng chưa chắc có thế ngăn chặn hắn giết ta trò cười diệp phong lại lần nữa thi triển thiên tôn chiến lực gấp năm lần tăng phúc sau đó đột nhiên hướng phía trước cất bước nhất bộ nhập đạo diệp phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút Quanh thân liền có vô số thiên địa pháp tắc chi lực cùng vi lượng đại đạo khí tức hiển hiện, gia trì đến hắn trên thân. Một cước này, đạp thật mạnh xuống. Khi khí thế kinh cũng vừa ra, bảy đại thiên thánh cảnh ác thần thiên địa dị tượng đều bị xé rách, thân thể bay rớt ra ngoài, căn bản không địch lại. Mạnh như vậy. Quá mức A. Đồng dạng là thiên thánh cấp độ, người này chiến lực vì sao có thể đạt tới trình độ này. Bảy vị thiên thánh cảnh ác thần quá sợ hãi. Các ngươi không biết đến nhiều ra đây Diệp Phong cười lạnh một tiếng, chắp tay trước ngực, áp súc một cái huyết thứ, chớp mắt xuyên thấu một tôn thiên thánh cảnh ác thần mi tâm. Đón lấy, Diệp Phong liền muốn thi triển vạn giới quyền, đem đánh nổ. Không thể để cho hắn tiếp tục xuất thủ. Còn sót lại sáu vị thiên thánh cảnh ác thần cùng kêu lên quát. Bọn hắn đồng thời xuất thủ, chẳng đang muốn thi triển vạn giới quyền Diệp Phong, sáu loại thiên địa dị tượng cùng một chỗ anh sát, đem hắn bắn bay ra ngoài, thân thể vỡ vụn. Thừa này cơ hội, vị kia bị huyết thứ trọng thương thiên thánh cảnh ác thần hấp thu đến từ ác thần điện khí tức khôi phục thương thế kiệt 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 vị kia thiên thánh cảnh ác thần nở nụ cười gằn chư vị người này chiến lực rất mạnh nhưng là chỉ cần nhóm chúng ta đồng tâm hiệp lực không đồng ý hắn trong nháy mắt xóa bỏ trong chúng ta bất luận cái gì một người liền có thể một mực mang xuống chờ chúng ta thần tôn xuất thế hắn hẳn phải chết không nghi ngờ tốt biện pháp cứ làm như vậy bảy vị thiên thánh cảnh ác thần nụ cười dần dần phách lối. Nghe vậy, Diệp Phong thần tình nghiêm túc. Hoàn toàn chính xác. Lấy thực lực của hắn bây giờ, dù cho là thi triển lực công kích mạnh nhất, huyết thứ, cũng chỉ có thể trọng thương một tôn thiên thánh cảnh, mà không cách nào trong nháy mắt giết chết, mà cảnh giới này tu hành giả, sinh mệnh lực tràn đầy. Cho bọn hắn một điểm thời gian, liền có thể khôi phục. Chỉ cần không thể tại thời gian ngắn bên trong liên tục nhiều lần sử dụng huyết thứ banh sát đối phương, bọn hắn liền có thể vô hạn khôi phục mà loại hiện tượng này cũng hoàn toàn chính xác phổ biến. Tu vi càng cao, càng khó lấy giết chết. Nói ví dụ, viễn cổ thánh thần bá hoàng. Cho dù bị phanh thây, chỉ còn lại một cái tàn phá xương sọ, hắn vẫn như cũ còn sống, còn có đông sơn tái khởi cơ hội. Làm như thế nào phá cục đâu? Diệp Phong nhìn quanh Chu Vi, một mặt nghiêm túc. Một bên khác. Sở thiên hà bị hai cái thiên thánh cảnh cuốn lấy, văn tuyết cùng văn nguyệt hiệp trợ hắn, tạm thời thoát thân không ra. Hồ Phi Phi còn tại truy sát những cái kia thánh cảnh ác thần. Khi số một tỷ ác thần đại quân cùng viễn cổ anh linh đại quân, giết đến khó phân thắng bại, hao tổn nghiêm trọng, lúc đến hiện tại, đã có mười mấy ước viễn cổ anh linh cùng ác thần đại quân vẫn lạc. Đúng rồi. Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía sở thiên hà. Hắn thiền dực phi kiếm còn có bảy lần một kích toàn lực cơ hội, mỗi một lần đều có thể bộc phát ra một lần chí thánh cấp độ công kích, nếu như sử dụng thích hợp, dù là chỉ dùng một lần, cũng có thể mở ra cục diện. Sở thiên hà, Diệp Phong hét lớn một tiếng, đón lấy, liền bắt đầu truyền âm, nói ra muốn sử dụng thiền dực phi kiếm mở ra cục diện sự tình. Đối hoa. Sở thiên hà trừng to mắt, Diệp Huynh không nói, ta cũng quên, ta còn có thiền dực phi kiếm phục chế bản. Ken. Sau một khắc, thiền dực phi kiếm rời khỏi tay. Kinh khủng chí thánh uy áp trong nháy mắt khuếch tán ra đến, quét ngang tòa này siêu cấp đại lục, chấn nhiếp rồi ở đây chính vị thiên thánh ác thần. Ầm ầm. Ác thần điện chỗ sâu nhất, truyền ra chấn động âm thanh đây là vị kia chí thánh cấp ác thần phát ra gầm thét, dường như tại e ngại, hắn còn không có hoàn toàn ấp củ hoàn thành, cái này thời điểm, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Thiền dực phi kiếm, có thế giết chết hắn. Không được. Mấy vị kia thiên thánh cảnh ác thần gắt gao nhìn chầm chầm thiền dực phi kiếm, trong đó một người tấp tốc xé rách hư không, xuất hiện tại sở thiên hà bên người, duỗi xuất thủ, ý đồ cướp đoạt thiền dực phi kiếm. lăn đi. Diệp Phong giết tới đây, một chiêu gây vạn giới quyền, đánh bay vị kia thiên thánh cảnh ác thần. Diệp huynh, nên làm như thế nào?" Sở Thiên Hà trầm giọng hỏi. "Ta thi triển bí pháp đem cái này chính vị thiên thánh cảnh ác thần cột vào một khối, sau đó, ngươi thi triển một lần chí thánh cấp kiếm khí, liền có thể trong nháy mắt xóa bỏ bọn hắn toàn bộ, mở ra cục diện." Diệp Phong nhanh chóng nói ra kế hoạch của mình. "Tốt." Sở Thiên Hà trọng trọng gật đầu. "Thiên địa lĩnh vực, lực lượng lĩnh vực, kiếm đạo lĩnh vực, mở cho ta." Diệp Phong hét lớn một tiếng, đem cái này ba loại lĩnh vực phát triển đến cực hạn, cũng tại đại thế giới chi tâm gia trì dưới, cấp tốc bộc phát. Đáng sợ khí thế, trong nháy mắt bao phủ phương viên vạn dặm. Khi chính vị thiên thánh cảnh ác thần sắc mặt đại biến, quay người liền trốn. Nhưng, thì đã trễ. Diệp Phong tam đại lĩnh vực toàn bộ triển khai, lại có đại thế giới chi tâm dung hợp ba loại lĩnh vực, cấp tốc hình thành đáng sợ lồng giam. Khi chính vị thiên thánh cảnh ác thần bị cuốn lấy, dù là toàn lực giải dụa, nhưng vẫn là bị trói đến một khối. Xuất thủ. Diệp Phong trầm giọng quát. Tam đại lĩnh vực ngắn mũi dung hợp về sau, hắn thừa nhận áp lực cực lớn, thân thể tại một chút xíu sụp đổ, chèo chống không được bao lâu, nhất định phải tốt chiến tốt thắng. Xem ta. Sở thiên hà nắm chặt thiền dực phi kiếm, tiêu hao một lần toàn lực công kích cơ hội, làm cho chém ra một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm mang, lực phá hoại đạt đến chí thánh cấp độ. Tê lạp. Kiếm quan xẹt qua thương khung khi chính vị thiên thánh cảnh ác thần cổ cũng bị chém đứt mênh mông cùng cuộn kiếm uy dảo sát đem bọn hắn đánh thành phấn vụn thiên tôn vạn giới quyền diệp phong thừa cơ xuất thủ đem bọn hắn cặn bảo anh thành hư vô lại dùng đạo hỏa tiến hành đốt cháy không cho những này ác thần mượn nhờ ác thần điện trùng sinh cơ hội nhìn xem bay đầy trời bụi đám người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra chính vị thiên thánh cảnh ác thần vẫn lạc về sau nơi đây rốt cuộc không người có thể ngăn cản diệp phong tiến lên bộ phát Diệp Phong bộc phát ra cường đại nhục thân lực lượng, thi triển và vạn giới quyền, đem còn sót lại hơn 10 vị thánh cảnh ác thần oanh sát. Ba cái hô hấp sau. Hắn đi qua khí thế bàn bạc ác thần điện cửa lớn, tiến vào bên trong. Thật là lớn một cái địa phương. Diệp Phong ánh mắt quét qua, phát hiện ác thần trong điện bộ có thể xưng một cái tiểu thế giới, ở giữa là một ngụm linh trì, nội bộ sinh trưởng một đóa cửu thải liên hoa, phía trên dựng dục một cái viên cầu. Trong đó, chính là vị kia chí thánh cảnh ác thần. Linh trì chu vi, giống như là một mảnh mênh mông tinh không. Vô số tinh thần tô điểm trong đó, mỗi một khỏa tinh thần cũng có một ngụm cỡ nhỏ linh trì, dựng dục hoàn toàn mới ác thần. Chỉ cần thành thục, bọn hắn ít nhất là thần nguyên cảnh. Viễn cổ anh linh thống soái, người đáng chết. Ngay tại thai ngén bên trong chí thánh cấp ác thần gầm thét. Hắn thoạt nhìn như là một cái cao chừng 5 mét tráng háng trên thân mọc đầy các loại cổ thú đường vân, ẩn chứa vạn tộc ấn ký. Hắn hai mắt chưa mở ra. Nhưng, dưới con mắt của hắn lại tại sáng lên, giống như là hai viên con mắt tại bắn ra chói mắt quang huy, có vẻ quỷ dị, lãnh khốc, tràn ngập lấy nồng đậm sát ý. Ta đáng chết. Vậy ngươi ra giết ta à? Diệp Phong cười nhạo. Hừ. Chí thánh cảnh ác thần phát ra thanh âm biết tai nhức óc, cả tòa ác thần điện đều đi theo cùng rung động. Nhưng, hắn chỉ là dựng dục một phần ba, liền cường đại uy áp cũng còn không có mô phỏng ra, căn bản không có quá mạnh năng lực chiến đấu. Diệp Phong nhìn xem hắn, mở ra nhìn rõ chi nhãn. Danh tự, thần tôn. Phẩm giai, chí thánh cảnh. Trạng thái, thai ngén bên trong, 34%. Giới thiệu, ác thần điện tương lai chủ điện điện chủ, ác thần đại quân thống soái lại được xưng là ác thần chi tôn, cho nên tên gọi tắt thần tôn, hiện nay ở vào thai ngén giai đoạn, xuất thế chính là đỉnh phong chí thánh cảnh. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong hít sâu một hơi. Tốt gia hỏa. Vừa xuất thế chính là đỉnh phong chí thánh cảnh, rất mạnh. Thực lực thế này, tối thiểu là thiên tộc thánh tôn, thông thiên ma đế, minh đế cái kia cấp bậc đỉnh cao cường giả A. Bỏ mặt hắn thai ngén thành công, tuyệt đối là to lớn uy hiếp. Còn có, chủ điện điện chủ. Chẳng lẽ nói, tòa này ác thần điện là chủ điện. Nếu thật là dạng này, như vậy, chỉ cần đem nơi này phá hủy, liền có thể cực lớn suy yếu ác thần tổng thể thực lực. Hôm nay, trước diệt ngươi. Diệp phong hướng ác thần thần tôn uy hiếp. Ngươi làm được sao? Thần tôn trên mặt lộ ra vẻ chê cười, ác thần điện có được vững chắc năng lực phòng ngự chỉ bằng ngươi cũng nghĩ hủy đi nơi đây nghe vậy diệp phong cười nếu đổi lại là những người khác thật đúng là không có bản lãnh hủy đi ác thần điện nhưng là hắn có được giải mật chi nhãn còn có đại thế giới chi tâm trước tiên có thể bài trừ nội bộ trận pháp lại đem cái này riva giải hết cái này tương đương với một lần diễn luyện nếu như thành công như vậy lợi dụng tương tự phương pháp tuyệt đối có thể đem minh vương qua hủy đi thế nào ngươi có biện pháp thần tôn có thể cảm nhận được diệp phong thần sắc trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm giác nguy cơ trầm giọng nói ngươi đại khái có thể thử một lần ác thần điện không phải ngươi có thế hủy đi ha ha vậy liền mở to mắt xem một chút đi diệp phong toàn lực vận chuyển ẩn tàng tại mi tâm cường hóa bản giải mật chi nhãn có mông lung quan huy phát ra bao phủ cả tòa ác thần điện hòa tan nội bộ trận văn Xoạc xoạc một tiếng một khỏa dựng dục một tòa cỡ nhỏ linh trì tinh thần bỗng nhiên sụp ra mặt ngoài hiện đầy tinh mịn vết trạng không bao lâu nó ầm vang nổ tung đón lấy ác thần trong điện cái khác tinh thần cũng tại tự bạo tựa như là đã dẫn phát phản ứng dây chuyền càng ngày càng nhiều tinh thần nổ tung vô số mảnh vỡ văng tứ phía đánh vào ác thần điện trên vách tường đụng thành bột miệng làm sao có thể thần tôn cảm ứng được ác thần điện sụp đổ dưới mí mắt con mắt bắt đầu chuyển động tách ra càng phát ra hào quang sáng chói đáng chết ngươi thật đáng chết thần tôn nổi trận lôi đình Hắn có thể cảm nhận được lực lượng của mình tại xói mòn, nếu như tiếp tục như vậy nữa, tự mình thai nén quá trình liền sẽ cưỡng ép kết thúc, thậm chí nhường hắn sụp đổ, hôi phi yên diệt. Ha ha ha. Diệp Phong cười ha hả, tiếp tục phá giải ác thần trong điện phức tạp trận pháp, khiến cho càng ngày càng nhiều tinh thần tự bạo. Nhưng là, cái bài trừ trận pháp còn không được. Đối ác thần điện tới nói, trận pháp là rất mấu chốt một điểm, nhưng chỉ vẹn vẹn đem trận pháp bài trừ, còn chưa đủ lấy đưa nó triệt để phá hư chỉ có thể cắt ra đối thần tôn thai ngén, dẫn đến thần tôn có đại khái dẫn đầu vẫn lạc. Muốn triệt để phá hư ác thần điện, còn phải thêm một cái kình. Cho ta nát. Diệp Phong đồng thời thi triển với huyết thước cùng nhất bộ nhập đạo, xuyên thấu ác thần điện vách tường, một cước đạp xuống, hủy đi nội bộ mảng lớn kiến trúc, thúc đẩy ác thần điện đi tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Ngươi đáng chết. Thần tôn gầm thét, đã ngươi bức ta, vậy liền đừng trách bản tôn cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách. Diệp Phong nhíu mày. Hẳn là, thần tôn còn có ẩn tàng thủ đoạn. Sau một khắc, thần tôn chỗ cửu sắc hoa sen cấp tốc sinh trưởng, cũng dấy lên ngọn lửa nóng bỏng, mặt ngoài có vô số hơi mờ đường cong bắn ra, không có vào cái khác cỡ nhỏ thần trì, điên cuồng rút ra năng lượng. Ác thần đại quân, hiến tế. Thần tôn hết giận dữ, dẫn động đặc thù lực lượng pháp tắc, khiến cho cả tòa siêu cấp đại lục gia tốc sụp đổ, tất cả ác thần theo sát lấy vỡ vụn, hóa thành từng sợi thuần túy bản nguyên, không có vào cửu sắc hoa sen. Diệp Phong nhìn về phía thần tôn, con ngươi co rụt lại. Trạng thái, bột phát thức thai ngán bên trong, 35%. Trạng thái, bột phát thức thai ngán bên trong, 38%. Trạng thái, bột phát thức thai ngán bên trong, 67%. Theo thần tôn hiến tế cả tòa đại lục ở bên trên ác thần, cũng rút ra ác thần điện cái khác linh trì năng lượng, hắn thai ngán tốc độ bột phát thức tăng trưởng, ngắn ngủi công phu, liền tăng lên tới 67%. Đây là theo 1 phần 3 tiêu thăng đến 2 phần 3 ngươi chết đi cho ta. Thần tôn rốt cục mở hai mắt ra. Khi là một đôi vô cùng quỷ dị sáng lên con mắt. Không có con ngươi, chỉ có vô tận đáng sợ quan huy. Một cổ chí thánh cấp khí tức bỗng nhiên bộc phát. ầm! Diệp phong thân thể sụp đổ, gây dựng lại, toàn bộ quá trình kéo dài đằng đẳng 10 cái hô hấp thời gian. Ở trong quá trình này, thiên đạo Linh Hầu, Hồ Phi Phi, Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt, tất cả viễn cổ anh Linh Đại Quân cũng tại sụp đổ. Liền liền cả tòa khổng lồ đại lục, cũng tại triệt để vỡ vụn. Oanh! Cuối cùng, một đạo kinh khủng sóng xung kích chấn động ra tới. Trong phạm vi mấy chục tỷ dặm hết thảy sự vật cũng bị bốc hơi, chỉ còn lại một tòa cửu thải liên hoa tồn tại hư không bên trong, phía trên còn đứng lấy tay không tất sắc thần tôn. Hắn có một cái dài 10 mét cái đuôi, hướng xuống rủ xuống, cùng cửu thải liên hoa phía dưới trụ cột liên tiếp. Trái lại xem, tự như là cửu sắc hoa sen dài sau lưng thần tôn. Nồng đậm phát tắc khí tức, theo cửu sắc hoa sen phát ra, dần dần dung nhập thần tôn trên thân, làm cho dần dần mạnh lên. Nhưng bởi vì thiếu huyết ác thần điện tiếp tế, cửu sắc hoa sen ngay tại dần dần trở thành nhạt. Một khi nó biến mất, thần tôn liền sẽ vẫn lạc. Đây chính là chọc giận bản tôn hạ tràng. Thần tôn nhìn quanh chu vi, phát hiện vừa rồi kia một cổ bạo tạc uy lực rất khủng bố, phạm vi bên trong, ngoại trừ hắn, cái khác đồ vật toàn bộ bị bốc hơi rơi, không một may mắn thoát khỏi. Liền liền diệp phong cùng viễn cổ anh linh đại quân, cũng đã biến mất. Trong phạm vi ngàn tỷ dặm, chỉ còn lại thần tôn một người. Chu Vi hoàn toàn tỉnh mịch. Đáng chết viễn cổ anh linh thống soái. Nếu không phải hắn, bản tôn cũng không cần hiến tế cả tòa đại lục, làm hại ta lưu lại đạo thương, đơn giản đáng hận. Thần tôn đảo mắt Chu Vi, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nếu như không phải viễn cổ anh linh đại quân giết vào nơi đây, lại cho hắn vững vàng phát dục một số năm, vừa xuất thế chính là đỉnh phong chí thánh cảnh, có được quét ngang thực lực vô địch. Đến lúc đó ác thần đại quân tuyệt đối có thế quét ngang tam thiên giới. Nhưng mà, hảo hảo bắt đầu, lại bị viễn cổ anh linh thống soái cùng với xuất lĩnh chục tỷ viễn cổ anh linh đại quân cho quấy nhiễu, dẫn đến hắn thai nén trạng thái mới đạt tới 67%. Ngoài ra, ác thần chủ điện cũng triệt để hỏng mất, dưới trướng ức vạn ác thần đại quân không còn một mống. Thù này, tất báo. Viễn cổ anh linh hành tinh mẹ tên là bất tử tinh, ta phải tìm tới nơi đó, đem phá hủy, nếu không, viễn cổ anh linh là bất tử thần tôn trầm giọng nói. Bất quá. Tình trạng của ta cũng không tốt, nhất định phải tìm một tòa phân điện chữa thương, các loại thương thế khôi phục một chút, còn phải tu hành niết bàn đạo Pháp, trải qua chín lần niết bàn về sau, khả năng làm hao mòn đại đạo tổn thương, tu vi tăng vọt. Khi thời điểm, ta chính là đỉnh phong chí thánh cảnh. Vừa xuất thế, như thường có thế quét ngang tam thiên giới. Vạn tộc vinh quang đã ảm đạm, nhân tộc huy hoàng cũng sắp kết thúc, tương lai, là thuộc về nhóm chúng ta ác thần thần tôn giả tâm dần dần bành trướng. Ác thần là tại vạn tộc trên cơ sở đảng sinh ra, cùng loại viễn cổ anh linh, xem như một cái hoàn toàn mới của tộc. Đối thần tôn mà nói, vạn tộc cùng hắn không hề quan hệ. Trong lòng hắn, chỉ có ác thần nhất tộc. Sư, thần tôn xé rách hư không, xuyên thẳng qua hồi lâu, rốt cục tại ác thần giới nào đó khối đại lục trung tâm thấy được một tòa ác thần phân điện. Hắn xâm nhập trong đó. Nơi đây trung tâm đồng dạng có một tòa thần trì, mọc ra một gốc bảy màu hoa sen, ngay tại thai ngén một vị thiên thánh cảnh ác thần. Tương tự phân điện còn có rất nhiều. Như thường tình huống dưới. Cách mỗi 10 vạn năm, mỗi tòa phân điện liền có thể thai ngén một vị thiên thánh cấp, 10 vị hiển thánh cấp, trăm vị nhập thánh cấp ác thần. Ác thần điện tồn tại, cam đoan ác thần đại quân liên tục không ngừng. Chết đi! Thần tôn tiến vào tòa này phân điện, duỗi xuất thủ bóc chặt vị kia mới dựng dục 43% trình độ thiên thánh cảnh ác thần cổ, đem nghiền chết, cũng hấp thu lực lượng. Sau đó, hắn ngồi tại bảy màu hoa sen chỗ ngồi. Hiếp. Thần Tôn dùng sức hô hấp, cả tòa phân điện lực lượng cũng bị hắn thôn vệ, chung quanh những cái kia ngay tại thai ngén bên trong ác thần cấp tốc khô héo, cũng hóa thành thần Tôn chữa thương cùng niết bàn cần thiết năng lượng. Bất tử tinh. Nơi đây phong cảnh đặc biệt, khí hậu ấm áp, thiên địa dị tượng bình tĩnh, có rất ít đặc thù tình huống phát sinh. Nhưng, ức vạn đạo quan huy bỗng nhiên bộc phát. Toàn bộ bầu trời biến thành thải sắc, không gì sánh được lộng lẫy. Đóng lấy, Vô số mưa ánh sáng rơi tại nhà gỗ chỗ kia một mảnh thê lương cao nguyên bên trên, khí thế hào hùng. Tí tách. Mưa ánh sáng rơi địa, tấp tốc sinh trưởng nở hoa. Qua trong giây lát. Mảnh này cao nguyên mọc đầy màu đỏ bỉ ngạn hoa, kia là vừa mới chinh chiến mà về viễn cổ anh Linh. Cứ việc bọn hắn dựa vào bất tử tinh tồn tại, bất tử bất diệt, nhưng trải qua trước đó kia một trận đáng sợ đại chiến, cuối cùng lại bị rơi vào điên cùng thần tôn oanh sát, bây giờ cũng rơi vào yên lặng. Muốn khôi phục, còn phải chờ một đoạn thời gian phù phù diệp phong hồ phi phi bọn người biến thành quan vũ chưa rơi xuống đất bọn hắn liền hiển lộ ra bản thể đập xuống đất ôi đau quá a à. thiên đạo linh hầu khôi phục nguyên thân chỉ có cao một thước quẳng xuống đất nhìn không được vuốt vuốt cái mông của mình kéo ta một cái hồ phi phi vừa lúc ngã ở một vết nứt bên trong nửa người bị kẹt ở bên trong lại bởi vì dáng vóc quá bạo tạc nàng vậy mà tránh thoát không ra chỉ có thể kêu cứu ha 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 hồ ly tinh ngươi cũng có hôm nay, ai bảo ngươi ăn mập như vậy. Thiên đạo linh hầu lớn tiếng trào phúng. Hồ Phi Phi một giây trở mặt, ngươi cái chết hầu tử, ta cái này gọi tốt dáng vóc, không phải béo, ngươi cái gì thẩm mỹ. Tốt, ta kéo ngươi ra. Diệp Phong từ một bên đi tới, bắt lấy Hồ Phi Phi tay, dùng sức kéo một phát, liền đưa nàng theo kẻ đất bên trong kéo ra ngoài. Đồng thời, hắn bước lên mặt đất. Ồ! Bất tử tinh kết cấu tựa hồ so trước đó kiên cố rất nhiều, liền xem như ta toàn lực xuất thủ, cũng không cách nào tạo thành nghiêm trọng phá hư, khó trách Phi Phi bị kẹt lại, ra không được. Diệp Phong nhìn xem chu vi, rất là kinh ngạc. Ly khai bất tử tinh trước đó, nơi này mặt đất kết cấu mặc dù vững chắc, khó mà bị phá hư, nhưng không có hiện tại như vậy vững chắc. Lần này bên ngoài chinh chiến sau khi trở về, mặt đất lại trở nên kiên cố. Chuyện này, rất có ý tứ. Ý vị này, bất tử tinh mạnh lên. Diệp huynh, các ngươi không có sao chứ? Sở Thiên Hà mang theo Văn Tuyết cùng Văn Nguyệt đi tới, sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp, bờ môi trắng bệch, miệng mũi còn tại đổ máu. Ồ. Diệp Phong nhìn về phía bọn hắn ba người, ánh mắt chớp lên, các ngươi làm sao lại thành bộ dáng này? Nói đi, hắn lập tức sử dụng nhìn rõ chi nhãn. Danh tự, Sở Thiên Hà. Trạng thái, cấp 5 đại đạo tổn thương xâm nhập. Bổ sung, lọc vào thần tôn hủy diệt đã kích, trên thân còn sót lại đại đạo tổn thương, sẽ kéo dài tạo thành thân thể suy yếu, tu vi rút lui, cho đến triệt để sụp đổ. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong nhăn nhăn lông mày. Hắn cảm ứng tự thân, phát hiện tự mình cũng trúng thần tôn đại đạo tổn thương, đổi thành người bên ngoài, tu vi lại không ngừng rút lui. Thật là khó chịu nha. Lúc này, Hồ Phi Phi cũng cảm thấy tự thân có chút khó chịu, trên người có vô số khói đen hiển hiện, khiến cho nàng có vỡ vụn dấu hiệu. Ta cũng liền cảm giác đau quá a. À. Thiên đạo linh hầu vào đầu bức tai, cảm thấy toàn thân cũng không thoải mái, đầu não chìm vào hôn mê, lại cũng là bên trong đại đạo tổn thương. Cốc một cái thần tôn. Diệp Phong sắc mặt âm trầm, nhóm chúng ta toàn bộ bên trong đại đạo tổn thương, thương tới bản thể, không thể không nói, thần tôn thực lực thật là đáng sợ. Diệp Huynh, ngươi cũng thụ thương rồi. Sở thiên hà xoa xoa máu mũi, thanh âm khàn giọng. Ừm. Diệp Phong gật đầu, trở về trước đó, thần tôn dẫn phát đạo thương, tại nhóm chúng ta thể nội cũng cắm vào một cái đạo thương thừa số, một khi nhóm chúng ta khôi phục bản thể, liền sẽ bộc phát thật là đáng sợ văn tuyết cũng đang sát lau máu mũi đây chính là chí thánh cảnh sao dù là nhóm chúng ta trước đó hóa thành viễn cổ anh linh hình thái vẫn là bị phản vệ văn nguyệt cũng là chấn kinh sở thiên hà cúi đầu xuống nhìn xem lòng bàn tay viên kia hình kiếm tính vật nới lỏng một hơi nói duy nhất đáng được ăn mừng chính là cái này mai tính vật vẫn còn nhóm chúng ta có thể tự do xuất nhập bất tử tinh chí thánh cảnh hoàn toàn chính xác đáng sợ diệp phong gật đầu cho đến hôm nay hắn mới thực sự lãnh giáo chí thánh cảnh đáng sợ thần uy cho dù trước đó hóa thành anh linh cũng bị gieo xuống đạo thương loại thủ đoạn này tài năng như thần bất quá diệp phong hai tay bấm niệm phát quyết đóng lấy một chưởng vỗ tại bộ ngực của mình dùng sức một trảo tê lạp một cái quỷ dị màu đen ấn ký bị bắt ra lơ lửng giữa không trung nhìn kỹ liền phát hiện đây là một cái ngón cái lớn nhỏ màu đen đầu lâu miệng còn tại khẽ trương khẽ hợp đây là đại đạo tổn thương một loại tên là vệ hồn lấy xuống cái này mai đầu lâu về sau, Diệp Phong thân thể không hề bị đại đạo tổn thương ảnh hưởng, cơ bản khỏi hẳn. Không cần hoảng, ta có thể loại trừ đạo thương. Diệp Phong nhìn quanh chu vi, nói ra một thì làm cho người phấn chấn tin tức. Thật, liền đại đạo tổn thương đều có thể chữa trị, Diệp huynh, ngươi cũng quá lợi hại a. À. Những người khác hưng phấn lên. Thần tôn cắm vào đạo thương thừa số còn không tính rất mạnh, đưa nó hoàn chỉnh lấy ra, đạo thương liền có thể bất trị mà càng Diệp Phong chỉ chỉ lơ lửng giữa không trung màu đen đầu lâu. Vật này, chính là đạo thương thừa số. Thật buồn nôn đồ vật nha. Hồ Phi Phi chỉ chỉ cái này mai màu đen đầu lâu, dừng lại trào phúng. Qua trống. Màu đen đầu lâu phát ra tiếng kêu chói tai, sau một khắc, liền đột nhiên gia tốc, cắn một cái vào Hồ Phi Phi ngón trỏ đầu ngón tay. Ôi! Hồ Phi Phi thoáng chốc la hoảng lên. Đáng chết viễn cổ anh Linh thống soái. Nếu không phải hắn, bản tôn cũng không cần hiến tế cả tòa đại lục, làm hại ta lưu lại đạo thương, đơn giản đáng hận. Thần tôn đảo mắt chu vi, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nếu như không phải viễn cổ anh linh đại quân giết vào nơi đây, lại cho hắn vững vàng phát dục một số năm, vừa xuất thế chính là đỉnh phong chí thánh cảnh, có được quét ngang thực lực vô địch. Đến lúc đó, ác thần đại quân tuyệt đối có thế quét ngang tam thiên giới. Nhưng mà, hảo hảo bắt đầu, lại bị viễn cổ anh linh thống soái cùng với xuất lĩnh chục tỷ viễn cổ anh linh đại quân cho quấy nhiễu, dẫn đến hắn thai ngén trạng thái mới đạt tới 67%. Ngoài ra, ác thần chủ điện cũng triệt để hỏng mất, dưới trướng ức vạn ác thần đại quân không còn một mống. Thù này, tất báo. Viễn cổ anh linh hành tinh mẹ tên là bất tử tinh, ta phải tìm tới nơi đó, đem phá hủy, nếu không, viễn cổ anh linh là bất tử. Thần tôn trầm giọng nói. Bất quá. Tình trạng của ta cũng không tốt. Nhất định phải tìm một tòa phân điện chữa thương, các loại thương thế khôi phục một chút, còn phải tu hành niết bàn đạo Pháp, trải qua chín lần niết bàn về sau, khả năng làm hao mòn đại đạo tổn thương, tu vi tăng vọt. Khi thời điểm, ta chính là đỉnh phong chí thánh cảnh. Vừa xuất thế, như thường có thế quét ngang tam thiên giới. Vạn tộc vinh quang đã ảm đạm, nhân tộc huy hoàng cũng sắp kết thúc, tương lai là thuộc về nhóm chúng ta ác thần. Thần tôn giả tâm dần dần bành trướng. Ác thần là tại vạn tộc trên cơ sở đảng sinh ra, cùng loại viễn cổ anh linh, xem như một cái hoàn toàn mới cổ tộc. Đối thần tôn mà nói, vạn tộc cùng hắn không hề quan hệ. Trong lòng hắn, chỉ có ác thần nhất tộc. Sư, thần tôn xé rách hư không, xuyên thẳng qua hồi lâu, rốt cục tại ác thần giới nào đó khối đại lục trung tâm thấy được một tòa ác thần phân điện. Hắn xâm nhập trong đó. Nơi đây trung tâm đồng dạng có một tòa thần trì, mọc ra một gốc bảy màu hoa sen, ngay tại thai ngén một vị thiên thánh cảnh ác thần. Tương tự phân điện còn có rất nhiều. Như thường tình huống dưới. Cách mỗi 10 vạn năm, mỗi tòa phân điện liền có thể thai ngén một vị thiên thánh cấp, 10 vị hiển thánh cấp, trăm vị nhập thánh cấp ác thần. Ác thần điện tồn tại, cam đoan ác thần đại quân liên tục không ngừng. Chết đi! Thần tôn tiến vào tòa này phân điện, duỗi xuất thủ bóp chặt vị kia mới dựng dục 43% trình độ thiên thánh cảnh ác thần cổ, đem nghiền chết, cũng hấp thu lực lượng. Sau đó, hắn ngồi tại bảy màu hoa sen chỗ ngồi. Hiếp. Thần Tôn dùng sức hô hấp, cả tòa phân điện lực lượng cũng bị hắn thôn vệ, chung quanh những cái kia ngay tại thai ngén bên trong ác thần cấp tốc khô héo, cũng hóa thành thần tôn chữa thương cùng niết bàn cần thiết năng lượng. Bất tử tinh. Nơi đây phong cảnh đặc biệt, khí hậu ấm áp, thiên địa dị tượng bình tĩnh, có rất ít đặc thù tình huống phát sinh. Nhưng, ức vạn đạo quan huy bỗng nhiên bộc phát. Toàn bộ bầu trời biến thành thải sắc, không gì sánh được lộng lẫy. Đóng lấy, vô số mưa ánh sáng rơi tại nhà gỗ chỗ kia một mảnh thê lương cao nguyên bên trên, khí thế hào hùng. Tí tách mưa ánh sáng rơi địa, tấp tốc sinh trưởng nở hoa. Qua trong giây lát, mảnh này cao nguyên mọc đầy màu đỏ bỉ ngạn hoa, kia là vừa mới chinh chiến mà về viễn cổ anh linh. Cứ việc bọn hắn dựa vào bất tử tinh tồn tại, bất tử bất diệt, nhưng trải qua trước đó kia một trận đáng sợ đại chiến, cuối cùng lại bị rơi vào điên cùng thần tôn oanh sát, bây giờ cũng rơi vào yên lặng. Muốn khôi phục, còn phải chờ một đoạn thời gian. Phù phù. Diệp Phong, Hồ Phi Phi bọn người biến thành quan vũ chưa rơi xuống đất, bọn hắn liền hiển lộ ra bản thể đập xuống đất ôi đau quá a à. thiên đạo linh hầu khôi phục nguyên thân chỉ có cao một thước quẳng xuống đất nhìn không được vuốt vuốt cái mông của mình kéo ta một cái hồ phi phi vừa lúc ngã ở một vết nứt bên trong nửa người bị kẹt ở bên trong lại bởi vì dáng vóc quá bạo tạc nàng vậy mà tránh thoát không ra chỉ có thể kêu cứu ha 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 hồ ly tinh ngươi cũng có hôm nay ai bảo ngươi ăn mập như vậy thiên đạo linh hầu lớn tiếng trào phúng hồ phi phi một giây trở mặt ngươi cái chết hầu tử ta cái này gọi tốt dáng vóc không phải béo ngươi cái gì thẩm mỹ tốt ta kéo ngươi ra diệp phong từ một bên đi tới bắt lấy hồ phi phi tay dùng sức kéo một phát liền đưa nàng theo kẻ đất bên trong kéo ra ngoài đồng thời hắn bước lên mặt đất ồ bất tử tinh kết cấu tựa hồ so trước đó kiên cố rất nhiều liền xem như ta toàn lực xuất thủ cũng không cách nào tạo thành nghiêm trọng phá hư khó trách phi phi bị kẹt lại ra không được Diệp Phong nhìn xem Chu Vi, rất là kinh ngạc. Ly khai bất tử tinh trước đó, nơi này mặt đất kết cấu mặc dù vững chắc, khó mà bị phá hư, nhưng không có hiện tại như vậy vững chắc. Lần này bên ngoài chinh chiến sau khi trở về, mặt đất lại trở nên kiên cố. Chuyện này, rất có ý tứ. Ý vị này, bất tử tinh mạnh lên. Diệp Huynh, các ngươi không có sao chứ? Sở Thiên Hà mang theo Văn Tuyết cùng Văn Nguyệt đi tới, sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp, bờ môi trắng bệch, miệng mũi còn tại đổ máu. Ồ! Diệp Phong nhìn về phía bọn hắn ba người, ánh mắt chớp lên, các ngươi làm sao lại thành bộ dáng này? Nói đi, hắn lập tức sử dụng nhìn rõ chi nhãn. Danh tự, sở thiên hà. Trạng thái, cấp 5 đại đạo tổn thương xâm nhập. Bổ sung, lọc vào thần tôn hủy diệt đã kích, trên thân còn sót lại đại đạo tổn thương, sẽ kéo dài tạo thành thân thể suy yếu, tu vi rút lui, cho đến triệt để sụp đổ. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong nhăn nhăn lông mày. Hắn cảm ứng tự thân, phát hiện tự mình cũng trúng thần tôn đại đạo tổn thương đổi thành người bên ngoài tu vi lại không ngừng rút lui thật là khó chịu nha lúc này hồ phi phi cũng cảm thấy tự thân có chút khó chịu trên người có vô số khói đen hiển hiện khiến cho nàng có vỡ vụn dấu hiệu ta cũng liền cảm giác đau quá a à. thiên đạo linh hầu vào đầu bức tai cảm thấy toàn thân cũng không thoải mái đầu não chìm vào hôn mê lại cũng là bên trong đại đạo tổn thương Cốc một cái thần tôn diệp phong sắc mặt âm trầm nhóm chúng ta toàn bộ bên trong đại đạo tổn thương, thương tới bản thể, không thể không nói, thần tôn thực lực thật là đáng sợ. Diệp huynh, ngươi cũng thụ thương rồi. Sở thiên hà xoa xoa máu mũi, thanh âm khàn giọng. Ừm. Diệp phong gật đầu, trở về trước đó, thần tôn dẫn phát đạo thương, tại nhóm chúng ta thể nội cũng cắm vào một cái đạo thương thừa số, một khi nhóm chúng ta khôi phục bản thể, liền sẽ bộc phát. Thật là đáng sợ. Văn Tuyết cũng đang sát lau máu mũi. Đây chính là chí thánh cảnh sao? dù là nhóm chúng ta trước đó hóa thành viễn cổ anh linh hình thái vẫn là bị phản vệ văn nguyệt cũng là chấn kinh sở thiên hà cúi đầu xuống nhìn xem lòng bàn tay viên kia hình kiếm tính vật nới lỏng một hơi nói duy nhất đáng được ăn mừng chính là cái này mai tính vật vẫn còn nhóm chúng ta có thể tự do xuất nhập bất tử tinh chí thánh cảnh hoàn toàn chính xác đáng sợ diệp phong gật đầu cho đến hôm nay hắn mới thực sự lãnh giáo chí thánh cảnh đáng sợ thần uy cho dù trước đó hóa thành anh linh cũng bị gieo xuống đạo thương loại thủ đoạn này, tài năng như thần. Bất quá. Diệp Phong hai tay bấm niệm phát quyết, đóng lấy, một chưởng vỗ tại bộ ngực của mình, dùng sức một trảo. Tê lạp. Một cái quỷ dị màu đen ấn ký bị bắt ra, lơ lửng giữa không trung, nhìn kỹ, liền phát hiện đây là một cái ngón cái lớn nhỏ màu đen đầu lâu, miệng còn tại khẽ trương khẽ hợp. Đây là đại đạo tổn thương một loại, tên là vệ hồn. Lấy xuống cái này mai đầu lâu về sau, Diệp Phong thân thể không hề bị đại đạo tổn thương ảnh hưởng, cơ bản khỏi hẳn không cần hoảng, ta có thể loại trừ đạo thương. Diệp Phong nhìn quanh Chu Vi, nói ra một thì làm cho người phấn chấn tin tức. Thật! Liền đại đạo tổn thương đều có thể chữa trị, Diệp Huynh, ngươi cũng quá lợi hại a. À. Những người khác hưng phấn lên. Thần Tôn cắm vào đạo thương thừa số còn không tính rất mạnh, đưa nó hoàn chỉnh lấy ra, đạo thương liền có thể bất trị mà càng. Diệp Phong chỉ chỉ lơ lửng giữa không trung màu đen đầu lâu. Vật này, chính là đạo thương thừa số. Thật buồn nôn đồ vật nha. Hồ Phi Phi chỉ chỉ cái này mai màu đen đầu lâu, dừng lại trào phúng. Qua trống. Màu đen đầu lâu phát ra tiếng kêu chói tai, sau một khắc, liền đột nhiên gia tốc, cắn một cái vào Hồ Phi Phi ngón trỏ đầu ngón tay. Ôi. Hồ Phi Phi thoáng chốc la hoảng lên. Hừ, còn dám hung hăng ngang ngược, chết. Diệp Phong dùng sức dậm chân, chấn động đến mảnh này cao nguyên đều là khẽ rung lên, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, thôi động mi tâm thức hải đại thế giới chi tâm, lấy lực vô hình giữ lại màu đen đầu lâu. A. À. Nha nha. Màu đen đầu lâu rung động, phát ra kêu thảm. Theo Diệp Phong không ngừng tạo áp lực, có thể so với toàn bộ đại thiên thế giới áp lực rơi vào màu đen đầu lâu bên trên, khiến cho nó bắt đầu bốc hơi, hóa thành từng sợi khói đen. Một lát sau. Cái này mai đại đạo tổn thương thừa số hoàn toàn tán loạn. Hồ Phi Phi vội vàng mút vào đầu ngón tay của mình, tức giận đến trắng bệt cả mặt, chu hồng phấn môi, chửi bậy bắt đầu, quá đáng ghét. Một bên thiên đạo linh hầu cười nhạo nói, Ai bảo ngươi cái này hồ ly tinh như thế tao ký, đáng đời nha." Ngậm miệng. Hồ Phi Phi nắm chặt Thiên Đạo Linh Hầu phần gáy thịt, đưa nó nâng lên giữa không trung, điên cuồng gãi ngứa ngứa. Ha ha. Ngừng ngừng ngừng. Thiên Đạo Linh Hầu bị cào đến điên cuồng cười to, liên tục cầu xin tha thứ. Nhìn xem cái này một đôi tên dở hơi, Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt nhịn không được bật cười, hoàn toàn quên trên người mình còn có đại đạo tổn thương. "Đừng cười, các ngươi trên thân còn có đại đạo tổn thương đây." diệp phong vội vàng nhắc nhở hồ phi phi cùng thiên đạo linh hầu cũng có bất tử chi thân đại đạo vết thương tuy mà đáng sợ nhưng đối uy hiếp của bọn hắn không lớn nhưng là lạc quan như vậy là cái quỷ gì không thấy được bên cạnh sở thiên hà văn tuyết văn nguyệt cũng tại chảy máu mũi sắc mặt trắng bệt sao có thể hay không cân nhắc một cái cảm thụ của bọn hắn nghĩ đến cái này diệp phong có chút im lặng đúng a à. trên người chúng ta còn có đại đạo tổn thương đây Nghe Diệp Phong nhắc nhở, Hồ Phi Phi cùng Thiên Đạo Linh Hầu Đình chỉ chơi đùa đùa giỡn, sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được nghiêm túc. Phốt! Văn Nguyệt cùng Văn Tuyết cũng nhịn không được nữa, cười phun ra. Ha ha, các ngươi quá lạc quan. Sở Thiên Hà che miệng cười trộn, lúc này, hắn mới nhớ tới trên người mình cũng có được đại đạo tổn thương, nụ cười dần dần cứng ngắc. Không hoảng hốt, ta lập tức cho các ngươi trị liệu. Diệp Phong đi đến Sở Thiên Hà bên người. Tay trái của hắn đặt ở Sở Thiên Hà lồng ngực, tay phải che lại mi tâm, làm ra dùng sức bắt lấy động tác. Sau một khắc, sở thiên hà chỉ cảm thấy một cổ cường đại khí tức rơi vào thân thể của mình bên trong, dùng sức hướng ra ngoài nâng đỡ, khiến cho mi tâm, trái tim vị trí cũng có khói đen hướng ra ngoài chảy xuôi. Không bao lâu, giữa không trung xuất hiện một cái ngón cái lớn nhỏ màu đen đầu lâu, bị Diệp Phong lấy đại thế giới chi tâm gắt gao trấn áp, kêu thảm không ngừng. Sở lan, ngươi cầm máu. Văn tuyết chỉ chỉ sở thiên hà cái mũi, phát hiện hắn đã không chảy máu nữa, sắc mặt cũng dần dần khôi phục hồng nhuận. Chết! Diệp Phong dùng sức chấn động, khỏa này màu đen đầu lâu sụp đổ, sau đó tan thành mây khói, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Tiếp xuống, đến các ngươi. Diệp Phong nhìn về phía Văn Tuyết cùng Văn Nguyệt. Cái gặp đôi này xong bào thai tỉ muội khuôn mặt đỏ lên, cùng nhau dùng yếu ớt giọng nói hỏi, Diệp Huynh, động tác kia có thể hay không quá cảm thấy khó xử rồi. Ta có thể cách xa một chút. Diệp Phong xấu hổ, lúc này mới nhớ tới hai vị này xong bào thai là nữ tử, nam nữ thụ thụ bất thân, không cách nào sử dụng cùng loại đối sở thiên hà cái chủng loại kia phương thức chữa thương. Lên. Diệp Phong đành phải đem đại thế giới chi tâm gia trì đến lòng bàn tay, cách một mét, nhắm chuẩn văn tuyết cùng văn nguyệt hai người. Sau một khắc. Hấp lực cường đại bộc phát, hai nữ trên thân lập tức toát ra một mảng lớn hắc vụ, nương theo lấy kêu thảm, không ngừng chảy ra ngoài, hội tụ thành hai viên ngón cái lớn nhỏ màu đen đầu lâu. Chết đi cho ta, Diệp Phong không có chút nào lưu thủ. Khí thế chấn động, hai cái này đạo thương thừa số sụp đổ. Về sau, Diệp Phong bắt trước làm theo, đem thiên đạo linh hầu cùng hồ phi phi trên thân đạo thương thừa số hút ra, tại chỗ tiêu hủy. Nhưng, liền liền Diệp Phong cũng không có chú ý đến một sự kiện. Những cái kia sụp đổ màu đen đầu lâu bên trong, riêng phần mình ẩn giấu đi một luồng cực kỳ yếu ớt khí tức, hết thảy sáu sợi, dung nhập bất tử tinh dưới mặt đất, cũng hoàn thành dung hợp. Nó giống như là một cái bản đậu hạt giống, chôn sâu ở dưới đất. Mới đầu, nó không hề có động tĩnh gì, giống như tĩnh mịch. Chỉ có thần tôn biết rõ, các loại hắn làm hao mòn tự thân đại đạo tổn thương về sau, cái này mai hạt giống sẽ nảy mầm, cung cấp bất tử tinh tọa độ. Đến lúc đó, hắn có thế chân thân đánh tới. Bất tử tinh, nhà gỗ trước. Diệp Phong một đoàn người làm hao mòn đại đạo tổn thương về sau, khoanh chân tại nhà gỗ trước trên đồng cỏ, nhìn qua tòa này cao nguyên trên như hải dương bỉ ngạn hoa, nghe phất qua bên tai phong thanh, rất là nhẹ nhõm. Không có đạo thương cảm giác. Thật tốt. Sở Thiên Hà hít sâu một hơi, cảm khái nói: "Diệp huynh, ngươi thật quá lợi hại, liền đại đạo tổn thương đều có thể nhẹ nhõm làm hao mòn, hẳn là, đây là một loại thần kỳ bí pháp." Văn Tuyết rất là hiếu kỳ. Đại đạo tổn thương cũng là phân cấp, trong chúng ta đạo thương cũng không mạnh, dựa theo đẳng cấp phân chia, chỉ là cấp 5 đại đạo tổn thương, theo thấp đến cao, phân biệt là một cấp. Cấp 9. Diệp Phong giải thích nói: đây là hắn tại làm hao mòn đại đạo tổn thương thời điểm đạt được phản hồi. Trước đây, Âm Như Dung đạt được đạo thương là cấp 2, cũng không tính rất mạnh, kém xa bọn hắn trước đó cấp 5 đại đạo tổn thương. Đạo thương mỗi lần tăng lên một cấp, thương thế tăng thêm gấp 10. Diệp Phong suy đoán, thần Tôn lấy được đại đạo tổn thương tối thiểu là cấp 8, thậm chí là cấp 9, mạnh như chí thánh cảnh đều chưa hẳn có thể gánh vác được. Đối Diệp Phong tới nói, đây coi như là tin tức tốt. Cho dù thần Tôn bây giờ còn chưa chết, nhưng là gặp nặng như vậy đại đạo tổn thương hắn, nhất định rất khó sống sót. Nguyên lai đạo thương còn phân đẳng cấp A. Đám người bừng tỉnh. Bỗng nhiên, một trận gió lớn đột kích. Cả tòa cao nguyên trên ức vạn đoá bỉ ngạn hoa hướng phía cùng một cái phương hướng nghiêng, không ngừng rung động, giống như từng tầng từng tầng sóng biển. Mảng lớn thiên địa bản nguyên theo bụi hoa chảy ra, tuôn hướng Diệp Phong bọn người. Tu Vi phản hồi. Diệp Phong duỗi xuất thủ, hút vào cổ này bản nguyên, phát hiện Tu Vi đang nhanh chóng tăng lên, hai mắt tỏa sáng. Ta tu vi tại tăng lên. Văn Tuyết, Văn Nguyệt cảm giác được tự thân biến hóa, rất kích động. Ầm ầm. Bỗng nhiên, Thiên đạo linh hầu khí thế đột nhiên tăng lên, trong nháy mắt theo trước đó thiên đế cấp độ tấn thăng đến nhất chuyển chuẩn thánh cấp độ, đón lấy, lại đột phá tiếp, mãi cho đến tứ chuyển chuẩn thánh mới ngừng lại được. Ông trời ơi. Thiên đạo linh hầu trợn tròn mắt. Nhiều năm không có tăng lên tu vi, bây giờ vậy mà liên tiếp tăng vọt bốn cái tiểu cảnh giới, liền chính hắn cũng mộng bức đây là bất tử tinh phản hồi. Diệp Phong bình tĩnh giải thích. Nhóm chúng ta xuất lĩnh viễn của anh linh quân đoàn quét ngang tam thiên giới, trấn áp ác thần đại quân, càng là giết vào ác thần giới, phá hủy ác thần chủ điện, bất tử tinh bởi vậy hấp thu đến to lớn thế giới bản nguyên cùng số mệnh, thu được một lần to lớn tăng lên. Bây giờ những này bản nguyên, xem như nó phản hồi. Hảo hảo hấp thu, có thể nhường tu vi phóng đại. Nói đến đây, Diệp Phong khoanh chân tại đất, bắt đầu tu hành. Hắn tu vi tăng lên tương đối khó xung kích nhập thánh cảnh thời điểm hắn sử dụng năm loại nguyên lực phân biệt là thần niệm lực thái dương chi lực sắc lục chi lực viễn cổ anh linh chi lực tín ngưỡng chi lực muốn tăng lên tu vi liền phải hấp thu cái này năm loại lực lượng nhưng những lực lượng này rất khó khăn thu hoạch tăng thêm dịp phong căng cơ quá hùng hậu sau cùng giai mạnh mấy chục hơn trăm lần tốc độ tăng lên quá chậm bất quá lần này tình huống lại khác bất tử tinh phản hồi bản nguyên lực lượng rất thuần túy có thể tự động phân giải thành Diệp Phong cần thiết năm loại nguyên lực, không ngừng tăng lên hắn tu vi. Nhập thánh cảnh sơ kỳ, sơ kỳ đỉnh phong. Trung kỳ, trung kỳ đỉnh phong. Ngắn ngủi 3 ngày, Diệp Phong tu vi tăng vọt đến nhập thánh cảnh đỉnh phong, chỉ kém một bước, liền có thể phá vỡ mà vào hiển thánh. Thật là lớn tăng lên. Diệp Phong mở bừng mắt ra, trong con mắt có quan huy chém ra, khiến cho bất tử tinh phụ cận tinh không triệt để chôn vùi, hồi lâu sau, khả năng dần dần khép lại. Đối với lần này tăng lên, Diệp Phong rất hài lòng. Mặc dù hắn chỉ là theo nhập thánh cảnh sơ kỳ tăng lên tới nhập thánh cảnh đỉnh phong, chiến lực lại tăng lên 5 đến 10 lần. Bây giờ, cho dù không sử dụng thiên tôn, chiến lực của hắn cũng đứng yên tại thiên thánh cấp độ. Ha ha, ta muốn đột phá. Lúc này, Diệp Phong bên tai truyền đến một đạo thanh âm hưng phấn. Diệp Phong theo tiếng nhìn lại. Văn Nguyệt cùng Văn Tuyết chuyện này đối với hoa tỷ muội đằng không mà lên. Đạt được lần này bản nguyên phản hồi về sau, vốn là hiển thánh đỉnh phong nàng nhóm, bây giờ đã thành công đột phá bình cảnh, sắp tiến vào thiên thánh. Ầm ầm. Bỉ ngạn hoa cao nguyên trên không, xuất hiện hai đợt kiếp vân, có cuồn cuộn lôi đình không ngừng bốc lên, sắp triệt để thành hình. Nhóm chúng ta muốn độ kiếp rồi. Văn Tuyết cùng Văn Nguyệt phân biệt hướng tự mình kiếp vân bay đi. Nàng nhóm cũng đột phá, thật tốt. Sở Thiên Hà cũng kết thúc tu hành, lần này, hắn không thể phá cảnh. Thiên thánh cảnh đến chí thánh cảnh khoảng cách quá lớn. Đạt được lần này phản hồi về sau, hắn cũng chỉ là theo thiên thánh cảnh sơ kỳ tăng lên tới thiên thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong, thực lực tăng phúc mấy lần. Ta thực lực bây giờ hẳn là có thế chiếm giữ lực lượng thần bản 500 tên trước đó, có lẽ là 440 tên khoảng chừng. Sở thiên hà thấp giọng thì thào. Nghe vậy, Diệp Phong nhíu mày, nói, cái này cũng có thế đoán được. Sở thiên hà sững sờ, nói. Tại nhóm chúng ta Đông Châu, ngoại trừ bá chủ cấp thực lực hạo nhiên thánh tông bên ngoài, còn có không ít cường đại thánh địa liền lấy nhóm chúng ta thiên hà thần tông tới nói, bởi vì ta bình thường ngụy trang thành hiển thánh, cho nên, tại Đông Châu liền 100 tên đều vào không được. Mà Văn Tuyết cùng Văn Nguyệt chỗ Tuyết Nguyệt Thánh Tông, hắn tông chủ Tuyết Nguyệt Tiên Tử, chính là một tôn thiên thánh cảnh, xếp tại 440 tên. Bí mật, ta cùng nàng đánh qua một khung. Trận chiến kia, ta thua, nhưng là, ta cũng bởi vậy biết rõ 440 tên đại khái thực lực. Bây giờ ta, hẳn là tiếp cận trình độ kia. Mà trận chiến kia, ta kỳ thật cũng coi là thắng. Sở Thiên Hà nói ra một thì nhường Diệp Phong không nghĩ ra. Dường như đoán ra Diệp Phong mờ mịt, Sở Thiên Hà tiếp tục nói ra. Ta cùng Văn Tuyết, Văn Nguyệt yêu nhau, nàng nhóm tỷ muội muốn cùng ta cùng một chỗ cao chạy xa bay, Tuyết Nguyệt Thánh Tông Tông chủ Tuyết Nguyệt Tiên Tử tự nhiên không nguyện ý thả người, cho nên, ta cùng nàng đổ chiến. Ta nếu là thắng, liền có thể mang đi Văn Nguyệt cùng Văn Tuyết. Trận chiến kia, ta thua. Nhưng là, Tuyết Nguyệt Tiên tử cuối cùng lại đồng ý Văn Nguyệt cùng Văn Tuyết đi theo ta cùng đi, cho nên ta cũng coi là thắng. Nói đến đây, Sở Thiên Hà một mặt hạnh phúc. A, à, cái này đáng chết thức ăn cho chó. Diệp Phong trong lòng thở dài, cuối cùng là Minh Bạch Sở Thiên Hà vì cái gì nói hắn thua, nhưng lại thắng. Có thể đem xinh đẹp như vậy hoa tỉ muội mang đi, coi như giao đấu thua, cũng như thường là nhân sinh doanh gia a. À. Trên bầu trời, Văn Tuyết cùng Văn Nguyệt phân biệt tại độ kiếp thiên thánh đại kiếp phi thường khủng bố. Lôi kiếp nhiều mặt, có thải phượng, chân long, thiên địa dị tượng các loại vô số loại cường đại hình thái, bổ đến hai nữ liên tục bại lui. Ông ông! Thời khắc mấu chốt. Hai nữ chỗ cổ treo cổ lão nguyệt hình ngọc bội vỡ vụn, hóa thành màn sáng, đem nàng nhóm bao phủ, ngăn cản lôi kiếp. Là tuyết nguyệt tiên tử hạo nguyệt ngọc bội. Sở thiên hà nhận ra vật này, nàng vậy mà bỏ được đem cái này một đôi thiên thánh cấp độ kiếp thánh binh đưa cho nguyệt nhi cùng tuyết nhi tình thương của mẹ, vĩ đại. Diệp Phong lẩm bẩm. Từng Sở Thiên Hà sững sờ. Diệp huynh đây là ý gì? Ngươi chẳng lẽ muốn nói, Tuyết Nguyệt tiên tử là Nguyệt Nhi cùng Tuyết Nhi mẫu thân? Đây không có khả năng a. À. Tuyết Nguyệt tiên tử băng thanh ngọc khiết vài vạn năm, chưa bao giờ nghe qua nàng có đạo lữ. Loại này tình huống dưới, nàng làm sao có thể có nữ nhi? Sở Thiên Hà rất là không hiểu. Ngươi chính liền mẹ vợ cũng nhận không ra, khó làm a. À? Diệp Phong nhún vai. Hạo Nguyệt Ngọc bội xuất hiện về sau, Diệp Phong lập tức sử dụng nhìn rõ chi nhãn phân tích, biết rõ Tuyết Nguyệt tiên tử cùng Văn Tuyết, Văn Nguyệt là mẫu nữ quan hệ. Về phần tại sao liền Sở Thiên Hà cũng không biết rõ Tuyết Nguyệt tiên tử song tu đạo lữ là ai, Diệp Phong lười nhắc tìm tòi nghiên cứu. Đây là chuyện nhà của người khác. Hắn không có hứng thú. Trên bầu trời, có Hạo Nguyệt Ngọc bội biến thành hộ thuẫn, Văn Tuyết cùng Văn Nguyệt áp lực chợt hạ xuống, rốt cục không cần phải nhắc tới tâm treo mật thật muốn ăn a à. hồ phi phi nhìn chầm chầm trên trời ngay tại đánh rớt thải phượng hình thái lôi kiếp liếm liếm hồng phấn môi một mặt hương phấn ăn ăn cái gì sở thiên hà nheo mắt máy móc quay đầu nhìn về phía hồ phi phi cho là nàng muốn ăn văn tuyết cùng văn nguyệt khụ khụ diệp phong hắn giọng một cái nói phi phi ưa thích thôn phệ lôi kiếp cho nên ngươi hiểu a à, thì ra là thế sở thiên hà nhẹ nhàng thở ra đón lấy chính là nghẹn họng nhìn trân trối Thông vệ lôi kiếp. quan nhân A. À. Hắn bỗng nhiên ý thức được, đi theo Diệp Phong người bên cạnh, bỏ mặt là Hồ Phi Phi hay là Thiên Đạo Linh Hầu, có vẻ như đều là chân chính nhân vật hung ác. Trước đây, Diệp Phong quan hoàng quá mạnh, lấy về phần sở thiên hà vậy mà không để ý đến Hồ Phi Phi cùng Thiên Đạo Linh Hầu tồn tại. Phi Phi, người tăng phúc cũng quá thiếu đi A. À. Diệp Phong nhìn về phía Hồ Phi Phi. Số liệu bảng lặng yên mở ra. Hồ Phi Phi thăng cấp năng lượng, 31%. Đây là đạt được bất tử tinh phản hồi sau tình huống. Theo Diệp Phong, Hồ Phi Phi vốn có thể góp nhặt 99% khoảng chừng thăng cấp năng lượng, ai ngờ, nàng bây giờ lại chỉ có 31% năng lượng, ngoài dự liệu. Có chút năng lượng dung nhập Thức Hải. Hồ Phi Phi giải thích. Ồ. Diệp Phong lông mày nhướng lên, duỗi xuất thủ, ấn tại Hồ Phi Phi mi tâm, cẩn thận cảm ứng, thần sắc trở nên kinh nghi. Hồ Phi Phi mi tâm Thức Hải, lại làm lớn ra gấp 10 trong đó lại cũng có một cái tiểu vũ trụ tại thai ngén, mặc dù không bằng đại thế giới chi tâm, nhưng cũng có chút thần dị. Xem ra, đây là mới thuế biến. Diệp Phong chỉ có thể dạng này suy đoán. Trên bầu trời, thiên thánh đại kiếp kéo dài đằng đẳng ba ngày ba đêm, sau đó, rốt cục chậm rãi kết thúc. Soạt một tiếng. Độ kiếp kết thúc văn tuyết cùng văn nguyệt hai tay kết ấn, phía sau xuất hiện một mảnh thiên địa dị tượng thế giới, nội bộ là một tòa mênh mông đại lục, có vô số minh nguyệt dâng lên. Tàn nguyệt, trăng non mãn nguyệt, huyết nguyệt. Các loại hình thái mặt trăng cũng có. Khi là một tháng thế giới. Rất mạnh thiên địa dị tượng, thật không hổ là thiên thánh cảnh, đạt tới cấp độ này về sau, nàng nhóm chiến lực tăng vọt rất nhiều. Diệp Phong lời bình. Văn Tuyết cùng Văn Nguyệt thiên địa dị tượng tương đồng, lại bản thân liền là song bào thai tỷ muội, tâm ý tương thông, có thể đem hai tháng này thế giới dung hợp, chiến lực mấy lần tăng phúc. Chúc mừng. Diệp Phong hướng trên không hai nữ chúc mừng. Sưu. Văn Tuyết cùng Văn Nguyệt rơi vào cao nguyên bên trên, hướng Diệp Phong nói lời cảm tạ. Nếu không phải Diệp Huynh thực lực siêu quần, mang theo nhóm chúng ta quét ngang tam thiên giới cùng ác thần đại quân, nhóm chúng ta tỉ muội há có thể đột phá. Cái này ân tình, nhóm chúng ta suốt đời khó quên. Khách khí. Diệp Phong khoát tay áo. Một bên sở thiên hà hưng phấn không gì sánh được, xông đi lên, bất chấp nơi này còn có người khác, một trái một phải, nắm ở hai vị gia nhân doanh doanh eo thon, thần sắc tràn đầy cưng chiều. Thấy thế, Diệp Phong yên lặng hâm mộ. Trong lúc lơ đảng, Hồ Phi Phi đã nhích lại gần. Chưởng môn, có phải hay không rất hâm mộ đâu? Đúng vậy a, à, hâm mộ khóc. Nói xong, Diệp Phong mặt mày ủ rũ. Trong nháy mắt, chính là nửa ngày đi qua. Văn Nguyệt cùng Văn Tuyết tại củng cố tu vi, sở thiên hà ngồi ở một bên, tự thân vì nàng nhóm hộ pháp. Thiên đạo Linh Hầu mới vừa đột phá tứ chuyển chuẩn thánh, tu vi tăng phúc sau ngồi phi kiếm còn nhanh hơn, thời gian ngắn khó thích ứng, bây giờ chỉ có thể đứng tại cao nguyên bên trên, không ngừng củng cố tự thân. Hồ Phi Phi khiên hỗn nguyên côn, đi theo Diệp Phong bên người. Chưởng môn, thật nhàm chán a. À. Hồ Phi Phi bên trong miệng ngậm sợi cỏ, mang theo điểm vô lại. Diệp Phong chấp hai tay sau lưng, đi lại tại nở rộ lấy bỉ ngạn hoa bất tử tinh cao nguyên bên trên, trong lòng có dũng khí cảm giác kỳ quái. Tiến về hoàng hôn chiến trường trước, hắn còn không có cảm giác như vậy. Nhưng các loại văn nguyệt cùng văn tuyết đột phá kết thúc nửa ngày sau, Diệp Phong chợt có một loại kỳ quái cảm ứng, tựa như là gặp một loại nào đó cổ lão quen thuộc đồ vật. Chẳng lẽ là thiên thánh cấp lôi kiếp kích, kích hoạt lên cái gì? Diệp Phong nhìn quanh chu vi, thần sắc mờ mịt. Sau một khắc, hắn cảm giác mi tâm giải mật chi nhãn cùng cặp mắt của mình tại nóng lên, kia là gặp đồng loại cảm giác. Thiên Tôn bí pháp. Diệp Phong nghĩ đến điểm này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bất tử tinh bên trên, vậy mà có dấu Thiên Tôn bí pháp khó trách có cảm giác quen thuộc. Diệp Phong kích động đến lồng ngực kịch liệt chập trùng, vội vàng lần theo trong lòng cảm ứng, hướng một phương hướng nào đó bay đi. Chưởng môn, ngươi thế nào? Hồ Phi Phi chú ý tới Diệp Phong thần sắc, tò mò hỏi. Ta phát hiện một cái bảo tàng. Diệp Phong hô hấp dồn dập, trong mắt tràn đầy hưng phấn chi quan tại lấp lóe. Bảo tàng. Có thế ăn sao? Hồ Phi Phi hai mắt tỏa sáng. Ba. Diệp Phong một bàn tay đập vào Hồ Phi Phi trên bờ vai, Tức giận nói ra, liền biết rõ ăn. Khi là chính đại thiên tôn bí pháp một trong, niêm phong tất vào kho tại bất tử tinh bên trên, đi, cùng ta tới xem xem. Nhà. Hồ Phi Phi chu mỏ một cái. Sưu sưu. Hai người xé rách hư không, hướng mục đích tiến đến. Bất tử tinh đường kính không đến năm vạn dặm, cả viên tinh thần diện tích bề mặt cộng lại còn không bằng thần châu bất kỳ một cái nào ngũ tinh cấp đế quốc, xem như phi thường nhỏ một cái địa phương. Nhưng là, khỏa này tinh thần rất đặc thù trọng lực cực kỳ một phương diện. Trọng yếu nhất chính là, chung quanh đây không gian, vỏ quả đất cũng rất ổn định, tốc độ phi hành rất chậm, liền xem như không gian khiêu dược, cũng không cách nào chính xác định vị bất tử tinh mặt ngoài mục đích. Bất tử tinh cũng là chính đại thiên tôn sáng tạo. Phía trên tồn tại bí mật tuyệt đối không chỉ chục tỷ bất tử bất diệt viễn cổ anh linh đại quân, hẳn là còn có khác bảo tàng. Điểm này, ta đã sớm nghĩ đến. Nhưng là, tại Văn Nguyệt cùng Văn Tuyết độ kiếp trước đó, ta căn bản không cảm ứng được những bảo tàng khác khí tức. Cho tới bây giờ, ta vậy mà phát hiện thiên tôn bí pháp khí tức. Diệp Phong một bên phi hành, một bên cho Hồ Phi Phi giải thích. Hồ Phi Phi một mặt vẻ mặt kinh ngạc, trưởng môn, chính là cùng loại khiêu dược chi bộ cùng giải mật chi nhãn cái chủng loại kia thiên tôn cấp bí pháp. Ừm, đúng thế. Diệp Phong gật đầu. Loại bí pháp này siêu việt thế gian bất luận một vị nào chí thánh cảnh sáng tạo bí pháp là đã biết mạnh nhất thần thông, dùng Diệp Phong tới nói, cái này đã thuộc về đạo pháp cấp độ, uy lực vô tận. Giá trị của bọn nó, không thể đo lường. Đạt được, chính là kiếm được. Qua, ta cũng nghỉ học. Hồ Phi Phi liếm môi một cái, cẩn thận cảm ứng Chu Vi, hai đầu lông mày bỗng nhiên xuất hiện một vòng quái dị thần sắc, chỉ vào một phương hướng nào đó, trưởng môn, ngươi có phát hiện sao? Lúc này, Diệp Phong ngay tại chẳng có mục đích phi hành. Đối với môn này khả năng giấu ở bất tử tinh cái nào đó địa phương thiên tôn cấp bí pháp, hắn từ đầu đến cuối khó mà định vị, bỏ mặt hắn bay đến bất tử tinh cái nào địa phương, lại luôn tìm không thấy càng tinh xác vị trí. Cảm giác bắt đầu, tựa như là tiến vào mê cung. Nghe hồ phi phi, Diệp Phong lắc đầu, tìm không thấy. Liền trưởng môn ngươi cũng tìm không thấy. Thế nhưng là, ta giống như có phát hiện gì. Hồ Phi Phi nói thầm, chỉ chỉ trước mắt phương hướng. Diệp Phong lần theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, cái gặp phía trước mấy ngàn dặm bên ngoài, chính là mọc đầy bỉ ngạn hoa thần bí cao nguyên ở nơi nào sao? Diệp Phong Hoài nghi Hồ Phi Phi gãi đầu một cái, nhắm mắt lại cảm ứng, luôn cảm thấy kia một mảnh cao nguyên cùng nàng loại này huyết mạch liên kết cảm giác. Sư Hồ Phi Phi bỗng nhiên đằng không mà lên, đi tới vạn dặm không trung. Diệp Phong theo sát tại bên cạnh nàng. đến cái này địa phương về sau, bất tử tinh mặt ngoài đã tràn ngập các loại cương phong, liền thánh cảnh đều sẽ bị xé rách, cực kỳ khủng bố, không có sở thiên hà hình kiếm tính vật, khó mà đi vào. Nhìn xuống, thật xinh đẹp a. À. Hồ Phi Phi mở to mắt, chỉ vào tòa kia cao nguyên. Diệp Phong nhìn xuống, phát hiện cao nguyên trên biển bỉ ngạn hoa, lại là một cái hình trái tim bố cục. Soạt. Gió lớn đột kích. Toàn bộ biển bỉ ngạn hoa không ngừng rung động, từ xa nhìn lại, bọn chúng tạo thành hình trái tim đồ án giống như là một khỏa khiêu động trái tim. Phù phù. Phù phù. Diệp Phong cảm giác tim đập của mình nhịp phát sinh biến hóa, một cổ tin tức tràn vào trong đầu, làm hắn hiểu rõ ra, không khỏi con ngươi co rụt lại, kích động nói, tìm được. Nguyên lai, cần tại một trận sấm sét qua đi, khả năng tại ngắn ngủi thời gian bên trong nhìn thấy từ biển bỉ ngạn hoa tạo thành hình trái tim đồ án. Mà đây chính là thiên tôn bí pháp đồ phổ. Diệp phong khoanh chân tại không trung, toàn lực vận chuyển trí tuệ chi tâm, thuận tay rót một chén thất thải ngộ đạo trà, ngộ tính ngắn ngủi tăng lên gấp 10. Sinh mệnh chi tâm. Một lát sau, Diệp Phong có rõ ràng cảm ngộ. Môn này thiên tôn bí pháp tên là sinh mệnh chi tâm, cảm ngộ về sau, có thể làm cho mình trái tim trở nên không gì sánh được cường đại, thời khắc tuôn ra đại lượng sinh mệnh chi lực, gần như bất tử bất diệt. Đương nhiên, đây không phải điểm trọng yếu nhất. Tu luyện sinh mệnh chi tâm về sau, nếu là có thể đạt tới đại viên mãn giai đoạn, thọ nguyên có thể kéo dài gấp 10. Điểm này, đủ để khiến tất cả mọi người điên cuồng. Thật bất khả tư nghị. Diệp Phong không khỏi rung động bắt đầu. Một vị phá hư cảnh đỉnh phong thiên đế, thọ nguyên vạn năm, nếu là đem sinh mệnh chi tâm luyện đến viên mãn, thọ nguyên tướng vượt qua 10 vạn năm. Cho dù chỉ là có sở thành hiệu, cũng có thể tăng thọ vạn năm. Có thể nói, môn bí pháp này lực hấp dẫn rất lớn. Đối rất nhiều người mà nói, thực lực cường đại còn không bằng dài dằn dặt thọ nguyên, chỉ cần sống được lâu, đầy đủ cố gắng, có thể đền bù tự thân rất nhiều thiếu hụt, đi được cao hơn càng xa. Gió lớn đột kích. điểm bỉ ngạn hoa không ngừng rung động. Từng sợi nói khí tức hướng trên không bốc hơi, bị Diệp Phong hấp thu, sau đó, hắn theo bỉ ngạn hoa tạo thành đồ án bên trong thấy được rất nhiều cổ lão phù văn, vắt hết ốc thôi diễn, dần dần có thu hoạch. Sinh mệnh chi tâm, kinh văn, thượng quyển. Diệp Phong không ngừng thôi diễn, đạt được bản kinh văn này bộ phận thứ nhất, mừng rỡ như điên, cũng thu được càng nhiều liên quan tin tức. Sinh mệnh chi tâm, tổng cộng có 4 quyển. Thượng quyển, trung quyển, quyển hạ, mật quyển. Tìm hiểu thêm quyển, thọ nguyên tăng lên tới lúc ban đầu gấp 2. Trong tham ngộ quyển, thọ nguyên tăng lên tới lúc ban đầu 4 lần tham ngộ quyển hạ, thọ nguyên tăng lên tới lúc ban đầu 8 lần. Tham ngộ mật quyển, có thể đem thượng, trung, hạ ba quyển dung hợp làm một, đột phá cực hạn, thọ nguyên tăng lên tới lúc ban đầu gấp 10. Ngoài ra, còn có thể thu hoạch được sinh mệnh bản nguyên. Chỉ cần một luồng, liền có thể cứu mạng. Bây giờ, ta có bản đầy đủ thượng quyển. Diệp Phong mở hai mắt ra, trong con mắt phản phất có một phần kinh văn màu vàng chợt lóe lên, trên thân dần dần hiện ra tràn đầy sinh mệnh lực. Hồ Phi Phi đứng ở một bên, Thu hoạch gì cũng không có. Ngộ tính của nàng không kém, nhưng là cùng Diệp Phong so ra lại kém quá nhiều, không đạt được cảm ngộ thấp nhất điều kiện. Đổi thành những người khác, không có linh tôn như thế tuyệt đỉnh ngộ tính, rất khó theo biển bỉ ngạn hoa bên trong cảm ngộ ra sinh mệnh chi tâm kinh văn. Đương nhiên, nếu là đạt được có sẵn kinh văn, tu hành độ khó liền sẽ giảm mạnh, chỉ cần tư chất không tệ, đều có thể có chỗ lĩnh ngộ. Thật nhàn chán nha. Hồ Phi Phi khiên hỗn nguyên côn nhìn qua mặt đất luôn cảm thấy nơi đó có một loại quen thuộc khí tức sưu nàng lần theo cảm ứng hướng về mặt đất nửa chén trà nhỏ thời gian hồ phi phi đi vào cự ly nhà gỗ hơn trăm dặm trong biển hoa ở chỗ này thấy được một tòa cổ lão bia đá chỉ có lớn cỡ bàn tay không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được nhìn thấy bia đá hồ phi phi trong lòng cảm giác quen thuộc càng cường liệt mở cho ta nàng xuất ra hỗn nguyên côn hướng về phía bia đá phụ cận bùn đất dừng lại điên cuồng công kích, bỏ ra một hồi lâu công phu, mới đào ra một cái đường kính 3 mét, sâu 2 mét hố đất. Lúc này, một cái hình vuông hộp gỗ hiển hiện ra. Tìm được. Hồ Phi Phi cậy mở hộp gỗ, phát hiện nội bộ đặt vào một nắm bùn, chừng nắm đấm lớn nhỏ, cùng dương chi ngọc cùng loại, mặt ngoài hiện đầy các loại cổ lão phù văn, tản ra không thuộc về thời đại này khí tức. Là ngô hư ngọc nê. Hồ Phi Phi cầm lấy cái này đoàn dương chi ngọc bùn đất, mới phát hiện đây là cùng nàng thân thể vật liệu như đúc đồng dạng Ngô Hư Ngọc Nê, đạt được thần bí của thánh chúc phúc, danh xưng vĩnh viễn không ma diệt. Lại là tạo thành thân thể của ta nguyên vật liệu. Hồ Phi Phi rất là kinh ngạc. Nàng cầm lấy hộp gỗ, đem cái này hố đất điền bắt đầu, bưng lấy cái này đoàn Ngô Hư Ngọc Nê, một người ngồi trên mặt đất bên trên, nhìn qua bầu trời. Nàng đang tự hỏi một vấn đề. Là ai sáng tạo ra tự mình? Vì cái gì Ngô Hư Ngọc Nê sẽ xuất hiện tại bất tử tinh? Hồ Phi Phi cảm thấy, bất tử tinh càng ngày càng có ý tứ. Vạn dặm không trung. Diệp Phong còn tại cảm ngộ kinh văn. Trải qua trước đó tham ngộ, hắn đạt được sinh mệnh chi tâm thượng quyển, mà bây giờ, theo hắn không ngừng xem ngộ, trung quyển nội dung cũng sắp ra lò. Toàn bộ quá trình, hắn hết sức chăm chú. Bất luận cái gì một môn thiên tôn bí pháp đều là cực kỳ trọng yếu. Trong truyền thuyết, một khi gom góp chính loại thiên tôn bí pháp, toàn bộ luyện tới viên mãn, có khả năng cảm ngộ đến cuối cùng đại đạo, để cho người ta có thế xông phá cực hạn, siêu việt thiên đạo cảnh, trở thành trí cao đại đạo cảnh. Diệp Phong không cách nào phân biệt cái này truyền thuyết thật giả. Nhưng là, thiên tôn bí pháp cuối cùng phi thường cường đại, đã gặp được, vậy sẽ phải toàn bộ mang đi. Một canh giờ sau. Diệp Phong đem sinh mệnh chi tâm, trung quyển kinh văn tìm đủ, bắt đầu theo biển bỉ ngạn hoa tạo thành đồ án bên trong, phân tích ra sinh mệnh chi tâm, quyển hạ. Bỗng nhiên, gió ngừng thổi. Điển mỹ ngạn hoa không còn rung động. Cái này dẫn đến Diệp Phong không cách nào tiếp tục phân tích ra sinh mệnh chi tâm, quyển hạ, chỉ có thể đình chỉ uống trà, nhìn về phía bên người Hồ Phi Phi. Đây là cái gì? Nhìn thấy Hồ Phi Phi trong tay hộp gỗ, Diệp Phong ánh mắt xuyên thấu gỗ mặt, thấy được nội bộ Ngô Hư Ngọc Nê, sắc mặt đại biến. Lại là Ngô Hư Ngọc Nê. Diệp Phong mở ra hộp gỗ, đóng lấy, đối đầu Hồ Phi Phi ánh mắt, hỏi: "Ngươi từ nơi nào tìm tới?" Hồ Phi Phi chỉ vào mặt đất, Sư. Diệp Phong lôi kéo Hồ Phi Phi rơi trên mặt đất, thấy được khối kia bàn tay lớn nhỏ bia đá, cũng nhìn thấy phụ cận bùng đất có bị đào mở vết tích, vội vàng mở ra nhìn rõ chi nhãn phân tích. Mười cái hô hấp sau. Là một tòa trận pháp. Diệp Phong có phát hiện mới, chỉ vào mặt đất. Dưới mặt đất bố trí một tòa trận pháp, có thể hấp thu bỉ ngạn hoa tản ra không chết khí tức, rót vào ngô hư ngọc nê, dần già, ngô hư ngọc nê liền có được vĩnh viễn không ma diệt đặc tính. Mà cái này, chính là ngươi bất tử bất diệt nguyên nhân nhưng là ta cũng không biết là ai sáng tạo ra ngươi diệp phong rơi vào trầm tư hồ phi phi là hệ thống ban thưởng đại khái dẫn đầu là hệ thống sáng tạo đương nhiên cũng có thể là người khác sáng tạo ra hồ phi phi sau đó hệ thống vận dụng thủ đoạn nào đó đem hồ phi phi đưa cho hắn hệ thống hệ thống diệp phong tâm thần khẽ động hỏi thăm hệ thống nhưng là hệ thống giống như là một đầu lợn chết căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, xem ra là không muốn trả lời. Cứ việc hệ thống chưa trả lời, Diệp Phong cũng đã có phỏng đoán. Hệ thống cùng sáng tạo hồ phi phi người, tuyệt đối có quan hệ. Về phần là quan hệ như thế nào, chỉ có thể về sau coi lại. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Diệp Phong nghĩ đến rất nhiều khả năng tồn tại liên quan, khóe miệng nhịn không được có chút dương lên, đem hộp gỗ còn cho hồ phi phi. Phi phi, ngô hư ngọc nê ngươi giữ đi. Chưởng môn, ngươi không muốn ta muốn tới làm cái gì? Diệp Phong hỏi lại. Thế nhưng là, người ta muốn cũng vô dụng thôi. Hồ Phi Phi thu hồi ngô hương ngọc nê, hai tay mở ra. Những này ngô hương ngọc nê là lúc ban đầu phiên bản, nhưng bây giờ ta trải qua nhiều lần thuế biến, cấp độ bên trên, đã so những này cao hơn nhiều lắm, viễn nhược vân bùng có khác. Diệp Phong nghĩ lại, cảm thấy cũng thế. Những này ngô hương ngọc nê mặc dù cũng có vĩnh viễn không ma diệt đặc tính, nhưng là, cùng đã lột xác thành hiển thánh Hồ Phi Phi so sánh, những này ngô hương ngọc nê phẩm chất quá thấp. Song phương chênh lệch, thực tế quá lớn. Đối với hiện tại Hồ Phi Phi tới nói, những này ngô hương ngọc nê đẳng cấp quá thấp, căn bản dùng không lên. Diệp Huynh Nguyên lai like các ngươi ở chỗ này ngắm hoa nha. Sở Thiên Hà đi vào phụ cận, tìm tới Diệp Phong cùng Hồ Phi Phi, chắp tay, mấy ngày nữa, Tuyết Nhi, Nguyệt Nhi liền có thể củng cố tốt tu vi, đến kia thời điểm, nhóm chúng ta liền có thể rời đi. Không nóng nảy. Diệp Phong khoát tay áo tại sao lại không vội? Sở thiên hà kinh ngạc. Ta muốn ở chỗ này tham ngộ bí pháp, qua một đoạn thời gian lại đi. Diệp phong đại khái giải thích hạ. Hắn không có lộ ra thiên tôn bí pháp. Việc này can hệ trọng đại. Mặc dù cùng sở thiên hà thành bằng hữu, nhưng quen biết thời gian quá ngắn, còn không đạt được thôi tâm trí phúc trình độ. Đồng dạng thần thông phép thuật có thể nghiên cứu thảo luận. Nhưng, dính đến thiên tôn bí pháp, Diệp Phong cảm thấy mình cần lưu lại thủ đoạn, miễn cho tin tức tiết lộ, đối bọn hắn cũng không tốt. Sở Thiên Hà cũng không có truy đến cùng. Ta trở về cho Tuyết Nhi cùng Nguyệt Nhi hộ pháp, đúng, thiên đạo linh hầu tu vi cũng cố rất nhanh, qua mấy ngày cũng có thể xuất quan. Nói đi, sở Thiên Hà trở lại nhà gỗ phụ cận. Nhìn xem sở Thiên Hà rời đi bóng lưng, Diệp Phong thở dài. Thiên tôn bí pháp quá cấp cao. Một khi truyền đi, liền kiếm thần, lôi đế những này cường giả tối đỉnh cũng sẽ động dung, sở Thiên Hà thực lực còn chưa đủ, coi như Diệp Phong đem thiên tôn bí pháp truyền cho hắn, hắn cũng không giữ được. Soạt. Lại có gió lớn đột kích. Toàn bộ biển bỉ ngạn hoa lần nữa rung động. Đến rồi. Diệp Phong đằng không mà lên, đi vào vạn dặm không trung, đứng tại lúc ban đầu cái kia vị trí, rất mau tiến vào trạng thái, theo biển bỉ ngạn hoa đồ án bên trong phân tích sinh mệnh chi tâm, quyển hạ. Cơn gió này kéo dài nửa canh giờ. Là gió lớn dừng lại, vạn vật yên tĩnh. Diệp Phong khoanh chân tại vạn dặm không trung, trong đầu đã được đến sinh mệnh chi tâm, quyển hạ, trung quyển, thượng quyển kinh văn. Nhưng là, mật quyển kinh văn, từ đầu đến cuối tiền không thấy. Dù là Diệp Phong đem ngộ tính tăng lên tới lớn nhất, lại mở ra nhìn rõ chi nhãn, vẫn là không cách nào chưa từng đoạn rung động biển bỉ ngạn hoa bên trong tìm tới bất luận cái gì cùng sinh mệnh chi tâm, mật quyển có liên quan kinh văn. Kỳ quái! Đừng nói bản đầy đủ kinh văn, liền một đạo phù văn cũng không tìm tới, đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề. Diệp Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải hướng về mặt đất. Một tòa đỉnh cao chi đỉnh. Diệp Phong khoanh chân tại đất, trong đầu hiện ra sinh mệnh chi tâm, thượng quyển, trung quyển, quyển hạ kinh văn, bày biện ra màu vàng. Cái này ba quyển kinh văn số lượng từ không nhiều, cộng lại chỉ có 1,008 cái chữ, tu luyện độ khó không lớn. Sinh mệnh bắt đầu, bắt nguồn từ thừa số. Diệp Phong bắt đầu chính thức tu hành, bên ngoài thân dần dần hiện ra tràn đầy sinh mệnh lực, thẩm thấu đến thân thể mỗi một bộ phận, cũng dần dần xâm nhập, liền mỗi cái tế bào cũng thu nạp sinh mệnh lực nhưng cái này còn không phải tối cao tầng thứ diệp phong phát hiện thân thể mỗi một hạt tròn tử cũng đang hấp thu được. sinh mệnh chi tâm sinh ra sinh mệnh lực lẫn nhau liên hệ càng thêm chặt chẽ triệt để đã vượt ra phàm tục diệu a cảm nhận được tràn đầy sinh mệnh lực rửa sạch toàn thân diệp phong cảm thấy toàn thân thoải mái tăng nhanh tốc độ tu luyện nửa ngày sau diệp phong đã luyện thành sinh mệnh chi tâm thượng quyển trung quyển quyển hạ tốc độ nhanh chóng liền hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Môn bí pháp này tu luyện độ khó rất nhỏ, khó khăn là như thế nào theo biển bỉ ngạn hoa đem kinh văn nội dung phân tích ra được. Diệp Phong nói nhỏ. Dưới sự chỉ điểm của ta, bất kỳ một cái nào có được tuyệt phẩm căn cốt thần nguyên cảnh thiên kiêu, đều có thể nhanh chóng nhập môn. Đúng rồi, thử một lần hiệu quả. Diệp Phong chập chỉ thành kiếm, mở ra lòng bàn tay của mình, tạm thời kết thúc thời gian tránh quay về, bảo đảm thương thế không có biến mất. Sau một khắc, đang đầy sinh mệnh lực xuất hiện vết thương trong nháy mắt khỏi hẳn Diệp Phong hoạt động thủ trưởng không có bất kỳ khó chịu nào coi như không có thời gian tránh quay về năng lực cũng không có bị thời gian nguyền rủa bây giờ ta cũng rất khó bị người giết chết Diệp Phong âm thầm phân tích mặc dù tự thân đạt được một trận thuế biến nhưng là hắn cũng không phải là rất hài lòng bởi vì hắn còn không có tìm tới sinh mệnh chi tâm mật quyển bộ phận phù 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 Diệp Phong đột nhiên nghe được tiếng tim mình đập tăng lên, vội vàng quan sát bên trong thân thể, phát hiện trái tim nội bộ viết đầy, sinh mệnh chi tâm, thượng trung hạ ba quyển kinh văn. Theo trái tim nhảy lên, trong đó một ít chữ nghĩa đang lóe sáng, có quy luật nhất định. Diệp Phong lòng có linh tê, lập tức cảm ngộ. Tìm được. Nguyên lai, like, luyện thành thượng trung hạ ba quyển về sau, liền có thể theo cái này ba quyển 1,008 cái chữ bên trong tìm tới mấu chốt 36 cái chữ, mà cái này, chính là mật quyển ẩn tàng thật tốt sâu a. À. Diệp Phong bừng tỉnh đại ngộ. Tìm tới mật quyển về sau, Diệp Phong rất vui vẻ. Bất tử tinh chuyến đi, hắn không chỉ có đã luyện thành tam chuyển viên mãn kiếm đạo lĩnh vực, càng làm cho tu vi tăng lên đến nhập thánh cảnh đỉnh phong, bây giờ còn được đến bản đầy đủ thiên tôn bí pháp sinh mệnh chi tâm. Lần này thu hoạch, có thể xưng hào hoa. Sinh mệnh chi nguyên, đến tại tự thân. Tam nguyên hợp nhất, bất tử bất diệt. Diệp Phong căn cứ trên trái tim giao thế lấp lóe chữ nghĩa, rất nhanh thôi diễn ra sinh mệnh chi tâm mật quyển đón lấy hắn bắt đầu tu hành toàn bộ quá trình không có chút nào cách trở là thường thuận lợi ba ngày sau diệp phong chậm rãi mở mắt ra hắn phản phất một cái bình thường thanh niên trong mắt không hề bận tâm thần sắc bình tĩnh trên thân cũng không có cường đại khí tức phóng thích đây là nội liễm luyện thành mật quyển về sau diệp phong sinh mệnh chi tâm đã đại viên mãn thọ nguyên kéo dài đến lúc ban đầu gấp 10, sinh mệnh lực không gì sánh được tràn đầy có thể xưng bất tử bất diệt lúc này diệp phong cảm giác tự mình mười điểm thân cận tự nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút chu vi sinh mệnh chi lực hướng hắn vọt tới bị hắn lợi dụng không chỉ có thể cứu chữa tự mình còn có thể cứu chữa người khác nguyên lai like, đây mới thật sự là sinh mệnh chi tâm diệp phong bừng tỉnh đại ngộ sinh mệnh chi tâm chỉ không chỉ là trái tim của hắn càng là bản thân hắn đối với những người khác mà nói diệp phong chính là một khỏa sinh mệnh chi tâm có hắn tại, nặng hơn nửa thương thế đều có thể chữa trị. Bây giờ bất tử tinh tạm thời không có đánh giá tiếp tục tìm tòi địa phương, là thời điểm tiến về Huyền Châu, đánh nát Minh Vương qua. Diệp Phong lẩm bẩm. Nhà gỗ trước. Thiên đạo Linh Hầu khiên một khối nặng nề cự thạch, ngay tại trên mặt đất phi nước đại, tốc độ rất nhanh, hiển nhiên là thích ứng tứ chuyển chuẩn thánh cấp độ Tu Vi. Văn Tuyết cùng Văn Nguyệt cũng đã củng cố Tu Vi. Nàng nhóm rút vào sở thiên hà trong ngực. Một nam hai nữ, mặt hướng trời chiều. Ấm áp lại để người ước ao ghen tị. Sở Lan, thực lực ngươi bây giờ, hẳn là so nhóm chúng ta tông chủ còn mạnh hơn A. À? Văn Tuyết thấp giọng hỏi, trong mắt tràn đầy nhu tình. Sở Lan, ngươi thật lợi hại. Văn Nguyệt cũng là một mặt nhu tình, cứ như vậy nhìn xem sở thiên hà. Lúc này, một cái độc thân cậu yên lặng đi ngang qua. Diệp Phong đứng tại bên dưới nhà gỗ, nhìn xem ân ái sở thiên hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt ba người, kém chút hâm mộ khóc hai cái thiên thánh cảnh sông bào thai tỷ muội trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có sở thiên hà mới có thể có loại này diễn phúc a diệp phong thầm nghĩ sở thiên hà cũng không chú ý tới diệp phong mà là tò mò hỏi tuyết nhi nguyệt nhi mẹ của các ngươi thật là tuyết nguyệt thánh tông tuyết nguyệt tiên tử sao a văn nguyệt cùng văn tuyết hai tỷ muội ngây ngẩn cả người nhìn thấy nàng nhóm bộ dáng này sở thiên hà vội vàng nói ta nghe diệp huynh nói mẹ của các ngươi là tuyết nguyệt tiên tử làm sao có thể văn tuyết cùng văn nguyệt lắc đầu liên tục theo các nàng cái này quá hoang đường sở lan ngươi cũng biết rõ tuyết nguyệt tiên tử nhưng từ không có qua sông tu đạo lữ một thân nhào vào tuyết nguyệt thánh tông kiến thiết bên trên làm sao có thể là chúng ta mẫu thân đâu chính là a nhóm chúng ta tông chủ còn nói qua nhóm chúng ta tỉ muội là nàng từ bên ngoài nhặt về không phải nàng con ruột cốt nhục văn tuyết cùng văn nguyệt tuần tự nói mặc dù nàng nhóm không phải tuyết nguyệt tiên tử nữ nhi nhưng là Tuyết Nguyệt tiên tử đối nàng nhóm phi thường tốt, không phải mẫu thân, hơn hẳn mẫu thân. Liền liền danh tự đều là Tuyết Nguyệt hai chữ mở ra. Nhưng từ điểm đó, cũng đủ để nhìn ra Tuyết Nguyệt tiên tử đối nàng nhóm tỉ muội cửa ải ái, ái hòa cực cao kỳ vọng. Thế nhưng là, Tuyết Nguyệt tiên tử lại nói qua, nàng nhóm không phải mẹ con quan hệ. Thật là như vậy sao? Sở Thiên Hà mờ mịt. Thế nhưng là, Diệp Phong rõ ràng nói Tuyết Nguyệt tiên tử là Văn Nguyệt cùng Văn Tuyết con ruột mẫu thân a. Chẳng lẽ, là Diệp Phong phán đoán sai rồi? Khụ khụ. Một đạo tiếng ho khang bỗng nhiên từ phía sau vang lên, khiến cho sở thiên hà, văn tuyết, văn nguyệt liền vội vàng xoay người nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Diệp Phong cùng Hồ Phi Phi cùng nhau mà tới. Về phần thiên đạo Linh Hầu, đang đứng tại Diệp Phong bả vai. Tuyết Nguyệt tiên tử thật là mẹ của chúng ta. Văn Tuyết cùng Văn Nguyệt lập tức đứng dậy hỏi thăm. Diệp Phong vuốt cầm nói. Không tệ. Điểm này thiên chân vạn sát, về phần tuyết nguyệt tiên tử vì sao không nói cho các ngươi chân tướng, ta cũng không biết rõ, tóm lại, ta thôi diễn không có sai. Thấy hắn như thế quả quyết bộ dáng, văn nguyệt cùng văn tuyết cũng không có phản bác, bắt đầu có một tia hoài nghi. Hoàn toàn chính xác. Tuyết nguyệt tiên tử đối nàng nhóm quá tốt rồi. Theo tiếng vào tuyết nguyệt thánh tông bắt đầu, tuyết nguyệt tiên tử liền đem nàng nhóm tỉ muội xem như tương lai tông chủ đến bồi dưỡng, giúp túi tương thụ, không giữ lại chút nào, thậm chí đem thiên thánh cấp hạo nguyệt ngọc bội để lại cho nàng nhóm, nếu không phải có thân tình quan hệ, sao lại như thế? Nhưng, nếu như Tuyết Nguyệt tiên tử là nàng nhóm mẫu thân, khi nàng nhóm phụ thân là ai đâu? Hai tỷ muội rơi vào trầm tư. Chuyện này, rất không cần phải nghĩ quá nhiều, các loại thời cơ chính mùi, Tuyết Nguyệt tiên tử hẳn là sẽ nói cho các ngươi biết chân tướng. Diệp Phong nhìn về phía xa xa biển bỉ ngạn hoa, cần phải đi. Sở Thiên Hà gật đầu, xuất ra hình kiếm tính vật, nói, thực lực của chúng ta tăng lên trên diện rộng, là thời điểm đi huyền châu trung tâm, phá hủy vậy nhưng hận minh vương oa là chết đi đồng bạn báo thù văn tuyết cùng văn nguyệt sắc mặt trở nên nghiêm túc nếu không phải gặp diệp phong cái này thời điểm bọn hắn ba người đã mệnh tang minh vương thánh tông chi thủ bây giờ cơ hội thành thục báo thù thời điểm đến đến minh vương qua phụ cận về sau hết thảy nghe ta mệnh lệnh không được tự mình hành động nếu không sẽ hỏng toàn cục diệp phong trầm mặt một lát trải qua lần trước một trận chiến minh vương qua lực lượng thủ vệ có lẽ sẽ có tăng cường cho nên, điều tra rất trọng yếu. Ừm, minh bạch. Sở Thiên Hà ba người liên tục gật đầu. Bọn hắn cũng không biết rõ Diệp Phong rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng chỉ bằng vào Diệp Phong nhẹ nhõm thoát ly chí thánh cảnh sát trận, cùng phá hủy ác thần điện chủ điện năng lực, liền đủ để trở thành lần hành động này người dẫn đầu. Sau đó, một đoàn người thương nghị nửa canh giờ. Cuối cùng, Diệp Phong phương án triệt để xác định được, cũng đạt được đám người tán đồng. Ly khai bất tử tinh thời gian đến. Xuất phát. Sở Thiên Hà xuất ra hình kiếm tính vật, lấy một đạo màu vàng kim nhạc quang huy bao lấy đám người, lấy cực nhanh tốc độ lướt về phía không trung, trong nháy mắt liền đi qua tầng cương phong, tiến vào mênh mông tinh không. Lát nữa nhìn lại, Diệp Phong trông thấy bất tử tinh bị một tầng mê vụ bao khỏa, bởi vì bản thân cũng không lớn, tại mênh mông tinh không bên trong có vẻ là nhỏ bé như vậy. Tê lạp, hư không bỗng nhiên bị xé nứt. Một đạo hổ phù theo bất tử tinh mê vụ khu bay ra, rơi vào Diệp Phong lòng bàn tay, cũng dung đi vào, hóa thành một đạo nhìn không thấy ấn ký, chỉ có lúc cần phải, mới có thể hiện ra thân hình. Viễn cổ anh linh đại quân triệu hoán phù. Diệp Phong cảm giác được hổ phù tác dụng, rất là kinh ngạc. Hắn hiện tại, dù là ly khai bất tử tinh, vậy mà cũng có thể bất cứ lúc nào triệu hoán 100 triệu viễn cổ anh linh đại quân ra ngoài giết địch, ý vị này, bất tử tinh thừa nhận hắn viễn cổ anh linh thống soái thân phận. Dịu quá thay. Diệp Phong nắm chặt nắm đấm, nở nụ cười. Tại hắn nhìn chăm chú, bất tử tinh nhanh chóng phi hành, rất nhanh liền trốn vào tinh không chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Ta xem một chút hiện tại tọa độ. Sở thiên hà xuất ra một cái tinh không la bàn, rót vào một luồng thánh uy, đem kích hoạt, bắt đầu xác định hiện tại vị trí. Huyền Châu tại cái phương hướng này. Một lát sau, sở thiên hà chỉ vào đám người đang phía trước, hướng cái phương hướng này tiến lên 10 ngày khoảng chừng thời gian, liền có thể đến Huyền Châu biên giới, không tính rất xa. 10 ngày. Quá chậm. Diệp Phong lắc đầu, chỉ cần 3 canh giờ, ta là có thể đem các ngươi đưa đến huyền châu. Thật, sở thiên hà rất là kinh ngạc. Lấy thiên thánh cảnh cước lực, cũng phải 10 thiên tài có thế đến huyền châu, diệp phong vậy mà chỉ cần 3 canh giờ. Tốc độ này, cũng quá nhanh đi. Đương nhiên là thật, đi, xuất phát. Diệp phong thi triển khiêu dược chi bộ, lấy không gian khí tức bao lấy bên người mấy người, bắt đầu cất bước. Sư, một đoàn người chớp mắt vượt qua 10 cái tinh hệ, tốc độ nhanh chóng, làm cho sở thiên hà mấy người nghẹn họng nhìn trân trối tốc độ thật nhanh. Loại này xuyên toa không gian năng lực, so nhóm chúng ta thiên thánh cảnh xúc địa thành thốn còn mạnh gấp trăm lần không ngừng, thật đúng là thần kỳ. Hẳn là, đây là chí thánh cảnh sáng tạo đỉnh phong thần thông. Sở thiên hà, văn tuyết, văn nguyệt biểu thị khó có thể tin. Đây là khiêu dược chi bộ. Diệp Phong nói. Biết rõ cái tên này là thiên tôn cấp bí pháp người có thể nói là phượng mau lân giác, nhưng sở thiên hà bọn hắn biết rõ danh tự, cũng không quan trọng, dù sao, bọn hắn không có khả năng biết rõ đây là thiên tôn bí pháp. Khiêu dược chi bộ. Quả nhiên, sở thiên hà ba người trở về chỗ cái tên này, suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết rõ đây rốt cuộc là cái gì thần thông. Tiến lên quá trình bên trong, tất cả mọi người không nói gì. Một canh giờ sau. Đám người xuyên qua lấy ngàn mà tính tinh hệ, thuận đường thưởng thức trên đường vô số chói lọi tinh thần, nhưng bởi vì một hồi liền muốn giết vào huyền châu trung tâm, trên mặt của bọn hắn cơ bản đều là vẻ mặt nghiêm túc. Lại qua hai canh giờ. Diệp Phong ngừng bước chân. Phía trước có một tòa to lớn vô cùng đại lục. Huyền Châu. Diệp Phong không phải lần đầu tiên tới này cái thiên đạo cấp đại thiên thế giới, chưa tiến vào bên trong, liền có thể cảm nhận được một cổ hào hùng, mênh mông, tuyển cổ, bao dung ngàn vạn khí tức đập vào mặt. Ta cảm giác Huyền Châu cùng lần trước có chút không đồng dạng. Thiên đạo Linh Hầu bỗng nhiên mở miệng. Đám người ánh mắt trong nháy mắt hội tụ ở trên người hắn. Nói như thế nào? Diệp Phong hỏi. Ta là thiên đạo vật cộng sinh, đối thiên đạo cảm ứng rất linh mẫn cùng lần trước so sánh ta có thể cảm giác được huyền châu thiên đạo so trước kia phát triển một chút thiên đạo linh hầu giải thích nói diệp phong cũng bắt đầu cảm ứng hắn có đại thế giới chi tâm năng lực nhận biết mạnh phi thường một phen tìm kiếm về sau diệp phong xác định thiên đạo linh hầu nói không sai huyền châu thiên đạo xác thực so dĩ vãng phát triển không ít thiên đạo phát triển có ảnh hưởng gì hồ phi phi dẫn đầu ném ra vấn đề này những người khác cũng đều nhìn về phía Diệp Phong, chờ đợi hắn giải đáp. Diệp Phong giải thích nói: Thiên đạo phát triển, nói Minh Huyền Châu Thiên Địa Linh Khí sẽ trở nên hơn nồng đậm, càng thích hợp tu hành, nói tóm lại, Huyền Châu tu hành giới tổng thể trình độ muốn tăng lên. Mặc dù không biết rõ vì sao lại dạng này, nhưng đối với Huyền Châu tu hành giả tới nói, đây là chuyện tốt. Đối chúng ta tới nói, chưa chắc là chuyện tốt. Bởi vì, Huyền Châu Thiên Đạo mạnh lên về sau, toàn bộ Huyền Châu đều sẽ ngắn mũi tăng cường minh vương qua hấp thu lực lượng sẽ tăng cường, chế tạo ra minh tộc khôi lỗi đại quân sẽ càng nhiều. Nói đến đây, Diệp Phong nhịn không được nhíu mày. May mắn bọn hắn kịp thời chạy đến. Không phải vậy, tiếp qua cái 10 năm, trăm năm, Minh Vương Hoa liền có thể chế tạo càng nhiều cực kỳ cường đại minh tộc khôi lỗi chiến sĩ, tăng lên trên diện rộng Minh Vương Thánh Tông thực lực. Cái kia còn các loại cái gì đây? Tranh thủ thời gian tiến công đi. Sở Thiên Hà đã không thể chờ đợi. Chờ đợi thêm nữa, Minh Vương Thánh Tông sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Không thể lãng phí nửa thời gian. Ừm, đi theo ta. Diệp Phong phất ống tay áo một cái, không gian chi lực bao lấy đám người, đi qua huyền châu thế giới bình chướng, tại cách đất trăm vạn dặm không trung phi hành. Sau nửa canh giờ, huyền châu trung tâm. To lớn tế đàn vẫn như cũ đặt ở phiến đại địa rộng lớn này bên trên, phía trên bốn cái trụ trời vẫn tại thẳng tắp đứng lặng, chèo chống đỉnh chấp nặng nề minh vương qua. Cẩn thận nhìn chầm chầm chu vi, đừng để người trà trộn vào tới. Nghe thấy được không đó? Bên kia, nhanh lên, nhiều bố trí một chút báo động trước trận pháp, một khi có người tới gần phương viên trăm vạn dặm, lập tức xóa bỏ. Một tôn già nua thiên thánh cảnh cầm trong tay trận kỳ, chỉ huy chu vi minh vương thánh tông đệ tử cùng trưởng lão. Trên bầu trời, cái kia thiên thánh cảnh côn bằng thỏa thích mở rộng hai cánh, đứng lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng quan sát phía dưới. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy một cái vạn dặm cao cự viên sơn nhạc cự viên, ngươi tới làm cái gì? Cung bằng liếc xéo một con kia cao tới vạn dặm cự viên, phát ra bén nhọn thanh âm, tự hồ có chút kiên kỵ. Bọn hắn đều là thiên thánh cảnh binh tộc khôi lỗi chiến sĩ. Cung bằng tốc độ rất nhanh, hai cánh chấn động, chính là chính vạn dặm, tại không sử dụng không gian xuyên toa tình huống dưới, tốc độ của hắn xem như đứng đầu nhất một nhóm. Phương diện tốc độ, hắn đủ để xưng hùng. Nhưng thật muốn đánh bắt đầu, cung bằng lại không phải là đối thủ của sơn nhạc cự viên, bởi vậy, hắn có chút sợ hãi sơn nhạc cự viên sợ đối phương cướp đi thuộc về mình danh tiếng minh đế đại nhân bàn giao minh vương oa không thể sai sót ta nhất định phải tự mình tới đây canh chừng sơn nhạc cự viên phát ra thanh âm như sấm cái gì gọi là ngươi qua đây trông coi chẳng lẽ có ta ở đây nơi này trông coi còn chưa đủ à côn bằng trong lòng rất khó chịu chỉ bằng ngươi thật đúng là chưa đủ sơn nhạc cự viên không che giấu chút nào đối côn bằng khinh miệt cùng trào phúng ngươi côn bằng rất phẫn nộ. Bị sơn nhạc cử viên trước mặt mọi người trào phúng, sắc mặt của hắn sắp nhịn không được rồi, nếu không phải thật đánh không lại đối phương, côn bằng thật muốn lập tức trở mặt, cho đối phương một cái khắc sâu giáo huấn. Nơi xa không trung. Diệp Phong một đoàn người bảo trì ẩn thân, thấy được to lớn sơn nhạc cử viên, cũng nhìn thấy côn bằng, hơn thấy được phòng thủ xâm nghiêm minh vương qua, sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Chính là hắn. Khi là sơn nhạc cử viên, chúng ta bằng hữu chính là bị hắn giết chết, thực lực của hắn rất mạnh, Thiên thánh cảnh nội, cơ hồ vô địch thủ. Sở Thiên Hà chỉ vào Sơn Nhạc Cự Viên, trong mắt tràn đầy tức giận. Sơn Nhạc Cự Viên thật quá mạnh. Hắn nhục thân cực kỳ bá đạo, năng lực phòng ngự có thể xưng thiên thánh cảnh bên trong đỉnh phong, tăng thêm lực lượng kinh khủng, tại thiên thánh cảnh nội, cơ hồ không có địch thủ. Nhóm chúng ta ba người liên thủ, đều chưa hẳn có thể thắng. Sở Thiên Hà chỉ chỉ tự mình, còn có Văn Nguyệt cùng Văn Tuyết. Bọn hắn tu vi tăng nhiều, mà lại đều là thiên thánh cảnh nhưng cho dù liên thủ lại, cũng chưa hẳn là sơn nhạc cự viên đối thủ. Diệp Huynh, có lẽ chỉ có ngươi mới có thể cùng một trong chiến. Sở Thiên Hà nhìn về phía Diệp Phong, ký thác toàn bộ hy vọng. Trước lấy đại cục làm trọng. Diệp Phong nói. Nhóm chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch, trước bài trừ trận pháp cùng tận cùng dưới đáy tế đàn, cắt đức minh vương qua lực lượng nơi phát ra. Đóng lấy, đánh nát bốn cái trụ trời, gián tiếp dẫn đến minh vương qua vỡ vụn, về phần ân quán cá nhân, cuối cùng lại chấm dứt sở thiên hà ba người nhìn nhau cũng gật đầu như vậy tiếp xuống bắt đầu đi diệp phong nhìn quanh chu vi xác định không có chí thánh cảnh cường giả về sau hít sâu một hơi trong nháy mắt đem giải mật chi nhãn phát triển đến cực hạn ông một mảng lớn ẩn chứa nguyên thủy trận văn quan mang bắn ra nuốt hết phương viên số trăm vạn dặm không có vào minh vương qua, bốn cái trụ trời siêu cỡ lớn tế đàn tan rã trong đó trận phát xoạt xoạt mảng lớn trận văn trong nháy mắt hòa tan còn sót lại chủ yếu trận văn cũng rất ương ngạnh, nhưng cũng chèo chống không bao lâu, ngay tại dần dần tan rã. Chuyện gì xảy ra? Không tốt, tế đàn tại nứt ra. Có người đang oanh kích tế đàn sao? Toàn bộ người nghe kỹ cho ta, cần phải tìm tới phá hư tế đàn người. Vị kia cầm trong tay trận kỳ già nua thiên thánh cảnh gầm thét. Ở đây Minh Vương Thánh Tông Cường giả lập tức loạn cả một đoàn, hết nhìn đông tới nhìn tây, lại phát hiện không được là ai ra tay. Người nào? Cút ra đây! Công bằng cùng sơn nhạc cự viên bạo phát ra khí thế kinh khủng, quét ngang chu vi, ý đồ đem ẩn tàng tại người trong bóng tối bước đi ra. Ông! Không gian ba động quét sạch qua Diệp Phong một đoàn người nơi ở, bởi vì Diệp Phong ngay tại vận dụng giải mật chi nhãn, không cách nào hoàng mỹ ẩn tàng tự thân, một lát sau, bọn hắn không thể tránh khỏi hiện ra chân thân. Lại là các ngươi, thật là đáng chết. Cầm trong tay trận kỳ già nua thiên thánh cảnh nhìn chầm chầm Diệp Phong cùng sở thiên hà một đoàn người, tức giận đến khóe miệng cùng rung động. Lần trước đánh lén lúc, Diệp Phong một đoàn người tất cả đều xuất hiện qua, hắn ấn tượng phi thường khắc sâu. Muốn chết. Sơn Nhạc Cự Viên cùng côn bằng tất cả đều để mắt tới Diệp Phong một đoàn người, trong mắt tràn đầy dữ tợn. Muốn chết chính là bọn ngươi. Sở Thiên Hà đảo mắt một tuần, ánh mắt cuối cùng xuống trên người Sơn Nhạc Cự Viên, trong mắt tràn đầy lạnh lùng sát ý. Ta nhận ra các ngươi sao? Sơn Nhạc Cự Viên để mắt tới Sở Thiên Hà, cảm thấy hắn rất lạ lẫm, không biết rõ đối phương đến từ phương nào thế lực bởi vậy đặt câu hỏi người giết chúng ta bằng hữu vậy mà không có bất luận cái gì ấn tượng thật sự là đáng chết sở thiên hà bị tức đến toàn thân run rẩy hận không thể lập tức dùng thiền dực phi kiếm chém sơn nhạc cự viên a à, liền điểm ấy phá sự a à. sơn nhạc cự viên lơ đễnh mặt mũi tràn đầy đạm mạc hắn thống lĩnh minh tộc khôi lỗi đại quân ra ngoài không biết rõ chém giết bao nhiêu người chỗ nào nhớ kỹ nhiều như vậy hắn thấy những người này sâu kiến chết thì chết nguyên lai là trả thù mất đi bằng hữu cảm giác hẳn là rất thống khổ a à. côn bằng bay tới nhìn chăm chú sở thiên hà trong mắt tràn đầy chê cười ngươi đáng chết sở thiên hà gầm thét hắn trong tay thiền dực phi kiếm đã hiển hiện tản ra kinh khủng đến cực điểm sát ý trong nháy mắt quét ngang toàn trường là món kia chí thánh binh xem chừng một đạo tiếng trống truyền đến kia là cầm trong tay trận kỳ già nua thiên thánh cảnh đang nói chuyện hắn thấy tận mắt thiền dực phi kiếm kinh khủng một kiếm chém ra, trên một vị cầm trong tay trận kỳ thiên thánh cảnh liền bị mất mạng, liền thi hài đều không thể lưu lại, 10 điểm kinh khủng. Xoạt xoạt. Đúng lúc này, trên mặt đất tế đàn truyền ra đinh tai nhức óc vỡ vụn âm thanh, phản phất hồng lưu xung kích tại Minh Vương Thánh Tông chúng cường giả trong lòng. Không tốt, tế đàn còn tại vỡ vụn. Bọn hắn đến cùng thi triển thủ đoạn gì, vì sao ngay cả tế đàn trận văn đều có thể phá hư? Đừng nói nhảm, giết bọn hắn. Công bằng, sơn nhạc cự viên nhóm cường giả tất cả đều phát ra gầm thét, nhưng lúc này, nhưng không có bất cứ người nào có dũng khí xuất thủ. Cốt bởi, sở thiên hà cầm thiền dực phi kiếm. Khi thế nhưng là chí thánh minh. Ở đây liền chí thánh cũng không có, ai dám lên. Muốn chết sao? Trận pháp lồng giam, cấm. Chỉ có cầm trong tay trận kỳ già nua thiên thánh cảnh hét lớn một tiếng, hai tay không ngừng vung vẫy trận kỳ, dẫn động trong tế đàn tàn phá trận pháp, hóa thành một vùng tù lao, khống trụ diệt phong bọn người. Diệp Huynh, làm sao bây giờ? Sở Thiên Hà sắc mặt biến hóa, vội vàng nhìn về phía Diệp Phong. Chỉ là trận pháp, phá cho ta. Diệp Phong không chút nào hoảng, hướng cuốn tới không trung lồng giam nhìn sang, đại lượng giải mã chi quan bộc phát, đem hóa thành sương mù, bốc hơi mà lên. Không trung lồng giam, như vậy phá gì? Mọi người thấy một màn này, hết thảy mắt trợn tròn. Liền chí thánh cấp trận pháp lồng giam đều có thể trong nháy mắt vỡ vụn, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Minh Vương Thánh Tông tu hành giả nhóm rốt cục sợ hãi. Nơi đây sở dĩ không có chí thánh cảnh tọa trấn, là bởi vì tại Huyền Châu bên trong, Minh Vương Thánh Tông mạnh nhất, không người nào dám tới này dương oai, tăng thêm có được chí thánh cấp trận pháp, bình thường đám người tới cũng là đưa đồ ăn. Có thể hôm nay lại tới một cái nhân vật hung ác. Đối phương vậy mà có thể vỡ vụn trận pháp. Phá cho ta. Diệp Phong hét lớn một tiếng, tập hợp tất cả giải mã chi quan, theo giải mật chi nhãn bộc phát xung kích tại tòa kia siêu cỡ lớn tế đàn bên trên oanh nội bộ trận văn trong nháy mắt vỡ vụn dẫn nổ tế đàn vô số đá vụn phóng lên tận trời khiến cho bốn cái trụ trời cũng bắt đầu bất ổn nội bộ trận văn giống như là phát sinh phản ứng dây chuyền bắt đầu sụp đổ mặt ngoài cũng hiện đầy khe hở liền liền đỉnh chóp minh vương hoa cũng đang chấn động ông có lẽ là đang sợ minh vương hoa lại phóng lên tận trời từ bỏ ở đây minh vương thánh tông người hướng huyền châu đông bộ bay đi. Khi là Minh Vương Thánh Tông ngay tại chỗ. Minh Vương qua chính là Chí Thánh Binh, có được khí linh, biết mình không thể tiếp tục lưu lại, nếu không, rất có thể liền nó đều sẽ hao tổn tại đây. Diệp Huynh, Minh Vương qua chạy trốn. Sở Thiên Hà chỉ vào bầu trời hô to. Diệp Phong nhìn về phía đào tẩu Minh Vương qua, đem giải mã chi quan bộc phát ra đi, đưa nó bao phủ. Tê Lạp. Minh Vương qua gia bắt đầu vỡ vụn, nhưng nội bộ khí linh cũng là nhân vật hung ác, tự bạo gia khiến cho tốc độ bạo tăng trong nháy mắt xé rách hư không trốn xa biến mất không còn tâm tích đường đường một cái chí thánh binh chạy trốn mọi người thấy một màn này đều mắt trợn tròn minh vương qua vậy mà vứt bỏ nhóm chúng ta tự mình chạy trốn chư vị đạo hữu tiếp xuống nên làm cái gì trốn minh vương thánh tông người bộc phát nhiệt nghị sau một khắc cũng đều quay người đào tẩu chỉ có số ít mấy người không muốn đi bởi vì bọn hắn biết rõ đào tẩu chính là một chữ chết tại Minh Vương Thánh Tông bên trong, không đánh mà chạy, một khi về tới Tông Môn Đại Điện, chắc chắn bị Minh Đế tự tay chém giết, lại dùng Minh Vương qua luyện thành nghe lời Minh tộc khôi lỗi chiến sĩ. Liều chết một trận chiến. Công bằng cùng Sơn Nhạc cự viên nhìn nhau, đồng thời hướng Diệp Phong một đoàn người phát khởi tiến công. Đệ tứ trọng hình thái chiến đấu. Hồ Phi Phi dẫn đầu xuất thủ, đệ tứ trọng hình thái chiến đấu vừa ra, chiến lực 16 lần tăng phúc, thi triển lực phá vạn pháp, trường côn quét ngang hư không, đánh lui côn bằng cút ngay cho ta. Sơn nhạc cự viên lao đến, một quyền ném ra, liền đem Hồ Phi Phi liền người mang côn đập bay mấy vạn dặm. Côn bằng không quen lực lượng, sẽ bị Hồ Phi Phi áp chế. Nhưng, sơn nhạc cự viên lực lượng cực kỳ bá đạo, đủ để toàn bộ phương vị nghiền ép Hồ Phi Phi, là một tôn chân chính cường giả đỉnh cao. Tiểu súc sinh, chết đi cho ta. Vị kia cầm trong tay trận kỳ già nua thiên thánh cảnh gầm thét, mang theo minh vương thánh tông bốn vị thiên thánh cảnh đồng thời khởi xướng tiến công, Thẳng hướng Diệp Phong cùng Sở Thiên Hà mấy người. Diệp huynh, ngươi chuyên tâm phá trận, những người này giao cho nhóm chúng ta. Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt ba người cùng nhau mà ra, trên người thiên thánh cảnh khí thế đồng thời bộc phát, quét sạch mà ra. Ầm ầm. Cho dù Minh Vương Thánh Tông mấy vị thiên thánh cảnh cùng một chỗ xuất thủ, nhưng vẫn là ngăn không được thực lực tăng nhiều Sở Thiên Hà, cùng đem Nguyệt Chi Thế Giới dung hợp Văn Tuyết cùng Văn Nguyệt hai tỷ muội. Ta cũng hướng thiên đạo linh hầu quơ diệp phong cho hắn luyện chế một cái trường côn mới vừa liền xông ra ngoài ý đồ kiến công lập nghiệp lại lập tức bị phẫn nộ côn bằng dùng hai cánh quay thành vỡ nát hừ thành công đánh chết một con dung dế côn bằng mở rộng hai cánh cười gằn nói đánh chết ánh mắt ngươi sinh trưởng ở trên mông sao bản thần hầu còn sống được thật tốt đây này thiên đạo linh hầu thân thể gây dựng lại tu vi giảm xuống một chút xíu nhưng không có trở ngại một hít một thở ở giữa hắn liền có thể thôn phệ đại lượng thiên địa linh khí, đền bù trước đó hao tổn. Ngươi! Vậy mà không chết! Trong thấy thiên đạo linh hầu lông tóc vô thương, công bằng chấn kinh đến hai con ngươi đều nhanh trừng ra. Thế nào, rất ít gặp sao? Thật không có kiến thức. Thiên đạo linh hầu hai tay chống nạnh, cười ha ha, ta liền đứng tại cái này khiến ngươi đánh, ngươi có thể đánh chết ta, coi như ta thua. Ta còn không tin. Công bằng giận không kềm được, hai cánh chấn động, chỉ là một luồng khí thế lướt đi, liền đem thiên đạo linh hầu nghiền nát. Nhưng, sau một khắc, thiên đạo linh hầu đoàn tụ thân hình, đánh một cái ngáp, nói, ôi, ngươi đang cho bản thần hầu gãi ngứa ngứa sao. côn bằng, ngươi tên phế vật này, liền chỉ là tứ chuyển chuẩn thánh cũng không giải quyết được, đất cứt lớn lên sao. Sơn nhạc cử viên ngay tại đè ép hồ phi phi đánh, nhìn thấy côn bằng bị thiên đạo linh hầu treo đùa hình ảnh, không khỏi giận dữ mắng mỏ. Ngươi đi ngươi lên A. À? côn bằng cả giận nói. Phế vật, liền biết rõ kiếm cớ, sơn nhạc cự viên đấm ra một quyền lại lần nữa đem hồ phi phi đánh bay vạn dặm quay người lại hướng phía đang chuyên tâm phá trận diệp phong đánh tới diệp huynh coi chừng a sở thiên hà đang toàn lực đối phó minh vương thánh tông năm vị thiên thánh cảnh không tì vết phân thân chỉ có thể cách không nhắc nhở trên bầu trời diệp phong chậm rãi mở mắt mi tâm giải mật chi nhãn ấn ký chậm rãi biến mất giải mã chi quan cũng tại lúc này dập tắt là thời điểm vận dụng bốn đạo kiếm khí Diệp Phong nhìn về phía sở thiên hà, trầm giọng nói. Sở thiên hà sửng sốt một chút. Sau một khắc, hắn lập tức nắm chặt trong tay thiền dực phi kiếm, dơ lên cao cao, dọa đến mấy vị kia thiên thánh cảnh quả quyết rút lui mấy vạn dặm. Mau tránh ra. Liền liền côn bằng, sơn nhạc cự viên cả hai cũng đều con ngươi co rụt lại, bước ra lui lại, không dám tiếp tục đợi tại phụ cận, bọn hắn trước đó có dũng khí xuất thủ là bởi vì sở thiên hà một mực không có sử dụng thiền dực phi kiếm. Nhưng bây giờ, theo sở thiên hà dơ lên thiền dực phi kiếm, cung bằng bọn người không khỏi lông tơ dựng thẳng, quay người liền trốn. Chém. Đã thấy sở thiên hà vung vẫy thiền dực phi kiếm, bốn đạo ẩn chứa một kích mạnh nhất kiếm mang phân biệt chém về phía một cái trụ trời. Xoạt xoạt. Bởi vì trụ trời nội bộ trận văn đã bị dịp phong giải mật chi nhãn toàn bộ tan rã, lúc này, bọn chúng cường độ không đủ, căn bản ngăn không được chí thánh cảnh một kích chi lực, toàn bộ vỡ vụn. ầm ầm Đá vụn một phấn giống như tuyết lở, Hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng đánh xuống, lộ ra nội bộ bốn cái to lớn vô cùng xương đùi. Trong đó hai cây tương đối tráng kiện, mặt khác hai cây hơi có vẻ mảnh ngắn. Bốn cái. Xương đùi. Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt thấy cảnh này, tất cả đều nghẹn họng nhìn trân trối, cảm thấy khó có thể tin. Bốn cái trụ trời bên trong, lại là bốn cái xương đùi. Trời ạ. À. Đến cùng là bực nào tồn tại, khả năng dựng dục ra dài đến 10 vạn dặm lại tản ra hùng hậu không gì sánh được lực lượng bản nguyên khí tức xương đùi. Hẳn là, là thiên châu viễn cổ cự thần, bá hoàng. Sở thiên hà nghĩ đến vạn năm trước đó trận kia đại chiến. Cứ việc kia thời điểm hắn còn không có xuất sinh, nhưng lực lượng thần bản hạng ba bá hoàng bị người vây công truyền thuyết, hắn vẫn là có chỗ nghe thấy. Nhìn trung tâm thiên giới, chỉ có bá hoàng mới có dạng này xương đùi. Nguyên lai, Diệp Huynh mục đích là vì cái này bốn cái xương đùi. Sở thiên hà đột nhiên quay người, nhìn về phía Diệp Phong. Không tệ. Diệp Phong gật đầu, vung tay lên, đem viễn cổ thánh thần bốn cái xương đùi thu hồi, nhìn về phía Sở Thiên Hà, "Việc này, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, đến tiếp sau ta sẽ cùng với ngươi giải thích." Nói đi, Diệp Phong nhìn quanh chu vi, để mắt tới toàn trường thực lực mạnh nhất sơn nhạc cự viên, cười gằn nói. "Tiếp xuống, giết." Minh Vương Hoa chạy trốn. To lớn tế đàn băng liệt. Bốn cái trụ trời cũng đã sụp đổ, trọng yếu nhất chính là nội bộ bốn cái viễn cổ thánh thần xương đùi đã bị tìm tới, đại công cáo thành. Minh vương thánh tông chí thánh còn chưa tới tới. Cái này thời điểm, thích hợp đại sát bốn phương. Về phần nói rút lui. Hiện tại còn không phải thời điểm. Chỉ là nhập thánh đỉnh phong, cũng dám dùng loại này nhãn thần nhìn ta, muốn chết sao. Sơn nhạc cự viên đối đầu dịp phong ánh mắt, trong mắt tràn đầy dữ tận cùng mỉa mai. Nếu không phải kiên kỵ thiền dực phi kiếm, hắn đã sớm xuất thủ. Diệp huynh, thiền dực phi kiếm còn thừa lại cuối cùng hai lần chí thánh cấp một kích toàn lực cơ hội nên sử dụng hay không lần trước phương pháp đem ở đây thiên thánh cảnh toàn bộ chém giết sở thiên hà hướng diệp phong truyền âm hắn nói phương pháp chính là lần trước diệp phong đem chính vị thiên thánh cảnh ác thần vây ở một khối lại giết thủ đoạn không vội diệp phong lại là lắc đầu a à. vì sao sở thiên hà trong lòng tràn đầy không hiểu rõ ràng sử dụng lần trước phương pháp có đại khái dẫn đầu có thế thuấn sát ở đây mấy vị thiên thánh, vì sao không làm như vậy đâu. Chờ người. Diệp Phong trầm giọng nói. Minh Vương qua bay đi về sau, thế tất kinh động Minh Vương Thánh Tông bên trong một cái cá lớn, đối phương không lâu sau đó liền sẽ đích thân tới nơi đây, hiện tại cần phải làm là trước ổn định, các loại con cá mắc câu. Chờ người. Sở thiên hà mờ mịt, nhưng đã Diệp Phong nói như vậy, hắn lựa chọn nghe theo. Sau một khắc, thiền dực phi kiếm bị thu hồi. Cái này chí thánh binh quả nhiên không phải muốn dùng liền có thể dùng, chư vị, liên thủ, giết bọn hắn. Vị kia cầm trong tay trận kỳ già nua thiên thánh cảnh thấy cảnh này, cười to ba tiếng. Mới đầu, đám người rất sợ hãi thiền dực phi kiếm. Nhưng mắt thấy sở thiên hà một mực không cần thanh kiếm này, bọn hắn ý thức được cái này chí thánh binh đại khái dẫn đầu không thể tùy tiện sử dụng. Nếu không, bọn hắn sớm đã bị thanh kiếm này trảm diệt. Trọng lực nghiền ép. Sơn nhạc cự viên xuất thủ cái kia cao tới vạn dặm kinh khủng thân hình vừa ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm vạn dặm, khiến cho nội bộ trọng lực tăng vọt, tu vi yếu nhất thiên đạo linh hầu trong nháy mắt bị trọng lực đập vụn. Chỉ có hồ phi phi bọn người mới có thế đứng vững. Nhưng, động tác của bọn hắn cũng biến thành cực kỳ chậm chạp. Chết đi cho ta. Côn bằng thừa cơ nổi lên, hai cánh giống như hai cái to lớn thủ trưởng trong triều ở giữa sát nhập, ý đồ chụp chết Diệp Phong bọn người. Tam đại lĩnh vực toàn bộ triển khai. Diệp Phong đột nhiên hai tay giơ cao, lực lượng lĩnh vực, kiếm đạo lĩnh vực, thiên địa lĩnh vực tam đại lĩnh vực tại đại thế giới chi tâm gia trì dưới, trong nháy mắt xông phá sơn nhạc cự viên trọng lực lĩnh vực. Khiêu dược chi bộ. Diệp Phong vừa sải bước ra, thi triển thiên tôn, tiến hành gấp 5 lần chiến lực tăng phúc, lại vung vẫy nắm đấm, thi triển vạn giới quyền, đánh ra vạn đạo quyền ảnh, toàn bộ nện ở sơn nhạc cự viên lồng ngực cùng một cái địa phương. Huyết thứ. Diệp Phong lại bổ một kích, đem huyết thứ đâm vào vạn giới quyền anh kích vị trí, song trọng công sát dưới, thuận lợi xuyên thấu sơn nhạc cự viên thân thể, làm cho bay ngược số trăm dặm. Phốt. Sơn nhạc cự viên phun ra tiên huyết, cúi đầu xuống, nhìn xem trên lồng ngực dọa người vết thương, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Phòng ngự của hắn thế nhưng là thiên thánh cảnh số 1, bây giờ lại bị chỉ là một cái nhập thánh cảnh đỉnh phong cho phá. T. Cung bằng bọn người thấy cảnh này, tất cả đều hít vào khí lạnh, quay đầu nhìn về phía Diệp Phong lúc, mỗi người ánh mắt tràn đầy hải nhiên. Diệp huynh uy mãnh, Sở Thiên Hà bọn người tất cả đều vung tay hoang hô. Sơn Nhạc Cự Viên thế nhưng là minh tộc khôi lỗi trong đại quân thực lực tổng hợp mạnh nhất một vị, từng xuất lĩnh minh tộc đại quân quét ngang tất cả đại thế giới, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng bây giờ, hắn lại bị Diệp Phong phá phòng. Danh xưng vô địch Sơn Nhạc Cự Viên cũng không phải là vô địch. Hắn chỉ là không có gặp được Diệp Phong. Ngươi vậy mà không phải là đối thủ." Cung bằng liếc xéo Sơn Nhạc Cự Viên, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Người này rất mạnh, ta nhìn lầm. Sơn Nhạc Cự Viên gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Phong, đem coi là suốt đời chi địch. Trên bầu trời, Diệp Phong đang bị Hồ Phi Phi, Sở Thiên Hà bọn người vây quanh. "Diệp huynh, ngươi thật là mạnh." Văn Nguyệt giơ ngón tay cái lên. "Đúng vậy a, à, thật quá mạnh." Văn Tuyết cũng gật gật đầu, gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy đối Diệp Phong sùng bái. Đánh đơn độc đấu phá phòng Sơn Nhạc Cự Viên, thực lực thế này, đặt ở thiên thánh cảnh nội, tuyệt đối là cao cấp nhất cấp độ. Nghe Văn Tuyết cùng Văn Nguyệt, Diệp Phong khóe miệng giật một cái, thầm nghĩ, có thể hay không đừng dùng, ngươi thật là mạnh, làm hình dung từ. Cái này nếu như bị người nghe thấy, sợ là muốn hiểu lầm. Một lát sau, Diệp Phong nhìn chầm chầm sơn nhạc cử viên, hạ giọng hướng sở thiên hà mấy người nói ra, kỳ thật, ta cũng liền có thể làm được chút này. Đột phá nhập thánh cảnh đỉnh phong về sau, chiến lực của hắn tăng phúc mấy lần. Tái sử dụng, thiên tôn, tiến hành gấp 5 lần tăng phúc, cùng thi triển, huyết thứ, vạn giới quyền, loại này cường đại thần thông, chiến lực tự nhiên rất mạnh, đạt đến thiên thánh cảnh đỉnh phong cấp độ. Nhưng, cũng liền dạng này. Sơn nhạc cự viên sinh mệnh lực không gì sánh được tràn đầy, vừa mới tạo thành thương thế, đảo mắt công phu, liền khép lại. Bực này sức khôi phục, có thể xin kinh khủng. Liền liền diệt phong, hiện nay cũng không có đơn giết sơn nhạc cự viên hoàn toàn chắc chắn, thật muốn đánh bắt đầu, đại khái dẫn đầu là chia 5 năm. Bởi vì, đối phương thật quá mạnh. Thả trên lực lượng thần bia, Sơn nhạc cự viên tối thiểu là trước 200 cấp độ, chí thánh không ra, hắn không sai biệt lắm có thế đi ngang. Các ngươi là ai? Đúng lúc này, một đạo tràn ngập lấy tức giận thanh âm theo đông bộ ở giữa bầu trời truyền đến, đinh tai nhức óc. Người chưa đến, đáng sợ uy áp tới trước. Là Minh Vương Thánh Tông Đại trưởng Lão, Minh Vương. Sở thiên hà nghe được người đến thanh âm, nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết, văn tuyết cùng văn nguyệt cũng đều tiếp nhận không được ở kia cổ uy áp, phun máu phè phè, sắc mặt tái nhật đây cũng là chí thánh cảnh chi uy. Chỉ là một đạo ẩn chứa uy áp thanh âm, liền đủ để cho bọn hắn những này cường đại thiên thánh cảnh thổ huyết. Đến rồi. Diệp Phong lại là hai mắt tỏa sáng. Diệp Phong muốn câu một cái cá lớn. Đối phương tự nhiên không phải Minh Đế. Minh Đế thế nhưng là lực lượng thần bản hạng chính, kinh cũng đến cực điểm, cho dù có thiền dực phi kiếm, cũng không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Minh Vương Thánh Tông Đại trưởng Lão Minh Vương mới là đầu kia cá lớn. Đám người cấp tốc quay đầu nhìn lại. Cái gặp một đạo người khoác hắc bào thân ảnh chân đạp Minh Vương qua, chậm rãi hướng mảnh này khu vực bay tới. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ bầu trời cũng yên tĩnh lại. Các loại phân ly ở hư không bên trong phát tắc, cũng bị Minh Vương bản thân tử vong pháp tắc bài xích ra, không dám tới gần. Diệp huynh, đây chính là ngươi muốn chờ người. Sở Thiên Hà kinh ngạc, nhịp tim tăng lên. Diệp Phong gật đầu, "Ừm, đây là ta muốn câu cá." Sở Thiên Hà khóe miệng giật một cái, câu cá liền xem như cá, đây cũng là có thể thôn thiên vệ địa kinh cũng cá mập lớn, mà nhóm chúng ta liền con tôm nhỏ cũng không tính là a. À. Diệp Phong cười cười, không có tiếp tục nói chuyện. đạt được viễn cổ thánh thần bốn chân xương thời điểm, Diệp Phong phát hiện nội bộ có minh vương lưu lại ấn ký, nếu như không đem ấn ký xóa đi, đưa cho viễn cổ thánh thần về sau sẽ lưu lại tai họa ngầm, thậm chí có khả năng bại lộ thần châu đại lục tọa độ. Xóa đi ấn ký phương pháp có rất nhiều, vẹn vẹn Diệp Phong biết đến. Liền vượt qua 100 loại này Nhưng là, muốn xóa đi ấn ký Đều phải lấy Minh Vương một dọc máu làm dẫn tử Nếu không, Minh Vương ấn ký liền Sẽ lấy tử vong pháp tắt hình thức tồn tại Ở viễn cổ thánh thần xương đùi bên trong Vung chi không tiêu tan Diệp huynh, làm sao bây giờ a? À? Sở thiên hà mặt mày ủ rũ Các loại Minh Vương Đây không phải tìm đường chết là cái gì Lại nghe Diệp Phong trầm giọng nói Thiền dực phi kiếm có phải hay không còn lại Hai lần toàn lực xuất thủ cơ hội sở thiên hà gật gật đầu là như vậy nhưng là chỉ dựa vào thiền dực phi kiếm lực lượng căn bản giết không được minh vương có thể thương là được rồi diệp phong cười nói chờ một chút ta sẽ ra tay ngươi thừa cơ hiệp trợ ta chỉ cần đem minh vương kích thương cái này ân tình ta diệp phong sẽ ghi lại gặp diệp phong có lòng tin như vậy sở thiên hà cắn răng một cái nói đi vậy ta liền liều mình bồi quân tử dù sao ta cái mạng này đều là ngươi cứu làm thế nào đều có thể trên bầu trời Minh Vương đứng chắp tay. Quan sát Diệp Phong, Hồ Phi Phi bọn người, Minh Vương trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt, nói, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng có thể thương sơn nhạc cự viên, liền có thể làm tổn thương ta. Minh Vương đại nhân, trên người người này có một thanh phi kiếm, có thể phát huy ra chí thánh chi lực, rất nguy hiểm. Cầm trong tay trận kỳ già nua thiên thánh cảnh chỉ hướng sở thiên hà, nhắc nhở một câu. a à, thật sao? Minh Vương không thèm để ý chút nào nếu như là chí thánh cảnh tự mình trình diện, hắn còn có thể kiên kỵ, nhưng chỉ là một thanh có thể phát huy ra chí thánh chi lực phi kiếm, với hắn mà nói, căn bản không có uy hiếp. Các ngươi cố ý không đi, là đang chờ ta. Minh Vương nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt có tử vong khí tức phát ra. Không tệ. Diệp Phong gật đầu. Muốn giết ta? Minh Vương hỏi. Nghĩ, nhưng ta biết rõ tạm thời giết không được. Diệp Phong bình tĩnh đáp lại, căn bản không có coi đối phương là thành chí thánh đối đãi. Ngươi thật điên. Minh Vương nói. Cũng vậy. Diệp Phong hướng bên người sở thiên hà đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cái sau hiểu ý, biết rõ muốn tiến công. Đùa nghịch động tác nhỏ. Thật coi bản vương không nhìn ra được sao. Minh Vương mang theo tức giận thanh âm vang lên. Sau một khắc, hắn để mắt tới sở thiên hà. Tử vong pháp tắt chớp mắt giáng lâm, khiến cho sở thiên hà sinh mệnh lực trong chốc lát trôi mất hơn phân nửa, bên ngoài thân khô nước, mắt nhìn xem liền muốn hôi phi yên diệt, trong mắt lập tức tràn ngập ý sợ hãi. Sở Lan. Văn Tuyết cùng Văn Nguyệt nghẹn ngào gào lên. Yên tâm, hắn không chết được. Diệp Phong sớm đã thôi động thiên tôn cấp bí pháp sinh mệnh chi tâm, tràn đầy sinh mệnh lực theo sở thiên hà trái tim bộ vị tuôn ra, khắp toàn thân. Mạnh như tử vong pháp tắc, cũng bị bài xích ra. Sở thiên hà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục đỉnh phong, phong thần như ngọc, không có bất luận cái gì di chứng. Từng. Minh Vương hơi giật mình, trừng to mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm sở thiên hà, phát động tử vong phát tắc, ý đồ đem hắn trừng chết. Nhưng, bị sinh mệnh chi tâm bảo hộ sở thiên hà không sợ nhất chính là tử vong phát tắc. Bỏ mặt Minh Vương như thế nào trừng mắt, sở thiên hà chính là không chết. Cái này, Minh Vương lại lần nữa kinh ngạc, trong lòng kinh ngạc, ngược lại để mắt tới Văn Nguyệt, khiến cho nàng gặp hủy diệt đã kích, thân thể bắt đầu băng tán. Sinh mệnh chi lực, liên tục không ngừng. Diệp Phong mặc niệm khẩu quyết, phát động sinh mệnh chi tâm, tràn đầy sinh mệnh lực tràn ngập văn nguyệt thân thể, thay nàng bảo mệnh. Kỳ quái. Minh Vương con mắt trừng lớn không ít, phân biệt để mắt tới Diệp Phong, Văn Tuyết, Hồ Phi Phi, Thiên Đạo Linh Hầu, nhưng mà, mọi việc đều thuận lợi tử vong pháp tắc, hôm nay lại mất hiệu lực. Tại sao có thể như vậy? Minh Vương trăm mối vẫn không có cách giải. Vì trở thành Chí Thánh, hắn khổ tu tử vong pháp tắc, cuối cùng đem pháp tắc dung nhập hai mắt, trở thành một đôi đáng sợ tử vong thần đồng, Chí Thánh cảnh phía dưới, rừng ai ai chết có thể hôm nay tử vong thần đồng vậy mà mất hiệu lực loại cảm giác này so ăn phân còn khó chịu hơn đừng uổng phí sức lực ngươi tử vong thần đồng sử dụng quá nhiều lần đã rã rời dần dần mất đi hiệu lực qua không được bao lâu cặp mắt của ngươi liền sẽ nát rửa diệp phong chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượng hắn dùng nhìn rõ chi nhãn đọc đến minh vương tin tức biết được người này có được tử vong thần đồng trong ngày thường chừng ai ai chết nhưng hôm nay Minh Vương gặp có được thiên tôn cấp bí pháp, sinh mệnh chi tâm, diệp phong, nhất định bị khắc chế đến sức sao. Không có khả năng. Minh Vương nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía số trăm vạn dặm bên ngoài một đầu ngưu ma, muốn thử một chút tử vong thần đồng phải chăng mất đi hiệu lực. Chết. Minh Vương phát động tử vong thần đồng. Cho dù cách số trăm vạn dặm, đầu này thiên đế cấp ngưu ma sinh mệnh lực vẫn như cũ bị cưỡng ép tước đoạt, thân thể cấp tốc khô héo, không đến một giây, liền ngã trên mặt đất, ngã xuống đạo tiêu hỗn trướng đồ vật. Dám gạt ta. Bản vương tử vong thần đồng, căn bản không có mất đi hiệu lực. Quả thực là nói bậy nói bạ. Minh vương ý thức được mình bị dịp phong bày một đạo, vội vàng quay đầu, chuẩn bị một bàn tay chụp chết bọn hắn. Ngay tại lúc này, động thủ. Nhưng, diệp phong đã sớm bắt lấy Minh vương quay đầu trong nháy mắt, nhường sở thiên hà lấy ra thiền dực phi kiếm, bạo phát ra một kích toàn lực. Một đạo kinh khủng kiếm quan chém ra. Toàn bộ bầu trời cũng bị quan huy chiếu rọi hoàn toàn trắng bệt. Diệp Phong lấy không gian chi lực dẫn dắt, đạo này kiếm quan rẽ ngoặt một cái, né tránh Minh Vương đón đỡ, theo cổ của hắn ra chém qua. Tê lạp Minh Vương cổ bị rạch ra một đường vết rách, chảy ra không ít tiên huyết. Cùng lúc đó, Diệp Phong đã thi triển kiêu dược chi bộ đi vào trước mặt, một cái tay tiếp được mấy dọc tiên huyết. Về phần Diệp Phong một cái tay khác, thì nắm vuốt đặc thù thủ ấn, ấn tại Minh Vương cái cổ trên vết thương. Lăn đi. Minh Vương gầm thét vẹn vẹn bột phát khí thế liền đem Diệp Phong đánh cho toàn thân vỡ vụn, bay rớt ra ngoài số trăm dặm. Đại công cáo thành, lui. Diệp Phong thừa cơ gia tốc rút lui, lấy không gian chi lực bao lấy sở thiên hà bọn người, toàn lực thi triển khiêu dược chi bộ, trong chốc lát đi qua mấy ức dặm, mấy cái lấp lóe về sau, liền biến mất đến vô tung vô ảnh. Đáng chết. Minh Vương giận không kèn được. Đồng thời, hắn cũng đối Diệp Phong loại này thao tác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trầm giọng nói, cái này tiểu súc sinh rõ ràng biết rõ giết không được ta, vì sao còn muốn thiết kế các bản vương cổ. Sau một khắc, Minh Vương nhìn về phía vỡ vụn bốn cái trụ trời, phát hiện nội bộ bốn cái xương đùi toàn bộ không cánh mà bay. Bá hoàng xương đùi đâu? Minh Vương cả giận nói, để mắt tới côn bằng bọn người. Khởi bẩm Minh Vương đại nhân, đám người này đánh nát tế đàn cùng bốn cái trụ trời về sau, liền đem bá hoàng xương đùi cướp đi. Côn bằng các loại thiên thánh cảnh cường giả vội vàng thành thật trả lời, trung lẫy bẫy bọn hắn là thiên thánh cảnh, rất cường đại. Nhưng là, tại chí thánh cảnh trước mặt, thiên thánh cảnh như sâu kiến, không dám có bất kỳ bất kính cùng lãnh đạm. Cốc một cái giảo hoạt tiểu súc sinh. Minh vương đầu óc nhất chuyển, liền hiểu rõ ra. Hắn lấy bản vương tiên huyết, là vì làm hao mòn bản vương lưu tại bá hoàng xương đùi bên trong ấn ký. Minh vương trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Bá hoàng bốn cái xương đùi bên trong ấn ký phi thường bí ẩn, người bình thường căn bản không phát hiện được, liền liền côn bằng cùng sơn nhạc cự viên mấy người cũng không biết rõ những này ấn ký tồn tại. Cái này tiểu súc sinh, hắn là thế nào phát hiện ấn ký? Mà lại, hắn vậy mà biết rõ phải dùng máu của ta đến giải phong, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Người này giữ lại, nhất định là cái to lớn tai họa. Minh Vương sắc mặt rất khó coi. Hắn vẫn là lần đầu tại trí thánh cảnh phía dưới tu hành giả trong tay kinh ngạc, trong lòng rất là không cam lòng, đang muốn hướng Diệp Phong một đoàn người rời đi phương hướng đuổi theo. A, à, nhưng đau khổ kịch liệt trong nháy mắt theo chỗ cổ bộc phát cái gì đồ vật minh vương thần thức quét qua mới phát hiện của mình chỗ vết thương không thể khỏi hẳn mà là càng lúc càng lớn tiên huyết cuồn cuộn chảy ra loại này tình huống quá mức hiếm thấy công bằng cùng sơn nhạc cự viên bọn người thấy cảnh này cũng đều trừng to mắt một bộ dáng vẻ thấy quỷ chí thánh cảnh sinh mệnh khí tức tràn đầy cùng loại trên cổ tiểu hoa tổn thương lý thuyết trong nháy mắt khỏi hẳn mới đúng nhưng hôm nay minh vương vết thương càng lúc càng lớn quá không bình thường là cái kia thời điểm minh vương nghĩ đến một sự kiện diệp phong đi vào bên người thu lấy tiên huyết thời điểm đã từng bóc một cái quái dị thủ ấn ấn tại chỗ cổ trên vết thương ngay từ đầu minh vương căn bản không xem ra gì chỉ là một cái nhập thánh cảnh đỉnh phong cho dù nắm giữ cường đại thần thông lại có thể đối với mình tạo thành tổn thương gì nhưng bây giờ minh vương mới minh bạch diệp phong ý đồ a à, Minh Vương cảm giác kịch liệt đau nhức từ cái cổ lan tràn, cho đến đi tới toàn thân, liền da cũng bắt đầu khô nứt, triệu chứng phi thường khủng bố. Nguyên lai là cấp 5 đại đạo tổn thương. Minh Vương cuối cùng minh bạch là thế nào một chuyện, vội vàng khoanh chân tại đất, nuốt vào một cái thánh phẩm kim đan, toàn lực áp chế đạo thương. Thân là chí thánh, hắn đạo hạnh rất cao. Chỉ là cấp 5 đại đạo tổn thương, tại Minh Vương đáng sợ tu vi áp chế xuống, không đến nửa canh giờ, liền hoàn toàn biến mất. Hắn đứng lên một thân khí tức, quay về đỉnh phong. Nhưng, Minh Vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Đem những người này xếp vào nhóm chúng ta Minh Vương Thánh Tông tất sát danh sách, thông báo tam thiên giới, ai có thể cung cấp hữu hiệu tin tức, ban thưởng một cái thánh binh. Minh Vương cả giận nói. Tuân mệnh. Công bằng, sơn nhạc cử viên bọn người lập tức phân tán ra đến, phân phó dưới trướng người, cần phải mau chóng đem hôm nay chuyện phát sinh truyền đi, nhưng các giới Minh Vương Thánh Tông ánh mắt theo dõi. Một khi phát hiện mục tiêu, lập tức báo cáo vô ngần tinh không bên trong. Diệp Phong mang theo đám người không ngừng nhảy vọt, đã rời xa Huyền Châu, tiến vào mênh mông vô hạn tinh không, đang theo Đông Châu bay đi. Diệp Huynh, Minh Vương sẽ không đuổi theo A. Văn Tuyết tương đối lo lắng. Diệp Phong lát nữa nhìn thoáng qua, nói. Minh Vương bên trong cấp 5 đạo thương, tối thiểu muốn làm hao mòn một chút thời gian, các loại hắn đằng xuất thủ đến, nhóm chúng ta đã sớm chạy không còn hình bóng. Đạo thương. Đám người kinh ngạc ta tại cho các ngươi loại trừ cấp năm đạo thương thời điểm, tiện thể học tập một cái, tăng thêm ta bản thân liền là thiên mệnh chi tử, có được thiên đạo chi lực, làm ra cấp năm đạo thương vẫn là không có vấn đề. Diệp Phong mỉm cười, giải thích nguyên nhân. Nghe vậy, sở thiên hà hướng Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, Diệp Huynh, ngươi thật quá mạnh. Theo ta xuất sinh đến bây giờ, còn chưa từng thấy giống như ngươi dũng mãnh phi thường vô địch lại người thần thông quảng đại. Có thể lấy nhập thánh cảnh tu vi trực diện chí thánh cảnh, còn tại đối phương thể nội lưu lại cấp 5 đạo thương, Diệp Phong tuyệt đối là xưa nay chưa từng có một cái. Đối với Diệp Phong, sở thiên hà bội phục đầu rạp xuống đất. Diệp Huynh, tiếp xuống, đi nhóm chúng ta Đông Châu, làm thiên hà thần tông chi chủ, ta nhất định hảo hảo tận tình địa chủ hữu nghị. Sở thiên hà phát ra chân thành mời. Trận chiến này mặc dù không thể đem Minh Vương qua đánh nát, nhưng lại phá hủy bốn cái trụ trời, còn đem cực lớn tế đàn băng diệt. Minh Vương qua mất đi đến từ huyền châu đại địa chỗ sâu bản nguyên gia trì, đã rất khó đại quy mô luyện chế minh tộc khôi lỗi chiến sĩ đối minh vương thánh tông mà nói đây là một cái trọng thương đối sở thiên hà mà nói đây cũng là báo thù mà diệp phong chính là lớn nhất ân nhân đừng nóng vội diệp phong lắc đầu giải thích nói bá hoàng xương đùi có được minh vương ấn ký nhất định phải dùng minh vương tiên huyết mới có thể đem chi ma diệt diệp phong xuất ra một cái bình ngọc vật này chứa minh vương mấy giọt tiên huyết mặt ngoài che kín các loại cường đại cấm chế phòng ngừa nội bộ khí tức tiết ra ngoài. Chí thánh cảnh tiên huyết cũng không yếu. Vẹn vẹn là một giọt máu, nội bộ ẩn chứa năng lượng, đều đủ để nhường một cái nhập thánh cảnh hấp thu đến bạo mãn trạng thái, nếu là nổ tung, đủ để phá hủy một tòa cỡ nhỏ tinh thần. Cho nên, Diệp Phong rất là xem chừng. Sư Diệp Phong tiến vào một mảnh cổ lão hoang vu tinh hệ, đem bốn cái dài tới mười mấy vạn dặm xương đùi đặt ở tinh không, khắc họa các loại trận pháp, cuối cùng, đem minh vương tiên huyết nhỏ tại trung tâm trận pháp. Ông tiên huyết hóa thành mãnh liệt năng lượng tràn ngập tại mỗi một đạo trận văn bên trên rót vào bá hoàng xương đùi không ngừng ma diệt nội bộ ấn ký huyền châu trung tâm minh vương trong lòng có cảm ứng nhìn về phía tinh không chỗ sâu tìm tới các ngươi hắn nghe răng cười một tiếng đuổi theo minh vương đã sớm ngờ tới dịp phong một đoàn người chạy ra huyền châu về sau liền sẽ tìm một cái địa phương làm hao mòn bá hoàng xương đùi bên trong ấn ký mà một khi vận dụng tiên huyết liền sẽ bị hắn phát giác đây là bản vương gần đây bắt lấy bọn hắn duy nhất cơ hội, một khi bỏ lỡ, về sau liền khó khăn. Minh vương tăng nhanh tốc độ. Không bao lâu, hắn đã đến tinh không, phân biệt phía dưới hướng, để mắt tới một tòa xa xôi hoang vu tinh hệ. Vậy mà chạy xa như vậy. Minh vương sợ ngây người. Liền xem như hắn hết tốc độ tiến về phía trước, đến bá hoàng xương đùi hiện nay nơi ở, cũng phải nửa canh giờ. Bọn hắn là thuộc thỏ sao? Chạy nhanh như vậy. Minh vương hùng hùng hổ hổ, tranh thủ thời gian gia tốc. Hoàng Vu Tinh không bên trong. Diệp Phong ngay tại tính ra thời gian. Theo khởi động trận pháp bắt đầu, Minh Vương nhất định có thể cảm ứng được khí tức, nhưng là tốc độ của hắn không có ta nhanh, muốn tới nơi này, đại khái cần nửa canh giờ. Mà làm hao mòn ấn ký, cần gần nửa canh giờ. Ừm, vừa vặn. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. Kỳ thật, làm hao mòn ấn ký cần thời gian dài tới tốt mấy ngày, nhưng là Diệp Phong thực hiện gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua, từ bên ngoài xem, tương đương với chỉ cần gần nửa canh giờ. Diệp Huynh, nếu như Minh Vương đuổi tới làm sao bây giờ? Sở Thiên Hà có chút lo lắng. Mặc dù Diệp Phong có thế nhiều lần mang theo bọn hắn thoát khốn, nhưng bọn hắn sợ nhất là Minh Vương nhận ra bọn hắn đến từ Đông Châu, nói như vậy, coi như lớn sự tình không ổn. Chỉ dựa vào Thiên Hà Thần Tông cùng Tuyết Nguyệt Thánh Tông, căn bản ngăn không được kinh khủng Minh Vương Thánh Tông. Yên tâm, hắn so nhóm chúng ta chậm. Diệp Phong một mặt tự tin. Sở thiên hà y nguyên lo lắng, nói ra. Có thể vạn nhất Minh Vương đuổi theo, nhận ra chúng ta đến từ Đông Châu, vậy coi như không ổn, phải biết, Minh Vương Thánh Tông tại Tam Thiên Giới cũng lưu lại ánh mắt, nhóm chúng ta náo loạn chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ bị người tra ra thân phận chân thật. Không cần lo lắng. Diệp Phong khoát tay áo. Nói thực ra, sở thiên hà nỗ lực cũng rất lớn, nếu như không phải hắn, Diệp Phong cũng đi không được bất tử tin, càng không khả năng đạt được thiên tôn bí pháp, sinh mệnh chi tâm. Cho nên, hắn không có khả năng nhìn xem thiên hà thần tông bị hủy chờ minh vương tới ta tự sẽ đối phó nói đi diệp phong duỗi xuất thủ vỗ vỗ sở thiên hà văn nguyệt văn tuyết bả vai tại trên người bọn họ lưu lại từ thần châu đại lục thiên đạo khí tức kể từ đó coi như minh vương đến cũng chỉ là bọn hắn đến từ thần châu mà sẽ không nghĩ tới đông châu thiên hà thần tông về phần nói sở thiên hà tướng mạo tam thiên giới quá lớn nhân khẩu không biết rõ bao nhiêu vạn ức đụng mặt sự tình rất phổ biến đối tu hành giả tới nói, hồn phách khí tức mới là phân biệt một người mấu chốt. Sau gần nửa canh giờ, phốt, bốn cái xương đùi toát ra khói đen. Khi là Minh Vương ấn ký bị triệt để tiêu ma biểu tượng. Làm xong, Diệp Phong cười to ba tiếng, đem viễn cổ thánh thần bốn cái xương đùi thu nhập mi tâm mênh mông thế giới. Sau một khắc, đáng sợ chí thánh cảnh uy áp cuốn tới, bao phủ mảnh này hoang vu tinh hệ, chấn động đến vô số thiên thạch vỡ vụn, sóng xung kích không ngừng quét sạch. Tiểu súc sinh, chết đi cho ta minh vương hiện ra chân thân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hắn vung tay lên lấy phụ cận ngàn vạn tinh thần hóa thành to lớn vô cùng thủ trưởng hướng diệp phong một đoàn người vồ tới chỉ là minh vương cũng nghĩ bắt ta diệp phong cười to lấy không gian chi lực bao lấy đám người thi triển khiêu dược chi bộ không nhận chí thánh cảnh uy áp trói buộc nhẹ nhõm thoát khốn ngươi liền biết rõ trốn sao minh vương gầm thét có bản lĩnh lưu lại tên của ngươi xuất thân bản vương nhất định phải tru ngươi cửu tộc, diệt đi các ngươi toàn bộ thế giới. Ta, thần châu, Diệp Phong. Diệp Phong lưu lại tính danh, nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, Diệp Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phụ cận thiên thạch cạn bả trong triều ở giữa tụ hợp, trở thành một cái to lớn nắm đấm, cũng chậm rãi dựng thẳng lên ở giữa ngón tay. Trong hư không. Minh Vương nhìn chầm chầm cái này, hữu hảo, thủ thế, mặc dù trước tiên nhìn không ra là có ý gì, nhưng luôn cảm thấy rất trào phúng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem đập nát. Nguyên lai là thần châu Diệp Phong, ngươi nhất định phải chết. Đạt được Diệp Phong lai lịch, Minh Vương nghe răng cười bắt đầu. Tam thiên giới tinh không chỗ sâu. Diệp Phong thi triển khiêu dược chi bộ, mang theo đám người hết tốc độ tiến về phía trước, tại tinh không bên trong gạt mấy cái công, mới hướng Đông Châu bay đi. Trên nửa đường. Sở thiên hà xoắn suýt thật lâu, mới hỏi. Diệp Huynh, Nguyên Lai, ngươi bại lộ lai lịch của mình, là vì ẩn tàng chúng ta đến từ Đông Châu Thiên Hà Thần Tông thân phận, có thể cứ như vậy, ngươi không sợ Minh Vương giết vào thần châu sao? Không sợ. Diệp Phong lắc đầu. Hắn có được tông môn báo động trước bị động thiên phú, là muốn tự báo gia môn lúc, Diệp Phong cũng không thu được nguy hiểm nhắc nhở. Bởi vậy, Diệp Phong tin tưởng, Minh Vương tìm không thấy thần châu. Nếu như tiến vào thần châu thông đạo dễ dàng như vậy bị tìm tới, như vậy, thần châu không có khả năng cho tới bây giờ vẫn là bình yên vô sự. Hướng một phương diện khác muốn. Coi như Minh Vương có thể tìm tới thần châu, Diệp Phong cảm thấy, đó cũng là tự mình cánh chim đã phong thời điểm, thực lực cường đại đến đủ để bảo hộ phiếu miễu tông thậm chí toàn bộ thần châu tình trạng. Nguyên nhân chính là cân nhắc đến điểm ấy, Diệp Phong mới dám tự báo gia môn. Gặp Diệp Phong tự tin như vậy, sở thiên hà cũng không hỏi thêm nữa, mà là nói sang chuyện khác, nói ra. Diệp Huynh, bây giờ mặc dù không thể chém giết sơn nhạc cự viên, nhưng là, Minh Vương Hoa đã lọt vào thương tích, mất đi tế đàn cùng trụ trời, đã không có biện pháp đại lượng chế tạo minh tộc khôi lỗi chiến sĩ, nhóm chúng ta cũng coi như đại thù đến báo. Tiếp xuống, đi nhóm chúng ta đông châu chơi một chút như thế nào? Sở Thiên Hà vẫn muốn tận tình địa chủ một phen. Diệp Phong không trả lời ngay. Hắn đầu tiên là cẩn thận cảm ứng, phát hiện lại còn có viễn cổ thần thánh hài cốt khí tức, mà lại tương đối mãnh liệt, hẳn là còn sót lại đại bộ phận hài cốt. Đã gặp được, vậy thì tìm đủ lại trở về. Huống chi, lúc trước hắn chỉ là chém giết tinh không đạo liệt liên minh minh chủ, còn có thập phương thánh tông kim nhược chí, Thông thiên ma tông kim bào thiên thánh không có giết. Cứ như vậy quay về thần châu, có chút qua loa. Được, đi trước đông châu chơi đùa. Một lát sau, Diệp Phong làm ra quyết định. Đi trước đông châu thiên hà thần tông làm khách, tiện thể nhìn xem bên kia có cái gì đáng giá tìm tòi địa phương, nếu như không có, như vậy, tại thiên hà thần tông đợi mấy ngày liền đi. Về sau, chính là đi báo thù. Các loại chém giết kim nhược chí cùng kim bào thiên thánh, lại trực tiếp bắt đầu dùng đại thế giới chi tâm trở về thần châu đại khái năm ngày sau đó, liền có thể trở lại thần châu. Diệp Phong nghĩ như vậy. Lần này đi ra ngoài, trước sau không đến nửa tháng, sẽ không bỏ qua tháng sau đệ tử nhập tông khảo hạch. Nghe nói Diệp Phong nguyện ý đi Đông Châu đùa nghịch một đùa nghịch, sở thiên hà thật cao hứng, vội vàng chỉ vào một phương hướng nào đó nói ra. Diệp Huynh, Đông Châu ở chỗ này. Nhìn xem sở thiên hà chỉ phương hướng, Diệp Phong sững sờ. Tại hắn cảm ứng bên trong, tiễn cổ thánh thần còn sót lại đại bộ phận hài cốt, có vẻ như ngay tại đông châu phương hướng chẳng lẽ diệp phong hít sâu một hơi có chút chờ mong đông châu chi hành một ngày sau mọi người tại diệp phong khiêu dược chi bộ dẫn đầu dưới một đường vừa đi vừa nghỉ cũng chỉ bỏ ra như thế điểm thời gian liền đến đông châu quá nhanh sở thiên hà lát nữa nhìn qua vô biên vô tận tinh không trong lòng rất là chấn kinh theo tin không chỗ sâu lại tới đây nếu đổi lại là hắn vị này thiên thánh cảnh cũng phải tốn thời gian hơn nửa tháng nhưng mà diệp phong xuất thủ chỉ cần một ngày khiến cho người rung động là diệp phong còn không phải hết tốc độ tiến về phía trước diệp huynh đó chính là đông châu sở thiên hà chỉ vào phương xa chỗ ấy có một tòa kéo dài vô tận siêu cấp đại lục không biết có bao nhiêu vạn ức bên trong đổi thành đồng dạng thần nguyên cảnh bay cả một đời đều chưa hẳn có thể tới giới hạn diệp phong ngước mắt nhìn lại một cổ mênh mông khí tức đập vào mặt mênh mông cổ lão thâm thúy không thể so với thiên châu yếu mạnh hơn huyền châu không ít diệp phong tất ra tự mình ấn tượng đầu tiên thiên châu trung châu đông châu hợp xưng là trên tam châu cho dù cùng là thiên đảo cấp đại thiên thế giới cửu châu bên trong cũng là có không ít chênh lệch chí ít mạnh nhất trung châu liền so yếu nhất hoàng châu mạnh gấp đôi khoảng chừng đương nhiên chênh lệch gấp đôi không tính quá lớn tại đại cảnh giới bên trên chính đại châu đều là tương đồng sưu một đoàn người trốn vào đông châu hướng lên trời hà thần tông bay đi Sở Thiên Hà chỉ vào chu vi giới thiệu nói: "Diệp huynh, ngươi cũng biết rõ, nhóm chúng ta Đông Châu chính là trên Tam Châu một trong, có được lực lượng thần bản tên thứ hai kiếm thần trấn giữ Hạo Nhiên Thánh Tông, liền tọa lạc tại Đông Châu Đông Bộ. Mà nhóm chúng ta Thiên Hà Thần Tông cũng tại Đông Châu Đông Bộ. Bất quá, chúng ta cùng Hạo Nhiên Thánh Tông cự ly vẫn là rất xa, lấy thiên thánh cảnh tốc độ cao nhất xuyên thẳng qua, cũng phải nửa canh giờ. Tại Đông Châu, thế lực cấp độ bá chủ chỉ có một cái. Đó chính là hạo nhiên thánh tông sở thiên hà không ngừng giới thiệu diệp phong cũng biết rõ cùng đông châu có liên quan rất nhiều tin tức lúc này diệp phong nhìn quanh chu vi cảm ứng đến viễn cổ thánh thần khí tức phát hiện đối phương hài cốt vậy mà đều tại đông châu đông bộ cùng đích đến của chuyến này cách rất gần quên nói tuyết nguyệt thánh tông cũng tại đông bộ sở thiên hà tiếp tục mở miệng trên thực tế đông châu tất cả đỉnh cấp thế lực cũng tại đông bộ diệp phong cảm thấy kinh ngạc vì sao cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra đông châu toàn bộ thánh cấp linh mạch cũng hội tụ tại đông bộ khu vực cái khác địa phương tối cao chỉ có siêu cỡ lớn linh mạch sở thiên hà giải thích nói thì ra là thế diệp phong minh bạch thánh cấp linh mạch là thành lập thánh địa cơ sở mà đông châu toàn bộ thánh cấp linh mạch cũng hội tụ tại đông bộ tất cả thánh địa tự nhiên cũng đều hội tụ ở nơi đó ngoại trừ hạo nhiên thánh tông đông châu còn có cái gì đáng giá chú ý đỉnh cấp thế lực a diệp phong hỏi cái này ta biết rõ. Đã thấy Văn Tuyết quơ quơ tay nhỏ, ngoại trừ Hạo Nhiên Thánh Tông cái này thế lực cấp độ bá chủ, đáng giá nhất chú ý chính là có được Nguyên Đế trấn giữ Nguyên Vũ thần quốc. Nguyên Đế? Diệp Phong lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn nhớ kỹ, Nguyên Đế thế nhưng là lực lượng thần bản tên thứ 20, sau Minh Vương Thánh Tông đại trưởng lão Minh Vương còn cao, mà Minh Vương, hắn thứ hạng là lực lượng thần bản thứ 25 vị. Văn Tuyết tiếp tục nói ra. Nguyên Đế thế nhưng là thập phương thánh đế biểu đệ, Bản thân thực lực mạnh, còn có núi dựa cường đại, tại Đông Châu, ngoại trừ hạo nhiên Thánh Tông, không ai dám nắc tội nguyên vũ thần quốc. Nghe được cái này, Diệp Phong mở to hai mắt nhìn. Trung Châu thập phương Thánh Đế, là nguyên đế biểu ca. Diệp Phong trong nháy mắt nghĩ đến một người. Thiên tộc Thánh Tôn. Dù sao, Thiên tộc Thánh Tôn chính là bị thập phương Thánh Đế trọng thương, cuối cùng mới mang theo toàn bộ Thiên tộc chạy trốn tới Thần Châu. Chuyện này, Diệp Phong từ đầu đến cuối nhớ kỹ không bằng diệp phong tiếp tục đẩy đi xuống tính toán văn tuyết đã đem trước kia lịch sử đều nói ra tương truyền hàng vạn năm trước thiên tộc thánh tôn ứng trung châu cái thế thánh tông đại trưởng lão mời tại trung châu tham gia một trận thịnh hội chưa từng nghĩ thánh tôn đắc tội đông châu nào đó vị thần bí cường giả song phương bột phát sinh tử chiến mà kia vị thần bí cường giả chính là nguyên đế cũng là trận chiến kia thiên tộc thánh tôn bạo phát ra không gì sánh được sức mạnh đáng sợ đã thương nặng nguyên đế thậm chí có người đồn nguyên đế bị giết mà xem như nguyên đế biểu ca thập phương thánh đế tự nhiên không thể thả đảm nhiệm thiên tộc thánh tôn còn sống song phương bạo phát đáng sợ chiến đấu cuối cùng đánh thiên tộc đại thế giới cũng vỡ vụn nói đến một trận chiến này thật đúng là kịch liệt a à? nói đến đây văn tuyết cảm khái diệp phong đối nguyên đế sinh tử rất hiếu kỳ cho nên nguyên đế cứ như vậy bị thiên tộc thánh tôn chém không có văn tuyết duỗi ra mảnh khảnh ngón trỏ tay phải giữa không trung lắc lư ba lần tiếp tục nói ra Nguyên đế tu hành pháp rất đặc thù, đi là hoàng triều khí vận chảy, thần hồn ký thác vào nguyên vũ thần quốc khí vận bên trong. Hắn bị thiên tộc thánh tôn chém giết về sau, thần hồn không tiêu tan, đến tiếp sau lại lấy được thập phương thánh đế cứu chữa, trải qua cái này vạn năm thai ngén, đã quay về đỉnh phong. Nghe được cái này, Diệp Phong rất là kinh ngạc. Thần hồn ký thác vào hoàng triều khí vận bên trong, vậy mà có thể bảo trì thần hồn không tiêu tan, ngóc đầu trở lại. Thật có thể làm như vậy, ngược lại là có thể bắt chước mặc dù Diệp Phong dùng không lên, nhưng có thể cho tông môn đệ tử hoặc là trưởng lão nhóm sử dụng, tăng lên bọn hắn bảo mệnh năng lực. Đương nhiên có thể. Văn Tuyết cực gật đầu, hoàng triều khí vận thần thông quảng đại, nếu không phải như thế, nguyên đế cũng không có khả năng dựa vào loại lực lượng này đưa thân lực lượng thần bản tên thứ 20. Nói như vậy, thật có thể nếm thử phát triển hoàng triều khí vận, dùng cái này bồi dưỡng một nhóm khí vận chảy đệ tử. Diệp Phong thầm nghĩ. Về sau, đám người vừa đi vừa nói. Đối với Văn Tuyết nói tới Hoàng Triều khí vận, Diệp Phong lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng, chuẩn bị tìm cơ hội nghiên cứu một cái. Sau nửa canh giờ, đám người đến Đông Châu Đông Bộ khu vực. Vừa tiến vào nơi đây, Diệp Phong liền cảm giác được một cổ nồng đậm không gì sánh được thiên địa linh khí đập vào mặt, ngay sau đó, còn có không ít kiếm ý bé nhọn. Ken. Kiếm ngân vang âm thanh không ngừng vang lên. Theo tiếng nhìn lại, cái gặp một nhóm lớn kiếm đạo tu hành giả chân đạp phi kiếm, ngự kiếm phi hành, từng cái chấp hai tay sau lưng, bạch y tung bay, rất có vài phần kiếm tiên phong thái. Ta phản phất đi tới kiếm tiên quốc gia. Diệp Phong cảm khái. Hạo nhiên thánh tông thực tế quá mạnh, vô số tu hành giả tranh nhau bắt trước, cũng tu hành kiếm đạo, bởi vậy, nhóm chúng ta đông châu lại được xưng là kiếm đạo thánh địa, ở chỗ này tu hành giả, mỗi một cái cũng dùng kiếm. Sở thiên hà tiến hành giải thích. Ken. Thiền dực phi kiếm từ khi bay ra. Sở thiên hà đứng tại phía trên, nói bổ sung, tại nhóm chúng ta đông châu, không có phi kiếm, đi ra ngoài là không có mặt bài. Ken, Ken, Văn Tuyết cùng Văn Nguyệt cũng đều xuất ra phi kiếm. Mặc dù chỉ là nhập thánh cấp độ thánh binh, nhưng nàng nhóm dẫm tại phía trên về sau, tay áo phiêu nhiên nhi khởi, giống như chân chính tiên nữ. Đi ra ngoài, lát nữa dẫn đầu cực cao. Nhóm chúng ta không có phi kiếm, làm sao bây giờ a? À? Hồ Phi Phi nhìn một chút trong tay hỗn nguyên côn, rơi vào trầm tư. Ai nói nhóm chúng ta không có phi kiếm? Diệp Phong hừ nhẹ một tiếng. Theo không gian trữ vật xuất ra ba thanh tứ tinh siêu việt linh bảo cấp độ phi kiếm, dẫm ở trong đó một cái phía trên, mặt khác hai thanh, phân biệt đưa cho hồ phi phi cùng thiên đạo linh hầu. Nhóm chúng ta phiếu miễu tông khác không nhiều, chính là linh bảo nhiều. Diệp Phong một mặt kiêu ngạo. Lần trước quay về tông thời điểm, vì để cho rèn đúc lô tăng lên chí thánh binh cấp độ, hắn an bài rèn đúc lô điên cùng luyện khí, vẹn vẹn tứ tinh siêu việt linh bảo cũng luyện 10 cái. Trong đó, đại bộ phận là phi kiếm. Phẩm chất tốt cao tạo hình cũng rất không tệ cái này ba thanh phi kiếm tuyệt đối là xuất từ tuyệt đỉnh luyện khí tông sư chi thủ không thua gì bình thường nhập thánh cấp thánh binh sở thiên hà văn tuyết văn nguyệt nhìn thấy diệp phong xuất ra ba thanh phi kiếm nhìn ra được bọn chúng phẩm chất rất cao rất là hâm mộ a à, chơi thật vui lúc này thiên đạo linh hầu đã luyện hóa diệp phong cho hắn phi kiếm đứng tại phía trên học cái khác tu hành giả chấp hai tay sau lưng ngẩng đầu ưỡn ngực dẫn tới đám người buồn cười ơ ờ, nơi này có một cái thật trân kê tiểu hầu tử A. Một ít đi ngang qua tu hành giả hướng thiên đạo linh hầu chỉ rõ. Cúc. Thiên đạo linh hầu bước chân đạp mạnh, tứ chuyển chuẩn thánh cấp độ cùng bạo khí thế quét sạch mà ra, đem đám kia vẹn vẹn có thần nguyên cảnh tu hành giả đánh bay không biết rõ mấy vạn dặm. Phi kiếm này, khó dùng. Hồ Phi Phi đứng tại trên phi kiếm, cảm thấy trọng tâm bất ổn, luôn luôn có một loại hướng về phía trước khuynh đảo xu thế. Diệp Phong liếc mắt Hồ Phi Phi trước người to lớn, thầm nghĩ, nặng như vậy có thế cân bằng mới là lạ tốt xuất phát diệp phong thu hồi ánh mắt dẫm đang phi kiếm bên trên lần theo địa đồ tìm tới thiên hà thần tông phương hướng dẫn đầu bay ra ngoài ngự kiếm tốc độ phi hành không vui nhưng là thắng ở phóng khoáng vô số mỹ mạo nữ tử thấy được đứng chắp tay tay áo bồng bình diệp phong lại nhìn thấy dưới chân hắn cái kia thanh phẩm chất tuyệt hảo tứ tinh siêu việt linh bảo cấp phi kiếm đều là khuôn mặt đỏ lên trời ạ à, rất đẹp trai trọng yếu nhất chính là dưới chân hắn phi kiếm thật là dễ nhìn phẩm chất cũng rất cao người này nhất định đến từ danh môn vọng tộc thật muốn cùng hắn cùng một chỗ song tu ta cũng thế các nữ tử xì xào bàn tán có người thậm chí nghĩ đến nhận biết diệp phong nhưng bởi vì diệp phong ngự kiếm tốc độ thực tế quá nhanh người bình thường căn bản đuổi theo không lên hắn chỉ có thể nhìn qua bóng lưng của hắn thở dài trên nửa đường diệp phong khóe miệng giật một cái hắn tự nhiên nghe được những cô gái kia tiếng nghị luận. Ta phản phất về tới lúc trước. Diệp Phong trong lòng thầm nhủ, cảm thấy tại Đông Châu chân đạp phi kiếm, liền cùng trước kia tại trên đường cái lái hào xe là đồng dạng cảm giác. Phi kiếm càng tốt, lát nữa dẫn đầu càng cao. Sau nửa canh giờ, cự ly thiên hà thần tông đã tương đối gần, phía trước là một mảnh phương viên mấy ức dặm hoa nguyên, xuyên qua, lại bay qua một mảng lớn khu rừng rậm rạp, liền có thể đến thiên hà thần tông. Phía trước là kiếm thánh hoa nguyên cái này địa phương đã từng là một vị kiếm đạo thánh giả đạo tràng về sau bộc phát đại chiến liền bị hủy diệt bây giờ nơi này diễn biến thành các cường giả luận bàn sân bãi sở thiên hà chỉ vào phía trước giải thích nói luận bàn sân bãi diệp phong có chút nhíu mày chẳng lẽ là chuyên môn ước chiến cái chủng loại kia địa phương đúng sở thiên hà gật đầu a à, phía trước có người văn tuyết chỉ vào kiếm thánh hoa nguyên trung tâm nơi đó vậy mà hội tụ hàng ngàn hàng vạn tu hành giả tự hồ chia làm hai nhóm trận doanh. Nhìn qua, giống như là có người muốn luận bàn. Diệp Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên người khí tức trở nên phiếu miễu, cả người thoạt nhìn như là một mảnh mê vụ, khó mà nhìn thấu. Hồ Phi Phi mấy người cũng bị mê vụ bao phủ. Kể từ đó, bọn hắn liền không sợ bại lộ thân phận. Kiếm thánh trong hoang nguyên tâm. Nơi này có một tòa đỉnh cao, bị người cứ thế mà từ giữa đó từ trên xuống dưới chặt chém, đưa nó chia làm hai tòa nửa bên ngọn núi, ở giữa hẻm núi, ước chừng rộng mười trượng cao vạn trượng đỉnh núi một trái một phải phân biệt đứng đấy một người đây là hai vị tuấn giật bất phàm nam tử trên người một người kiếm ý lăng lệ phía sau nổi lơ lửng hai thanh thánh kiếm một đen một trắng tản ra uy ác vạn cổ kiếm thế một người khác chấp hai tay sau lưng sau lưng không có phi kiếm trôi nổi lại có bàn bạc hoàng triều khí vận phát ra tại chu vi hình thành một mảnh có vô số thần linh tồn tại thần quốc nguyên kinh ngươi thật muốn khiêu chiến ta vị kia phía sau có đen trắng song kiếm tuấn giật thanh niên áo trắng mở miệng thanh âm bình tĩnh lại có một cổ vương bá chi khí giống như là chúa tể thiên địa chí tôn này người tu vi không yếu đúng là thiên thánh cảnh kiếm trần không hổ là hạo nhiên thánh tông thần tử kiếm thần thứ 19 đời huyền tôn ngay cả nói chuyện cũng là như vậy hoàng mỹ kiếm trần thần tử thần uy cái thế không ít hoa si nữ tử nhìn qua vị này tên là kiếm trần kiếm đạo thiên thánh cảnh cường giả cùng nhiệt không gì sánh được hừ nguyên kinh hoàng tử lợi hại hơn đúng đấy nguyên kinh hoàng tử vô địch hoàng triều khí vận trấn áp hết thảy nhưng cũng có người là vị kia tên là nguyên kinh thanh niên cùng nhiệt tùy tùng lớn tiếng la lên kiếm trần cùng nguyên kinh còn chưa giao chiến bên ngoài sân đỏ sức cũng đã đạt đến gây cấn giai đoạn trên bầu trời diệp phong một đoàn người vừa lúc đến kiếm trần cùng nguyên kinh lại là bọn hắn đang luận bàn cái này coi như có trò hay để nhìn Sở Thiên Hà rất là kinh ngạc. Diệp Phong nhìn hắn một cái, hỏi: "Bọn họ là ai?" Sở Thiên Hà tranh thủ thời gian giải thích nói: "Vị kia phía sau có đen trắng song kiếm người là Kiếm Trần, đến từ Hạo Nhiên Thánh Tông, là kiếm thần thứ 19 đời Huyền Tôn, thiên thánh cảnh tu vi, nắm giữ Âm Dương Thánh kiếm, chiến lực vô song, gần nhất mới vừa bị kiếm thần thâm điểm là Hạo Nhiên Thánh Tông thần tử. Tương lai, Kiếm Trần sẽ là Hạo Nhiên Thánh Tông tông chủ. Về phần vị kia toàn thân hoàng triều khí vận gia thân nam tử" đến từ nguyên vũ thần quốc, là nguyên đế con trai trưởng, nghe nói thể chất đặc thù, sau khi sinh liền bị phong ấn vạn năm. Xuất thế về sau, người này liền nhất phi trùng thiên. Đúng rồi, hắn gọi nguyên kinh. Trên người người này kế thừa mênh mông hoàng triều khí vận, thiên thánh cảnh tu vi, chiến lực siêu tuyệt, là nguyên vũ thần quốc tương lai chi chủ. Nghe được cái này, Diệp Phong hứng thú. Kiếm Trần Nguyên Kinh Hai người này một cái là kiếm thần 19 đời huyền tôn, một cái là nguyên vũ thần quốc chi chủ nguyên đế nhi tử cũng coi là cường cường va chạm chính là không biết rõ bọn hắn thực lực như thế nào nghĩ đến cái này diệp phong xuất ra quyển trục đây là lực lượng thần bản phục chế bản nhìn lướt qua bản danh sách diệp phong lập tức ngây ngẩn cả người kiếm trần cùng nguyên kinh danh tự vậy mà đều không tại lực lượng thần bản phía trên diệp huynh kiếm trần cùng nguyên kinh cũng rất cẩn thận sở thiên hà tiếp tục nói bọn hắn sợ người khác biết mình thực lực chân thật một mực không có oanh kích lực lượng thần bia cho nên không có xếp hạng ghi chép ẩn tàng đủ sâu a à. dịp phong cười hai người này sợ là lo lắng bị người tính nhắm vào nghiên cứu cho nên tại thần công đại thành trước đó không muốn tham dự xếp hạng các loại bọn hắn có xếp hạng thời điểm đã nói lên bọn hắn đã leo lên tới được đỉnh phong không cần sợ hãi bị người nhằm vào tương tự người hẳn là còn có không ít cho nên tam thiên giới hiện có thánh cảnh tuyệt đối xa xa lớn hơn ba vạn có lẽ có thế có 10 vạn trở lên cũng khó nói. Nhưng là, 10 vạn vẫn là quá ít. Diệp Phong thì thầm trong lòng. So với tiên giới bên kia, hiện tại tam thiên giới tại thánh cảnh về số lượng bị treo đánh, căn bản không sánh bằng. Trong tiên giới, vẻn vẹn thiên thánh cấp độ liền có trăm vạn. Không thể so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Đỉnh cao chi đỉnh. Nguyên Kinh nghe nói kiếm trần tra hỏi, chấp hai tay sau lưng, trên khuôn mặt tuấn Mỹ tràn đầy vẻ tự tin, nói. Nghe nói kiếm trần là hạo nhiên thánh tông đệ nhất thiên kiêu, cũng là đông châu đệ nhất thiên kiêu, ta tự nhiên muốn khiêu chiến ngươi, trận chiến này, đem quyết định ai mới là chân chính đông châu đệ nhất thiên kiêu. Tuổi nhỏ người, phần lớn trẻ tuổi nóng tính, không chịu thua. Nguyên kinh thân là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, tự nhiên không muốn bị kiếm trần dẫm tại dưới chân. Đương nhiên, nguyên kinh chủ động khiêu chiến kiếm trần, cũng không phải là nhất thời nóng não. Chuyên tu hoàng triều khí vận nguyên kinh, một khi có thế tại trước mắt bao người đánh bại đối thủ, liền có thể khiến cho hoàng triều khí vận phóng đại, đối với hắn mà nói, đây là tăng cường tự thân trọng yếu phương thức. Bằng không, hắn không có việc gì khiêu chiến kiếm trần làm cái gì. Trước đó, Nguyên Kinh đã dựa vào cường thế đánh bại cái khác cùng giai cường giả, thu được đại lượng hoàng triều khí vận gia thân. Trận chiến này như thắng, hắn khí vận đem đạt đến đỉnh phong. Mà cái này, sẽ đặt vững Nguyên Kinh xung kích chí thánh cơ sở. Đã ngươi khăng khăng muốn chiến, như vậy, ra tay đi kiếm trần biết rõ nguyên kinh tâm tư bất quá kiếm trần không e ngại chiến đấu hắn luyện thành một đen một trắng âm dương thánh kiếm nhưng có không trọn vẹn cần lần lượt chiến đấu tẩy đi duyên hoa chỉ có như vậy kiếm đạo khả năng hướng đi chân chính viên mãn có thể nói song phương cũng vô cùng cần thiết lực lượng tương đương chiến đấu trống nguyên kinh đột nhiên đằng không mà lên đi vào vạn dặm không trung thỏa thích mở rộng hai tay phía sau xuất hiện một mảnh từ hoàng triều khí vận ngưng tụ thành thiên địa dị tượng có vô số kim long xoay quanh. Là hoàng triều khí vận dị tượng. Vừa ra tay liền lên đại chiêu, cũng không cần thử sao. Đám người kinh ngạc. Ken. Kiếm trần cũng là phóng lên tận trời, phía sau hai thanh thánh kiếm một đen một trắng, phân biệt bày trận tại khoảng chừng, màu đen cùng màu trắng kiếm ý hướng sau lưng dũng mảnh lao tới, tạo thành một mảnh thiên địa dị tượng. Khi là một cái to lớn kiếm đạo thần quốc. Trong đó kiếm nhiều vô số kể, màu đồng cổ, màu vàng, thải sắc, màu xanh. Bao quát vạn vật, nhưng cuối cùng, những này kiếm cũng thần phục với âm dương thánh kiếm. Thái âm thái dương, bao quát vạn vật. Kiếm trần hai tay bấm niệm phát quyết, tay trái tay phải riêng phần mình khống chế thái âm thánh kiếm cùng thái dương thánh kiếm, hướng phía trước chỉ đi. Sau một khắc, cả tòa kiếm đạo dị tượng thế giới bộc phát, tức vạn thanh đủ mọi màu sắc phi kiếm chém ra, bổ về phía nguyên kinh. Đến hay lắm. Nguyên kinh rất là hưng phấn, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, phía sau vô số khí vận chân long gầm thét, thẳng hướng kiếm trần ức vạn thanh lợi kiếm ầm ầm song phương ở trên không không ngừng va chạm chém giết khó phân thắng bại vẻn vẹn bột phát ra dư ba liền nhường thiên địa ảm diệt phát tắc ba động mãnh liệt liền không ít thiên thánh cảnh cũng bị gắt gao ngăn chặn thật mạnh a à. văn tuyết văn nguyệt sở thiên hà ba người cũng cảm thấy trên người áp lực to lớn như thật muốn cùng kiếm trần cùng nguyên kinh luận bàn bọn hắn khả năng ngăn không được đối phương một kích đều là sơn nhạc cự viên thứ bậc tuyệt đỉnh cường giả Diệp Phong truyền âm nói: Ta cảm giác bọn hắn cảm giác áp bách so sơn nhạc cự viên còn đáng sợ hơn, tại thiên thánh cảnh nội, sợ là tiếp cận vô địch. Sở Thiên Hà rụt cổ một cái. Còn không có khoa trương như vậy, thiên thánh cảnh nội, có thể đánh bại bọn hắn người còn có không ít đây. Diệp Phong cười thần bí. Tam thiên giới thiên thánh không nhiều, nhưng là, tiên giới rất nhiều. Bên kia thiên thánh cảnh nhiều đến trăm vạn, từ bên trong chọn lựa có thể đánh bại kiếm trần cùng nguyên kinh người, không khó trên bầu trời. Song phương đại chiến càng phát ra kịch liệt. Tổ Long, hiện. Nguyên Kinh phát hiện tự mình hoàng triều khí vận dị tượng xuất hiện xu hướng suy tàn, vội vàng thêm đại lực lượng, đem tất cả khí vận chân long hòa làm một thể, hóa thành một cái dài đến trăm vạn dặm siêu cấp thần long. Trống. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, so tinh thần còn lớn hơn đuôi rồng cuốn theo lấy có thể so với phổ thông đại thiên thế giới lực lượng, ép hướng kiếm trần. Âm dương thánh kiếm, ngưng. Kiếm trần không chần chờ, chắp tay trước ngực, đón lấy, hai tay cùng một chỗ bóc một cái kiếm quyết, dán tại mi tâm, dẫn động sau lưng vô số lợi kiếm, dung nhập âm dương thánh kiếm. Hai thanh kiếm này giao nhau, giống như một cái cái kéo, hướng phía siêu cấp hoàng triều khí vận cự long cắt đi qua. Oanh! Song phương khí thế chấn động mãnh liệt, toàn bộ bầu trời cũng bị đâm mục đích quan huy bao phủ, khí lãng quét sạch, nuốt sống toàn bộ kiếm thánh hoang nguyên. Diệp Phong hít mắt lại. Hắn xem rất rõ ràng. Âm dương thánh kiếm biến thành cái kéo rất sắc bén, các đoạn mất hoàng triều khí vận thần long không hề đứt đoạn giao nhau trảm kích đem khí vận thần long chém thành vỡ nát đem nguyên kinh đánh bay ra ngoài kiếm trần cao hơn một bậc ngươi vậy mà có thể phá ta chung cực khí vận thần long trên bầu trời truyền đến nguyên kinh khó có thể tin thanh âm giờ phút này mái tóc dài của hắn rối tung dùng tay che lồng ngực khóe miệng tràn ra một luồng tiên huyết hai mắt trợn trừng bởi vì kiếm đạo lĩnh vực kiếm trần lạnh nhạt nói ở phía sau hắn vô số lợi kiếm một lần nữa hiển hóa, không ngừng xoay quanh, tản ra so trước đó lăng lệ vô số lần kiếm ý, cũng dần dần hình thành một mảnh lĩnh vực. Đây là kiếm đạo lĩnh vực. Bác chuyển viên mãn. Nguyên kinh đổi sắc mặt, kiếm đạo của người lĩnh vực là cái gì thời điểm đột phá? Đám người nghe vậy, chẳng lẽ rất là chấn kinh? Cái gì? Kiếm trần thần tử kiếm đạo lĩnh vực, vậy mà tăng lên tới bác chuyển viên mãn. Tiến thêm một bước, vậy coi như là cửu chuyển A. Lại tiến hai bước, chẳng phải là có thể trở thành kiếm đạo thánh vực. Ngươi cho rằng kiếm đạo thánh vực là ai đều có thể cảm ngộ ra sao? Dù cho là kiếm trần, muốn đột phá tới kiếm đạo thánh vực, cũng là muôn vàng khó khăn. Cái này thế nhưng là một cái chí thánh đường, sao còn khó hơn lên trời? Đám người nghị luận ầm ĩ. Mọi người ở đây, cơ bản cũng đối kiếm trần ném đi kính nể cùng sùng bái ánh mắt. Bác chuyển viên mãn, rất không tệ. Liền liền Diệp Phong cũng lên tiếng tán thưởng. Bất quá, nghĩ lại hắn cảm thấy cái này rất bình thường kiếm thần thế nhưng là lực lượng thần bản tên thứ hai luyện thành vô địch tử cực kiếm ý bản thân cũng có được kiếm đạo thánh vực dưới sự chỉ điếm của hắn kiếm trần kiếm đạo lĩnh vực đạt tới bát chuyển viên mãn cũng không kỳ quái trong hư không kiếm trần tay nắm kiếm quyết nói ngay tại năm nay hơn nửa năm của ta kiếm đạo lĩnh vực vừa mới đột phá bát chuyển nếu như không phải là bởi vì lần đột phá này ta muốn thắng ngươi cũng sẽ phi thường gian nan minh bạch Nguyên Kinh gật đầu, nếu như thế, ngươi thắng, cáo từ. Hắn ý thức được tự mình cùng kiếm trần trên lệch. Lại làm hạ thấp đi, cũng không thắng được. Chẳng bằng dứt khoát nhận thua, về nhà bế quan khổ tu, tranh thủ sớm ngày đột phá, lại đánh với kiếm trần một trận. Đa tạ. Kiếm trần ông kiếm hành lễ. Với hắn mà nói, Nguyên Kinh là cái không tệ đối thủ, có thể xúc tiến tiến bộ của mình. Kiếm trần thần tử vô địch. Kiếm trần thần tử, xin ngài hiện tại liền sủng hạnh ta đi không ít hoa si nữ tu nhau nhau mở miệng. Đối với những này dông chi tục phấn, kiếm trần không có nửa điểm hứng thú, không. Cho dù là tiên nữ, hắn cũng không có bất cứ hứng thú gì. Nữ nhân, sẽ chỉ ảnh hưởng hắn tốc độ rút kiếm. Trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Kiếm trần mặc niệm một câu. Ken. Âm dương thánh kiếm tiếng trung, song song rơi vào kiếm trần dưới chân, hắn cứ như vậy chắp hai tay sau lưng, một chân phân đừng giẫm lấy một thanh phi kiếm, hướng nơi xa lao đi. Nhưng, bỗng nhiên ở giữa kiếm trần quay đầu cùng trên bầu trời chắp hai tay sau lưng diệp phong bốn mắt nhìn nhau giờ khắc này kiếm trần có dũng khí ánh mắt thiêu đốt cảm giác thể nội không trọn vẹn âm dương chi lực đang sôi trào giống như là đê giai tu sĩ gặp tu hành đại năng khiến cho trong lòng của hắn đại chấn nhưng âm dương thánh kiếm tốc độ phi hành quá nhanh là kiếm trần lấy lại tinh thần lại phát hiện mình đã bay ra kiếm thánh hoa nguyên phạm vi vị kia nhường hắn kiên kỵ thanh niên thần bí sớm đã biến mất không còn tâm tích Hắn là ai? Người này là có năng lực gì để cho ta kiên kỵ? Hẳn là, trên người hắn có thuần túy âm dương chi lực. Kiếm trần trong lòng dời sông lấp biển. Không trung, gió lớn gào thét. Kiếm trần nhìn qua không người hư không, mày kiếm hơi nhíu, vuốt vuốt mi tâm, thầm nói. Là cùng nguyên kinh đại chiến di chứng sao? Không phải vậy, ta làm sao lại xuất hiện dạng này ảo giác? Dù sao, lão tổ tông nói qua, trên đời này không có khả năng có nhân trưởng nắm thuần túy âm dương chi lực, đơn thuần âm dương chi lực độ tinh khiết ta đã xem như hàng đầu ừm hẳn là ảo giác nói đi kiếm trần ngự kiếm rời đi hắn thấy vừa mới hết thảy không thể nào là thật tam thiên giới bên trong không có khả năng có người âm dương chi lực đạt đến viên mãn bởi vì tam thiên giới âm dương chi lực tu hành pháp tồn tại thiếu hụt có thể đạt tới chính thành chính trở lên độ tinh khiết liền không tệ về phần sau cùng một điểm lại luôn không cách nào thành công cũng chính là bởi vì âm dương chi lực không cách nào viên mãn kiếm trần bị ép từ bỏ cái này tu hành lộ ngược lại đi kiếm đạo lĩnh vực đường chỉ có như vậy hắn khả năng tấn thăng chí thánh mấy ức dặm bên ngoài diệp phong chân đạp phi kiếm cùng sở thiên hà song song phi hành nhìn cách đó không xa kia mảnh dãy núi biết rõ thiên hà thần tông đến kiếm trần có ý tứ nhớ tới trước đó chạm mặt diệp phong khóe miệng khẽ nhất xác định kiếm trần trên người âm dương chi lực có thiếu kém xa mặt trời tiên tôn cùng thái âm tiên tôn lực lượng như vậy thuần túy có lẽ là tam thiên giới tu hành pháp có thiếu. Mà bởi vì tồn tại thiếu hụt, dẫn đến kiếm Trần chú định không cách nào lấy âm dương chi lực chứng đạo, bước vào chí thánh cảnh. Diệp huynh, Thiên Hà thần tông đến. Lúc này, Sở Thiên Hà chỉ vào phía dưới kia mảnh Liên Miên Bất Tuyệt thần sơn thần thủy, mặt mũi tràn đầy kích động, trong lòng đều là trở về nhà cảm khái. Rốt cục trở về. Đúng vậy a, à, thật hoài niệm. Văn Tuyết cùng Văn Nguyệt nắm chặt Sở Thiên Hà tay, gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy hạnh phúc quang huy trước đó quyết định đi tiến công minh vương qua thời điểm, bọn hắn liền không nghĩ tới có thể còn sống trở về, bây giờ, bọn hắn không chỉ có trở về, báo đáp thù, trong lòng cũng có một loại kiếp sau quãng đời còn lại cảm khái. Diệp Phong nhìn xuống dưới đi. Thiên Hà Thần Tông ở vào một tòa siêu cỡ lớn ở giữa dãy núi, phong cảnh tươi đẹp, trong núi có một cái to lớn Thiên Hà chảy xuôi mà qua, bởi vậy gọi tên. Thiên Hà Thần Tông rất huy hoàng A. Diệp Phong quan sát một lát, phát hiện Thiên Hà Thần Tông kéo dài hơn vạn dặm, phạm vi bên trong tọa lạc lấy vô số cung điện dược viên linh trì linh thú viên các vùng phi thường phồn hoa môn đồ trăm vạn thiên đế gần vạn chuẩn thánh mấy trăm thánh cảnh mười lăm vị thật không hổ là đông châu nổi danh thế lực diệp phong chậm rãi nói thiên hà thần tông nội tình thật rất mạnh tại sở thiên hà dẫn đầu dưới chỉ dựa vào thiên hà thần tông liền đủ để quét ngang thần châu thiên đạo không xuất thủ bọn hắn cơ hồ là vô địch theo cái này cũng nói rõ một sự kiện thần châu quá yếu Ha ha, nhóm chúng ta thiên hà thần tông có thế phát triển đến cái này tình trạng, vẫn là may mắn mà có những cái kia cường giả tiền bối cố gắng, mà ta, kỳ thật chỉ là kế thừa bọn hắn thành quả. Sở thiên hà rất khiêm tốn. Diệp Phong gật đầu, nói, tông môn cũng phải cần một đời một đời tích lũy, chỉ có trải qua vô số đời kết tinh, tông môn khả năng hậu tích bạc phát, nhất phi trùng thiên. Sư, đám người rơi vào thiên hà thần tông trung tâm. Nơi đây là một tòa thần sơn, chủ phong cao chừng vạn trượng, cả tòa núi kéo dài số trăm dặm, mọc đầy các loại linh dược, mùi thơm nồng đậm, có linh tuyền thác nước, tiên hạt bay múa, đẹp không sao tả xiết. Đây là thiên hà chủ phong, ta trong ngày thường liền ở tại cái này. Sở thiên hà chỉ vào đỉnh núi mảnh này khu kiến trúc, đẩy cửa ra, đập vào mi mắt là một đám tuổi trẻ mỹ mạo thị nữ, thân mang cung trang, lộ ra mảng lớn chói mắt trắng như tuyết. Bái kiến tông chủ. Cái này hơn 10 vị thị nữ vội vàng đi một cái vạn phúc lễ. Sở lão đệ, ngươi thật là biết hưởng thụ. Diệp Phong nhìn xem cái này một đoàn tuổi trẻ mỹ lệ thị nữ, phát hiện nàng nhóm từng cái cũng rất có tiên khí, tu vi cũng đều tại thần nguyên cảnh trở lên. Mạnh nhất thị nữ dẫn đầu, đã là chuẩn thánh. Khụ khụ. Sở Thiên Hà ho khan một tiếng, nhìn thấy bên người Văn Tuyết cùng Văn Nguyệt ngoan lệ ánh mắt, không dám nói lời nào. Hắn cùng Diệp Phong nhận biết về sau, liền lấy lão đệ tự xưng. Cho nên, mặc dù Diệp Phong rõ ràng biết mình tuổi tác so Sở Thiên Hà nhỏ mấy ngàn tuổi, nhưng vẫn là đến hô đối phương là Sở lão đệ làm cho người đỏ mặt tông chủ phu nhân cũng quay về rồi lúc này vị kia chuẩn thánh cấp độ thị nữ đứng đầu tiến lên đón hướng văn tuyết cùng văn nguyệt hai nữ thi lễ một cái nghe xong tông chủ phu nhân cái chức vị này văn tuyết cùng văn nguyệt mặt ngoài thẹn thùng không có ý tứ nhưng trong lòng lại là ngọt ngào đối với mấy cái này thị nữ cảm thấy hài lòng rất biết cách nói chuyện mà diệp phong nhìn xem người thị nữ này đứng đầu thầm nghĩ một câu liền hóa giải sở thiên hà xấu hổ người thị nữ này EQ rất cao, khó trách có thế lăn lộn thành bọn này thị nữ dẫn đầu. Bích Trúc, vị này là Diệp Huynh, thực lực ở xa bản tông chủ phía trên, thay ta hảo hảo chiêu đãi. Sở Thiên Hà chỉ chỉ Diệp Phong, hướng dẫn đầu thị nữ phân phó. Vâng, tông chủ. Bích Trúc điểm nhẹ cái cầm, nhìn về phía Diệp Phong, cái gặp hắn phong thần như ngọc, tuấn giật phi phàm, tự mang một loại đặc biệt khí chất, mạnh hơn Sở Thiên Hà, gương mặt xinh đẹp không khỏi ửng đỏ. Nửa khắc đồng hồ sau. Diệp Phong, Hồ Phi Phi, thiên đạo linh hầu đi theo bích trúc sau lưng, đi vào một mảnh độc lập trong tiểu viện. Diệp tiền bối, nơi đây chính là tạm trú. Bích trúc đẩy cửa ra, hướng Diệp phong ngoái nhìn cười một tiếng. Làm phiền. Diệp phong tiến vào tiểu viện, phát hiện nơi đây trang trí lấy trang nhã làm chủ, rất hài lòng, liền đem bích trúc đuổi đi. Trong màn đêm, Diệp phong ngồi tại mái nhà, đêm xem thiên tượng. Làm cao giai tu hành giả, đại bộ phận cũng không có ăn cơm quen thuộc, cho nên, sở thiên hà cũng không thiết yến khoản đãi diệp phong mà là nhường bích trúc đưa tới một trương linh trà đối với cái này diệp phong dở khóc dở cười trở tay đưa lên một hộp nhỏ thất thải lá trà ngộ đạo khiến cho sở thiên hà chấn động vô cùng lúc này diệp phong nhìn xem bầu trời hai tay bấm niệm pháp quyết thôi diễn viễn cổ thánh thần còn lại hài cốt ngay tại chỗ lại phát hiện kia mảnh địa phương hư ảo phiếu miễu tự hồ tại một cái thế giới khác bên trong kỳ quái diệp phong rất là kinh ngạc sư hắn đằng không mà lên, đến cao trăm vạn dặm không, đảo mắt một tuần sau, phát hiện viễn cổ thánh thần hài cốt khí tức rõ ràng liền tại phụ cận, nhưng thủy chung có vẻ hư ảo, khó mà tìm tới. Xem ra, ta phải hạ điểm công phu. Diệp Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lòng bàn tay xuất hiện một khối bị vô số tầng kim quang bao khỏa vỡ vụn xương cốt. Một phen cảm ứng về sau, hắn có phát hiện. Tê lạp. Diệp Phong trốn vào hư không? Một cái hô hấp sau hắn xuất hiện tại một tòa cổ lão sơn mạch phía trên nơi đây lơ lửng bảy viên cỡ nhỏ tinh thần toàn thân xám trắng tạo thành một tòa trận pháp đặc biệt phong bế hư không chi môn diệp phong nhíu mày viễn cổ thánh thần hài cốt đúng là bị phong ấn ở cái này phiến hư không chi môn phía sau thế giới lấy năng lực của hắn có thể mở ra nhưng sẽ kinh động môn này chế tạo người đối phương rất mạnh xem ra ta phải hỏi một chút sở thiên hà diệp phong trở về thiên hà thần tông một mực chờ đến giữa trưa ngày thứ hai, mới thông qua bích trúc tìm được mới vừa rời giường sở thiên hà. Diệp huynh, ngươi tìm ta. Sở thiên hà đánh một cái ngáp, hiển nhiên là tối hôm qua mệt đến. Ngươi có thể biết rõ đây là cái gì? Diệp phong duỗi xuất thủ, tại trên lòng bàn tay phương mô phỏng ra bảy viên tối màu xám tinh thần. Sở thiên hà trong nháy mắt tinh thần. Diệp huynh, đây là nhóm chúng ta đông châu cường giả tán địa, nội bộ phong ấn vô số cường giả thi hài, lịch sử lâu đời, có chừng trăm vạn năm lịch sử đi sở thiên hà lời nói xoay chuyển diệp huynh ngươi hỏi cái này làm cái gì cường giả tán địa bốn chữ này vừa ra diệp phong sắc mặt có biến hóa vội vàng đuổi theo hỏi ý của ngươi là nội bộ chôn giấu lấy rất nhiều cường giả thi hài cho nên bá hoàng thi hài cũng tại đúng vậy bá hoàng một bộ phận thi hài cũng bị tán ở trong đó hơn nữa còn là kiếm thần tự tay chôn vào đi sở thiên hà vẽ mặt thành thật nói nghe vậy diệp phong sắc mặt đại biến bá hoàng hài cốt là hạo nhiên thánh tông kiếm thần tự tay chôn vào đi. Diệp Phong sợ ngây người. Khó trách hắn theo tán địa hư không chi môn cảm ứng được một cổ kinh khủng đến cực điểm khí tức. Nguyên lai, đối phương là kiếm thần. Diệp Phong may mắn tự mình không có tùy tiện mở ra hư không chi môn, nếu không, hiện tại đại khái dẫn đầu bị kiếm thần truy sát. Kiếm thần vì sao đem bá hoàng hài cốt chôn vào đi? Diệp Phong nghĩ đến vấn đề này. Sở Thiên Hà lắc đầu, nói. Cái này ta liền không quá rõ ràng, có thể là từ đối với bá hoàng tôn trọng đi dù sao bá hoàng thế nhưng là lực lượng thần bản thứ ba chân chính cường giả tối đỉnh bình thường tình huống dưới các cường giả đều là cùng chung chí hướng nghe vậy diệp phong âm thầm gật đầu viễn cổ thánh thần bá hoàng từng nói với diệp phong qua năm đó đối với hắn xuất thủ là một cái thần bí cường giả tối đỉnh đối phương không phải lôi đế cũng không phải kiếm thần mà lại bá hoàng cũng đã nói hắn cùng lôi đế bá hoàng cũng không có thù hận từ đối với cường giả tôn trọng, kiếm thần mai tán bá hoàng hài cốt, cũng là có thể lý giải. Diệp huynh, ngươi không phải là muốn đem bá hoàng hài cốt bắt đi a? À? Sở thiên hà nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến. Ngạch, đúng a. À. Diệp phong gật đầu. Hắn muốn bá hoàng hài cốt chuyện này, đối sở thiên hà tới nói không phải bí mật, cũng không có biện pháp giấu giếm. Dù sao, hắn trước đó không lâu còn hợp tác với sở thiên hà qua, đem bá hoàng bốn cái xương đùi theo minh vương thánh tông trong tay đoạt lại. Sở thiên hà khóe miệng giật một cái, nói. Vậy cũng không đúng dịp. Dịp huynh, ngươi cũng biết rõ, trăm vạn năm trước là tam thiên giới nhân tộc trọng đại bước ngoặt. Năm đó, chính đại thiên tôn xuất thế. Vạn tộc bị diệt, nhân tộc cuộc khởi. Tại nhóm chúng ta Đông Châu, rất nhiều theo vạn tộc đại chiến bên trong may mắn còn sống sót cường giả, vì nhớ lại cùng kỷ niệm những cái kia chiến tử cường giả, đem bọn hắn di hài thu thập lại, tán cùng một chỗ. Về sau, có không ít cường giả vẫn lạc, cũng đều lựa chọn đem tự mình tán tại cường giả tán địa dần già cường giả tán địa liền thành đông châu các đại cường giả sau khi chết cũng muốn đi địa phương về sau kiếm thần miên đế nhóm cường giả liên thủ chế tạo một cái phong bế tiểu thế giới đem cường giả tán địa đưa vào trong đó từ đó cường giả tán địa thành một cái bí cảnh như thường tình huống dưới hư không chi môn cách mỗi trăm năm mở ra một lần có thể nhường thế hệ trẻ tuổi tu hành giả tiến vào cường giả tán địa tương đương với một trận trọng yếu lịch luyện cơ duyên đầy đủ có thể theo vô số cường giả mộ bên trong đạt được cường đại truyền thừa. Cự ly tán địa lần sau mở ra còn có 20 năm. Bất quá, coi như cường giả tán địa mở ra, Diệp huynh, không chỉ là ngươi, nhóm chúng ta cũng vào không được a. À. Bởi vì, chỉ có thánh cảnh phía dưới mới có thể vào bên trong. Nói đến đây, Sở Thiên Hà nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù không biết rõ Diệp Phong vì cái gì thu thập bá hoàng hài cốt, nhưng là, chỉ cần Diệp Phong cần, hắn đều sẽ hỗ trợ thế nhưng cường giả tán địa nhận tất cả đại thế lực quản khống, tồn tại hạn chế. Muốn trà trộn vào đi, cơ hồ là không thể nào. 20 năm sau. Vậy cũng quá lâu. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như thế, ta có thể muốn chuẩn bị ly khai Đông Châu. Sở Thiên Hà vội vàng giữ lại, Diệp Huynh, ta còn không có dẫn ngươi đến Đông Châu hảo hảo dạo chơi đây, làm sao lại muốn đi rồi. Đã lấy không được bá hoàng hài cốt, ta khẳng định phải đi a, à, ta còn chuẩn bị đi báo thù đây. Diệp Phong đánh một cái ngáp thập phương thánh tông kim nhược chí thông thiên ma tông kim bào thiên thánh hai người này đã từng đối với hắn hạ sát thủ còn ngăn ở thánh linh bên ngoài tông tùy ý làm bậy thù này không thể không báo diệp huynh lại lưu một ngày thôi nếu không dạng này đêm nay ta an bài bích trúc tới cùng ngươi hắc hắc sở thiên hà hướng diệp phong trừng mắt nhìn không cần không cần diệp phong liên tục cự tuyệt nhưng sở thiên hà thịnh tình không thể chối từ diệp phong quyết định ở chỗ này chờ lâu một ngày ngày mai lại ly khai đông châu hạo nhiên thánh tông nơi đây trải rộng linh kiếm tản ra các loại kiếm ý là chân chính kiếm đạo thánh địa bất kỳ một cái nào tu hành giả lại tới đây đều sẽ bị những này kiếm ý lây nhiễm đối kiếm đạo lĩnh ngộ có chỗ tăng lên một bà trong cung điện kiếm trần khoanh chân tại kiếm đạo thánh vực bên trong cảm ngộ kia vô cùng mênh mông kiếm ý tâm có cảm ngộ không hổ là lão tổ tông lưu lại kiếm đạo thánh vực chỉ là ở chỗ này cảm ngộ nửa ngày ta tu vi lại có tinh tiến cứ thế mãi, kiếm đạo lĩnh vực đột phá cửu chuyển không khó. Kiếm Trần nói nhỏ. Thiên tư của hắn tuyệt đỉnh, lại có tuyệt đỉnh cường giả chỉ điểm, còn có vô cùng vô tận tài nguyên chồng chất, tuổi gần hơn 100 tuổi, cũng đã là thiên thánh cảnh, thực lực rất mạnh. Nhưng, Kiếm Trần vẫn chưa đủ. Mục tiêu của hắn là 300 tuổi trước đột phá chí thánh. Trần Nhi. Một đạo rộng rãi thanh âm già nu vang lên. Kiếm Trần mở bừng mắt ra, nhìn về phía hắc ám chỗ sâu, trong mắt phản chiếu lấy vô tận màu tím kiếm ảnh, trên mặt treo đầy cuồng nhiệt cùng tôn kính các loại thần sắc. Bái kiến lão tổ tông. Kiếm Trần liền vội vàng hành lễ. Cường giả tán địa bên trong, có một khỏa thai ngén hoàng mỹ âm dương châu, có thể hái. Kiếm thần thanh âm vang lên. Quá tốt rồi. Kiếm Trần hít sâu một hơi, nếu như thế, qua 20 năm nữa, ta liền an bài dưới trướng kiếm thị đi vào, thay ta đem âm dương châu lấy ra. Há có thể để ngươi đợi uổng công 20 năm sớm mở ra cường giả tán địa liền có thể kiếm thần thanh âm bình tĩnh nhưng lời nói này cũng rất bá đạo đổi thành người khác căn bản không cách nào sớm mở ra cường giả tán địa chỉ có kiếm thần mới có thể làm được rõ kiếm trần mừng rỡ đối kiếm trần tới nói âm dương châu cực kỳ trọng yếu hắn âm dương chi lực không thuần túy cần luyện hóa hoàng mỹ phẩm chất âm dương châu mới có viên mãn khả năng kiếm trần lúc này đại điện truyền ra ngoài tới một đạo thanh âm quen thuộc. Kiếm Trần ly khai nơi đây, đi vào không trung, thấy được chấp hai tay sau lưng Nguyên Kinh, có chút nhíu mày, ngươi đến làm gì? Phụ hoàng ta suy tính ra cường giả tán địa có đại lượng hoàng triều khí vận đảng sinh, nhưng tiếp qua 10 năm liền sẽ tiêu tán, cho nên phái ta đến tìm ngươi, bàn bạc sớm mở ra cường giả tán địa một chuyện. Nguyên Kinh nói rõ ý đồ đến. Kiếm Trần cười một tiếng, nguyên lai là chuyện này, vừa mới lão tổ tông truyền âm, để cho ta sớm mở ra cường giả tán địa thật chứ? Nguyên Kinh Trừng to mắt. Cái kia còn có thế là giả. Kiếm Trần Bạch Y tung bay, dung mạo tuấn giật, ăn nói ưu nhã, bất quá, ta cần tán địa bên trong âm Dương Châu, vật này, ngươi không sẽ phái người cùng ta đoạt A. Ta còn lo lắng cho ngươi phái người đoạt Hoàng Triều Khí vận đây. Nguyên Kinh hừ một tiếng, đón lấy, cả cười bắt đầu, đã ngươi ta theo như nhu cầu, như vậy, lần này liền không tranh giành. Có thể. Kiếm Trần gật đầu. Ngày đó, một thì tin tức nặng ký truyền ra. Ba ngày sau, cường giả tán địa muốn sớm mở ra, tin tức vừa ra, toàn bộ Đông Châu tu hành giới cũng sôi trào. Tán địa sớm mở ra. Đây là vì sao? Tất cả mọi người cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Sớm mở ra không phải chuyện tốt sao? Chúng ta hậu bối lại có thể đi vào lịch luyện. Cũng là a. Mặc dù kinh ngạc cùng không hiểu, nhưng là đại đa số người cũng rất chờ mong, lập tức tại riêng phần mình trong tông môn chọn lựa thích hợp thế hệ trẻ tuổi an bài bọn hắn tiến vào tán địa. Thiên Hà Thần Tông Diệp Phong đang cùng sở Thiên Hà thưởng thức trà, nghe nói bích trúc tin tức truyền đến, một miệng nước trà bỗng nhiên phun tới. Cường giả tán địa sớm mở ra. Diệp Phong kinh ngạc nhìn về phía sở Thiên Hà, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói May mắn ngươi để cho ta chờ lâu một ngày, không phải vậy, ta khẳng định bỏ lỡ lần này cơ hội, sở lão đệ, ngươi thật sự là phúc tinh của ta a. À. Ha ha! Đây là Diệp Huynh Hồng Phúc Tề Thiên, cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Sở thiên hà gãi đầu một cái. Hắn cảm thấy, thuần túy là dịp phong vận khí tốt, vừa vặn đuổi kịp cường giả tán địa sớm mở ra. Bất quá, sở thiên hà cũng rất tò mò. Cố định trăm năm vừa mở cường giả tán địa, vì sao sớm mở ra? Ở trong đó, đến tột cùng có cái gì bí mật? Vận khí của ta thật tốt. Diệp Phong mừng thầm. Hắn cũng cảm thấy cường giả tán địa sớm mở ra có chút kỳ quặc, nhưng với hắn mà nói, tóm lại là một chuyện tốt sở lão đệ, nhóm chúng ta tu vi quá cao, không thể tiến vào cường giả tán địa, cho nên, bình thường tình huống đều là an bài môn nhân đệ tử tiến vào bên trong A. Diệp Phong nhìn về phía sở thiên hà. Sở thiên hà lập tức giải thích. Đúng, nói như vậy, mỗi cái thánh địa cũng có 10 cái danh ngạch, nhóm chúng ta thiên hà thần tông lão tổ tông đã từng tham dự cường giả tán địa kiến tạo, cho nên, có thêm 5 cái danh ngạch. Về phần nguyên vũ thần quốc, hạo nhiên thánh tông loại này, danh ngạch phá trăm, chiếm cứ đầu to. Diệp Huynh, có muốn hay không ta phái người giúp ngươi? Diệp Phong trầm mặt rẽ, nhìn về phía bên người ngay tại khoanh chân tại đất, nghiêm túc khổ tu thiên đạo linh hầu, nói, hắn mới tứ chuyển chuẩn thánh, không phải thỏa mãn tiến vào điều kiện sao? Sở thiên hà vỗ đầu một cái, đúng vậy a. À? Nếu như thế, khỉ con, ngươi đi cường giả tán địa giúp ta đem bá hoàng hài cốt mang ra. Diệp Phong phân phó. Được rồi. Thiên đạo linh hầu gật đầu. Không sợ trời không sợ đất hắn, căn bản không sợ tán địa bất quá tiến vào tán địa trước đó ta còn phải cho ngươi cường hóa một phen miễn cho thực lực không đủ xuất hiện sai lầm diệp phong lẩm bẩm một câu thiên đạo linh hầu thực lực không tệ nhưng ở cùng giai bên trong cũng chỉ có thể xem như đã trên trung đẳng vạn nhất không may mắn bị thế lực khác tuổi trẻ cường giả vây công coi như không tốt lắm diệp huynh liền ba ngày thời gian chỉ con thực lực cũng tăng lên không được bao nhiêu a à. sở thiên hà một mặt nghi ngờ diệp phong cười thần bí nói ba ngày rất dài đầy đủ tiếp xuống ta muốn cùng khỉ con cùng một chỗ bế quan không có việc gì tuyệt đối đừng đến quấy rầy nhóm chúng ta được sở thiên hà gật đầu tạm trú trong tiểu viện diệp phong bố trí cấm chế dày đặc cũng tại nội bộ mở ra gấp trăm lần thời gian trận pháp khiến cho nội bộ tốc độ chảy là phía ngoài gấp trăm lần bên ngoài đi qua ba ngày nội bộ không sai biệt lắm đi qua một năm cái này thời gian đầy đủ tăng lên thiên đạo linh hầu thực lực diệp phong còn bố trí tu di trận pháp từ bên ngoài xem, tiểu viện chỉ có phương viên vài chục trượng, nhưng nội bộ lại đạt đến kinh người phương viên trăm dặm, đầy đủ thiên đạo linh hầu tại trong tiểu viện tu hành cùng thi triển thần thông. Ai, hồ sinh nhàm chán. Hồ Phi Phi vẫn lên chân bắt chéo ngồi tại trên ghế, khiên hỗn nguyên cô nhìn qua bầu trời, một mặt sinh không thể luyến bộ dạng. Diệp Phong không có để ý nàng. Trên mặt đất, thiên đạo linh hầu đứng thẳng, nhìn về phía Diệp Phong, chờ đợi tiếp xuống trong vòng 300 thiên đặc thù tu hành. Kỹ con, Ngươi có một cái tiên thiên ưu thế. Đó chính là bất tử chi thân. Bất quá, ngươi bất tử chi thân tồn tại thiếu hụt, đó chính là mỗi vẫn lạc một lần, tu vi liền sẽ rút lui một chút. Ta trước đó giao cho ngươi hô hấp pháp, có thể nhanh chóng bổ sung vẫn lạc mang tới hao tổn, nhưng vẫn là không đủ. Từ giờ trở đi, ta cho ngươi đo thân mà làm một bộ phù hợp ngươi tự thân hô hấp pháp, có thể trong nháy mắt bổ sung hao tổn. Nói đến đây, Diệp Phong duỗi xuất thủ, ấn ở thiên đạo linh hầu đầu bắt đầu phân tích hắn các mặt, như thế khả năng thôi diễn ra dán vào hô hấp của hắn pháp. Có. Một canh giờ sau, Diệp Phong thu tay về. Thiên đạo linh hầu thân thể bản chất là một cái hầu tử, có được khác biệt khiếu, cũng có thể tu luyện nhân tộc công pháp. Diệp Phong kết hợp phân tích của mình, bắt đầu thôi diễn. Nửa ngày sau, Diệp Phong giữa không trung viết một phần chỉ có 36 cái chữ kinh văn màu vàng ống, đem hóa thành lạc ấn, không có vào thiên đạo linh hầu thân thể, khiến cho thiên đạo linh hầu hô hấp trì trệ. Ta cảm giác thân thể của mình đang biến hóa. Thiên đạo linh hầu trừng to mắt. Tứ chi của hắn, khí hải, thức hải cũng xuất hiện kỳ dị vòng xoáy, có thể tự động xoay tròn, thu nạp ngoại giới lực lượng. Đây là lục tướng hô hấp pháp. Dừng một chút, Diệp Phong tiếp tục giảng giải. Trong cơ thể của ngươi xuất hiện 6 cái vòng xoáy, chỉ cần dùng lực hô hấp, có thể trong nháy mắt tăng tốc đối thiên địa nguyên khí hấp thu tốc độ, cao nhất có thể đạt vạn lần. Tại loại này tình huống dưới, hô hấp một lần liền có thể triệt tiêu vẫn lạc sinh ra hao tổn. Thần kỳ như vậy, Thiên đạo linh hầu rất kinh ngạc. "Không tin, ngươi có thể thử một chút." Diệp Phong nói. Ầm ầm. Thiên đạo linh hầu là cái người hung ác, tại chỗ tự bạo. Sau một khắc, Thiên đạo linh hầu thân thể gây dựng lại, nhưng tu vi lại giảm xuống một chút, vội vàng sử dụng Lục Tướng hô hấp pháp, trong khoảnh khắc thôn về lượng lớn thiên địa linh khí, tu vi trong nháy mắt khôi phục. Quá tốt rồi thiên đạo linh hầu rất vui vẻ. Có ở lục tướng hô hấp pháp, hắn rốt cuộc không cần lo lắng vẫn lạc mang tới tác dụng phụ, có thể thông qua lần lượt tự bạo giết địch. Hánh cảnh phía dưới, có thể xưng khó giải. Chỉ có hô hấp pháp còn chưa đủ. Diệp Phong xuất ra một tòa như núi vẫn thạch, nặng nề vô cùng, đạt đến ức tấn, là thượng hạng vật liệu luyện khí. Ngươi còn cần một cái tiện tay binh khí, nói ví dụ, một cái nặng nề lại cứng rắn trường côn. Diệp Phong chỉ chỉ hồ phi phi khiên hỗn nguyên côn, khỉ con, ngươi cảm thấy binh khí như thế thế nào? Hắn thấy, hầu tử cũng ưa thích côn. Khó dùng, ta hơn ưa thích dùng kiếm. Thiên đạo linh hầu lắc đầu liên tục, lấy ra diệp phong cho hắn tứ tinh siêu việt linh bảo cấp độ phi kiếm, ta cảm thấy cái này liền rất tốt. Ngươi vậy mà ưa thích dùng kiếm. Diệp phong mộng bức, trên mặt biểu lộ biến thành dạng này, to, to. Ngạch trời ạ. À. Hầu tử không cần côn, dùng kiếm. Ngươi không phải tôn đại thánh sao. Diệp Phong trong lòng điên cuồng chửi bậy cho tới hôm nay hắn mới biết rõ thiên đạo linh hầu rất ưa thích binh khí lại là kiếm kia có muốn hay không ta đem thanh phi kiếm này lại tế luyện một cái để nó trở nên nặng nề diệp phong hỏi tại sao muốn trở nên nặng như vậy thiên đạo linh hầu gãi đầu một cái biến nặng quy lực cũng lớn diệp phong trầm ngâm một lát đương nhiên tăng lên trình độ sắc bén cũng được hoặc là ta cho ngươi luyện chế một cái bản mệnh linh kiếm cũng nghe đại ca thiên đạo linh hầu gật gật đầu Xác định khỉ con ưa thích dùng kiếm về sau, Diệp Phong bỏ ra điểm thời gian mới hoàn toàn thích ứng, đón lấy, liền bắt đầu luyện kiếm. Đầu tiên, là dung luyện. Diệp Phong lấy đạo hỏa đốt cháy kia một tòa như núi ức tấn vẫn thạch, mở ra lực lượng, thiên địa, kiếm đạo tam đại lĩnh vực, lại lấy đại thế giới chi tâm cung cấp năng lượng, tiến hành áp súc thức luyện hóa. Mười ngày sau, một khối chỉ có lớn chừng bàn tay màu vàng sậm đĩa sắc lơ lửng ở Diệp Phong lòng bàn tay, đây là dùng ức tấn vẫn thạch luyện được, ẩn chứa lực lượng, thiên địa, kiếm đạo tam trọng lĩnh vực. Trong đó, còn lạc ấn thiên đạo linh hầu bản mệnh tinh hồn. Kỹ con, tiếp xuống, kiên nhẫn một chút. Diệp Phong đem khối này để sát luyện thành kiếm phôi, nhưng thiên đạo linh hầu nuốt xuống, lợi dụng thân thể của hắn thai nén. Ở trong quá trình này, thiên đạo linh hầu cảm giác bụng căng đau nhất, toàn thân nóng bỏng như lửa, trên mặt phản phất mang theo thống khổ mặt nạ, bên trong miệng thỉnh thoảng phát ra kêu thảm. Kiên nhẫn một chút. Diệp Phong cũng rất đau lòng. Trong tiểu viện, trôi qua rất nhanh 100 ngày. Ngoại giới đi qua một ngày. Lúc này, thiên đạo linh hầu đã triệt để cùng trong bụng kiếm phôi hòa làm một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Thiên đạo kiếm, ra. Thiên đạo linh hầu hé miệng, phun ra một cái dài ba tấc, rộng hai tấc đặc thù rộng kiếm, mặt ngoài lạc ấn lấy vô số đạo văn. Đây là thiên đạo linh hầu bản mệnh linh bảo, thiên đạo kiếm. Trong đó có được thiên đạo chi lực, cùng thiên đạo linh hầu hoàng mỹ phù hợp, có thể theo thiên đạo linh hầu trưởng thành mà trưởng thành a à, quá đẹp thiên đạo linh hầu dẫm trên thiên đạo kiếm dưới chân còn có thất thải tường vân trôi nổi hắn lanh lợi đối thanh kiếm này ưa thích tới cực điểm yêu thích không buông tay tiếp xuống ta truyền cho ngươi kiếm đạo lĩnh vực diệp phong vỗ vỗ thiên đạo linh hầu cái đầu nhỏ tốt thiên đạo linh hầu gật đầu duỗi xuất thủ bắt lấy thiên đạo kiếm dưới sự chỉ điểm của diệp phong cảm ngộ kiếm ý thiên đạo linh hầu chính là thiên đạo vật cộng sinh tự mang tu luyện quan hoàng nửa ngày sau thiên đạo linh hầu cảm ngộ ra thất thải kiếm ý. Một ngày sau, thiên đạo linh hầu ngưng tụ thất thải kiếm nói lĩnh vực. Hai ngày sau, kiếm đạo lĩnh vực nhập môn. Bảy ngày sau, kiếm đạo lĩnh vực tiểu thành. Ba mươi ngày sau, kiếm đạo lĩnh vực đại thành. Một trăm năm mươi ngày sau, thất thải kiếm nói lĩnh vực viên mãn. Về sau thời gian, thiên đạo linh hầu kiếm đạo lĩnh vực đột phá chậm chạp, nhưng, bằng thực lực của hắn bây giờ, tại nhập thánh cảnh dưới, đã là đứng đầu nhất một nhóm cường giả tăng thêm bất tử bất diệt thiên phú, hắn có thể xưng vô địch. Đại ca, ta nhất định giúp ngươi đem viễn cổ thánh thần hài cốt thu hồi lại, yên tâm đi. Thiên đạo linh hầu rất có lòng tin. Hắn cảm thấy, mình có thể đánh 10 cái lưu phong. Ừm. Diệp phong gật gật đầu, còn thừa lại một điểm thời gian, ta cho ngươi luyện chế một chút hỗ trợ linh bảo, thuận tiện ngươi tại nội bộ thu hoạch viễn cổ thánh thần hài cốt. Ngoại giới. Ba ngày thời gian mắt thấy là phải đi qua. Cường giả tán địa mở ra ngày, đã đến tới. Sở Thiên Hà đứng tại trước cửa tiểu viện, đi qua đi lại, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, ba ngày, Diệp Huynh còn không ra, chẳng lẽ, là thời gian không đủ sao? Kẹt kẹt. Đúng lúc này, Diệp Phong đẩy ra cửa sân, mang theo hồ phi phi cùng thiên đạo linh hầu đi ra. Trên mặt của bọn hắn, tràn đầy vẻ mặt nhẹ nhõm. Diệp Huynh, các ngươi xem như ra, thời gian không đợi người, đi, hiện tại liền đi với ta cường giả tán địa đi. Sở Thiên Hà vội vàng thúc giục đoạn này thời gian bên trong, hắn đã lấy tông chủ thân phận, tại thiên hà thần tông bên trong chọn lựa 14 chuẩn thánh cấp độ thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, nhưng bọn hắn tiến vào tán địa. Về phần sau cùng một cái danh ngạch, tự nhiên là để lại cho thiên đạo linh hầu. Từng, lên đường đi. Diệp Phong gật đầu. Một mảnh liên miên không dứt thượng cổ sơn mạch. Nơi đây tên là tán thiên sơn mạch, ý là chôn giấu lấy thiên hạ đỉnh cấp cường giả chi địa, tại tới gần tọa hóa trước. Đông Châu vô số cường giả đều sẽ tới đến kề bên này nhớ lại cả đời này một khi vẫn lạc, bọn hắn liền sẽ bị hư không chi môn tiếp dẫn, mai tán tại cường giả tán địa bên trong, tự thành một mộ. Cái này địa phương bên trong, cơ hồ chôn giấu lấy toàn bộ Đông Châu tất cả đại thế lực lão tổ tông. Dần già, cường giả tán địa càng phát ra được người tôn kính. Sưu sưu. Mấy chục đạo thân ảnh đi vào tán thiên sơn mạch trên không, chính là Diệp Phong, sở thiên hà một đoàn người. Vì ẩn nấp tự thân, Diệp Phong bọn người trên thân cũng tản ra mê vụ, làm cho người khó mà nhìn thấy thân hình của bọn hắn cùng tướng mạo miễn cho bị minh vương thánh tông các loại thế lực đối địch ánh mắt phát hiện nha đây không phải thiên hà thần tông tông chủ sao hạnh ngộ hạnh ngộ mặc dù diệp phong sở thiên hà một đoàn người ẩn nấp thân hình nhưng ở trong bọn họ vẫn là có người khiên viết có thiên hà thần tông bốn chữ lớn cờ xí cho thấy thân phận của mình nguyên lai là huyền thiên thánh tông tông chủ đã lâu không gặp sở thiên hà cũng lên tiếng chào hỏi giữa không trung Diệp Phong nhìn quanh Chu Vi, phát hiện đã có 10 cái thánh địa trình diện, ngoài ra, còn có tính ra hàng trăm cường đại thế lực, có chuẩn thánh dẫn đội, đặt ở thần châu đại lục, tương đương với ngũ tinh cấp thế lực. Văn Tuyết cùng Văn Nguyệt chỉ chỉ một phương hướng nào đó. Nơi đó hội tụ mấy chục người, trong đó một người khiên viết, Tuyết Nguyệt Thánh Tông, bốn chữ cờ xí. Tiểu Lâm, Tông Chủ không tới sao? Văn Tuyết hướng vị kia khiên cờ thanh niên hỏi. Nghe tiếng, thanh niên Lâm đường trừng to mắt, vội vàng chắp tay nói, nguyên lai là thánh nữ đại nhân tông chủ đang lúc bế quan, không tiện ra ngoài, lần này tán địa mở ra, từ đại trưởng lão dẫn đội. Tuyết Nhi, Nguyệt Nhi, các ngươi xem như xuất hiện. Tuyết Nguyệt Thánh Tông trong đội ngũ, một vị lão ẩu đỡ một trường, nhìn xem Văn Tuyết cùng Văn Nguyệt, trong mắt có mấy phần tiếc hận, chính là Tuyết Nguyệt Thánh Tông đại trưởng lão. Dưới cái nhìn của nàng, Văn Tuyết cùng Văn Nguyệt thật là đáng tiếc. Nàng nhóm rõ ràng có thể trở thành Tuyết Nguyệt Thánh Tông đời sau tông chủ, lại bị Sở Thiên Hà lừa gạt đến Thiên Hà Thần Tông, trở thành tông chủ phu nhân ý khó bình a à. lão ẩu bất đắc dĩ lắc đầu bất quá mặc dù tuyết nguyệt thánh tông đã mất đi đời sau tông chủ tối ưu nhân tuyển nhưng lại đạt được thiên hà thần tông cái này cường đại minh hữu cũng là không tệ nghĩ đến cái này lão ẩu không nói thêm gì nữa tất cả đại thế lực chi con rối ngươi giao lưu vài câu nhưng thanh âm cũng không lớn rõ ràng là đang đợi cái gì chư vị đợi lâu một đạo bình tĩnh giọng nói vang lên tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại cái gặp hai đội nhân mã cùng nhau mà tới, chính là hạo nhiên thánh tông cùng nguyên vũ thần quốc tu hành giả. Cái này hai đội nhân mã đều có mấy trăm người, mênh mông đung đưa. Cầm đầu hai vị đều là thiên thánh cảnh cường giả, trong tay phân đừng cầm lấy một khỏa ống ánh sáng long lanh linh châu, lóe ra màu bạc nhạt quang mang. Diệp Phong phát hiện, kiếm trần cùng nguyên kinh không đến. Suýt nữa quên mất, bọn hắn đều là thiên thánh cảnh, không cần thiết tới đây. Diệp Phong vỗ đầu một cái, chính thầm nghĩ vừa mới hồ đồ rồi. Canh giờ đến, mở ra tán địa. Hạo nhiên thánh tông thiên thánh cảnh lão giả dơ cao Linh Châu, ở bên cạnh hắn nguyên vũ thần quốc thiên thánh cảnh cũng nâng khởi Linh Châu. Sau một khắc, thiên hà thần tông đại trưởng lão, tuyết nguyệt thánh tông lão ẩu, cùng với khác mấy cái cường đại thánh địa đại trưởng lão, tất cả đều xuất ra một cái Linh Châu, đứng ra ngoài. Hiện trường hết thảy bảy viên Linh Châu, cùng tán thiên sơn mạch trên không bảy viên tinh thần từng cái đối ứng. Diệp Huynh, đây là tán địa chìa khóa, từ Đông Châu rất cường đại bảy cái thánh địa phụ trách đảm bảo, chỉ có bảy viên linh châu tề tụ mới có thể mở ra tán địa. Sở Thiên Hà hướng Diệp Phong truyền âm. A, à, thì ra là thế. Diệp Phong gật gật đầu. Ông. Bảy viên linh châu đằng không mà lên, phân biệt không có vào trên trời một khỏa to lớn trong tinh thần, làm cho bắt đầu lệch vị trí. Sau một khắc, bảy viên tinh thần liên thành một đường thẳng, hướng lên nghiêng. Mỗi một khỏa tinh thần cũng bộc phát ra không gian chi lực, hội tụ thành một cái không gian trùng sáng, đánh xuyên hư không làm cho xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ hư không chi môn xuất hiện nhanh lên hạo nhiên thánh tông thiên thánh cảnh lập tức nói sưu 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 tất cả đại thế lực cường giả phân đừng cầm lấy một cái cổ lệnh xuyên qua hư không chi môn trốn vào trong đó kỹ con nhớ kỹ ta trước đó bàn giao diệp phong vỗ vỗ thiên đạo linh hầu bả vai lúc này cái sau đang bị một đoàn quang mang bao khỏa ai cũng không biết rõ hắn bề ngoài được rồi thiên đạo linh hầu cầm một cái cổ lệnh đi qua hư không chi môn. 10 cái hô hấp sau. 500 cái thanh niên thiên kiêu toàn bộ tiến vào tán địa, những người còn lại, cũng khoanh chân tại hư không, lặng lặng chờ đợi. Cường giả tán địa. Đây là một cái mênh mông thế giới, phương viên chừng số trăm vạn dặm, Linh Sơn Đại Xuyên liên miên bất tuyệt, từ trên nhìn xuống đi, thỉnh thoảng có thể phát hiện từng tòa giống như thiên kiếm thạch phong. Đây là cường giả mộ địa. Mỗi một tòa hình kiếm thạch phong, đều là một tòa mộ địa. Kiếm hoàng mộ địa ở bên kia, có được thất chuyển viên mãn kiếm đạo lĩnh vực, nhóm chúng ta đi trong lĩnh vực cảm ngộ, nhất định có thu hoạch. Ta tìm được mang thần mộ địa, trước đi qua nhìn xem. Ta đối quan huy thánh giả truyền thừa cảm thấy rất hứng thú, chư vị đạo hữu, chúng ta tới trước được trước, cũng đừng cùng ta đoạt A. Không ít biết nhau thiên kiêu lẫn nhau chấp tay, rất ăn ý hướng phương hướng khác nhau bay đi. Nguyên kinh công tử cần hoàng triều khí vận, phàm là gặp được hoàng triều khí vận người, không được xâm chiếm. Nguyên vũ thần quốc thiên kiêu hô to một tiếng kiếm trần thần tử cần âm dương châu, vật này, ai cũng không được đụng. Hạo nhiên thánh tông thiên kiêu cũng là mở miệng. Thanh âm của bọn hắn truyền khắp toàn bộ cường giả tán địa, làm cho người câm như ve mùa đông, cũng nhún vai, không dám nói tiếp. Thật sự là bá đạo. Thiên đạo linh hầu lẩm bẩm một câu, nhưng hắn muốn tìm không phải hoàng triều khí vận, cũng không phải âm dương châu, cùng đối phương không có xung đột, cũng liền lười nhát quản, mà là lấy ra một cái la bàn. Đây là dịp phong luyện chế định vị linh bảo. Ở chỗ này, thiên đạo linh hầu nhìn xem la bàn kim đồng hồ phương hướng chân đạp thất thải tường vân bay đi sau nửa canh giờ thiên đạo linh hầu đến một tòa cao tới mười vạn trượng thạch phong trước ánh mắt rơi vào trên vách đá thấy được bá hoàng chi mộ cái này bốn cái cứng cáp chữ lớn nhất bút nhất họa cũng ẩn chứa vô thượng kiếm uy đây là kiếm thần thân bút tốt cường đại kiếm uy ngay cả ta đều khó mà tới gần kiếm thần thật đúng là cùng đại ca nói đồng dạng lợi hại a à. thiên đạo linh hầu nói thầm hắn thu hồi định vị la bàn, xuất ra một cái năng lượng linh châu, lấy kỳ dị khí tức bao lấy tự thân, không nhìn kiếm uy, bay về phía Thạch Phong, chuẩn bị tìm kiếm một cái tiếng vào mộ địa lối vào. Ngươi là ai? Bá hoàng mộ địa, nhóm chúng ta chiếm, mau cút. Lúc này, mấy đạo thanh âm phách lối truyền đến, thiên đạo linh hầu quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới là năm cái thanh niên xa lạ, sau lưng bọn hắn, lần lượt có mười mấy người chạy đến, khí thế mênh mông cuồn cuộn. Mỗi một cái, đều là chuẩn thánh cấp độ. Đến hiện trường về sau, bọn hắn nhìn xem khắc trên thạch phong bá hoàng chi mộ, bốn chữ, có thể cảm nhận được vô thượng tử cực kiếm ý, kích động đến toàn thân run rẩy Là kiếm thần thân bút. Nghe nói, có người ở chỗ này cảm ngộ ba ngày, thành công ngộ ra giống như kiếm thần tử cực kiếm ý. Không chỉ có như thế, còn có người đạt được đến từ bá hoàng chi mộ lực lượng thần văn, khắc nhập cốt cách, có thể để cho lực lượng đại tăng. Hai cái này cơ duyên, là chúng ta. Cái này hơn 10 vị chuẩn thánh cấp thiên kiêu cười lớn. A, à, ngươi làm sao còn chưa cút? Có người phát hiện, giữa không trung cái kia độ cao không đến một mét trùng sáng vẫn còn, lập tức giận dữ mắng mỏ. Thiên đạo Linh Hầu rất im lặng. Các ngươi cảm ngộ kiếm ý cùng lực lượng thần văn, cùng ta có hay không tại nơi này có quan hệ gì? Thiên đạo Linh Hầu không muốn gây phiền toái. Tại viễn của thánh thần bá Hoàng Hài Cốt không có tới tay trước, hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, miễn cho dẫn tới nguyên vũ thần quốc cùng hạo nhiên thánh tông chú ý. Cơ duyên kiểu gì cũng sẽ giáng lâm một người nào đó, thêm một người, nhóm chúng ta liền thiếu đi một cái cơ hội, hiểu không? Đúng đấy, mau cút. Bọn này thiên kiêu liên tục quát lớn. Cường giả tán địa viễn cổ cường giả mộ địa rất có ý tứ, mỗi một lần mở ra, mỗi vị cường giả truyền thừa nhiều nhất có thể bị một người đạt được, mà không thể bị người cùng hưởng. Cho nên, bọn hắn nhất định phải đuổi đi kẻ không quen biết, như vậy, tự thân thu hoạch được cơ duyên khả năng mới có thể lớn hơn. Ken, thiên đạo linh hầu rút ra thiên đạo kiếm, bắt lên vai, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Nên lăng chính là bọn ngươi. Hắn thả người nhảy lên, chớp mắt đến một vị tam chuyển chuẩn thánh thiên kiêu trước mặt, đấm ra một quyền, đánh bụng đối phương kịch liệt đau nhức, thân thể bay ngược không biết bao nhiêu vạn dặm. T. Đó là cái kẻ khó chơi. Vội cái gì, nhóm chúng ta có một đám người, mà lại, còn có vương công tử mấy vị tứ chuyển chuẩn thánh, tại sao phải sợ hắn hay sao? Đám người này căn bản không hoảng hốt bọn hắn lưu ý qua, cái này giấu ở thần bí quan đoàn bên trong người thần bí đến từ thiên hà thần tông, nhưng tự hồ không phải thiên hà thần tông người, mà là mượn thiên hà thần tông danh ngạch. Bởi vậy, bọn hắn căn bản không sợ. Lại nói, tại cường giả tán địa bên trong, chỉ cần không giết người, bất luận cái gì tranh đoạt đều là cho phép. Cùng tiến lên, trấn áp hắn. Ở đây chuẩn thánh thiên kiêu cùng nhau tiến lên, mỗi người cũng thi triển cường đại thần thông, có ngưng tụ một tòa thần sơn ép xuống, có người diễn hóa một mảnh tinh vẫn đánh xuống, có người thi triển vạn trượng kiếm khí. Những công kích này phi thường cường đại, chính là đỉnh tiêm tứ chuyển chuẩn thánh, cũng muốn nghe ngóng rồi chuồn. Hỏng bét, hắn làm sao không né tránh? Không phải là cái trẻ con miệng còn hôi sữa a. À. Nếu là đem người đánh chết làm sao bây giờ? Đông Đảo Thiên kêu đổi sắc mặt. Nếu như đem người cho đánh chết, bọn hắn sẽ bị hủy bỏ lần này lịch luyện cơ hội, tổn thất to lớn. Yếu như vậy. Lại nghe Thiên Đạo Linh Hầu phát ra tràn đầy co nhẹ thanh âm. Sau một khắc, sáng chói kiếm quang bổ ra, đánh nát bọn này thiên kiêu bộc phát ra thần thông, mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. Làm sao lại như vậy? Thực lực thế này, không phải là nhập thánh cảnh. Ngươi nói nhảm. Người tiến vào nhiều nhất tứ chuyển chuẩn thánh, làm sao có thể là nhập thánh cảnh, nhóm chúng ta đây là gặp được tuyệt cao nữa là kiêu. Đông đảo thiên kiêu sắc mặt đại biến. Khó trách thần bí nhân này như thế bình tĩnh, nguyên lai, like, đối phương tại chuẩn thánh cấp độ bên trong đã tiếp cận vô địch. Cũng cút ngay cho ta thiên đạo linh hầu cũng biết không thể giết người, chân đạp thiên đạo kiếm, chớp mắt trăm trượng, dùng đầu khỉ đụng bay một cái tứ chuyển chuẩn thánh, khiến cho đối phương toàn thân nứt ra, miên thần cũng kém chút sập. Người này có thần đầu công, xem chừng. Vị kia tứ chuyển chuẩn thánh bay rớt ra ngoài, phun máu, lớn tiếng nhắc nhở đám người. Phanh phanh phanh. Nhưng, không bằng đám người kịp phản ứng, thiên đạo linh hầu đã chân đạp thiên đạo kiếm, tốc độ đạt tới cực hạn, một đầu một cái, đem bọn này thiên kiêu toàn bộ đụng thành trọng thương ngắn ngủi 10 cái hô hấp thời gian, hiện trường an tĩnh. Một đám thùng cơm. Thiên đạo linh hầu đứng tại giữa không trung, sờ lên tự mình dầu lượng quan trạch đầu khỉ, hừ một tiếng, phun ra một khỏa bảo châu. Đây là dịp phong luyện chế phá tấm châu. Ẩn chứa trong đó giải mã chi quan, năng lượng linh châu chi lực, thiên đạo chi lực, thiên địa lĩnh vực các loại nhiều loại lực lượng. Có vật này, tất cả tấm chế đều không sợ. Theo thiên đạo linh hầu tới gần thạch phong, bi văn lập tức bộc phát ra lan lệ màu tím kiếm ý, ý đồ đem hắn bài xích ra ngoài ông ông phá cấm châu khẽ rung lên có màu vàng kim nhạc quan huy bao phủ thiên đạo linh hầu triệt tiêu tử cực kiếm ý nhưng lại tại lấy chậm rãi tốc độ biến mỏng ta phải tăng thêm tốc độ thiên đạo linh hầu ý thức được phá cấm châu không chống được bao lâu tranh thủ thời gian gia tốc quay chung quanh to lớn thạch phong phi hành vậy mà không có cửa ra vào lượng quanh tầm vài vòng về sau thiên đạo linh hầu phát hiện tự mình không nhìn thấy tiếng vào thạch phong lối vào gãi đầu một cái xoạt xoạt phá cấm châu bắt đầu sụp đổ lực lượng nhanh dùng lấy hết thiên đạo linh hầu không nói hai lời lấy ra cái thứ hai phá cấm châu ngăn cản kiếm thần tử cực kiếm ý còn có đại ca luyện chế cho ta một túi lớn phá cấm châu không phải vậy ta khả năng không chịu đựng nổi thiên đạo linh hầu nói thầm hắn xuất ra một cái túi bên trong đầy phá cấm châu ngoài ra còn có định vị la bàn phá diệt châu thay thế châu phá vách tường châu các loại tác dụng khác nhau linh bảo chỉ có thể dùng phá vách tường châu. Thiên đạo linh hầu xuất ra một cái màu bạc nhạt bảo châu, hướng thạch phong mặt ngoài đập tới, khiến cho nơi đó xuất hiện một đạo không gian chi môn, hắn không khỏi mừng rỡ, cấp tốc xuyên qua. Thạch phong bên trong. Đây là một cái mênh môn tinh không thế giới, phương viên 10 vạn dặm, ở giữa nổi lơ lửng một tòa thạch đài to lớn, đỉnh chóp tức đặt lấy rất nhiều hài cốt, có xương chậu, xương bả vai, xương sườn, xương tỳ bà các loại. Tăng thêm những này, viễn cổ thánh thần liền có thể thành lập tương đối hoàn chỉnh thân thể, cho dù không có huyết nhục, nhưng xương cốt cơ bản đủ. Cho ta thu. Thiên đạo linh hầu lấy ra mấy chục khỏa không gian linh châu, mỗi một khỏa phân biệt đóng gói một khối to lớn như núi xương cốt, lại thu nhập hắn thể nội thế giới, hoàng mỹ bảo tồn lại. Cần phải đi. a, à, đây là cái gì? Thiên đạo linh hầu đang muốn ly khai, lại phát hiện viễn cổ thánh thần xương cốt bị chuyển không về sau, phía dưới cũng lộ ra một cái bảo trương. Xoạt xoạt. Bảo trương tự động mở ra, lộ ra nội bộ một phong thư tính, mặt ngoài viết bá hoàng thân khải bốn chữ đúng là dùng tử cực kiếm ý lạc ấn thành chữ nghĩa lộ ra lăng lệ chi ý cái này chẳng lẽ là bá hoàng còn sống thời điểm kiếm thần viết cho bá hoàng tin thiên đạo linh hầu nói thầm hắn cũng bỏ mặt nhiều như vậy đắp lên bảo trương xuất ra diệp phong lưu lại che đậy linh châu dùng sức ném vụn tại bảo trương mặt ngoài tạo thành từng đạo hộ thuẫn đem đóng chặt lại đại ca cân nhắc thật toàn diện a thiên đạo linh hầu không khỏi cảm khái phá vách tường châu che đậy ở, phá cấm châu. Mỗi một loại linh bảo, cũng có tác dụng cực lớn, không có những này, đừng nói chỉ dựa vào hắn tứ chuyển chuẩn thánh tu vi, liền là bình thường hiển thánh, thiên thánh, đều chưa hẳn có thế mang đi bá hoàng hài cốt. Suýt nữa quên mất, còn có một việc. Thiên đạo linh hầu đem bảo rương thu hồi, xuất ra một cái thay thế châu, ném vụn tại trên bình đài, làm cho biến thành một đống giả tạo hài cốt, cũng có sức mạnh thần văn lạc ấn, có thể dĩ giả loạn chân. Liền liền bảo rương, cũng bị phục chế ra tốt chân thực. Đại ca kiểu như trâu bò. Thiên đạo linh hầu nhìn trước mắt kia một đống to lớn như núi giả tạo hài cốt, liền hắn cũng phân không ra thật giả, trong lòng đối diệp phong kính để chi tình giống như nước sông cuồn cuộn, rã rít không dứt. Trượt trượt. Thiên đạo linh hầu xuất ra cái thứ hai phá vách tường châu, ngã tại trong hư không, hình thành một tòa tạm thời hư không chi môn. Sư. Thiên đạo linh hầu trốn vào trong đó, đi vào thạch phong bên ngoài, nhìn quanh chu vi về sau, phát hiện không người, tranh thủ thời gian rời đi thạch phong bên trong. Một đạo hư ảo thân ảnh màu tím hiện thân ở đây, thấy không rõ khuôn mặt, từ đầu tới cuối duy trì lấy chấp hai tay sau lưng động tác, lẳng lặng nhìn xem trên bình đài giả tạo hài cốt. Chỉ mong ngươi có thể thu đến lão phu tinh đi. Thân ảnh màu tím lẩm bẩm, thân hình dần dần biến mất. Một màn này, không bất kỳ người nào biết. Nếu như thiên đạo linh hầu nhìn thấy chuyện mới vừa phát sinh, cũng nghe được thân ảnh màu tím lời nói, chắc chắn rùng mình. Lá thư này, không đơn giản lớn như vậy cường giả tán địa bên trong thiên đạo linh hầu chân đạp thiên đạo kiếm chấp hai tay sau lưng học diệt phong phi hành động tác thoải mái nhàn nhã ở trên không trung du đảng tán địa mở ra về sau trong vòng ba ngày thời gian không đến hắn cũng không có biện pháp rời đi